Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị sâu được phát sóng vào không giờ quen thuộc. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện thú vị và hấp dẫn. Đó chính là bộ truyện được viết bởi tác giả Tuyền Nguyên. Còn bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị của bộ truyện qua giọng đọc. Tôi nhìn tờ giấy thông báo trên tay mà chết lặng. Hai tháng trước Tôi xin gia hạn visa Tôi cứ chắc mầm rằng đợt này Sẽ xin được ở Nhật thêm 3 năm nữa Nhưng mà người tính không bằng trời tính Tôi trượt visa Do làm thêm quá giờ Vượt mức quy định của luật pháp Nhật Bản 4 năm trước Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong Tôi xin ba mẹ cho sang Nhật Để đi du học Vì muốn con gái có một tương lai tươi sáng hơn Nên ba mẹ tôi không chút lưỡng lự Mà gật đầu đồng ý ngay Năm đầu tiên khi bước sang đây, tôi đúng kiểu là một du học sinh gương mẫu, đi học đi làm đều đúng giờ quy định. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng, ngồi học nhiều thì nóng mông lắm, mà tôi thì lại thích tiền, nên cứ như vậy, tôi mải mê đi làm nhiều hơn là đi học. Thành ra 4 năm bên Nhật, tôi chưa ra trường nổi. Ba mẹ mà biết chuyện này chắc chắn sẽ rất thất vọng về tôi. Tôi buồn bã lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Nơi này đã gắn bó với tôi 4 năm trời, mọi thứ đã rất thân thuộc. Tôi từng nghĩ rằng sẽ coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình và có ý định ở lại lâu dài. Vậy mà bỗng dưng đùng một cái, tôi bị đuổi về nước. Mọi dự định của tương lai lại bị giang dở. Trong lòng không tránh khỏi sự hụt hẫng vô cùng. Rồi tương lai của tôi sẽ ra sao đây? tôi được phép ở lại nhật bản thêm một tháng nữa để chuẩn bị đồ đạc và vé máy bay một tháng đó tôi đi đến những nơi mà mình muốn đến và ăn những món mà mình yêu thích để khám phá được hết vẻ đẹp của đất nước này rồi cũng đến ngày tôi trở về nước trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ trước khi về tôi đã thú thực hết mọi chuyện với ba mẹ nhưng tôi không nói ngày về bây giờ đột nhiên tôi xuất hiện ở nhà làm cho ba mẹ hết sức bất ngờ mẹ tôi mẹ hương mẹ ngần người mất vài giây sau đó mới đập bột bột vào người tôi mấy cái mẹ trách móc tôi cái còn này tại sao về nước không báo trước cho ba mẹ hả để ba mẹ còn đi đón chứ ba tôi tên là hoàng đứng bên cạnh mẹ cũng gật gù ba tiếp lời đồ đạc thì lỉnh kỉnh nhiều thế này mà lại không gọi ba mẹ lên đón một mình khuân đống đồ này chắc là vất vả lắm đúng không tôi nhìn ba mẹ đôi mắt rưng rưng tôi buồn và lên tiếng con bị đuổi về nước có vẻ vang cái gì đâu mà báo ba mẹ đến đón ạ à? xấu hổ muốn chết đi được mẹ tôi trợn tròn mắt lên nhìn tôi trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều con đường nhiều lối đi cho ta lựa chọn chẳng may ta đi nhầm vào một con đường không may gặp phải ngõ cụt thì ta quay lại, chọn con đường khác. Mọi chuyện ấy nó đơn giản, nếu như suy nghĩ của con đơn giản, đừng có quan trọng hóa mọi vấn đề lên. Về Việt Nam này cũng tốt mà. Nghe mẹ nói. Nha, đừng có buồn. Mẹ của con nói đúng là chỉ có chuẩn, về Việt Nam rất tốt, lại còn có ba mẹ ở gần bên. Dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, thì con phải nhớ phải cười thật tươi. Nhớ chưa? Như vậy thì ba mẹ mới yên lòng. Để ba xách đồ đạc vào nhà cho con, còn con ấy, vào trong nhà với mẹ. Mẹ sẽ nấu nhiều đồ ăn cho con. Nào. Dạ vâng, tuân lệnh mẹ ạ. À. Hôm nay mẹ nấu toàn những món mà tôi thích, đúng chuẩn cơm mẹ nấu. Mỗi lần đi xa là tôi lại thấy thèm, thấy nhớ cái mùi vị này. Bữa cơm ngày hôm nay của gia đình tôi vẫn còn thiếu một người nữa. Đó là ông anh trai của tôi Đợt cuối năm ngoái Ông phải chuyển vào trong Nam làm việc Theo chỉ thị của công ty Vì xa xôi Nên anh tôi ít về nhà lắm Chỉ những dịp lễ Tết Hoặc có công việc gì Anh tôi mới về Tôi dự định ở nhà nghỉ ngơi một thời gian Sau đó sẽ lên thành phố đi tìm việc Tuy tôi chưa tốt nghiệp được trường đại học bên Nhật Nhưng bằng và tiếng thì tôi có rồi Nên chắc kiếm được một công việc ổn định Cũng không quá khó ở quê mọi người ngủ sớm và cũng dậy rất sớm. Mới có 5 giờ sáng, khi tôi đang chìm sâu trong giấc ngủ, thì bên nhà bác hàng xóm đã bật nhạc ầm ĩ rồi, dùng chuyển cả căn phòng nhỏ bé của tôi. Tôi không thể nào ngủ thêm được nữa. Tôi uể oải đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi xách con xe đạp cà tàng từ hồi cấp 3. Ra ngoài sân lau chùi qua một chút. Thế rồi là đi được thôi. Tôi muốn đến vườn hoa để giúp ba mẹ Nhà tôi làm nghề trồng hoa mấy chục năm nay rồi. Nghề này yêu cầu người chăm sóc phải thật kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Vì vậy mà hầu hết thời gian của ba mẹ tôi là ở ngoài vườn hoa. Hôm nay là giảm tháng 7. Ba mẹ tôi phải ra vườn từ sáng sớm để cắt hoa cho thương lái. Nhìn vườn hoa đủ loại, đủ màu sắc, tôi cảm thấy khâm phục vô cùng. Mỗi tội lối vào vườn hoa thì bé tí. Thế mà ai vô duyên, đậu ngay con ô tô to đùng ngay giữa lối đi. Tôi bực dọc tiến lại chiếc ô tô Sau đó giơ tay lên Gõ lên chiếc cửa Tôi nói rất to Này anh gì Anh có thể lái cái ô tô này Đi lên phía trên được không Anh đậu xe ở đây Chắn hết lối đi của tôi rồi Người đàn ông ngồi trên xe nhíu mày nhìn tôi Trên gương mặt tỏ rõ thái độ khó chịu Tuy vậy anh ta vẫn lái chiếc xe dịch lên phía trên một chút Thành niên gì mà nhìn cái mặt Khó ở ghê gớm tôi đi theo lối nhỏ vào trong vườn thì gặp mẹ đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ rất sang trọng tôi đoán không nhầm thì người phụ nữ này chính là chủ nhân của chiếc ô tô đậu ngoài kia tôi bước đến bên cạnh mẹ sau đó lễ phép cúi chào người phụ nữ đó mẹ tôi vui vẻ giới thiệu ngay đây là bác hòa bác là khách hàng thân quen của nhà mình đấy con à dạ con chào bác ạ à. bác hòa nhìn tôi ánh mắt có chút tò mò Bác ngấp ngừng nói Ờ con là Dạ con tên là Phương Con là con gái của mẹ Hương à Cô Hương Có con gái lớn thế này rồi sao Hôm nay tôi mới được gặp Chắc là cháu đang học đại học nhỉ ừ, Dạ vâng Cháu mới học ở bên Nhật về à Ôi thế à Thế cháu tốt nghiệp ngành gì Đã xin được việc chưa Con trai bác nó đang tuyển thư ký đấy Mẹ tôi nghe bác Hòa nói như vậy liền ngạc nhiên và hỏi lại. Sao hôm trước chị bảo với em là tìm được thư ký mới rồi cơ mà. Thế con trai của chị, nó lại không ưng ý à? Khổ lắm, đã thay đến 8 đời thư ký rồi, mà nó chưa ưng được ai đấy. Người làm lâu nhất, không quá nửa năm, tôi phát điên lên đi chứ. Bác Hòa vừa dứt lời, thì có tiếng còi xe ô tô đậu bên ngoài vang lên. Như hiểu được ý, bác vội vã nói. Thôi tôi về đây, muộn giờ mất rồi Hẹn hôm khác, nói chuyện với hai mẹ con nhé Dạ vâng ạ, à, cháu chào bác Nhìn bóng dáng của bác Hòa đi khuất Mẹ Hương liền quay sang nói với tôi Con trai bác Hòa này giỏi lắm đấy Mới có hai mươi mấy tuổi Mà tự mình mở được công ty riêng rồi đấy con à Có phải là cái người ngồi trong xe ô tô không mẹ? Ừ, đúng rồi Giỏi giang, lại còn đẹp trai con à ôi giờ con nhìn cái mặt anh ta còn thấy ghét bỏ xử vừa kiêu ngạo vừa khó tính còn thấy anh ta có khi khi làm sao hả con chỉ thấy đai kỳ là chuẩn men nhất nhắc đến đai kỳ mẹ hương liền nhảy dựng lên và mắng mỏ chia tay rồi đừng có tương tư nhớ nhung đến cái thằng đó ba mẹ không đời nào chấp nhận con rể là người nhật đâu Rể Việt Nam Vẫn là chất lượng nhất hmm, Con biết rồi Mẹ làm cái gì mà căng thẳng thế hả Dù sao bọn con cũng chia tay rồi Còn liên lạc đâu Thế đang yên đang lành Con nhắc đến nó làm gì Tự dừng lại thấy bực bội Biết mẹ đang nóng máu Nên tôi nhanh chóng lùi nhanh ra phía sau để nhặt cỏ Tôi chẳng hiểu tại sao mẹ tôi Lại có ác cảm với đai kỳ đến như vậy Bằng tầm giờ năm ngoái Tôi và Daiki vẫn đang còn bên nhau rất hạnh phúc. Thế nhưng do áp lực từ phía hai bên gia đình, nên tôi và Daiki phải chia tay nhau trong nối tiếc. Tôi ở nhà với ba mẹ đến nay cũng gần một tháng. Công việc quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có nấu cơm rồi ra vườn hoa phụ giúp ba mẹ. Tối qua đang nằm lướt điện thoại. Tôi tình cờ xem được một thông tin của một nhà hàng Nhật Bản đang tuyển người làm quản lý. Đúng chuyên ngành mà tôi đang theo học giờ giang. Tiếc là tôi chưa có bằng Nhưng kinh nghiệm thì tôi có nhiều rồi Vì suốt 4 năm bên Nhật Tôi chỉ chuyên đi làm phục vụ cho các nhà hàng Thôi thì cứ đánh liều đến xin thử Lợi thế của tôi là có kinh nghiệm Và vốn tiếng Nhật kha khá, khá. May ra thì mọi chuyện sẽ thuận lợi Ngày hôm sau tôi chào ba mẹ để lên thành phố nộp hồ sơ Ba chở tôi đến bến xe khách Và dặn dò đủ thứ Nhìn thấy ba đứng dưới cái nắng gần 40 độ mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà tôi thương lắm. Tôi dục ba tôi. Ba về nghỉ trưa một tí đi, chiều còn có sức mà ra vườn. Con gái của ba lớn thế này rồi, mấy cái chuyện bắt xe này đơn giản lắm, ba không phải lo cho con đâu. Biết là thế, nhưng phải nhìn con lên xe, ba mới yên tâm mà về được. Rồi ạ, sang tận bên nước ngoài, con còn đi được, nói gì lên thành phố, có mấy chục cây số. Ba, ba cứ về nghỉ đi, không ấy con giận đấy thôi được rồi ba về nhưng mà khi nào con lên tới nơi nhớ gọi điện báo cho ba mẹ một câu nhá dạ con nhớ rồi tôi đứng chờ một lúc lâu nhưng không thấy xe chạy lên thành phố đi qua quái thật đấy mọi hôm tôi thấy đông người đứng ở đây chờ xe lắm mà tại sao hôm nay lại chỉ có mỗi mình tôi tôi lo lắng liền tiến lại quán nước ven đường để hỏi bác chủ quán Bác ơi cho cháu hỏi với Xe chạy lên thành phố mấy giờ đi qua đây ạ? À? Đi qua đây lâu rồi Cháu không biết giờ xe chạy à? Sao bây giờ mới tới? Đi qua lâu rồi ạ? À? Cháu đợi từ 12 giờ 20 phút tới giờ Xe đó dạo này thay đổi lịch Chạy sớm hơn 30 phút 12 giờ nó chạy rồi cháu ạ? À? Dạ vâng Con cảm ơn bác ạ à. Sáng ngày mai tôi có lịch hẹn phỏng vấn rồi mà bây giờ còn chưa bắt được xe lên thành phố. Tôi biết phải làm sao đây. Chết vì cái tội chủ quan. Đáng nhẽ trước khi đi phải gọi điện cho nhà xe, thì giờ đâu đến nỗi thê thảm thế này. Tôi đang loay hoài nghĩ cách, thì bỗng giật mình bởi tiếng gọi phía sau. Đây, Phương, làm cái gì mà đứng ngẩn tò tay thế kia? Tôi quay lại nhận ra đó chính là Dương Cầm, đứa bạn học chung hồi cấp 3 với tôi. Tôi giơ tay lên chào, sau đó trả lời ngay. Tao định lên thành phố xin việc, mà bị trễ xe mất rồi mày à? Ơ, ừ, thế là mày về nước Hàn à? Ừ, tao về Hàn. Mà mày có biết từ giờ đến tối có cái xe nào chạy lên thành phố không? Tao chịu, có bao giờ tao đi xe khách đâu. Thôi, mày lên xe đi, tao cho đi nhờ. Giờ tao cũng lên thành phố đây. Đúng là sắp chết đuối thì vớ được cọc, hai mắt của tôi sáng như sao. Nhưng khi bước vào trong xe tôi hơi khựng lại. Người đàn ông đang lái xe này chẳng phải là con trai của bác Hòa hay sao? Tôi ngập ngừng nhìn Dương Cầm và hỏi nhỏ. Ai vậy? Sếp của tao đấy. Tôi lịch sự cúi chào, sau đó nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ ạ. À? Tôi lịch sự bao nhiêu thì cái tên đàn ông ngồi trước mặt tôi bất lịch sự bấy nhiêu. Gương mặt của anh ta vẫn lạnh tanh và không có chút biểu cảm. Anh ta coi tôi như là không khí vậy. Tôi bực bội lắm, nhưng phải cố gắng nhẫn nhịn. Dù sao thì tôi cũng đâu có thể làm gì được anh ta. Hơn nữa bây giờ, tôi đang còn ngồi xe nhờ của người ta, mà lên thành phố cơ mà. Suốt cả chặng đường đi, tôi thấy anh ta chả hé răng lấy nửa lời. Dương cầm thi thoảng quay sang hỏi anh ta, anh ta chỉ có gật đầu thôi. Chán quá, dương cầm quay xuống nói chuyện với tôi tao lại cứ nghĩ mày ở luôn bên nhật không về cơ đấy tại trước thấy mày yêu anh người nhật say đắm lắm cơ mà tôi ngạc nhiên nhìn dương cầm tôi với nó từ trước đến giờ chỉ là bạn xã giao chứ đâu có thân thiết gì chứ hơn thế nữa chuyện tôi yêu anh người nhật chỉ có ba mẹ tôi biết ngoài ra tôi không kể cho đứa bạn nào của tôi tôi thắc mắc hỏi dương cầm sao mày biết hay thế Tao có kể chuyện yêu đương này cho ai biết đâu Thế mày có nhớ hồi đầu năm ngoái Mày đưa người yêu về nước chơi không Hôm đấy mày dẫn người yêu đến quán cà phê cô anh Để gặp ba mày Sau đấy bị ba mày chửi cho một trận Rồi bắt mày bỏ thằng đấy ngay còn gì Hồi đó Tao ngồi ở góc quán Nên tao nhìn thấy mày đấy Chỉ tội là mày không nhìn thấy tao thôi Nghĩ đến ngày hôm đấy Tao lại cảm thấy xấu hổ Ba tao làm ẩm ý cả cái quán đó. Bây giờ nghĩ lại, đúng là thôi, đúng đúng cái gì? Các cụ sợ mất con gái chứ làm sao? Lấy chồng bên nhật thì mất hết gốc rễ còn gì? Tao vẫn nhớ hôm đấy mày ngầu thật đấy. Mày dám đứng đối đầu với ba mày để bảo vệ người yêu, giọng nói còn đanh thép nữa chứ? Tôi cười xòa và đáp lại. Càn đảm vậy. Mà còn chẳng thể nào giữ được tình yêu của mình Rốt cục Vẫn là chia tay mày à Dương cầm Có lẽ nhận ra được ánh mắt đau buồn của tôi Nên nó không nói thêm câu nào nữa Không gian trong xe trở nên im lặng Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình Đến khi xe chạy vào trong thành phố Dương cầm mới lên tiếng Vương ơi Mày xuống chỗ nào đấy À Cho tao xuống bến xe giáp bát đi Mày với sếp mày có đi qua đó không? Không, chỗ tao ở chưa đến đó. Tao với anh Huy đều sống trong Tham City. Thế thế thì cho tao xuống Tham cũng được. Tao đi Grab sau cũng được. Tôi vừa dứt lời thì một giọng nam trầm ấm vang lên. Tôi cũng đang có chút công việc ở quận Hoàng Mai, tiện đường rồi. Dù câu nói của anh ta lấp lửng và không tròn câu, nhưng tôi vẫn hiểu được ý của anh ta. Người đâu mà tiết kiệm lời quá, từ ngữ lại còn cứng nhắc. Nhìn anh ta vô cùng khó tính khó nết thế này, bảo sao mà không có cô gái nào có thể trụ làm thư ký của anh ta được lâu. Chiếc xe dừng lại tại một tòa chung cư cao cấp, Dương Cầm uyển chuyển bước xuống xe. Trước khi đi, nó còn quay lại dặn dò. Anh nhớ đi cẩn thận đấy, em nấu cả cơm cho anh luôn rồi, chút nữa về qua phòng rồi ăn cơm cùng em nhé. Nói xong Dương Cầm còn liếc nhìn sang tôi không mấy vui vẻ. Tôi không hiểu tại sao thái độ của nó lại thay đổi nhanh đến như thế. Có khi nào nó sợ tôi đi riêng với sếp của nó rồi tán tỉnh mất sếp của nó hay không? Vì tôi cảm thấy ánh mắt của nó mỗi khi nhìn sếp có vẻ gì đó rất si tình. Nhưng mà nó lo hơi xa rồi. Đây đâu phải là gu của tôi. Gu này mạn chát quá. Tôi làm sao mà nuốt trôi được chứ? Anh ta không trả lời Dương Cầm mà lặng lặng lái xe đi thẳng. Thật lòng tôi không muốn bắt chuyện với anh ta chút nào. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là người. Cho tôi đi nhờ từ dưới quê lên đây. Chả nhẽ lại không hỏi han câu nào. Thì cũng hơi kỳ cục. Tôi đành mở lời trước. Anh tên Huy có phải không ạ? Trả lời câu hỏi của tôi là một cái liếc mắt qua gương chiếu hậu. Nhưng chỉ đúng một giây sau đó anh ta thu tầm mắt lại và chăm chú lái xe tôi bị quê quá nên chẳng thèm hỏi thêm một câu nào nữa nói chuyện với anh ta thà đi nói chuyện với cục đá còn hơn tôi ngồi im lặng cho đến khi xe dừng lại ở bến xe giáp bát tôi nhanh nhẹn mang hành lý xuống rồi nói vọng vào trong xe cảm ơn anh nhé à anh chờ tôi một tí trong ba lô của tôi có chai nước ngon lắm tôi mới mang về bên nhật về Tôi muốn tặng anh mấy chai Coi nhà để cảm ơn anh Đã cho tôi đi nhờ Đang bận Anh ta nói một câu ngắn ngụt Không đầu không cuối Sau đó phóng xe đi mất Ôi giời ơi cái thằng cha cọc cằn này Tạm biệt và không hẹn gặp lại Tôi đeo ba lô lên vai Rồi lách thách kéo chiếc vali to đùng Phía đằng sau Bốn năm qua Không biết tôi chuyển nơi ở bao nhiêu lần Mỗi lần đều là một trải nghiệm đáng nhớ Tuổi trẻ mà, hãy cứ đi khi còn có thể. Tôi mỉm cười dào bước trên con ngõ nhỏ. Tạm thời, tôi sẽ ở nhờ nhà chú Thượng cho đến khi tôi xin được việc làm. Chú Thượng là em trai của ba tôi. Chú Thím đều làm trong trung tâm tuyển dụng xuất khẩu lao động nước ngoài. Chú Thím cứ bảo tôi giỏi tiếng Nhật, thì về văn phòng của chú làm, chú xin việc cho. Nhưng tôi cảm thấy bản thân của mình không hợp với công việc văn phòng. Nó tủ túng và ngột ngạt lắm. Tôi muốn làm việc trong môi trường năng động, giống như là nhà hàng hoặc khách sạn hơn. Đứng trước cửa nhà chú thím, tôi bấm hai hồi chuông, thì nhìn thấy cái nhi ló mặt ra. Nó vừa nhìn thấy tôi, thì đã hết ẩm lên rồi. Ba mẹ ơi, chị Phương béo tới rồi kìa. Nói rồi nó nhanh nhầu chạy ra mở cửa cho tôi. Tôi nguyết nó một cái thật dài, rồi vênh mặt và nói ngay. Này nhá, Phương béo là của ngày xưa rồi. Phương của hiện tại, ba vòng chuẩn đét. Nhi nghe xong thì cười tươi giói. Nó khoác vai của tôi trêu chọc. Đâu đâu đâu, cho em xem thử ba vòng của chị xem nào. Xem có chuẩn như lời chị nói không nào. Nói xong, Nhi làm bộ ngó nghiêng khắp người tôi, khiến cho tôi phải phì cười. Cái Nhi hồi bé mấy lần về quê chơi, nó chỉ có bám theo tôi. Hai chị em tôi hợp nhau lắm, nhi kém tôi một tuổi mới tốt nghiệp ra trường và đang làm trong phòng đối ngoại nhật bản cho một trung tâm xuất khẩu lao động do đặc thù công việc nên nó qua nhật bản như đi chợ vậy vì vậy mà nhà chú thím chẳng thiếu thứ gì của nhật hết biết vậy tôi chỉ mang ít hoa quả sạch ở dưới quê lên làm quà chú thím ở trên thành phố chỉ thích mấy loại rau củ quả sạch ở dưới quê mà thôi nhi kéo giúp tôi chiếc vali vào trong nhà vừa đi nó vừa ghé vào tai của tôi nói nhỏ chị từ chối không về làm cùng trung tâm với ba em nên ba em buồn lắm đấy ừ người lớn mà cứ luôn luôn thích sắp đặt cho con cháu vào công việc an nhàn ổn định đối với người khác thế nào chị không biết nhưng đối với chị khi chị làm việc ấy phải có đam mê mới mong đạt được thành công nếu như cố gắng ép bản thân mình làm việc mà mình không thích thì trước sau gì cũng không thành công. Chị biết chú thím làm vậy là muốn tốt cho chị, nhưng mà chị yêu thích công việc nhà hàng cơ. Em biết ngay mà. Chị vẫn thường thích người mùi thức ăn và có đam mê mãnh liệt với ẩm thực. Mà sao chị lại không biết nấu ăn nhỉ? Cái này người ta thường hay nói là tinh ăn mù làm, có đúng không bà chị? Lúc này tôi với Nhi cũng vào đến trong nhà. Cả hai chú thím đều đang ở trong bếp để chuẩn bị bữa tối. Thầy chú thím bận rộn, tôi cũng liền sắn tay áo vào phụ giúp. Chú, thím, để con phụ chú thím sắp cơm ra à? Chú thím nhìn tôi mỉm cười, thím vừa bê thức ăn ra vừa nói. Mới đến ấy, cứ ngồi nghỉ đi, chú thím làm xong cả rồi. Hôm nay cố gắng ăn nhiều vào, ngày mai còn lấy sức mà đi phỏng vấn. Tuy thím không nấu ngon bằng mẹ của con, nhưng so với nhiều người khác thì thím vẫn ăn đứt họ đấy nha đúng rồi đây ạ à, họ nhà mình ai nấu ăn cũng đỉnh đi đâu xa nhà là nhớ cái mùi thức ăn lắm thím có biết không ạ à? thế thì ăn nhiều vào nào nào mọi người ngồi xuống ăn cơm đi cả bữa cơm chỉ thím hỏi han tôi thi thoảng thêm cái nhi chứ còn chú thì tuyệt nhiên không nói câu nào tôi biết rằng chú đang rất giận tôi nên thi thoảng tôi lại gắp thức ăn cho chú để nịnh nọt chú mãi đến cuối bữa cơm chú mới chịu mở lời ngày mai cái phương đi phỏng vấn ở nhà hàng can ni có đúng không dạ đúng rồi chú ạ à. thế họ hẹn mấy giờ phỏng vấn dạ 9 giờ chú ạ à. ừ, thế rồi ngày mai chú đưa con đi Nghe chú nói mà trong lòng tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Chú từ trước tới giờ vẫn luôn coi tôi như con gái. Dù ngoài mặt thì giận, nhưng trong lòng lúc nào cũng quan tâm tới tôi. Ăn bữa cơm tối xong, chú thím ra ngoài phòng khách để xem tivi. Còn tôi và Nhi sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai chị em lại rủ nhau lên phòng để tâm sự. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi và nó lại có nhiều chuyện để nói với nhau như vậy. Có thể nói cả đêm không hết chuyện. Nhưng vì ngày mai tôi có buổi phỏng vấn, nên hôm nay tôi dặn lòng đi ngủ sớm để cho xinh đẹp. Bây giờ đi xin việc, xinh đẹp là một lợi thế đấy chứ. Sáng hôm sau, chú Thượng đưa tôi đi ăn bánh mì chào. Sau đó chú chở tôi đến nhà hàng Can Ly để phỏng vấn. Sau đó chú mới yên tâm đi làm. Trước khi đi, chú dặn dò tôi. Buổi trưa phỏng vấn ấy, thì gọi nhi đến đón, nghe chưa? Văn phòng của nó gần ngay đây. Hôm nay chú tím phải đến sân bay để đón đối tác bên Nhật nên chắc chắn sẽ về muộn. Cũng có khi là không ăn tối ở nhà. Hai đứa tự chăm sóc cho nhau nhé. Dạ vâng ạ, à, chú đi đường cẩn thận. Chúc chú hôm nay gặp đối tác thuận lợi ạ. À? Cố gắng lên con. Dạ vâng, con sẽ cố gắng ạ. À? Tôi tạm biệt chú rồi hít một hơi thật sâu bước vào bên trong nhà hàng. Vì mới là buổi sáng nên nhà hàng vẫn chưa mở cửa đón khách. Chỉ có mấy nhân viên đang lau dọn. Nhà hàng Cani này chuyên về các món như cua luộc, nướng, hấp và rất nhiều chế phẩm sáng tạo khác. Có tempura cua, sushi cua, bánh cá cua. Đây toàn là những món ăn nổi tiếng của Nhật Bản. Tôi được nhân viên dẫn vào trong một căn phòng để ngồi chờ. Lúc này trong phòng cũng có hơn chục người ngồi sẵn ở đó. Tầm 10 phút sau, cuộc phỏng vấn bắt đầu. Tôi cũng đã nhiều lần đi phỏng vấn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn xin việc ở Việt Nam. Vậy nên trong lòng không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng. Số báo danh 08, Phạm Bích Phương. Dạ, có em à? Ừ, em đi theo chị. Tôi đi theo chị nhân viên qua một phòng khác. Bên trong có hai người Việt Nam và một người Nhật Bản. Vào bên trong phòng, tôi lịch sự cúi đầu chào, sau đó mới ngồi vào ghế. Ở bên Nhật mấy năm nên tôi học được văn hóa cúi đầu của họ, và bây giờ nó đã trở thành thói quen. Thế nhưng khi tôi vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp giới thiệu bản thân, thì phía trên một người trong ban tuyển dụng đã lên tiếng hỏi tôi. Tại sao trong hồ sơ xin việc của cô, toàn có thẻ nhân viên và một bằng N2 tiếng Nhật? vậy bằng chuyên ngành của cô đâu ờ à, tôi tôi chưa có người đó khó chịu không có bằng sao vậy cô lấy tự tin ở đâu mà xin việc vào đây tôi được học hành bài bản về chuyên ngành quản lý nhà hàng nhưng đến gần ngày tốt nghiệp tôi hết hạn visa và không được gia hạn thêm thế nên tôi chưa thi lấy được bằng trong hồ sơ tôi có thẻ sinh viên năm cuối để chứng minh à dù vậy nhưng không thể nói lên điều gì chúng tôi chỉ yêu cầu bằng tiếng nhật và bằng chuyên ngành nhưng tại sao cô lại nộp cho chúng tôi cả thẻ nhân viên cô muốn chứng minh rằng cô là người có kinh nghiệm hay sao đúng thế theo tôi nghĩ muốn làm được một quản lý tốt thì đương nhiên kinh nghiệm phải là một điều được ưu tiên và tôi đã từng là một nhân viên rất tốt thôi được rồi chúng tôi phỏng vấn xong rồi có kết quả chúng tôi sẽ gọi cho cô Dạ cảm ơn Tôi chào mọi người rồi bước ra bên ngoài Chắc là tôi bị tạch rồi Ở đâu thì người ta cũng coi trọng bằng cấp hơn Nói xuồng miệng vài câu Thì đâu có ai tin chứ Phải có trình độ chuyên môn cao Thì họ mới dám tin tưởng Mà giao công việc quan trọng đó cho mình Nhưng mà thôi Còn nhiều nhà hàng mà Không được nơi này Thì mình đi xin nơi khác Cứ kiên trì Át sẽ có thành công Tôi lấy lại gương mặt vui vẻ Sau đó tự bắt taxi về nhà Nhìn nó còn bận nhiều công việc phải làm Và tôi không muốn làm phiền đến nó Bản thân tự túc là hay nhất Mấy ngày tiếp theo Hôm nào tôi cũng chăm chỉ lên mạng tìm kiếm việc làm Tôi biết cuộc phỏng vấn hôm trước ở nhà hàng Candy Khả năng cao là tôi không được chọn Nên tôi cũng không có hy vọng gì nhiều đang ngồi chăm chú để tìm hiểu về mấy cái nhà hàng khác thì cái nhi chạy đến vỗ vai tôi này bà chị già hôm nay cuối tuần rồi đấy thì sao ơ hay chị hỏi cái câu ngớ ngẩn thật lên đồ em chở đi chơi nhưng mà đi đâu đi linh tinh chị cứ đi rồi khác biết từ hôm lên hà nội đến giờ ngày nào tôi chỉ ru rú ở trong nhà dán mắt vào cái màn hình máy tính để tìm tìm kiếm kiếm nên chưa ra được bên ngoài đi chơi hôm nay có người đưa đi thì tội gì mà không đi chứ tôi hí hửng chạy lên phòng trang điểm nhẹ nhàng sau đó diện một chiếc váy đen hai giây đây là chiếc váy mà đai đã tặng cho tôi vào buổi hẹn hò cuối cùng từ đó đến giờ tôi chưa có cơ hội để mặc lại hôm nay tôi mặc chiếc váy này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng sau đó tôi sẽ cất nó vào trong một góc tủ lúc tôi đi xuống dưới nhà cái nhi nhìn thấy tôi liền trầm trồ ngay đúng là người đẹp vì lụa bình thường ở nhà nhìn chị rõ lôi thôi lếch thếch thế mà lên đồ một cái nhìn mượt mà hẳn đi thôi nào bạn trai của em đang chờ rồi ơ hay hai đứa hẹn nhau đi chơi thì đi riêng với nhau rủ chị đi làm gì Đi chơi cùng với đám bạn của anh ấy nữa mà chị Đâu có phải đi chơi riêng đâu Chị sợ cái gì Nói rồi cái nhi kéo tay tôi Vừa đi nó vừa nói Hôm nay cho bà chị giả của em Đi thăm một vòng Hà Nội nhé Thế là điểm đầu tiên chúng tôi đến Là một quán cà phê ở trên phố Huế Tôi vừa thưởng thức cà phê Vừa làm quen với mọi người Bạn trai của Nhi tên là Tùng Bằng tuổi của Nhi Hai đứa chúng nó yêu nhau từ hồi học đại học Đi cùng với Tùng là hai cậu bạn Tú và Khánh Sau một hồi nói chuyện Thì tôi biết Khánh có cùng công việc với tôi Cậu ta cũng đang làm về nhà hàng Nhưng làm ở vị trí nào thì tôi không rõ Chắc nhìn thấy tôi và Khánh có vẻ nói chuyện ăn ý Nên lúc ra xe để di chuyển đến địa điểm tiếp theo Ánh mắt của nó nhìn tôi có chút giò xét Chị ơi, chị thấy Khánh thế nào? Mới gặp và nói chuyện vài câu Nên chị chưa dám nhận xét Khánh tốt mà Lại thuộc vào con nhà có điều kiện đấy Em thấy hai người hợp nhau Hay là tiến tới đi Thôi chị xin mày Chị không thích lái phi công đâu Khánh tuy bề ngoài nhìn trưởng chạc Nhưng còn kém tôi một tuổi Từ trước đến giờ tôi không bao giờ có khái niệm Yêu người kém tuổi Cảm giác không được an toàn cho lắm Với lại tôi cũng mới về nước Công việc còn chưa có Nên tôi chả dám nghĩ về những chuyện khác Tôi còn trẻ mà nên chưa vội vàng gì. Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi đến là quán nướng ở quận Cầu Giấy, vì hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông khách. Nhân viên phục vụ thì không kịp, nhìn mấy em nhân viên chạy đôn chạy đáo mà tôi cảm thấy rất thương. Vậy nên khi một em nhân viên chạy tới hỏi chúng tôi muốn dùng gì thì tôi liền lên tiếng ngay. "Tôi được rồi, em cứ đi phục vụ những bàn khác đi. Bọn chị sẽ tự đi lấy đồ ăn của mình nhé." dạ vâng em cảm ơn chị ạ à. làm cái nghề phục vụ này thì hàng ngày phải tiếp xúc với muôn kiểu người gặp vị khách nào dễ tính thì không nói nhưng nếu gặp phải vị khách nào mà khó tính lại còn hách dịch thì bị hành lên hành xuống nhiều lúc còn bị bắt bẻ tuy vậy thì trên môi luôn luôn phải giữ một nụ cười thân thiện nhất vì tôi cũng đã từng làm nhân viên phục vụ nên tôi biết rõ nỗi khổ của công việc này Ăn uống xong xuôi chúng tôi định đến công viên gần đây để hóng mát Rồi đến chiều tối tìm quán nào đó để nhậu Thế nhưng Khánh lên tiếng đề nghị Hay là mọi người về căn hộ của tôi đi Về đó nhậu vừa thoải mái Lại vừa có không gian riêng tư Để chúng ta nói chuyện Tùng với Tú nghe xong liền vỗ tay bồn bộp Tùng nói ngay Thế thì quá hợp lý nhỉ Quên mất là thằng bạn vừa mới ra ở riêng Thế ý của Nhi với chị Phương thế nào? Bọn em đồng ý cả hai tay luôn. Thế rồi chúng tôi lại di chuyển đến căn hộ của Khánh. Có điều tôi không ngờ, Khánh cũng ở khu đô thị Tham City. Đúng là con nhà có điều kiện có khác, mới ra trường đã tậu được một căn hộ cao cấp như vậy rồi. Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến Dương Cầm. Hoàn cảnh gia đình nó cũng bình thường, ba mẹ nó chỉ là những người làm ăn buôn bán nhỏ. Với mức lương của một nhân viên mới ra trường thì việc tậu được một căn hộ chung cư ở đây là điều không thể. Có khi nào nó được xếp của nó bao nuôi không nhỉ? Chị Phương, làm cái gì mà đứng bẩn thần thế? Đi vào trong đi. Ừ nhỉ, tại chị hoa mắt quá. Đang nghĩ không biết làm thế nào để có tiền mà mua một căn hộ ở đây. Ngày đến đây cái nhìn nó phá lên cười, nó trêu tôi ngay. Cái đấy á, còn tùy vào vận may của chị, tương lai đâu ai biết trước được điều gì có đúng không nào. Thế thì chị mong cuộc đời của chị sẽ gặp thật nhiều may mắn. Thời tiết mùa hè nóng nực nên chúng tôi chọn uống bia thay vì uống rượu. Khánh xuống siêu thị khoanh hai thùng bia Heineken và một ít đồ nhậu lên. Khánh hùng hổ tuyên bố. Hôm nay năm người chúng ta phải uống hết hai thùng bia này mới được tan cuộc. Tôi không đếm nổi số lần chúng tôi nâng ly nữa. Mọi hôm tôi uống bia thấy cay xè Vậy mà tại sao hôm nay càng uống Tôi lại càng thấy ngọt Uống đến đâu mát đến đó Hôm nay thật sự tôi cảm thấy rất vui Nên tôi đã uống hết mình Nhưng tiểu lượng của tôi có hạn Tôi là người gục xuống bàn đầu tiên Tôi chẳng nhớ mình gục bao lâu Khi tôi lờ mờ tỉnh dậy Thì bầu trời đã tối đen như mực Tôi nhìn xung quanh ngôi nhà Để tìm kiếm cái nhi Nhưng không thấy nó đâu nữa chỉ thấy Khánh và Tú đang nằm ôm nhau ngủ ở dưới sàn nhà. Vì uống quá nhiều, nên đầu của tôi vẫn đau như búa bổ. Tôi víu vào bờ tường sau đó loạn choạng bước ra ngoài đi tìm cái nhi. Muộn thế này rồi, phải tìm nó về thôi, không chú thím lại lo lắng. Nhưng khi tôi vừa bước ra đến cửa, thì liền giáp mặt với một người. Chẳng phải là Đai Ki đây sao? Tại sao anh ấy lại ở đây? Tôi chạy lại ôm chặt lấy Daiki, giọng lèm bèm. Daiki? Daiki, kỳ. Kỳ, sao anh nhìn thấy tôi? Mà mày lại quay mặt đi như thế? Anh, anh đã quên tôi rồi sao? Ờ cái cô này, cô bị điên đấy à? Tôi không phải là Daiki, tránh ra. Anh không nhớ tôi à? Chiếc váy này là anh tặng cho tôi đây này. Anh thấy tôi mặc có đẹp không? Mà sao càng ngày anh càng đẹp thế này? Da trắng hơn mũi cao hơn khuôn mặt góc cạnh hơn. Khác nhất là đôi mắt này. Ngày trước ánh mắt của anh mỗi khi nhìn em dịu dàng lắm cơ mà. Tại sao bây giờ đôi mắt của anh lại giận dữ thế này? Anh hận em mà. Anh hận em nhiều lắm. Có đúng không Đai Kỳ? Ừ, cái con thần kinh này. Mặc cho Đai Kỳ đang cố gắng đẩy tôi ra. Nhưng mà tôi vẫn ôm chặt. Làm cho mọi người ở hành lang cứ nhìn chúng tôi chằm chằm. Đai Kỳ thở dài đầy bất lực vì tôi cứ bám chặt vào cánh tay của anh Nên anh đành lôi cả tôi vào phòng của mình Anh ta gần giọng Cô đã theo tôi vào tận phòng của tôi Thì đừng có mà hối hận Tôi không bao giờ hối hận Sẽ không bao giờ hối hận Rất lời tôi còn tự động đặt lên môi của anh ta một nụ hôn Đầu óc của tôi choáng váng Mụ mị dần Mọi thứ diễn ra cứ chập tròn Mờ mờ ảo ảo Tôi chìm vào trong giấc ngủ Lúc nào không hay sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi tôi mắt nhắm mắt mở vơ vội cái điện thoại lên để nghe đầu dây bên kia một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên anh huy ơi anh dậy đi sang phòng của em ăn sáng nào ở đây không có huy nào hết cô nhầm máy rồi làm sao tôi có thể nhầm được đây là số điện thoại của anh huy cơ mà cô là ai đấy tại sao lại cầm máy của anh ấy anh huy ư Tại sao cái tên này lại nghe quen thuộc quá vậy? Tôi giờ chiếc điện thoại lên trước mặt xem. Trời đất ơi tôi làm gì có chiếc điện thoại xị thế này. Tôi vội vàng cúp máy rồi liếc nhìn khắp giường. Vậy là đêm qua, đêm qua tôi đã làm gì? Tôi bị điên thật rồi. Nhìn cảnh tượng này, tôi đủ lớn để biết tôi vừa trải qua tình một đêm. Tôi ngồi trên giường vò đầu bút tai. Hôm qua rõ ràng tôi đã nhìn thấy Daiki Kỳ Vậy mà tại sao bây giờ lại là một người đàn ông khác? Thật chớ trêu thay, đó lại chính là Huy, sếp của Dương Cầm. Tôi vội vã nhặt chiếc váy mặc lên người, sau đó lặng lẽ chuồn ra bên ngoài trước khi anh ta dậy. Tôi sẽ không biết phải đối mặt với anh ta thế nào. Nghĩ đến chuyện đêm qua mà mặt của tôi bỗng nóng hầm hập. Tôi vừa chạy ra đến sảnh thì chuông điện thoại lại reo lên. Nhưng lần này là chuông điện thoại của tôi. Alo ạ. À. Cô có phải là Phạm Bích Phương không? Dạ, tôi là Phương đây ạ. Chúc mừng cô trở thành trợ lý quản lý của nhà hàng Cani. Hẹn cô 9 giờ sáng có mặt tại nhà hàng để chúng tôi hướng dẫn công việc nhé. Bên nhà hàng mình có nhầm lẫn gì không ạ? À? Hôm tôi đến phỏng vấn làm quản lý, đâu có phải là làm trợ lý đâu ạ. À? Tôi xin lỗi, không nói rõ cho cô. Hiện tại nhà hàng đã tìm được người quản lý và còn thiếu trợ lý thôi. Chúng tôi thấy cô là một người có kinh nghiệm, đã từng làm bên Nhật nên chúng tôi muốn tuyển cô vào chức vụ này. Cô thấy thế nào? Tôi suy nghĩ vài giây. Bây giờ đi xin việc cứ phải có bằng cấp thì hãy nói chuyện, còn không thì khó có nhà hàng nào chấp nhận một quản lý không có bằng cấp giống như tôi. Dù sao thì được làm trợ lý cũng là một tin tốt đối với tôi. Cố gắng từng bước đi lên sẽ chắc chắn hơn. Thế nên tôi vui vẻ trả lời ngay. Dạ được, 9 giờ tôi sẽ có mặt à? Ok, chào cô, hẹn gặp lại. Tôi cúp máy rồi bắt một chiếc taxi gần đó để về nhà tắm rửa, sau đó thay một bộ quần áo khác. Hôm qua cái nhì sai quá, nó không hề biết đêm qua tôi không về nhà. Nhìn thấy tôi đang chỉnh lại quần áo, nó liền hỏi ngay. Hôm nay chị lại đi phỏng vấn đấy à? Không, chị được nhận vào làm rồi. Thật á? Chúc mừng chị nhá. Thế mà mấy hôm trước, cứ lo bị tạch. Thì tạch thật, nhưng chị được nhận vào chân trợ lý của quản lý. Nhà hàng đấy nổi tiếng lắm chị. Được làm trợ lý cũng xịn sò rồi. Thế chị đi làm đây. Ngày đầu tiên phải đi làm sớm để lấy điểm chứ. Thế chị đi bằng cái gì? Thì tạm thời, chị đi Grab. Tối nay chắc chị nhờ chú dẫn chị đi mua con xe máy, chạy cho tiện ngày đầu tiên đến nhận việc nên trong lòng tôi có chút thấp thòm tôi tò mò không biết quản lý của tôi là người như thế nào công việc của tôi trong thời gian sắp tới có dễ thở hay không hay là tôi phải phụ thuộc vào người quản lý của mình tôi được một chị nhân viên dẫn vào phòng làm việc của mình để sắp xếp đồ đạc thật ra đây là phòng của quản lý tôi là trợ lý nên được ké một góc nhỏ tôi loay hoay một lúc lâu ở trong phòng nhưng chưa thấy quản lý đến quái nhỉ Hôm nay là buổi đầu tiên Chẳng nhẽ quản lý Lại đi làm trễ hay sao Tôi đang ngờ ngác thì gặp chị Thúy Chị là phó giám đốc của chuỗi nhà hàng này Và cũng chính là người hôm nọ Phỏng vấn tôi Chị tiến lại gần Sau đó hỏi tôi Sao thế? Đang chờ quản lý Đến phân việc đây à? Thật ra thì tôi biết rõ công việc Của một trợ lý cần làm những gì Nhưng buổi đầu tiên đi làm Ít ra tôi phải thông qua quản lý như vậy mới hợp tình hợp lý hơn Tôi gật đầu và trả lời Dạ vâng Thế chị có biết quản lý bao giờ đến không ạ? Chiều mới đến Thế bây giờ Chưa để tôi nói hết câu Chị Thúy đã đưa cho tôi một tờ giấy Và nói với tôi Đây là tờ giấy công việc Mà quản lý nhờ tôi đưa cho cô Cứ theo tờ giấy này mà làm nhé Dạ vâng em cảm ơn ạ Chị Thúy đi rồi Tôi vẫn đứng ngần người buổi đầu tiên đến nhận việc mà quản lý không thèm đến, rồi còn nhờ cả phó giám đốc đưa giấy công việc cho tôi. Chứng tỏ người quản lý này không phải là người tầm thường, chắc cũng cỡ còn ông cháu cha trong đây rồi. Vì sáng nay tôi bắt đầu công việc muộn mà công việc thì lại nhiều nên đến trưa tôi chả có thời gian để ăn uống. Mãi đến chiều khi nhà hàng đã vơi khách, tôi mới dám về phòng ăn vội cái bánh mì rồi lại tiếp tục làm việc. Tôi đi một vòng để kiểm tra toàn bộ hoạt động của nhà hàng trước giờ ăn tối của khách. Tôi đang định đi xuống khu vực nhà bếp thì bắt gặp một bóng dáng rất quen. Tôi bột miệng. Ơ, Khánh thế à? Khánh nghe thấy tiếng tôi gọi liền quay lại. Ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Ơ, Phương, làm gì ở đây đấy? Tôi là nhân viên ở đây. Chị làm nhân viên ở bộ phận nào? Tôi làm trợ lý của quản lý. Mà Khánh đến đây ăn tối đi à? không tôi cũng đến đây làm việc tôi với chị đúng là có duyên với nhau trời đất mới tình cờ gặp nhau có một hai lần mà lại nói là có duyên mai này còn gặp nhiều vì phương là trợ lý của tôi dứt lời khánh mỉm cười bước đi để lại tôi vẫn còn đứng ngây ngốc hóa ra tôi lại làm trợ lý cho khánh sao đúng là có duyên thật vì tôi và khánh có chút quen biết từ trước nên khi làm việc với nhau hai chúng tôi cảm thấy thoải mái vô cùng khánh rất am hiểu về công việc cậu ấy giải quyết mọi sự cố và khiếu nại của khách hàng một cách cực kỳ chuyên nghiệp khánh đang học lên bảng thạc sĩ chuyên ngành quản lý nhà hàng nên cậu ấy không thể đến nhà hàng thường xuyên được vì vậy phần lớn công việc đều do tôi làm và giải quyết tôi luôn nghĩ chắc chắn rằng đằng sau khánh có một quyền lực nào đó nên khánh mới có cơ hội vừa học vừa làm thế này vì vậy chưa bao giờ tôi hỏi cậu ấy Và tốt nhất là không nên quá tò mò Đến những việc không liên quan đến mình Do đặc thù công việc Nên hầu hết ngày nào tôi cũng đi làm về muộn Công việc nhiều tôi chẳng còn thời gian dành cho bản thân nữa Cứ đi làm về lại lăn ra ngủ Đến cả nói chuyện với cái nhi cũng rất ít Tôi tính cuối tuần này Sẽ xin chú thím cho tôi thu dọn đồ đạc Chuyển đến nơi ở mới Chưa ngày nào tôi cũng đi làm về muộn ảnh hưởng đến giấc ngủ của chú và thím cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi đi cả ngày vùi đầu vào công việc nên tôi cũng dần quên cái đêm đầy tội lỗi đó tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã qua đi tôi sẽ im lặng và giấu chuyện đó trong lòng mình không có ai biết hết thế nhưng vào một buổi sáng cuối tuần khi tôi đang mải mê thu dọn đồ đạc thì đột nhiên cái nhi sửng sốt chạy từ bên ngoài vào nó lắp bắp nói với tôi Chị, chị chị Phương cái này cái này là gì vừa nói bàn tay nhỏ bé của nó đang run rẩy chỉ vào màn hình điện thoại thấy vậy tôi cũng tò mò nhìn vào nhưng vừa nhìn thấy một đôi nam nữ đang làm tình trên giường tôi liền quay ngoắt mặt đi tôi mắng nó cái con điên này sao hôm nay bệnh hoạn thế hả ban ngày ban mặt bật phim sách để xem đi à mày biến đi ra ngoài đi tao không có nhu cầu này em đâu có rảnh Mà rủ bà chị xem phim sách Chị nhìn kỹ đi Chị là nhân vật chính trong đây đây này Cái gì cơ Tôi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay cái nhì Rồi nhìn chằm chằm vào màn hình Cả người của tôi cứng đờ Tôi bàng hoàng Nhìn cái nhì và hỏi ngay Cái này Sao lại ở trong này Ở đâu ra thế Nó làn tràn khắp mạng xã hội ngày hôm nay rồi Chị Người đàn ông này là ai là người chị yêu à? Chị... Chị không biết Nhi à? Chị bị làm sao thế? Em đang hỏi nghiêm túc đấy. Chị với người đàn ông này có quan hệ gì? Và chuyện này xảy ra từ bao giờ? Mặc kệ cái Nhi đang thắc mắc, Nhi nhèo bên tai. Tôi đứng dậy lấy xe và chạy thẳng đến Tham City. Chắc chắn là thằng Trao Huy này bày trò rồi. Tuy không ưa tính cách của anh ta lắm, nhưng tôi luôn nghĩ rằng anh ta là người tử tế. Không ngờ lại là một thằng đều cáng. Tôi đi vội vàng, chẳng kịp mặc quần áo tử tế, trên người vẫn nguyên bộ đồ ngủ. Tôi hùng hổ lên phòng anh ta bấm chuông, sau đó đập cửa liên tục. Mãi một lúc lâu sau, cánh cửa mới bật mở. Anh ta xuất hiện, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm hững hờ. Khuôn mặt anh ta tỏ ra cực kỳ khó chịu. Anh ta hất hàm hỏi tôi. Có chuyện gì thế? Chuyện anh làm. Tôi nghĩ rằng anh là người rõ hơn ai hết Anh muốn gì ở tôi Tại sao Anh lại đăng cái clip đó lên Tôi không đăng Phòng của anh Camera cũng là nhà của anh Không phải anh đăng Thì là ai chứ Chịu Nhìn thấy thái độ rừng rừng của anh ta Mà tôi chỉ muốn nổi điên Dù biết đây là khu cao cấp Nhưng ngay lúc này tôi không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình Tôi lấy tay quẹt nước mắt Sau đó hét lên anh đừng có giả vờ vô tội Anh muốn cái gì Anh nói đi Tôi vừa nói dứt câu Thì liền bị bàn tay của Huy kéo vào bên trong phòng Vì quá bất ngờ Nên tôi có phần hoảng hốt Vẫn chưa kịp định thần lại Thì bên tai của tôi Đã vang lên một giọng nói Vô cùng ngọt ngào Anh Huy Ai đây ạ à? Huy phớt lờ câu hỏi của cô gái kia Mà đưa tay ra hiệu mời tôi ngồi xuống ghế Huy ngồi đối diện với tôi anh ta nghiêm túc nói. Tôi chỉ nói duy nhất một lần và mong cô tập trung nghe cho rõ. Cái chuyện clip bị lộ trên mạng là điều mà tôi và cô không ai mong muốn. Nó ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm và cả chuyện kinh doanh của tôi. Tôi chưa tìm ra được kẻ nào đã hack camera của tôi. Nhưng mà bản thân tôi đang nỗ lực để bịt miệng báo chí và gỡ đoạn clip đó xuống. Đêm hôm đó chính cô là người chủ động, có đúng không? Tuy vậy cô cũng là con gái Nên có phần thiệt thòi Vì vậy mà đọc số tài khoản đi Tôi sẽ có một chút Gọi là bùi đắp cho cô Rồi sau này Đừng bao giờ dính dáng gì đến tôi nữa Lúc đến đây tôi hùng hồ lắm Mà tại sao ngồi nghe anh ta nói như vậy Tôi lại im như một con chó Anh ta nói quá đúng Làm cho tôi cứng cổ Không dám ho he thêm gì Nhận tiền của anh ta đúng là hơi ngại nhưng mà người ta có lòng mà mình không nhận thì có mà ngu dù gì chuyện cũng lỡ rồi mình mà làm giá quá làm mình thiệt tôi nhìn huy sau đó hạ giọng nói mấy đồng tiền của anh không thể nào bù đắp được danh dự cho tôi nhưng mà nó có thể an ủi tôi phần nào thôi được ngân hàng bidv số tài khoản đây chủ tài khoản phạm bích phương cô muốn bao nhiêu tùy tâm chưa đầy một phút sau điện thoại của tôi đã kêu lên tiếng tinh tinh đầy yêu thương của ngân hàng báo về nhìn lên màn hình điện thoại mà tôi không thể nào tin nổi vào mắt của mình một con số thật là ấn tượng anh ta không những giàu có mà lại còn phóng khoáng sau khi nhận được tiền tôi đứng bật dậy và nói ngay cảm ơn anh không có gì mời cô về cho tôi cúi đầu chào rồi đi nhanh ra ngoài để không gian riêng tư cho bọn họ nhìn cô gái chân dài lúc nãy cứ sờ soạn khắp người anh ta mà gai ốc của tôi nổi đầy người mà số của tôi đen thật anh ta cũng đưa bạn gái về ngủ mà không bị lộ clip lộ đúng đoạn clip của tôi đúng là oái âm rồi ngày mai đi làm lấy cái gì mà che mặt đây chắc phải mất một thời gian nữa cái tên của tôi mới thôi không bị nhắc đến chán nản quá Tôi chẳng buồn thu dọn đến nơi ở mới nữa. Tôi ở nhà chú thím thêm một tuần. Tuần sau tôi chuyển đi cũng được. May mắn là chú thím và bà mẹ tôi đều không biết vụ này. Cái clip cũng đều bị gỡ ngay sau đó. Tuy vậy thì nhiều bạn bè tôi đã xem được. Chúng nó nhắn tin nhiều đến mức tôi phải khóa nick của tôi lại. Đúng như những gì tôi dự đoán. Ngày đầu tuần đi làm, ai cũng nhìn tôi chằm chằm để bàn tán. Họ dì tai nhau rồi theo dệt đủ thứ những câu chuyện về tôi Dù tôi chuẩn bị sẵn tâm lý Nhưng vẫn không tránh khỏi chạnh lòng Sau khi tôi kiểm tra Hình thức nhân viên Và trích lít công việc Thì chị Thúy gọi tôi lên văn phòng Dạ chị cho gọi em Chuyện đạn clip của em Bị lộ trên mạng Ít nhiều ảnh hưởng tới nhà hàng Vì vậy em về Viết bản kiểm điểm cho chị Dạ vâng Mà người đàn ông trong đó là người yêu của em à? Dạ không chị Chỉ là phút lầm lỡ thôi ạ à? Xin lỗi Chị lại tò mò rồi Em đi ra ngoài đi Dạ em xin phép Ra dạ đến ngoài cửa tôi mới thở phào nhẹ nhõm May là tôi không bị khiển trách nhiều Hôm nay đầu tuần nên Khánh cũng đến nhà hàng Nhìn thấy tôi Khánh giơ tay chào rất tự nhiên Như không hề có chuyện gì Tôi thấy lạ Liền mom mem đến hỏi khánh không biết chuyện gì về tôi à chuyện gì phương xảy ra chuyện gì à đừng bảo với tôi là phương xin nghỉ việc đấy đâu có công việc này đang rất tốt mà thế phương có chuyện gì à không có gì đâu khánh dạo này học tập chắc là vất vả lắm nhở dạo này đúng là tôi bận mà phương ăn sáng chưa tôi mua bánh gà cho phương này tôi nhìn khánh đầy ngạc nhiên sao khánh biết tôi thích ăn bánh gà Tôi tiện đi qua KFC để tôi mua thôi. Chứ tôi đâu biết Phương thích ăn nhiều vào để lấy sức làm cả phần việc của tôi chứ. Này, cầm lấy đi. Hóa ra là hối lộ chứ gì? Khánh mỉm cười rồi ngồi vào bàn chăm chú làm việc. May quá Khánh không biết gì về đoạn clip của tôi. Càng ít người biết thì càng tốt, nhất là những người thân của tôi. Nếu ba mẹ tôi mà biết, chắc là ông bà cũng sốc lắm. Một tuần đầu đầy khó khăn của tôi cũng trôi qua. Câu chuyện của tôi cũng đang dần lắng xuống. Tuy vậy thì mọi người ở nhà hàng vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh biệt. Trước những ánh mắt đó tôi chỉ làm ngơ cho qua. Tôi chỉ muốn sống yên ổn, không muốn gây thêm rắc rối cho mình. Nhưng Khánh thì lại khác. Mỗi lần nhìn thấy nhân viên nào mà có thái độ khác với tôi là Khánh lại gắt lên. Này cái cô kia, cô dám nhìn trợ lý của tôi bằng cái ánh mắt đấy à? Thích tôi móc mắt cô ra không à Mỗi lần bị Khánh cảnh cáo Các nhân viên đều sợ sệt Sau đó lần đi làm việc của mình Nhiều lần như vậy Họ cũng không dám thái độ gì với tôi nữa Nhưng sau lưng tôi Họ luôn luôn bàn tán không ngừng Còn nói rằng tôi lên giường với Khánh nữa Đúng là mệt óc quá Tối nay nhà hàng đông khách Nên tôi về hơi trễ Tắm rửa xong xuôi tôi định gửi báo cáo công việc ngày hôm nay cho Khánh thì tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi. Phương đẻ, à? dạo này công việc có tốt không con? Dạ, con vẫn tốt. Ba mẹ ở nhà có khỏe không ạ? À? Ba mẹ khỏe. Bà này mai cuối tuần về nhà một chuyến. Mẹ có chuyện này quan trọng muốn nói với con. Chuyện gì thế à? Chuyện cưới xin của con chứ chuyện gì? Sao đột nhiên mẹ lại nói đến chuyện cưới xin của con? Con có người yêu đâu ạ? À? Mai con về rồi khác biết Mẹ sắp xếp ổn thỏa rồi Mai nhớ phải về sớm đấy nhá Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này Trong suy nghĩ của tôi Bà mẹ đâu phải kiểu người thích áp đặt con cái Theo ý của mình Mà ngược lại ba mẹ tôi Luôn luôn tôn trọng ý kiến của tôi Vậy thì Vì lý do gì Bà mẹ tôi lại vội vàng Mong tôi lấy chồng như thế Tôi gọi lại cho mẹ đến cả chục cuộc Nhưng mẹ tôi không nghe máy với một đứa con gái năm nay mới 23 tuổi, người yêu thì không có, đùng một cái ba mẹ gọi về lấy chồng, hỏi sao mà không sốc cho được. Phương ơi, đang làm gì đấy? Xuống dưới nhà chú bảo cái này. Nghe tiếng chú Thượng gọi trịnh trọng như thế, tôi biết rằng ba mẹ tôi đã gọi điện cho chú, và chắc chú cũng rất ngạc nhiên. Tôi vừa chạy xuống, vừa đáp. Dạ, con đây ạ. À? Chú vừa mới nhận được điện thoại của ba con. Chú không ngờ, con lại sắp lấy chồng, mà lại chả nói với chú thím tiếng nào. Chú ơi, chú đừng trách con mà tội nghiệp. Ngay cả bản thân con, con cũng chưa biết ở dưới quê đang xảy ra chuyện gì. Con còn chưa biết mặt chồng tương lai của con đi này. Chú thượng nghe xong bàng hoàng đứng bật dậy. Chú lắp bắp. Con vừa nói cái gì? Chưa biết mặt chồng tương lai. Thời đại 4.0 rồi. Mà sao ba mẹ con lại hành xử như vậy? Thôi được rồi, con lên nghỉ đi. Sáng mai chú thím đưa con về sớm. Xem ở dưới nhà xảy ra chuyện gì. Chú ơi, có khi nào ba mẹ con gán nợ con cho người ta không chú? Ơ, ừ, tầm bậy, ba mẹ mày thiếu gì tiền? Suốt ngày chỉ biết làm kiếm tiền, chứ có biết tiêu tiền đâu mà thiếu. Ôi, nhưng mà, dù sao, ngày mai chú phải đứng về phía ốc con đấy còn không muốn bị ép gả đi như thế này đâu. Yên tâm, mai chú về, chú nói chuyện với ba mẹ con, nhá. Thế rồi cả đêm đó, lòng tôi lo lắng không yên, tôi muốn trời sáng thật nhanh để mau chóng được trở về. Sáng hôm sau, tôi cùng chú thím và cái nhi về quê, ngồi trên xe mà tôi cứ thở dài liên tục, khiến cái nhi ngồi bên cạnh cũng thấy phát phiền, nó cầu nhau nói với tôi. Thôi, Chị thở dài Làm em thấy sốt hết cả ruột Đã nghiên lăng lành Tự dưng có anh chồng rơi vào đầu Sướng thế còn gì Tôi mệt mỏi đến nỗi Chả buồn đáp lại lời cây nhi Cả đêm qua tôi không ngừng suy nghĩ Về chuyện lấy chồng Thành ra bây giờ đầu óc của tôi đau như búa bổ Chiếc xe của chú dừng ngay trước cổng nhà tôi Bên trong nhà lúc này đông đủ Tất cả mọi người nội tộc Thấy chú thím và tôi về Ba mẹ liền đon đả ra đón Suýt trước nữa tôi không nhận ra được hai người. Bà Hoàng mặc một bộ vét cực kỳ là lịch lãm. Còn mẹ Hương thì thướt tha trong tà áo dài màu đỏ trói. Nhìn ba mẹ mà tôi không biết nên khóc hay nên cười. Ba mẹ mời chú thím vào nhà, sau đó quay ra, rụt dã tôi. Nhanh đi vào trang điểm, thay bộ áo dài đi, nhà trai sắp đến rồi đấy. Con không trang điểm, con không lấy chồng. Ngày hôm nay, Ba mẹ mà không nói Thì con Con nhất quyết Con bỏ đi cho mà xem Thời đại nào rồi Mà ba mẹ còn ép con đi lấy chồng chứ Ờ cái con này hay nhỉ Thế bây giờ con lên giường với người ta Cả làng cả xã người ta biết hết rồi Bây giờ không lấy người ta Thì sau này Ai lấy mày Tôi giật mình nhìn ba mẹ Hóa ra ba mẹ biết hết rồi Nhưng lại tự âm thầm giải quyết mọi chuyện Tôi biết ba mẹ luôn luôn muốn tốt cho tôi nhưng ít ra phải báo trước cho tôi một tiếng chứ tôi thở dài và nói ngay còn và anh huy không có tình cảm gì với nhau hết đêm đó chỉ là một tai nạn bọn con cũng tự giải quyết với nhau rồi bây giờ con còn trẻ con chưa muốn lập gia đình lúc này thế còn muốn ba mẹ đi ra ngoài phải đeo cái mo vào mặt sao con gái còn đứa hư thân mất nết làm ra cái chuyện tài đình như vậy mà lại còn sĩ diện làm giá con biết là ba mẹ phải sang nhà người ta để xin cưới không còn gái nhà người ta thì làm cho ba mẹ nở mày nở mặt nghĩ đến con gái nhà mình chỉ thấy nhục nhã thôi mẹ bây giờ đi vào trong nhà trang điểm nhanh lên nếu hôm nay con mà không nghe lời thì từ nay không có mẹ con gì hết bà hoàng thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền kéo tôi vào trong nhà bà ôn tốn nói với tôi con à đừng bướng bỉnh nữa cả tuần qua đi tới đâu cũng thấy người ta đàm tiếu về chuyện của con mẹ con thì lo sợ con gái bị tiếng xấu theo cả đời nên mới vội vàng sang nhà người ta xin cưới ông đức bà thằng huy thì đồng tình không phản đối nhưng mà bà hòa mới đầu khó khăn lắm mẹ con phải thuyết phục mãi đấy mẹ con mệt mỏi lắm rồi con đừng làm cho mẹ con buồn phiền thêm nữa có được không Ba tôi đã nói đến như vậy thì làm sao mà tôi dám cãi lại chứ. Tất cả chỉ vì hai chữ danh dự. Một giọt nước mắt của tôi rơi xuống khóe mắt. Thế còn hạnh phúc của con thì sao hả ba? Tôi không đợi ba trả lời mà lặng lẽ đi về phía phòng của mình. Đến 10 giờ nhà trai tới nhưng chỉ có ông Đức và vài người đại diện đến. Huy và bà Hòa đều không có mặt ông đức nói lý do là huy có một cuộc họp đột xuất nên hôm nay không thể về được ai tin thì tin chứ tôi thì tôi chả tin bởi vì tôi biết huy cũng như tôi đều không mong muốn cuộc hôn nhân này sau khi người lớn hai bên gia đình nói chuyện xong xuôi chú thím phải về hà nội luôn để kịp giờ gặp đối tác tôi cũng theo chú thím đi luôn vì biết tôi buồn nên suốt quãng đường đi chú thím an ủi tôi nhiều lắm chú nói với tôi chuyện nó xảy ra như vậy rồi không thể nào trách ba mẹ con được đâu chú biết thời bây giờ các con sống thoải mái hơn xưa nhưng mà cái chuyện clip nó bị lộ ra như vậy rồi đây chính là giải pháp tốt nhất nên con cứ cưới người đó đi nhưng mà chú con với huy không có tình cảm với nhau cứ lấy nhau rồi dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chú thím ngày xưa có yêu nhau đâu Đến với nhau là do hai bên gia đình sắp đặt Thế mà chú thím ở bên nhau Thường yêu nhau lúc nào không hay Dạ vâng Con cũng mong được như chú thím à Chú thấy mọi người ở quê Ai cũng hết lời khen ngợi cháu rể Nghe nói vừa chững chạc Tài giỏi Mới có 28 tuổi Mà gây dựng được một công ty in ấn Lớn mạnh như thế Không phải là dạng vừa đâu Chú cũng đang định đầu tư chứng khoán dài hạn vào cái công ty đó đấy Nhưng mà Quan trọng là tính cách mà chú Lắm tài thì nhiều tật Người càng giỏi Cháu lại càng thấy sợ Nhưng hôm nay chú thấy rồi đấy Dạm ngõ mà mẹ anh ta với anh ta có mặt đâu Thế là biết Họ coi thường nhà mình thế nào rồi Thì cũng là do cháu giải Nhà mình sợ điều tiếng Chứ nhà người ta có sợ cái gì Con trai nhà họ tài giỏi như vậy Chỉ cần nói một tiếng thì khối người muốn làm thông gia. Tôi đưa tay lên bóp đầu, sau đó nhìn ra bên ngoài. Dù ở thời đại nào thì con gái luôn luôn là bị thiệt thòi. Hai bên gia đình đã bàn bạc và quyết định cuối tháng này sẽ cưới. Vậy là chỉ còn có hai tuần nữa thôi là tôi sẽ đi lấy chồng. Người ta thoát được cái kiếp FA thì mở tiệc ăn mừng, còn tôi thì buồn muốn chết chuyện cưới xin của tôi đã có ba mẹ dưới quê lo liệu nên tôi vẫn đi làm bình thường khánh thi thoảng mới đến nhà hàng mỗi lần cậu đến lại mua cho tôi một đống đồ ăn ngon để tôi có sức khỏe để làm việc cho cậu ấy hôm nay tôi đang chuẩn bị ăn trưa thì bất ngờ khánh kéo tôi vào một phòng vip của nhà hàng trên bàn đặt sẵn sushi cua khánh ấn tôi ngồi xuống phương về nước lâu rồi Chắc là nhớ món này, đúng không? Hôm nay ăn với tôi một bữa, tôi mời. Tôi hết nhìn bàn thức ăn, sau đó lại nhìn xung quanh. Nhưng mà cả bàn thức ăn thế này, chỉ có tôi và cậu ăn thôi à? Ừ, nào, ăn nhanh đi, không hết bây giờ. Đúng là bây giờ phải gọi cậu là Khánh ăn mới đúng. Cậu cho tôi ăn nhiều thế này, tôi sợ cuối tuần không mặc vừa váy cưới. Cái gì? Phương lấy chồng á? Đám cưới của tôi chỉ tổ chức nhỏ gọn, khách mời toàn là những người trong gia đình, chưa bạn bè và đồng nghiệp, chắc là tôi không mời. Nhưng tôi không có ý định giấu họ về chuyện tôi sắp lấy chồng, dù sao thì làm việc lâu với nhau, trước sau gì cũng bị lộ. Thế nên nói trước sẽ tốt hơn. Tôi gật đầu nói với Khánh. Ừ, cuối tuần này tôi lên xe hoa rồi. Xin lỗi xếp Khánh nhé Vì đám cưới tổ chức vội quá Nên tôi không mời ai Với lại nhà tôi ở dưới quê Ra xôi đi lại bất tiện cho mọi người lắm Khánh lúc này nhăn chán Nhìn tôi đầy khó hiểu Khánh hỏi tiếp Tôi không ngờ Sao lại vội vã lấy chồng thế Đợt đi trước Nhi đang còn bảo Phương Là chưa có người yêu cơ mà Tình thế cấp bách Hoàn cảnh ép buộc Chắc là cái số của tôi Phải lấy chồng năm nay rồi Ừ Vậy chúc Phương hạnh phúc Cảm ơn sếp Khánh nhé Nói xong tôi nhìn Khánh cười buồn Đến bây giờ tôi còn rất mơ hồ Về cuộc hôn nhân này Cảm giác u tối bao trùm lấy suy nghĩ của tôi Tôi chẳng dám mơ đến hai từ hạnh phúc Tôi và Khánh cứ ngồi lặng lẽ ăn cùng nhau Không ai nói với ai câu nào nữa Món sushi cua mọi hôm tôi thích ăn lắm Vậy mà hôm nay lại chẳng thể nào nuốt nổi. Ăn trưa xong tôi định về phòng ngồi nghỉ một chút thì gặp chị Thúy. Nhìn thấy tôi, chị vội vàng nói ngay. Em đây rồi, chị tìm mãi. Có việc nhờ em đây. Dạ có việc gì thế chị? Em vào phòng VIP 1, phiên dịch giúp chị một khách hàng nhé. Hôm nay họ gặp đối tác để ký hợp đồng. Mà cái cô phiên dịch của công ty trên đường đi đến đây lại bị tai nạn. Thế là không tới được. Em vào nhanh đi. Dạ vâng, em biết rồi ạ. À. Ngồi hẳn phòng VIP 1, xong lại còn được chị Thúy đích thân lo cho thế này, thì đích thị là một khách hàng siêu VIP của nhà hàng rồi. Tuy tôi thông thạo tiếng Nhật, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi đi phiên dịch cho một công ty, nên cảm giác run lắm. Khi bảo đến trong phòng, tôi còn hoang mang hơn nữa khi mà vị khách hàng VIP đó lại chính là Huy, chồng sắp cưới của tôi chào cô mời cô ngồi xuống đây người đàn ông vừa nói vừa dẫn tôi vào ngồi bên cạnh huy trong phòng có điều hòa mà tại sao cơ thể của tôi lại có nóng thế này mỗi lần đối diện với huy tôi lại cảm thấy thần khí của mình biến đâu mất cảm giác rất gượng gạo còn anh ta thì vẫn cứ lạnh tanh điềm nhiên như không hề có sự tồn tại của tôi suốt cả buổi phiên dịch ánh mắt của anh ta không thèm nhìn lấy tôi dù chỉ là một lần sau hơn 2 tiếng bàn bạc Cuối cùng công ty của Huy cũng ký được hợp đồng Tôi thở phào nhẹ nhõm Đợi người Nhật ra về Người đàn ông đi bên cạnh Huy Liền đưa cho tôi một chiếc phong bì Anh ta niềm nở nói Đúng là cảm ơn cô rất nhiều Nhờ có cô mà chúng tôi đã ký được hợp đồng Công nhận cô nói tiếng Nhật tốt thật đấy Hẹn gặp lại cô lần sau nhé Dạ cảm ơn anh Hẹn gặp lại anh ạ à. Huy đeo chiếc kính đen to lên mặt Sau đó lặng lặng rời khỏi nhà hàng Nhìn thái độ ngày hôm nay của anh ta Trong lòng tôi bỗng dâng trào một cảm giác bất an Tôi sợ cuối tuần này tổ chức đám cưới Anh ta lại vắng mặt như hôm giảm ngõ Thì chắc chắn tôi phải nhảy xuống sông Cũng không hết nhục Đám cưới mà không có chú rể đến Thì người ta cười cho thối mũi Này này Bị trai đẹp hớp hồn rồi à Sao đứng ngây người ra đang sầu muốn chết đây Còn tâm trí nào đâu mà ngắm dai chứ Sao lại buồn Có chuyện gì Kể tôi nghe xem nào Thôi giờ bà ngồi kể chuyện Có mà đến tối Một đống công việc đang chờ cái kìa Mà Khánh này Tôi đi làm đây Ngày mai còn xin nghỉ về quê Còn lấy chồng nữa Khánh nghe xong phì cười Cậu ấy gõ lên đầu tôi một cái rõ đau Sau đó tiếp tục nói lấy chồng mà nghe phương nói đơn giản thế kiểu lấy cho hết trách nhiệm ấy nhỉ ừ đúng vậy mà trả lời xong tôi ê oài bước về phòng làm việc nhưng mà nỗi lo sợ đám cưới không có chú rể nó lấn át cả tâm trí của tôi thành ra cả buổi tôi chả làm được việc gì nên hồn nghĩ tới nghĩ lôi cuối cùng tôi quyết định chơi lớn một lần sau khi tan làm tôi chạy xe đến tham city lên thẳng phòng của anh ta và hỏi cho rõ ràng nếu anh ta không về tôi nhất định cũng không về vừa nhìn thấy tôi khuôn mặt anh ta đã khinh khỉnh anh ta dựa người vào cánh cửa và hất hàm hỏi tôi có chuyện gì tôi ngước mắt lên nhìn anh ta ngập ngừng nói tôi tôi muốn hỏi anh ngày mai anh có về quê không tất nhiên là có đám cưới của tôi mà cô đang lo sợ kế hoạch mà cô đã giày công dựng lên bị thất bại sao nhìn mặt của cô không đến nỗi nào mà cô cũng cáo phết nhỉ anh vừa nói cái quái gì thế kế hoạch gì kế hoạch được làm phu nhân của giám đốc ai kế hoạch hoàn hảo đấy bãi phục cũng thường thôi nói xong tôi bực bội quay đi nhìn mặt tôi uy tín thế này mà anh ta lại nghĩ rằng tôi là loại trà xanh đầu óc tôi làm gì mà giỏi đến mức dựng lên được cả một kịch bản hoành tráng đến như vậy chứ. Ngay cả chính tôi đây cũng đâu có thiết tha gì cái cuộc hôn nhân này. Anh ta nói như kiểu là anh ta có giá lắm, đúng là ảo tưởng. Ngày hôm nay đúng là một ngày không có nổi một chuyện gì tốt đẹp. Tôi vừa đi xuống thang máy thì đụng phải người của Dương Cầm. Nhìn thấy tôi, lập tức gương mặt của nó liền biến sắc. Ánh mắt của nó uất ức nhìn tôi chằm chằm. Nó nghiến răng nói với tôi. Đúng là con cáo giả. Tao thương mày. Tao cho mày đi nhờ xe. Thật không ngờ, mày quyến rũ luôn cả anh Huy của tao. Cái loại cặn bã như mày. Hôm nay, tao sẽ cho mày một bài học. Nói xong Dương cầm liền giơ tay lên cào vào mặt của tôi. Nó cào mạnh đến nỗi tôi còn cảm tưởng da mặt của tôi bị bong ra một mảng. Không dừng lại ở đó. Nó còn nhổ nước miếng vào người của tôi và tiếp tục nói với giọng đầy căm phẫn. Chiếm được cơ thể đàn ông thì dễ lắm Nhưng mà chiếm được trái tim của họ Thì lại cực kỳ khó Cái loại thủ đoạn như mày Sẽ không bao giờ được yêu thương Bây giờ lừa giận trong lòng tôi Đang dâng lên ngột ngột Nếu ở đây mà là ngoài đường, ngoài chợ Thì tôi đã đấm cho nó gãy răng rồi Nhưng tôi lại đang đứng ở khu cao cấp Chỉ cần một chút manh động Là bảo vệ sẽ túm tôi ngay đi Tôi nắm chặt bàn tay Cố kìm nén cơn giận dữ Tôi ghé tài của nó nói rành mạch từng chữ một tao sẽ không giải thích hay là biện minh cho việc mà tao đã làm vì tao biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa mày cũng không tin tao nhưng không phải vì thế mà mày được xúc phạm tao bởi vì mày không đủ tư cách dứt lời tôi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà đó không hiểu tại sao dương cầm nó lại hận tôi đến như vậy bởi vì nó rất thích huy còn huy có thích nó hay không thì tôi không rõ nhưng tôi đoán Huy là người trăng hoa. Anh ta không bao giờ trung thủy mà yêu một người nào lâu dài đâu. Rồi rồi thế nào mà tôi lại vớ ngay phải anh ta. Cuộc sống sau này chắc là thê thảm lắm đây. 9 giờ tối, đường phố Hà Nội lúc này vô cùng nóng nực. Đã vậy nhiều đoạn đường còn tắc nghẽn. Tôi phải đi mất hơn một tiếng mới về tới nhà. Qua mệt mỏi, tôi chả thiết tha ăn uống gì mà nằm dài ra giường. Cái nhì nó đang trang điểm make up Nhìn thấy má của tôi sưng đỏ Liền tá hỏa hỏi ngay Má của chị bị làm sao thế này Trời ơi Máu nó chảy ra rồi kia kìa Chị bị đánh ghen đấy Hả Chị đừng nói với em là anh Huy có người yêu rồi nhá Nếu vậy thì chị là Đấy Tao đang bị gắn mác là trà xanh đây Nhục nhã thật Xung quanh anh ta có rất nhiều cô gái tao chả biết đâu là người yêu của anh ta đâu là người tình nữa anh ta giàu có như thế nhiều gái theo là chuyện đương nhiên nhưng mà em thắc mắc nhé tại sao anh ta lại dễ dàng đồng ý lấy chị như thế nhở nhìn anh ta đâu phải là kiểu người dễ dàng cho người khác sắp đặt trong khi đó chuyện cưới xin lại là chuyện hệ trọng cả đời người chị cũng không biết có lẽ anh ta cũng như chị không muốn ba mẹ phải khó xử không muốn mọi người phải suy nghĩ nhiều về con cái thôi bà chị cười lên em xem nào ngày mai là cô dâu mới rồi mà hôm nay cứ ủ rũ thế này thì ai mà lấy chứ ôi biết rồi để dành ngày mai cười tối cuối cùng em được ôm chị ngủ từ mai chị là vợ của người ta rồi tự dưng em cảm thấy mất mát ghê gớm chị ạ à? Tôi phì cười, sau đó choàng tay sang ôm lấy cái nhi. Ngày mai cuộc đời của tôi sẽ bước sang một trang mới. Tôi được ở trong một căn chung cư cao cấp mà trước kia tôi hằng mơ ước. Đang lý ra, tôi phải vui mới phải chứ. Nhưng chẳng hiểu tại sao nước mắt của tôi lại tuôn rơi. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn được yêu thương, được sánh bước cùng người mình yêu trong lễ đường. Ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Còn tôi, Tôi chẳng dám mơ ước đến hai từ hạnh phúc nữa rồi. Ngày mai tôi lấy một người đàn ông xa lạ, một người đàn ông không yêu thương tôi và còn khinh thường tôi nữa. Cả một đêm tôi thức trắng, trong đầu tôi bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn, lo lắng buồn tuổi, kèm theo cả sự sợ hãi. soi lại gương mặt mình trong gương tôi sừng sốt, chưa lấy anh ta mà đã bị dần cho thân tàn ma dại thế này rồi, mắt thầm quầng vì mất ngủ cái mái nham nhở vết cào cấu đầu tóc thì rối tung lên chả khác gì con ma tôi đi tắm rửa sau đó trải chuốt lại bản thân hôm nay tôi phải là một cô dâu thật lộng lẫy và xinh đẹp để không bị coi thường tôi hít thở một hơi thật sâu để lấy lại vẻ tự tin vốn có của mình đám cưới của tôi tổ chức đơn giản và nhỏ gọn huy cũng giống như tôi không mời bạn bè hay đồng nghiệp đến kể cả dương cầm tôi cũng không thấy có mặt vậy càng tốt càng ít người đến tôi đỡ bị đem ra bàn tán và so sánh gương mặt của huy hôm nay tuy không khó ở như mọi khi nhưng suốt cả buổi lễ anh ta không hề nở một nụ cười mấy lần tôi bấm vào tay anh ta ra hiệu cười lên mà anh ta còn quay sang lử mắt nhìn tôi biết là trong lòng không vui nhưng phải cố gắng cười để giữ thể diện cho đối phương nữa chứ Lúc tôi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, mẹ tôi bật khóc. Mẹ tặng tôi một chiếc vòng cổ bằng vàng, sau đó dặn dò tôi. Còn về bên đó đừng cố chấp, đừng bướng bỉnh, sống hòa thuận với mọi người trong gia đình chồng. Nghe chưa? Nếu có ai cố tình làm khó hay bắt nạt con, thì hãy về đây nói với mẹ. Đừng chịu đựng một mình. Con gái à? Con biết rồi mẹ. Mẹ. Con đi đi Nhớ đừng có ngoảnh mặt lại đấy Tôi chào ba mẹ rồi bước lên xe hoa Khoảnh khắc này tôi thấy mình thật yếu đuối Hai hàng lệ đã chào ra từ lúc nào Nhưng mà tôi mặc kệ chẳng muốn lau Từng lớp phấn nhòe dần Theo dòng nước mắt chảy xuống sàn xe ô tô Huy một tay lái xe Một tay với lấy tờ giấy trong hộp đưa cho tôi Anh ta nhăn mặt nói Cô làm cái gì thế? Cô đang làm tôi mất tập trung lái xe đấy Cô cứ yên tâm đi Tôi lấy cô chỉ là trên danh nghĩa thôi Còn khi về ở với nhau Tôi không cần cô phải sống như một người vợ của gia đình Cô muốn làm cái gì thì cô làm Cứ sống tự do Không cần phải nghĩ ngợi điều gì Chúng ta mỗi người một cuộc sống Không ai đụng chạm đến ai Cả một đời cứ sống với nhau như vậy Thế thì chắc cũng mệt mỏi lắm nhở Ai nói với cô là tôi sống với cô cả đời cô bị ảo tưởng à sau một hai năm chúng ta sẽ lấy một lý do là sống không hòa hợp rồi đường ai người đấy đi nếu vậy anh đồng ý cưới tôi làm gì cho tốn công sao anh không hủy hôn luôn đi cho đỡ mất thời gian của đôi bên cô nói thì hay quá chính nhà cô đòi cưới tôi cưới cô cho vừa lòng còn gì nhưng mà cô cứ yên tâm mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền cho cô sau một hai năm ở bên tôi cô cũng được một khoản kha khá đấy cô không sợ bị thiệt thòi đâu dù thế tôi vẫn bị mang tiếng là gái một đời chồng rồi sau này ai mà dám lấy tôi chứ nhiều tiền mà không có chồng có con thì cuộc đời của tôi cũng vứt đấy là chuyện của cô tôi không quan tâm tôi thở dài tựa lưng vào ghế và không thèm đôi co với anh ta nữa tôi còn chưa bước vào cửa nhà chồng thì anh ta đã thẳng thắn rạch dòi mọi chuyện rồi đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng căn biệt thự nhà chồng tôi ấn tượng của tôi về ngôi biệt thự này là sự ngăn nắp gọn gàng và cực kỳ tinh tế chỉ cần nhìn những chi tiết nhỏ của ngôi nhà thôi tôi đủ biết gia đình anh ta hẳn là một gia đình nề nếp cũng đúng thôi vì theo tôi được biết ba mẹ chồng tôi là cán bộ nhà nước đã về hưu huy là con trai cả sau Huy còn có một cô em gái đang làm kế toán phòng lao động, thường bình xã hội ở trên huyện. Huy cầm tay tôi bước vào trong nhà để làm nghi lễ ra mắt trước bàn thờ tổ tiên. Sau đó tôi dâng trà ra mắt ba mẹ chồng. Ba chồng trao quà, sau đó nhìn tôi rất vui vẻ, chúc phúc cho hai đứa con. Còn mẹ chồng của tôi thì tỏ thái độ không ưa thấy rõ. Bà còn lầm bầm. Nhìn đúng là khập khiễng quá Tôi biết ý của mẹ chồng Bà đang mỉa mai tôi Con trai của bà cao hơn 1m8 Vừa tài giỏi Lại đẹp trai ngời ngợi thế kia Mà phải lấy một đứa chỉ cao 1m6 như tôi Đã vậy công việc của tôi hết sức bình thường Nhìn tổng thể Thì tôi chả có cái gì nổi trội Đứng bên cạnh anh ta Tôi giống như là một người tàng hình Bởi vì tôi thấy mọi người trong đám cưới Ai cũng hết lời khen ngợi chú rể. Tôi buồn buồn, nén tiếng thở dài, rồi sau đó cùng Huy đi mời nước quan khách và họ hàng hai bên. Nhà tôi thuê nhà hàng đến làm cỗ và phục vụ lễ cưới, thế nên sau khi tổ chức xong xuôi, tôi không phải dọn dẹp quá nhiều, chỉ lau qua nhà cửa và sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng. Được cái họ nhà chồng tôi cũng đông, các cô các thím đều rất nhiệt tình, mỗi người giúp một tay. Chỉ có cái tâm cô em chồng của tôi là hay hạch sách nó cứ lượn đi lượn lại xung quanh nhà để nhìn nhìn ngó ngó chỗ nào chưa sạch là nó bắt đầu chỉ trò sau đó hoạch hoẹ tôi chị phương chỗ này lau chưa sạch này cái kệ chỗ kia chưa để đúng vị trí đâu còn cả cái lọ lục bình này là đồ quý đấy chị phải lau cẩn thận không bị xước bây giờ nghe nó nói mà tôi ngứa hết cả tài chẳng lẽ dâu mới về mà lại nhét cái rẻ lau vào mồm em chồng thì không được hay cho lắm. Thôi, cố gắng nhẫn nhịn cho qua vậy. Thế nhưng Huy thì lại khác. Anh ta cầm một cái rẻ và đưa cho Tâm. Sau đó hắn giọng nói. Thấy chỗ nào bẩn hay chưa hợp lý thì tự đi mà làm. Mày có chân có tay, có đúng không? Đừng có đứng đấy chỉ trò, ngứa cả mắt. Ừ hai cái anh này, vợ anh mới về nhà chưa quen việc, nên em chỉ cho, lần sau còn biết mà làm chứ. Khỏi cần mày phải dạy. Phương vẫn đang làm rất tốt. Với lại anh chị ở trên thành phố, thi thoảng mới về quê thăm ba mẹ. Thế nên người phải quen với việc này là mày đấy, chứ không phải chị dâu của mày đâu. Anh đừng có mà chiều hư vợ anh như thế, rồi sau này vợ anh chả có ai ra gì đâu. Trước khi nói người ta, thì mày nhìn lại mày đi. Phương là chị dâu của mày, mà mày đứng mày chỉ trỏ như thế, liệu có được không? chứng tỏ mày cũng không coi người lớn ra gì. Cái tầm nghe xong giận lắm, nó tức tối nói luôn. Đúng là có vợ mà một cái, hết tình anh em, đồ đáng ghét. Nói xong nó bước huỳnh huịch lên tầng, còn tôi bởi vì quá ngạc nhiên nên cứ đứng nhìn huy mãi. Là anh ta đang bênh tôi sao? Mới về đây nên tôi còn nhiều bỡ ngỡ và xa lạ, chỉ cần có một người đứng ra bênh vực che chở cho tôi là tôi cảm thấy cảm kích vô cùng tôi cười cười sau đó nói với huy cảm ơn anh nhé cô không cần phải cảm ơn tôi đây là tôi đang dạy dỗ đứa em gái của tôi chứ không phải là bênh cô đừng có mà ôm mộng mơ anh ta làm như kiểu anh ta là trung tâm của vũ trụ ai cũng thích ai cũng muốn anh ta thì phải cái bản chất kiêu ngạo nó đã thấm vào máu của anh ta rồi tôi hậm hực đáp trả ngay anh không có chỗ trong lòng cho tôi đâu. Tôi cũng có người trong mộng rồi, nên không cần anh phải nhắc nhở. Là Đai Ki sao? Đúng, đúng thế. Huy chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm nữa. Anh ta ra ngoài, sau đó phóng xe đi mất. Lúc này thấy anh ta nhắc đến tin Đai Ki, tôi có phần ngạc nhiên. Chỉ nhớ của anh ta tốt thật. Đêm hôm đó tôi đã nhận nhầm Huy thành Đai Ki. Trong lúc say, tôi nói giọng lèm bèm vậy mà anh ta vẫn nhớ tôi lau dọn nhà xong thì mẹ chồng cũng chuẩn bị bữa tối tuy là con gái nhưng tôi ít khi vào bếp và chỉ biết làm những món đơn giản đã vậy đứng cạnh mẹ chồng tôi còn bị tâm lý nữa nên làm việc gì cũng lóng nga lóng ngóng mẹ chồng tôi thấy tôi hậu đậu như vậy bà lại được đà nói lớn với tôi <laughs> đúng là chỉ giỏi chuyện giường chiếu thôi chứ chả được cái tích sự gì nghe mẹ chồng nói như vậy tôi chết sững tôi không ngờ những lời nói vô cùng tế nhị như vậy mà mẹ chồng tôi có thể thản nhiên nói ra tôi đỏ bừng mặt sau đó run rẩy nếu con có làm sai chuyện gì thì mẹ dạy con từ từ có được không ạ sao mẹ lại nói con nặng lời như thế thấy cô làm chuyện gì cũng sai và cái sai lớn nhất của cô là cô dám nhảy lên giường của con trai tôi Cô biết rõ Thằng Huy và cái Dương Cầm nó đang tìm hiểu nhau, trong khi đó Dương Cầm lại là bạn của cô. Thế mà cô chơi chẽn dùng thủ đoạn để cướp người yêu của bạn mình, thật là không thể nào chấp nhận được. Chuyện đêm đó chỉ là một tai nạn, chính con cũng không ngờ hậu quả của nó lại đến mức này. Cô không cần phải giải thích cho mất công, Dương Cầm nó kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi, đừng có giả vờ giả vịt. Mẹ chồng tôi vừa nói dứt lời Thì tôi đã nghe thấy tiếng Dương cầm chào hỏi từ ngoài cổng Theo sau chính là Huy Hóa ra là anh ta đi đón Dương cầm Thấy Dương cầm đến mẹ chồng tôi liền thay đổi giọng nói Bà nhẹ nhàng nói với nó Con đến rồi đây à Ngồi chờ bác một tí nhé Bác sắp xong rồi đây Bác đang làm gì Bác nấu ăn à Cho con nấu với nói xong dương cầm sắn tay áo rồi nhanh nhẹn vào bếp dù không thích dương cầm lắm nhưng tôi phải công nhận nó nấu ăn rất giỏi bàn tay nhỏ bé của nó xào nấu thoăn thoắt khiến cho mẹ chồng tôi phải lên tiếng trầm trồ thời bây giờ kiếm được đứa con gái vừa đảm đang xinh xắn như con đúng là khó lắm tiếc cho thằng huy nhà bác nó bị người ta lừa bác đừng khen con thế con cũng bình thường thôi con cần phải học hỏi bác nhiều Bác là người phụ nữ Mà con ngưỡng mộ nhất trên đời à Cái con bé này <laughs> Đúng là khéo ăn khéo nói Hai người bọn họ Kẻ tung người hứng Nghe mới thấy Thảo Mai làm sao Đến bữa ăn chỉ nghe thấy tiếng Dương Cầm Và mẹ chồng tôi nói chuyện Thì thoảng cái tâm lại đệm vào một câu Cho câu chuyện thêm phần thú vị Thì thoảng mẹ chồng tôi Vẫn nói bóng gió mấy câu Nhưng tôi không quan tâm vẫn cứ thản nhiên ăn như một đứa ngốc ở nhà này chắc chắn chỉ có ba chồng tôi coi tôi là con dâu nhìn thấy tôi ăn cơm xong ba tôi liền lên tiếng phương ăn xong rồi hả con dạ con ăn xong rồi thưa ba vậy con lên phòng nghỉ trước đi cả ngày hôm nay lo công việc chắc là mệt lắm rồi con không sao đâu ạ à. con dọn dẹp xong rồi con lên phòng nghỉ cũng được mà ba có vài cái bát tôi để đây cho cái tâm nó dọn con lên phòng đi thái độ của bà chồng vô cùng nghiêm nghị nên tôi không dám phản kháng tôi chào bà mẹ rồi nhanh chóng về phòng mình cuối cùng tôi cũng có một chút không gian riêng tôi mệt mỏi nằm vật ra giường cả ngày hôm nay tôi mệt cả thân xác lẫn tinh thần đang nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà thì huy bước vào anh ta liếc nhìn tôi cô thích uống trà sữa hay là sinh tố Sao anh hỏi tôi thế? Anh mua cho tôi à? Ừ. Sao tự nhiên anh tốt với tôi thế? Này, cô có uống không thì bảo. Tôi không... tôi không uống đâu. Thế tại sao cô cứ hỏi mấy câu linh tinh? Tôi thấy lạ thì tôi hỏi thôi. À, anh mua cho tôi một cốc sinh tố xoài nhé. Huy gật đầu rồi bước ra bên ngoài. Tôi nghe rõ giọng của Dương cầm văng vàng ngoài cửa sáng mai phải lên hà nội sớm rồi nên chơi chút là về thôi chứ làm hết đêm là em không chịu được đâu đấy đúng là chỉ nhìn vẻ bên ngoài thì làm sao có thể đoán hết lòng dạ bên trong của một con người mẹ chồng tôi lúc nào cũng hết lời ca ngợi dương cầm chín chắn đoan trang nhưng đâu có biết trong lòng của nó đang nghĩ gì đến đêm tân hôn nó còn không tha cho chồng người ta nữa kìa tôi lắc đầu đứng dậy bước vào nhà tắm từng dòng nước mát lạnh rội xuống người làm cho tôi có cảm giác sảng khoái vô cùng huy chính là bad boy chính hiệu vậy nên chuyện anh ta hôm nay ngủ với cô này ngày mai ngủ với cô kia tôi không cảm thấy xa lạ tôi mong anh ta đi hết đêm nay để tôi được thoải mái với không gian riêng tư của mình nghĩ vậy nên lúc tắm xong tôi chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây mỏng khi bước ra ngoài tôi giật mình khi nhìn thấy huy đang ngồi trên giường chăm chú đọc một cuốn tạp chí tôi hốt hoảng vội vàng cầm chiếc áo sơ mi và khoác lên người sau đó quay sang hỏi anh ta tôi tưởng anh đi chơi sao anh về sớm thế ra ngoài ngõ mua sinh tố xoài cho cô năm phút là xong mà tôi tôi cứ tưởng anh đi với dương cầm đêm nay là đêm tân hôn tôi làm sao mà bỏ đi chơi được mà nhìn mặt cô Hình như cô không muốn tôi ở nhà nhỉ Anh ta quả là có đôi mắt tinh tưởng Nhìn mặt có thể đoán được người khác đang nghĩ gì Chắc là từ nay Tôi không bao giờ dám bày cái bộ mặt này ra Cảm ơn anh nhé Anh mua sinh tố cho tôi Nhìn thế này là biết ngon rồi Anh ta không đáp lại tôi Mà cầm quần áo đi thẳng vào trong nhà tắm Còn tôi vừa uống sinh tố Vừa tranh thủ xây tóc cho khô Giờ tôi mới nhìn kỹ căn phòng tân hôn của hai chúng tôi. Tuy không có hoa hồng, cũng không có ánh nến lung linh huyền ảo, nhưng được bài trí một cách rất tinh tế, tạo cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp. Ngay bên cạnh cửa sổ, có một tủ sách nhỏ, trong đó hầu hết là những cuốn sách nâng cao cho học sinh cấp 3. Chắc ngày xưa anh ta học giỏi lắm, thì mới sử dụng đến cuốn sách nâng cao này. Chưa như tôi ngày xưa đi học, dài những bài toán trong sách giáo khoa thôi, Tôi cũng cảm thấy gian nan lắm rồi. Nhưng tôi thắc mắc không hiểu, tại sao anh ta lại giữ gìn cẩn thận những cuốn sách này đến như vậy? Bởi vì những cuốn sách này đâu có gì quý hiếm, giả hiệu sách có thể mua được cả đống. Chắc hẳn những cuốn sách này gắn bó kỷ niệm gì đó với anh ta chăng? Tôi ngó nghiêng căn phòng một hồi, sau đó lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Dù hai mắt tôi đã nặng trĩu rồi, nhưng tôi không dám lên giường đi ngủ Tôi cố gắng chờ anh ta tắm xong Để phân chia Nơi ngủ cho rõ ràng Tôi đang ngồi uống nốt cốc sinh tố Thì cái tâm chạy vào phòng Nó hỏi trống không Anh Huy đâu Tôi còn chưa kịp trả lời Thì cánh cửa phòng tắm bật mở Huy vừa lau tóc vừa hỏi cái tâm Muộn rồi Mày còn vào đây làm gì Chị Dương Cẩm đang ngồi khóc ở quán cà phê kia kìa anh ra ngoài đó đưa chị ấy về đi nhìn chị ấy tội nghiệp lắm bây giờ anh không đi được mày đưa dương cầm về đi nhưng mà chị ấy không chịu chị ấy có đòi anh cơ nhưng mà anh chịu anh có phải đàn ông không thế anh biết rõ hôm nay chị ấy đau lòng như thế nào thế mà anh nhẫn tâm đừng có mà được nước lấn tới mày biết ngày hôm nay là ngày gì của anh có đúng không mày bảo dương cầm về nghỉ đi mai còn đi hà nội đừng có mè nheo anh không thích đâu nói xong huy tắt điện rồi leo lên giường nằm thấy tôi vẫn ngồi nguyên ở ghế anh ta khó hiểu hỏi tôi còn cô cô ngồi đó làm gì cô không đi ngủ à anh ngủ trên giường thế thì tôi ngủ đâu cô ngủ trên giường chứ cô ngủ ở đâu nhưng tôi không muốn ngủ cùng với anh thế thì cô sang phòng cái tâm mà ngủ chứ phòng này chỉ có mỗi cái giường này thôi anh ta nói thế khác nào đánh đố tôi kể cả có phải ngủ ngoài đường tôi không bao giờ qua ngủ nhờ phòng cái tâm mà kể cả tôi có đồng ý chắc chắn gì cái tâm nó cho tôi ngủ cùng tôi rón rén bước lại gần giường đặt một chiếc gối ở giữa tôi nói ngay phần giường của ai người đó nằm tuyệt đối không được lấn chiếm ok tôi không có hứng thú gì với cô nên cô cứ yên tâm mà ngủ đi à này Lúc tối công ty tôi báo có việc đột xuất cần tôi giải quyết nên ngày mai tôi phải lên Hà Nội. Cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, đợi thêm mấy ngày nữa rồi lên sau nhé." Hồi tối tôi nghe Dương Cầm nói là có chuyện, ngày mai Huy sẽ đi Hà Nội rồi. Chỉ là bây giờ nghĩ đến chuyện tôi phải ở nhà một mình với ba mẹ chồng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ. Thật tình, người mà tôi sợ đối diện nhất chính là mẹ chồng của tôi bà vô cùng thâm thúy, từng câu nói bóng gió của bà như một con dao sắc đâm thấu vào tim của tôi. Tôi ngậm nghĩ một hồi, sau đó quay sang nói với Huy. "Ngày mai tôi cũng đi Hà Nội với anh nhé." "Cô sợ làm dâu à? Sao đi vội vàng thế?" Đúng là anh ta giống như đi quốc trong bụng tôi, đoán được suy nghĩ của tôi dù tôi không hề nói bởi vì anh ta nói quá đúng nên tôi chẳng chối quanh co làm gì. Tôi gật đầu, thật thà thừa nhận. Mẹ anh không thích tôi, nên tôi ở nhà chỉ khiến mẹ thêm khó chịu. Với lại tôi lên Hà Nội, tranh thủ mấy ngày nghỉ, tôi thu dọn đồ đạc ở nhà chú thím về phòng của anh. Chứ cận ngày mới lên thì vội vàng lắm. Thôi được, thế cô ngủ đi, ngày mai còn có sức mà lên được. Tôi mỉm cười sau đó với tay cầm chiếc điện thoại Hẹn báo thức 5 giờ Ngày mai tôi sẽ dậy sớm quét dọn nhà cửa Và làm đồ ăn sáng Còn dâu mà không có tải nấu ăn Thì tôi phải chăm chỉ Chịu khó để bù lại thôi Mặc dù tôi không biết cuộc hôn nhân này Đi được đến bao lâu Nhưng chỉ cần tôi là một cô con dâu ở đây Thì tôi sẽ sống cho thật trọn vẹn Để mai sau khi tôi và Huy đường ai nấy đi Thì ba mẹ tôi sẽ không bị mang tiếng là không biết dạy dỗ con cái tôi đang định tắt điện thoại để đi ngủ thì đột nhiên màn hình lại lóe sáng là tin nhắn của anh trai tôi em gái của anh ngủ chưa bây giờ anh mới tan làm công ty đang có một dự án nên anh không thể về chung vui với vợ chồng em được hẹn ngày gần nhất anh sẽ bay ra hà nội để thăm vợ chồng em nhé dạ em chưa sao hôm nay anh nói khách sáo thế hả ông anh? Anh không về được, là em buồn lắm. Được rồi, mấy hôm nữa anh về em mua quà cho. Em nhớ phải luôn sống vui vẻ và hạnh phúc, nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Anh nên sắp xếp về thăm ba mẹ. Ba mẹ mong anh lắm. Có mỗi cậu con trai mà cứ đi biển biệt thôi. Do công việc của anh mà. Thôi, anh ra xe về đây. Nói chuyện với em sau nhé. Anh trai của tôi để được lên trước trường phòng như bây giờ phải nỗ lực rất nhiều. Tần suất làm việc của anh lúc nào cũng trong trạng thái dày đặc. Đến nỗi một chút thời gian gọi về cho gia đình cũng không có. Ba mẹ tôi thương anh, bao lần khuyên nhủ mà anh không nghe. Anh năm nay mới 28 tuổi mà phải uống thuốc bổ não suốt. Tôi thương anh lắm nhưng không biết phải làm sao. Tôi quay sang Huy, nhìn thấy anh ngủ từ lúc nào. Hôm nay cả hai chúng tôi đều đã thấm mệt tôi nhắm mắt lại, sau đó cũng rất nhanh, chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi nghe thấy tiếng chuồng báo thức, tôi bật dậy như lò xo. Tôi nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân, rồi vào bếp nấu đồ ăn sáng. Mở chiếc tủ lạnh ra thấy toàn thịt bò, nên tôi quyết định làm món phở bò. Vì biết cả nhà vẫn đang ngủ, nên tôi làm mọi việc hết sức nhẹ nhàng. hì hục trong bếp hơn một tiếng, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong năm bắt phở lúc này mọi người trong nhà cũng rục rịch dậy ba chồng tôi nhìn thấy bữa sáng được chuẩn bị xong xuôi trong đáy mắt của ông lóe lên một tia cười rất hài lòng vất vả cho con rồi nhưng lần sau con không cần phải dậy sớm thế đâu nhà ta thường 7 giờ mới ăn sáng dạ vâng con biết rồi ạ à? vừa rồi thằng huy nói với ba mẹ là hôm nay con cũng lên hà nội luôn à dạ con lên đó còn thu xếp đồ đạc để chuyển đi à hai vợ chồng đi cùng nhau như vậy thì mới đúng thôi cả nhà bảo ăn sáng để chút nữa vợ chồng nó còn đi trong bữa ăn mẹ chồng tôi luôn miếng nhắc nhở chuyện tôi phải nấu ăn cho huy hàng ngày bà còn cẩn thận hỏi tôi này thế còn đã biết huy nó thích ăn cái gì và nó ghét ăn cái gì chưa dạ con thấy tôi cứ ngập ngừng, huy liền lên tiếng giải vây cho tôi. mẹ đừng có làm quá lên như thế. hai vợ chồng sống với nhau phải hòa thuận chứ, nhường nhịn quan tâm lẫn nhau thì cuộc hôn nhân mới bền được. mẹ hỏi phương như thế, khác nào là muốn cô ấy phải cung phụ con, phương là vợ con, chứ có phải là ô xin đâu à? nghe huy nói như vậy mà tôi cảm động suýt rơi nước mắt, trong lòng tôi có chút rung rinh, tôi có cảm giác như mình đang được huy bảo vệ và che chở. Nhưng mà anh ta là một người khó đoán Những lời nói của anh ta Tôi không biết đâu là thật Đâu là giả Huy nói quá đúng Nên mẹ chồng tôi chẳng thể nào nói được gì Nhưng bà vẫn hậm hực tôi Lúc tôi và Huy chuẩn bị đồ đạc để lên Hà Nội Thì bà gọi riêng tôi Sau đó dặn dò Thằng Huy nó thích ăn canh chua Và mấy cái món dân dã như cá kho tộ này Sườn diêm nước dừa Với lại nó bị dị ứng với tôm nên cô nhớ là đừng bao giờ mua tôm về nhà Làm vợ phải biết chăm sóc cho chồng Nhớ kỹ lời dặn của tôi đấy Dạ vâng Con nhớ rồi ạ à. Thế rồi tôi và Huy Chào tạm biệt ba mẹ rồi lên đường Thế nhưng Huy chưa lên Hà Nội Mà còn đến nhà để đón Dương Cầm Nó đã đứng sẵn ngoài cổng Vẫy tay cười tươi giói với Huy Nhưng khi nhìn thấy có mặt tôi trong xe Nụ cười của nó bỗng tắt ngấm Trước đây khi đi cùng Huy Dương Cầm thường hay ngồi bên cạnh anh. Hôm nay chỗ đó đã bị tôi chiếm mất, nên nó khó chịu ra mặt. Nó có đứng tần ngần ở ngoài mà không chịu lên xe. Huy thấy lạ liền lên tiếng: Này, lên xe đi. Đứng đó làm gì? Em ngồi ở đâu ạ? À? Chỗ nào còn trống thì ngồi. Nhưng mà em không quen ngồi ghế sau đâu. Em sợ bị say xe lắm. Thế tí em thuê taxi mà đi nhá xe của anh hết chỗ rồi dương cầm vừa là cấp dưới vừa là người tình của anh ta mà anh ta còn phũ phàng như vậy thì nói gì đến tôi chứ nhìn dương cầm đang mếu máo mà tôi cảm thấy rất tội tôi thì chẳng quan trọng cái ghế ngồi ngồi đâu chả được miễn là bản thân mình cảm thấy thoải mái tôi quyết định xuống xe và nhường lại ghế cho dương cầm tôi không bị say xe nên tôi ngồi đâu cũng được cô lên ghế trên ngồi đi dương cầm có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn leo lên trên ghế ngồi dù được ngồi đúng vị trí nó thích nhưng mà gương mặt của nó không có chút gì gọi là vui vẻ mà ngược lại còn rất khó coi cũng đúng thôi khi một thứ nào đó vốn dĩ là của mình mà đột nhiên lại bị người khác ngẫng tay trên làm sao nó không cay cú cho được chứ nhìn ánh mắt của nó man mát buồn tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy có lỗi với nó chỉ vì một đêm lầm lỡ mà đẩy mọi chuyện đi quá xa. Tôi trách bản thân mình, trách cả kẻ nào đó đã hack CCTV phòng của Huy. Nghĩ đến đây, tôi liền tò mò hỏi Huy. Anh đã tìm ra kẻ nào hack CCTV nhà anh chưa? Rồi. Là ai thế? Đối thủ cạnh tranh. Thế tại sao bọn họ không lấy đoạn video khác mà lại lấy đúng cái đoạn video của đêm hôm đó? Thì chỉ có cái video đó là chất lượng và đáng giá nhất thôi. Tôi nhíu mày khó hiểu. Anh ta qua lại vì biết bao nhiêu cô gái, những đoạn video có nội dung tương tự như video của tôi chắc chắn là có đầy trong thẻ nhớ. Vậy mà tại sao đoạn video của tôi lại đáng giá nhất chứ? Tôi thở hắt ra, đằng nào thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Bây giờ thắc mắc có giải quyết được vấn đề gì đâu. Do đêm qua ngủ muộn mà sáng nay phải dậy sớm. Nên bây giờ hai mắt của tôi đang díu chặt vào nhau Một mình ngồi ở ghế sau quá rộng rãi Tôi thoải mái ngả lưng xuống Và đánh một giấc ngon lành Đến khi có vật gì đó lành lạnh chạm vào má của tôi Tôi mới giật mình tỉnh dậy Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh Thì mới biết rằng chúng tôi đã đến Hà Nội Lúc này tôi không thấy Dương cầm đâu nữa Chỉ còn có mỗi Huy trên xe Anh đưa cho tôi một lon nước Rồi nói với tôi uống nước lạnh cho tỉnh ngủ rồi xuống xe cho tôi còn đi làm ừ tôi xuống ngay đây mà sao anh lại đưa tôi về đây tôi phải về nhà chú thím để lấy đồ cơ mà bây giờ tôi bận cô tự bắt xe mà về à này đưa điện thoại của cô đây để tôi bấm số có cái gì thì cho dễ dàng liên lạc bấm số cho tôi xong huy vội vàng đi làm luôn còn tôi thì bắt xe grab về nhà chú thím hôm nay là ngày đầu tuần nên cả nhà chú thím đã đi làm hết tôi lặng lẽ vào trong nhà thu dọn đồ đạc loay hoay đến chiều mới xong tôi tính vào bếp nấu vài món ăn thì thấy chú thím tôi về thím tôi nhìn tôi ngạc nhiên ôi sao lên sớm thế con không đi hưởng tuần trang mật à dạ không thím ạ à. bọn con bất đắc dĩ mới cưới nhau chưa có yêu đương gì đâu mà tuần với trăng mật ạ à. cứ từ từ rồi yêu Bà con đang định nấu cơm đấy à? Dạ. Không cần phải nấu. Chú thím tối nay đi tiệc. Ở nhà một người bạn. Còn cái nhi, chắc là nó đi ăn với người yêu nó rồi. Vậy, thế thôi. Con chào chú thím. Con đi đây à? Con đừng có buồn. Cuối tuần rảnh rỗi hai vợ chồng xuống nhà chú thím ăn cơm, nhá. Dạ vâng. Tôi buồn lắm, kéo vali ra cổng để bắt taxi, trên đường đi tôi cứ thấp thòm mãi. Nói đúng hơn là tôi thấy lo lắng khi về chuyển đến sống với Huy. Sắp tới cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ rất khó thở. Đến nơi tôi xuống xe sau đó lên thẳng phòng của Huy. Tôi nhấn mấy hồi chuông mà không thấy anh ta ra mở cửa. Có khi nào anh ta chưa về. Tôi đang định gọi điện cho anh ta. Thì bỗng nhiên cánh cửa kêu cạch một tiếng. Huy mở cửa nhìn tôi tôi tưởng ngày mai cô mới dọn đến cô vào đi tôi còn chưa kịp đáp lại thì bên trong phòng đã vang lên một giọng nói anh ơi ai đến đấy huy bước vào nhà sau đó thản nhiên trả lời vợ anh tôi đi theo sau huy vào bên trong căn hộ của anh ta có ba phòng ngủ anh chỉ vào căn phòng ngủ của tôi ở giữa sau đó lên tiếng phòng đó là phòng của cô đây là phòng riêng của một mình tôi Có đúng không? Ừ Một mình một căn phòng vừa sang chảnh Vừa rộng rãi thế này Quả đúng là không tồi Căn phòng ngủ của tôi được bài trí Theo phong cách tân cổ điển Tạo cho tôi cảm giác bề thế, ấm áp Và cũng rất hài lòng Nhưng điều làm cho tôi ưng ý nhất Là mọi vật dụng trong phòng vô cùng sạch sẽ Ga giường được trải phẳng Và không có một nếp nhăn Tôi đang tưởng tượng Mình đang ở một khách sạn năm sao vậy Tôi vui vẻ xếp đồ đạc vào vị trí và thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng nói chuyện gì dầm phát ra từ phòng của Huy. Có mặt tôi ở đây, vậy mà anh ta thản nhiên dẫn gái về nhà để ôm ấp. Anh ta chẳng hề tôn trọng tôi một chút nào. Biết là cuộc sống của ai thì người nấy sống, nhưng mà chuyện trai gái ABC thế này thì không nên đưa về nhà mới đúng chứ. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến đối phương. Tôi đang mải mê suy nghĩ Thì chuông điện thoại quen thuộc bỗng vang lên Đôi mắt của tôi dừng lại ở một dãy số lạ trên màn hình Tôi ngập ngừng đôi chút Mới dám bấm nút nghe Alo ạ à? Mẹ đây Tôi ngỡ người Đây không phải là giọng nói của mẹ tôi Nhưng giọng trong điện thoại có chút quen thuộc Hình như là giống mẹ chồng của tôi À đúng rồi Cái giọng điệu đánh đá này Đúng là của mẹ chồng tôi rồi dạ con chào mẹ giờ này mẹ gọi cho con có chuyện gì ạ à? tôi muốn hỏi cô là cô đã nấu cơm chưa dạ hôm nay con phải thu dọn đồ đạc nên con về hơi trễ bây giờ con chuẩn bị đi nấu đây à cô làm cái gì thì làm nhưng việc ăn đúng bữa là một việc rất quan trọng giờ này nấu thì bao giờ mới được ăn dạ dạ con nấu một tí là xong thôi à nấu nhanh như thế thế thì Chắc là làm toàn những món vớ vẩn chứ gì. Nói xong mẹ chồng tôi cúp máy. Tôi chẳng kịp nói thêm câu nào nữa. Tôi đặt điện thoại lên bàn, sau đó thở dài thường thượt. Cứ nghĩ lên đây là thoát được rồi. Ai ngờ mẹ chồng tôi còn cao tay hơn. Điều khiển từ xa mới gớm. Tôi đeo chiếc tạp dề lên người rồi vào bếp nấu ít đồ ăn. Sáng nay lúc lên Hà Nội, ba mẹ chồng tôi chuẩn bị cho tôi bọc lớn bọc nhỏ thực phẩm nào là rau củ quả sạch, hoa, rồi sau đó có cả thịt lợn sạch. Ông bà ở quê luôn sợ đồ ăn trên thành phố không được đảm bảo. Vậy nên mỗi lần thấy con cháu về là lại bắt sách cả đống đồ ăn lên theo. Thực phẩm thì nhiều, nhưng trong đầu tôi chưa nghĩ là làm món gì cho tối nay. Liếc qua phòng của Huy, vẫn thấy đóng cửa im lìm, chẳng biết anh ta với cô gái kia có ăn cơm không. Thôi thì tôi mặc kệ, Tôi chỉ nấu những món mà tôi thích. Thịt lợn tôi ướp chút gia vị, rồi sau đó cho vào rán. Đỗ tôi đem xào, còn rau thì tôi luộc cho nhanh. Đầu xong tôi tiến lại phòng Huy, sau đó gọi cửa. Anh Huy ơi! Có chuyện gì? Anh với chị xong chưa? Ra ngoài ăn cơm. Chờ chút. 15 phút sau tôi mới thấy Huy và cô gái kia bước ra khỏi phòng. Thấy cô gái kia chuẩn bị túi sách để về, Huy liền lên tiếng. Xuyến này, ngồi xuống đây ăn cơm. Xong rồi hãy về. Vậy thì em không khách sáo đâu nhá. Ngồi vào bàn ăn, chị Xuyến liếc qua tôi. Sau đó quay sang Huy nói. Hôm nay đi làm cả công ty đồn ẩm lên là xếp Huy lấy vợ. Thế mà em không tin. Ai ngờ là thật. Anh giấu mọi người như thế là không được đâu. Lần sau anh sẽ mời mọi người đi ăn bù. Anh nhớ rồi đấy. Ừ. À, sắp tới có chuyến công tác bên Nhật, anh có cần thêm người nào đi cùng không? Hay là chỉ anh với em đi thôi ạ? À? Phải có cả cậu Luân đi cùng chứ. Cậu ấy là thư ký của anh mà. Em tưởng anh đi rồi, thì anh để cậu Luân ở công ty giải quyết những việc khác. Công ty không thiếu người, còn có trợ lý nữa mà. Tôi quan sát thấy ánh mắt chị Xuyến có chút thoáng buồn, nhưng chỉ vài giây sau, chị ấy lấy lại vẻ mặt bình thường, rồi hào hứng kể chuyện. Dạ vâng, thế hôm đó em làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người. À, đến Osaka nhất định phải ghé qua Nam Namba, là khu phố sầm uất bậc nhất. Ở đó em nghiền nhất là món uh, món ta. Tôi thấy chị Xuyến gãi đầu suy nghĩ mãi mà không nhớ được tên món ăn, tôi liền hỏi ngay. Có phải là món Takoyaki không chị? Mắt chị Xuyến bỗng sáng lên, chị mừng rỡ nói ngay đúng rồi món đó ăn một lần là nghiện luôn rồi như sực nhớ ra điều gì đó chị xuyến liền nhanh nhầu hỏi tôi sao em biết món đó em từng sang bên nhật à dạ vâng trước đây em từng học tập và làm việc tại osaka ơ ờ, thế thì em giỏi tiếng nhật lắm đúng không em cũng bình thường thôi à thế em có bằng n mấy dạ n hai chị ạ à? ơ ờ, thế bây giờ em đang làm gì em đang làm trong một nhà hàng nhật chị xuyến gật đầu rồi không hỏi gì thêm nữa lúc này huy mới lên tiếng quan trọng nhất vẫn là công việc mình sang bên đó để gặp gỡ đối tác chứ không phải là đi du lịch nhớ là phải hoàn thành công việc không được để sai sót không được chơi bời nghe chưa dạ vâng em biết rồi mọi người dùng bữa xong xuôi tôi định đứng dậy dọn dẹp thì chị xuyến lại tranh làm với tôi nào để đấy chị dọn cùng với em nhé Dạ không có gì đâu Chị cứ để đấy em dọn cho Chị về đi kẻo muộn à Thấy tôi nói như vậy Huy cũng bồi thêm Vợ anh nói đúng rồi đấy Em cứ về đi Sáng mai còn đi làm Vậy em xin phép ạ. À? Chị Xuyến chào tạm biệt rồi ra về Chờ chị Xuyến ra khỏi nhà Huy bỗng đứng bật dậy Anh tiến về phía bếp Rồi lấy gang tay ra đèo thấy anh ta có hành động lạ như vậy tôi liền ngạc nhiên và hỏi ngay anh định làm cái gì thế cô nấu cơm rồi thì tôi rửa bát mọi việc nên phân chia cho rõ ràng tôi bỗng bật cười anh ta có cần phải quá rõ ràng như vậy không tôi tưởng chỉ có trong chuyện tình cảm là phải rõ ràng chứ tôi không nghĩ đến cái chuyện vặt trong nhà cũng phải chia đều nhau như thế này trước mặt người khác thì anh ta cứ vợ anh vợ anh ngọt rớt Ấy vậy mà khi chỉ có hai người Anh ta lại rạch ròi từng chuyện một như vậy Nhưng mà như vậy cũng tốt Tôi càng nhàn Anh ta muốn rửa bát Thì tôi để cho anh ta tọa nguyện Giáng dấp của anh ta nghiêm nghị Kiêu ngạo Bây giờ được thay vào Đó là một dáng vẻ hết sức bình thường Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng Anh ta lại là một người đàn ông của gia đình Nhưng sự thật thì không phải như vậy anh ta đang phân chia rõ ràng mọi thứ với tôi mà thôi căn hộ của huy ngay bên cạnh căn hộ của khánh tính ra thì chúng tôi là hàng xóm thế nhưng tôi lại chưa nói chuyện này cho cậu ấy biết vì tôi nghĩ rằng không cần thiết cả ngày chúng tôi làm chung với nhau từ sáng đến tận tối muộn về nhà chỉ để ngủ thôi cuộc sống của tôi vẫn diễn ra đều đều như vậy dạo này khánh chăm chỉ đến nhà hàng hơn nên công việc của tôi cũng được nhẹ đi đôi chút không những vậy, Khánh còn dạy tôi rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về công việc quản lý. Làm chung với một người giỏi như Khánh, đầu óc của tôi được mở mang rất nhiều. Lâu lâu tôi lại mời cậu ấy một bữa cơm trưa để tỏ lòng cảm ơn. Có lần đang ngồi ăn trưa, tôi bột miệng chiêu Khánh. Có bao nhiêu kiến thức, cậu học được, đều truyền lại cho tôi hết rồi. Cậu không sợ mai này, tôi thay thế vị trí quản lý của cậu à? Tôi thì đang rất mong chờ phương thay thế chỗ của tôi đấy thôi tôi đùa chứ làm sao mà tôi chạy theo cậu được có sách dép lên chạy cũng không kịp chỉ là phương có muốn hướng về phía tôi hay không nếu muốn thì không cần chạy cũng đuổi kịp tôi khẽ nhíu mày khanh nói như vậy là ý gì chứ là cậu ấy đang khen tôi giỏi hay là còn có ý gì khác tôi đang định thắc mắc thì khanh đứng dậy bỏ đi làm cho tôi cảm thấy rất hoang mang. Gần hai tháng này tôi và Huy chưa giáp mặt nhau một lần nào. Chắc công ty của Huy dạo này quá bận rộn. Tôi thấy anh ta đi từ lúc tờ mờ sáng đến tận đêm khuya mới về. Nhiều hôm anh ta còn chẳng thèm về nhà. Tuy bận rộn như vậy, nhưng đầu tháng nào anh ta đều bắn tiền vào tài khoản cho tôi. Huy không những đẹp trai mà còn rất hào phóng. Mỗi tháng tôi nhận được một khoản tiền không hề nhỏ từ anh ta. Thế mới biết anh ta giàu có đến cỡ nào. Hai tháng này Huy không ăn cơm bữa nào ở nhà, nhưng ngày nào đi làm về tôi đều phải vắt chân lên cổ để chuẩn bị bữa tối. Lý do là thi thoảng mẹ chồng tôi lại gọi điện kiểm tra đột xuất, bà gọi hẳn fake tham, bắt tôi quay cả bàn thức ăn nữa. Mẹ chồng tôi quản lý bữa ăn chặt chẽ như vậy là bởi vì muốn con trai của bà ăn uống đầy đủ. Nhưng mẹ chồng tôi đâu biết, những bữa ăn đó chỉ có một mình tôi ăn. Nhiều khi tiếc đồ ăn, tôi còn toàn phải ăn cố. Thành ra dạo này cân nặng của tôi cứ tăng vù vù. Hôm nay trên đường đi làm về, tôi nhìn thấy quán bánh sắn, bán trên vỉa hè. Hồi còn đi học tôi hay ăn bánh này lắm. Lâu rồi tôi chưa được ăn nên cảm thấy rất nhớ. Tôi liền táp xe vào lề đường và mua mấy cái. Đến lúc mở cốp xe ra để lấy chiếc túi sách trả tiền thì tôi lại không thể nào vặn được khóa. Bởi vì tôi đi xe SH nên dùng chìa khóa thông minh. Loại chìa khóa này đứng cách xa 2 mét là không thể nào mở khóa được. Nhưng chìa khóa tôi để trong cốp cơ mà. Tại sao hôm nay cái xe lại dở trứng ra thế này? Không mở được cốp xe, đồng nghĩa với việc tôi không thể nào lấy được tiền. Tôi đành gửi lại bác chủ quán mấy chiếc bánh sắn. Tôi cười gượng nói. Bác cho con gửi lại bánh, giờ con không mở được cốp xe à? Thế xe con bị làm sao? Con để chìa khóa xe trong cốp Mà bây giờ không mở được Gần đây có quán sửa xe nào không bác Bác cũng không rõ Bác không phải người ở đây Con cứ rong trên đoạn đường này Xem có không Nếu không ấy Thì gọi cho đội cứu hộ xe máy Xe của con đâu có bị hỏng đâu Về nhà con có chìa khóa dự phòng là mở được à Tôi nói xong Quay lại nhìn chiếc xe mà ngắn ngầm Từ đây về tham Cũng còn cỡ 2 km Dòng chiếc xe hơn một tạ này về Chắc là tôi ngất mất Nhưng bây giờ không còn cách nào nữa Dòng được một đoạn Thì bỗng nhiên trên bầu trời Những đám mây đen kịt bắt đầu kéo đến Chỉ vài phút sau Một trận mưa rào đổ xuống ướt đẫm cả người tôi Lúc này tôi cảm thấy chán nản thật sự Tôi dựng chân chống xe Rồi đứng ngửa mặt lên bầu trời Đang thẫn thờ Thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên này, cô bị làm sao thế? Bị thất tình à? Tại sao lại đứng đây tắm mưa thế này? Tôi lấy tay vuốt những hạt nước mưa trên mặt xuống, sau đó mở mắt ra. Tôi nhìn thấy Huy đang ngồi trong một chiếc xe màu đen. Tôi mừng rỡ lên tiếng. Xe của tôi hôm nay bị dở trứng rồi. Chìa khóa để trong cốp mà không mở được. Đúng là chịu cho cô. Chìa khóa xe tại sao để trong cốp chứ? Thì mọi khi tôi vẫn để trong đấy có làm sao đâu. Thế nhưng hôm nay lại có sao rồi đấy. Anh chạy xe về, lấy giúp tôi cái chìa khóa dự phòng được không? Tôi để trong ngăn tủ, ở bàn trang điểm ấy. Huy không nói gì nữa. Anh lái xe gọn vào lề đường, rồi cầm dụng cụ có sẵn trên xe ô tô. Huy xem xét qua chiếc xe rồi lấy tô vít mở phần đầu xe ra. Sau đó Huy thò tay vào bên trong, giật một cái dây gì đó. Tôi nghe rõ một tiếng kêu bạc cốp xe của tôi đã được Huy mở một cách dễ dàng. Tôi thấy khâm phục anh ta thật, dù không đi xe máy, nhưng lại biết cách sửa. Tôi cười tươi và nói ngay. Cảm ơn anh nhé. Huy không đáp. Anh ta chăm chú, sau đó lắp lại đầu xe cho tôi. Thấy cả người anh ta bị ướt sũng, tôi vội vàng lấy chiếc khăn trong cốp xe, định lau mặt cho anh ta, thì liền bị anh ta giữ lại. Cô đừng có động vào người tôi tôi... tôi thấy anh bị ướt Nên tôi chỉ muốn lau cho anh thôi mà Không cần Cô lo cho cô trước đi Nói xong Huy lừ lừ bước lên xe và phóng về trước Anh ta đúng là khó hiểu Tôi thấy anh ta đúng là bị rối loạn đa nhân cách thì phải Lúc thì có vẻ rất tốt với tôi Lúc thì lại ghét tôi ra mặt Làm tôi chẳng biết phải làm như thế nào cho phải phép Đi xe máy vào những lúc trời mưa to thế này đúng là cực hình. Mưa cứ tạt vào mặt, vào mắt, chẳng nhìn rõ đường. Nên tôi phải đi rất chậm. Mãi sau mới về được đến phòng. Huy về trước tôi nên tắm rửa xong xuôi. Anh ta đưa cho tôi một cốc nước gừng ấm. Cô uống đi, nếu như cô không muốn bị cảm lạnh. Tôi nhận cốc nước từ tay Huy, mà trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Ngày hôm nay Huy như một vị cứu tinh của tôi vậy. Tôi uống hết cốc nước gừng, sau đó đi tắm. Huy hôm nay còn tự vào bếp nấu ăn. Tại sao anh ta hôm nay cứ làm tôi ngạc nhiên, hết chuyện này sang chuyện khác thế này? Sau ngày hôm nay, chắc chắn tôi sẽ có cái nhìn khác về người đàn ông này. Hôm nay tôi nấu ăn còn cô sửa bát nhé. Ừ, tôi biết rồi. Mà dạo này, tôi nhìn cô mập lên thì phải, có đúng không? Chuyện mẹ Huy thường xuyên gọi điện cho tôi Tôi không muốn kể cho anh biết Tôi sợ anh ý kiến lại với mẹ Mất công mẹ con Lại ganh ghét nhau Với lại bây giờ mẹ làm như vậy cũng đúng Nấu cơm tối là trách nhiệm và bổn phận Của một người làm vợ như tôi Nên tôi chỉ gật đầu Rồi nói ngay Ừ um, tôi có tăng lên mấy cân Huy khẽ còng môi lên cười Chắc thấy tôi béo nên cười đều tôi Đại gia như anh ta Chắc là thích mấy cô chân dài Người thì mỏng như tờ giấy Chứ đẩy đả như tôi Làm sao mà hợp gu của anh ta được chứ Đứng mãi một chỗ cũng thấy chán Tôi liền ra phụ Huy sắp cơm Đúng lúc này chung cửa vang lên Huy nói với tôi Tay của tôi đang bẩn Cô ra mở cửa giúp tôi đi Có khách à Không Dương cầm hôm nay bệnh Không nấu ăn được Nên tôi gọi sang đây Ăn cùng ấy mà À tôi hiểu rồi Thảo nào hôm nay anh ta đột nhiên vào bếp nấu ăn Hóa ra là nấu cho người thương Tưởng đâu anh ta tốt với tôi chứ Tôi hậm hực bước ra mở cửa cho Dương cầm Nó khinh khỉnh nhìn tôi một lượt Sau đó mới chịu bước vào Lúc tôi quay ra đóng cửa Thì tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Khánh Như nhận được đúng người quen Khánh bỗng nhiên cười lớn Khánh béo nhẹ vào má của tôi Sao Phương ở đấy thế này Chủ nhân của căn hộ này Chắc là họ hàng của Phương à? Khác với vẻ mặt tươi cười của Khánh, vẻ mặt của tôi lúc này có chút hoang mang. Vì bị, bị bất ngờ quá, nên tôi chả biết nói gì nữa. Cứ ú ớ mãi một lúc, tôi mới rẻ dặt trả lời. Ừm... Um, đây là nhà của tôi. Khánh nghe tôi nói như vậy thì rất ngạc nhiên. Cậu ấy chỉ vào căn phòng của tôi, sau đó hỏi lại. Thì ra... Đây là nhà của vợ chồng Phương sao? Ừm... Um. Phương biết phòng tôi ở bên cạnh có đúng không? Tôi chỉ gật đầu chứ không đáp. Khánh nhìn tôi đầy trách móc, sau đó nói tiếp. Phương biết, mà sao không nói với tôi? À tôi... tôi chưa kịp nói. Có mà Phương không muốn nói thì có. Thật tâm trong lòng tôi không hề coi căn hộ này là nhà của mình. Dù Huy để cho tôi sống ở đây rất thoải mái, nhưng tôi luôn có cảm giác là tôi đang đi ở nhờ Vì tôi và Huy Đâu có coi nhau là vợ chồng chứ Một hai năm nữa thôi Khi tôi và Huy đường ai nấy đi rồi Thì tôi phải rời khỏi đây Thế nên khi giới thiệu với người khác Đây là nhà của mình Tôi cảm thấy rất ngượng mồm Trước ánh mắt giỏ xét của Khánh Tôi đành giả vờ Làng sang chuyện khác Khánh đi siêu thị về đi à Ừ tôi đi mua ít đồ ăn nhìn qua túi đồ ăn trên tay của Khánh, tôi nhìn thấy cậu ta mua toàn là thức ăn sẵn. Con trai ở một mình nên chắc là lười nấu. Thấy vậy tôi liền đề nghị ngay. Khánh vào nhà tôi chơi, tiện ăn cơm với vợ chồng tôi luôn. Suốt ngày ăn thức ăn thế này không đảm bảo đâu. Thấy Khánh có chút lưỡng lự, tôi liền nói tiếp. Yên tâm đi, chồng tôi thoải mái lắm. Khánh vào trong đi. Dù tôi đã nói như vậy mà khánh vẫn còn do dự tôi chẳng chần chừ nữa liền kéo khánh vào nhà trước ánh mắt tò mò của huy và dương cầm như hiểu được ý tôi liền niềm nở giới thiệu ngay đây là khánh là quản lý của em và cũng là hàng xóm phòng khánh ngay bên cạnh phòng mình anh ạ à. nói rồi tôi quay sang khánh giới thiệu huy và dương cầm khánh lịch sự chào hỏi mọi người vậy mà thái độ rừng dưng của huy làm cho tôi phát ngại anh ta có thể không tôn trọng tôi nhưng đối với bạn của tôi anh ta nên giữ một chút thể diện cho tôi chứ tôi cười gượng mời khánh ngồi xuống bàn ăn cơm sau đó thì thầm vào tai của khánh cậu thông cảm chồng tôi lúc nào cũng kiểu thờ ơ hờ hững như vậy chứ không có ý kiến gì đâu cậu cứ ăn uống tự nhiên nhé ừ bây giờ thì tôi tin lời của nhi nói là đúng rồi cái nhi nói chuyện với cậu à có cái gì nói sau nhá Bây giờ có chồng Phương ở đây Nói chuyện không được tiện cho lắm Đúng là con Nhi này Nhiều chuyện thật Dù tôi rất tò mò muốn biết Nhi đã nói gì với Khánh Nhưng thấy Huy cứ nhìn tôi chằm chằm Nên tôi đành thôi Cả bữa ăn không khí có phần rất ngượng ngùng Tôi gắp miếng cá bỏ vào bát cho Khánh Sau đó vui vẻ nói chuyện Cậu ăn thử món cá kho này đi Chồng tôi làm đấy, ngon lắm Tôi cố ý nói như vậy Để xua bớt căng thẳng cho mọi người Ăn cơm mà như cha tấn Thì làm sao mà nuốt nổi Sau một hồi im lặng Bây giờ Dương Cầm mới lên tiếng hỏi Han Anh Khánh mới chuyển đến đây đúng không Vì em ở tầng này Mà chưa gặp anh bao giờ Dạ em chuyển đến đây được mấy tháng rồi Nhưng em ít khi ra ngoài à? Nhìn mặt tôi già lắm hay sao Mà anh lại xưng em với tôi thế Khánh ngẩn người ra mất mấy giây Như hiểu ra ý của Dương Cầm Khánh vội vàng giải thích Em không có ý đó Bởi vì em kém Phương một tuổi Mà chị lại là bạn của Phương Nên em xưng chị em cho phải phép ạ à? Thế sao Em không thấy anh gọi Phương là chị nhỉ À Em với Phương là bạn bè thân thiết của nhau Nên không cần phải câu nệ Bọn em xưng hô như vậy Cho gần gũi Có đúng không Phương Tự dưng lão Khánh này lại quay sang tôi và cười nhăn nhỏ Rồi đột ngột hỏi tôi như vậy Làm tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều Tôi đành gật đầu và đáp ngay Ừ, với lại tôi sinh trước Khánh có 2 tháng Khánh còn là sếp của tôi Gọi bằng chị cũng thấy hơi ngượng Dương cầm nghe chừng không được vui vẻ Nó xì một tiếng rồi quay sang gấp thức ăn cho Huy Hôm nay anh Huy ăn nhiều vào nhá Mai còn có sức mà đi công tác chứ Dương cầm vừa mới dứt lời Thì Khánh là huyết nhẹ vào tay của tôi mấy cái Cái ông này Hôm nay cứ lạ lạ làm sao ấy Tôi nhăn mặt Chuyện gì Vợ mà không chăm sóc chồng Để cho con khác nó chăm hộ thế kia là dở rồi Sao hôm nay cậu nhiều chuyện thế Tập trung mà ăn đi Tại tôi ngứa mắt Thế này dễ mất chồng như chơi Tôi còn chưa lo Cậu lo cái gì chứ Tôi lo chứ Tôi sợ Phương khổ tôi không cần cậu lo chuyện của tôi tôi ắt có tính toán mà nếu phương mệt mỏi cứ tìm tới tôi nhé tôi sẽ làm bờ vai cho phương tựa thôi đi nghe xến sẩm quá dương cầm nhìn thấy tôi và khánh cứ thì thầm bên nhau như vậy thái độ tỏ ra rất nghi ngờ nó liếc nhìn tôi một lượt sau đó liếc sang khánh tình tớ quá nhỉ anh huy cẩn thận không lại bị mọc sừng trên đầu đấy Huy nghe xong nhíu chặt mày, anh gõ lên bàn mấy cái, sau đó khó chịu nói: "Em sang đây là để ăn cơm, hay sang đây để soi mói? Im lặng và ăn đi. Anh không thích vừa ăn vừa nói chuyện đâu." Huy thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình ra như vậy, thì chúng tôi đâu dám nói gì nữa. Bữa cơm lại thêm một lần nữa chìm trong yên lặng. Hôm nay Huy nấu ăn rất ngon, nhưng tôi lại cảm thấy rất là khó nuốt ngày đầu tiên về nhà chồng huy đã giao kèo với tôi là việc của ai người đó làm không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời lúc nghe anh ta nói như vậy tôi cảm thấy rất vui nhưng đến bây giờ khi mà sống thực tế với nhau thì tôi cảm thấy nó không hề dễ dàng một chút nào tôi cảm giác cuộc sống của tôi và huy nhìn bên ngoài thì yên ả nhưng thực chất bên trong đang bị gượng ép và gò bó đến ngột thở. Có lẽ tôi và Huy phải dành một chút thời gian để ngồi lại nói chuyện với nhau, tìm ra hướng giải quyết để cuộc sống của hai được dễ thở hơn. Ăn uống xong xuôi, Dương cầm theo Huy ra ngoài phòng khách để xem TV, còn Khánh thì phụ tôi dọn dẹp. Khánh nhiệt tình đến mức còn tranh phần rửa bát với tôi. Lúc này trong phòng bếp chỉ có tôi và Khánh nên tôi mới lên tiếng hỏi ngay. Hôm nay ăn cơm nhà tôi thế nào? Chắc là khó nuốt lắm nhỉ? Đâu có đâu, tôi thấy ngon lắm. Mà cái Nhi nó nói gì với cậu? À, nó chỉ nói là vợ chồng Phương không có tình cảm với nhau, cưới nhau bởi vì một phút sai lầm. Vậy nên thái độ của chồng Phương hôm nay như thế. Cũng không có gì ngạc nhiên nhỉ. Nhưng ở với nhau cũng mấy tháng rồi. Mà tại sao hai vợ chồng lúc nào cũng mặt lạnh lùng với nhau như thế à? Ừ, tuy ở chung nhà nhưng lại ít gặp nhau. Ai cũng cắm đầu vào công việc. Thấy tôi trả lời có vẻ buồn buồn nên Khánh không tò mò thêm nữa. Dọn dẹp xong xuôi, Khánh ra ngoài phòng khách lịch sự chào Huy và Dương cầm. Sau đó quay lại nói với tôi. Tí gửi cho tôi bản báo cáo đấy nhá. Dạo này làm cái gì? Mà ngày nào cũng thấy mải mê Quên hết cả việc gửi báo cáo Ừ Thì mải mê nấu cơm Chứ còn làm gì nữa Ok tí tôi gửi cho Tôi vui vẻ tạm biệt Khánh Rồi trở về phòng gửi bàn báo cáo Mà quái hôm nay hết xe Giờ ở trứng Lại đến cái Macbook Nhấn đi nhấn lại bao nhiêu lần Cũng không bắt được wifi Hôm nay đúng là một ngày đen đủi đối với tôi Tôi bước ra ngoài, nhìn thấy Huy đang ngồi chăm chú xem tivi, nên tôi chả muốn nhờ nữa. Tôi xách chiếc MacBook sang luôn phòng của Khánh. Thấy tôi, Khánh liền kéo ra ngoài rồi nói ngay. Nhi chưa gọi điện cho Phương à? Ừ, điện thoại của tôi đang để trong phòng, không mang theo. Có chuyện gì thế? Nhi với Tùng đang ở quán cà phê. Nó vừa gọi điện cho tôi, bảo xuống đấy chơi đấy. Ơ, ừ, thế á? Thế thì mình đi thôi. Tôi và Khánh cùng đi xuống quán cà phê. Vừa đi Khánh vừa hỏi tôi. Nhưng này, Phương định sang phòng của tôi có chuyện gì đấy? Mạng mẽ hôm nay có vấn đề, chán quá. Tôi không vào được. Định sang phòng của cậu để nhờ cậu giúp. À, lúc nãy à? Mạng có hơi lỗi tí. Mà Phương định gửi báo cáo cho tôi đi à? Ừ. Thế xuống quán cà phê, rồi gửi luôn, nhá. Xuống đến chỗ hẹn, Tôi đỏ mặt khi nhìn thấy Nhi và Tùng đang hôn nhau ngay tại quán. Tôi tiến lại đập vào vai cái Nhi, sau đó hắng giọng nói. Này, hai cái đứa này, tự nhiên nhỉ? Làm như ở nhà mình ấy, không biết ngại à? Thằng Tùng lúc này cười nhăn nhó. Ngại cái gì chị? Như vậy mới là thể hiện tình cảm chứ lại. Ý. Này, để làm gì? Để cho cả thế giới này biết à? Chính xác chị ơi, bây giờ yêu nhau mà không công khai, Ừ, dễ bị cắm sừng lắm Nhi nghe thấy Tùng nói như vậy Liền véo tay sau đó lườm một cái sắc bén Làm cho Tùng có chút sợ hãi Nó đành lẳng sang chuyện khác Để em đi gọi nước cho mọi người nhé Tôi nhìn thấy hành động sợ sệt của Tùng mà phì cười Thế này là tôi cũng yên tâm rồi Cái Nhi mà lấy được Tùng Chắc chắn sẽ được chiều chuộng yêu thương Lúc này Nhi kéo sát ghế ngồi gần tôi hơn chị dạo này sống thế nào anh huy có làm khó chị không tôi không thích người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của tôi và cũng không thích những người mà tôi yêu thương phải lo lắng suy nghĩ về tôi quá nhiều con đường mà tôi đã chọn cho dù có khó khăn hay nhiều trông gai thế nào đi chăng nữa thì tôi sẽ luôn mạnh mẽ can đảm để vượt qua tôi cầm lấy tay của nhi sau đó vui vẻ trả lời chị được ở hẳn một nơi cao cấp thế này, tất nhiên cuộc sống của chị rất ổn rồi. còn cái lão huy ấy, làm sao mà dám bắt nạt chị chứ. Ừ, chỉ có một điều thôi, là mặt anh ta lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, nhìn khó coi lắm. cái nhì nghe thấy tôi kể như vậy liền cười ầm lên, nó nói với tôi, chắc là anh huy đang làm màu đấy. thế tình cảm hai người đến đâu rồi? này đã được tèn ten tí nào chưa? Cái con này, đầu óc lúc nào chỉ nghĩ đến cái đen tối. Chuyện tình cảm ấy cứ phải từ từ. Chị cũng không quan trọng mấy, cứ để mọi thứ tự nhiên. Mà chú thím dạo này, có khỏe không? Bà mẹ em vẫn thế, cuối tuần nào cũng ngóng chị. Mà chả thấy vợ chồng chị về thăm gì. Để mấy hôm nữa chị thu xếp, chứ cả tuần đi làm rồi. Còn ngày cuối tuần ở nhà dọn dẹp, dù lại đi siêu thị mua thuốc ăn cho cả tuần nữa ghê nhỉ đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình rồi đấy mà sao chị không rủ anh huy xuống đây chơi <laughs> chưa thân đến mức đấy vợ chồng mà còn khách sáo thế á tôi cười sau đó uống một ngụm trà ô long ở đây cũng vài tháng rồi nhưng tôi chưa bao giờ vào trong mấy quán khu ăn uống này bởi vì tôi đoán giá tiền trong đây chắc cũng rất cao nhưng mà đúng là đắt sắt ra miếng thật Uống trà ô long ở đây có một vị rất thơm, không gian quán nhỏ nhắn tạo cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp. Bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau đến hơn 9 giờ mới giải tán, lâu lâu được ngồi tán gẫu với nhau thế này, tôi thấy tinh thần cũng được thoải mái hơn. Tôi nhìn Tùng và Nhi đi khuất, sau đó cùng với Khánh quay trở về phòng. Dù cũng hơn 9 giờ, nhưng quảng trường bây giờ còn đông người. Cả ngày tôi tất bật với công việc cộng thêm thời tiết mùa hè nóng nực nên ai cũng muốn ngồi ở quảng trường hóng gió khánh có lẽ chưa muốn về nên quay sang tôi đề nghị ngồi đây chơi thêm một lúc nữa nhé phương nhé tôi chưa muốn về phòng ngày mai huy đi công tác rồi nên tối nay tôi muốn ngồi nói chuyện với anh bây giờ nghe khánh đề nghị như vậy tôi có chút lưỡng lự suy nghĩ vài giây tôi liền từ chối để hôm khác được không Khánh Ngày mai chồng tôi đi công tác rồi Nên tôi về sớm Chuẩn bị đồ cho anh ý Ừ Tê để hôm khác nhé Ok Không biết Khánh có chuyện gì Mà tôi thấy đôi mắt của cậu ấy rất buồn Mấy lần tôi định sang hỏi Nhưng rồi lại thôi Sợ cậu ấy không muốn nói Về tới cửa Tôi chào Khánh rồi bước về phòng Căn phòng khách đã tối hôm nhưng phòng ngủ của huy thì vẫn sáng đèn thế nhưng khi tôi tiến lại gần phòng ngủ của huy thì tôi không thấy anh ta lên tiếng mặc dù tôi gõ cửa hai lần tôi mạnh dạn mở cửa bước vào trong ở chung một nhà mà ngày hôm nay tôi mới bước vào phòng ngủ của huy phòng của anh ta to gấp đôi phòng của tôi còn cả có phòng tắm riêng tôi nghe có tiếng nước chảy bên trong phòng tắm nên cũng đoán là huy đang tắm anh ta sạch thật đấy. Một buổi tối mà tắm mấy lần. Thảo nào trên người lúc nào cũng có một mùi hương thơm khó cưỡng. Tôi thấy trên giường có một chiếc vali đang mở và vài bộ quần áo được xếp ngay ngắn bên cạnh. Tôi bỗng dưng lại nổi lòng tốt. Tôi sắp xếp quần áo gọn gàng vào vali cho Huy. Đang vui vẻ gấp đến cái áo cuối cùng thì tôi giật mình bởi tiếng quát to của Huy. Cô kia! Ai cho cố động vào đồ của tôi? Thái độ gắt gỏng của Huy làm cho tôi bối rối. Tôi đứng bật dậy, sau đó lắp bắp như một đứa ăn cắp bị bắt vậy. Tôi, 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 tôi chỉ đang muốn giúp anh xếp quần áo vào vali. Huy khó chịu tiến lại gần tôi. Anh ta giật phăng chiếc áo trên tay tôi, sau đó nghiến răng nói. Tôi không khiến cô làm, bây giờ cô cút ra ngoài cho tôi. Lần này đến lượt tôi cảm thấy rất bực bội. Lời nói của anh ta quá là kiêu ngạo và lỗ mãn. Nếu cứ như thế này, mà đi ra ngoài, thì tôi cảm thấy mình bị anh ta chi phối quá nhiều. Tôi lì lượm, tôi ngồi xuống giường và khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Anh ta hỏi đều tôi. Sao? Cô muốn cái gì ở tôi? À, tôi cũng đang cần xả chết đây. Anh đừng có nghĩ vớ vẩn. Tôi ở đây, là có chuyện này muốn nói với anh. Vậy thì nói nhanh đi. Xong rồi lượn đi. Thôi được, tôi vào chủ đề chính luôn. Tôi thấy cuộc sống của tôi và anh cứ như thế này, thì thực sự là không ổn cho lắm. Cô nói tiếp đi, không ổn chỗ nào. Tuy tôi với anh kết hôn là gió miễn cưỡng, nhưng dù gì thì trong mắt mọi người, tôi và anh cũng là vợ chồng của nhau. Ở nhà chỉ có hai người thì tôi không nói, nhưng mà khi có khách, hoặc là đi ra ngoài anh phải nể mặt tôi một chút chứ. Anh cư xử như một người chồng yêu thương vợ, không được hay sao? Ánh mắt của Huy bỗng trồng xuống, sâu trong đáy mắt, ẩn hiện rất nhiều cảm xúc phức tạp mà tôi không thể nào đọc được anh ta đang suy nghĩ cái gì. Vài giây sau, giọng của Huy trầm trầm và vang lên. Hôm nay tôi cư xử như vậy. Cô cảm thấy mất mặt lắm sao? Đúng thế. Khánh là bạn của tôi từ lúc ở nhà mình về cậu ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại còn tôi tôi không thích người ta thương xót cho tôi vậy thì cho tôi xin lỗi tôi cứ tưởng hai người có tình ý với nhau nên tôi tỏ ra không quan tâm như vậy lần sau tôi sẽ chú ý hơn nhưng bảo tôi phải thân thiết làm cử chỉ âu yếm với cô tôi không làm được ai cần anh âu yếm với tôi chứ chỉ cần anh nở ra một nụ cười thân thiện là quá tốt với tôi rồi Nói xong tôi đứng lên và bước ra khỏi phòng. Không mất công anh ta lại đuổi tôi thêm một lần nữa. Ra đến cửa, như chợt nhớ ra, tôi quay lại và nói ngay. Này, chúc anh có chuyến công tác tốt. Chẳng chờ cho Huy trả lời, tôi lượn về phòng luôn. Cứ gần anh ta là máu nóng trong người tôi lại dồn lên não. Hai má cứ đỏ rực lên như quả gấc vậy. Không phải là tôi ngại ngùng gì anh ta, mà bởi vì cái mùi thơm trên cơ thể của anh ta làm cho tôi cảm thấy khó chịu và bứt rứt. Tại sao cảm xúc lại không nghe theo lý trí thế này chứ? Nếu bị anh ta đoán trúng thì xấu hổ chết đi được. Hôm nay tôi bị dính mưa nên bây giờ cảm thấy người hơi oải, tôi nằm bịch xuống giường, sau đó rất nhanh chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau chuông báo thức kêu liên hồi, trong đầu tôi dù vẫn nhận thức được nhưng đôi mắt cứ nặng chịu Không thể nào mở ra Tôi cứ miền man lúc tỉnh lúc mơ Cả cơ thể của tôi nóng răn như lửa Mãi cho đến gần trưa Tôi mới cố gắng gượng dậy Tôi vội vàng cầm chiếc điện thoại Và nhắn tin cho Khánh Để xin nghỉ phép Đã lâu lắm rồi tôi không bị một trận ốm nào Bây giờ một mình trong căn phòng sang trọng Không có ai chăm sóc Tôi cảm thấy rất tủi thân Nước mắt lăn dài trên má Vì có một mình nên tự tôi phải dậy để kiếm đồ ăn, rồi tự mình mua thuốc để uống. Mới ốm có một ngày mà cả người tôi như hết sức sống. May là đến tối Khánh sang và nấu cháo cho tôi. Cả mấy ngày sau đó, Khánh đều đặn mua đồ ăn sang nấu cho tôi. Nhờ có Khánh chăm sóc nên cuối tuần tôi khỏe hơn. Như bao cuối tuần khác, tôi đem vỏ chăn ga đi giặt và dọn dẹp lại nhà cửa. Đang lau nhà thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nghĩ rằng là Khánh sang chơi. Ai ngờ vừa mới mở cửa ra, một đám nhân viên ở nhà hàng của tôi đã đến thăm tôi. Chúng nó còn bảo nhau đồng thanh chào tôi thật to nữa. Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy rất vui. Có đội này đến thì ngày Chủ nhật của tôi sẽ không còn buồn nữa rồi. Chúng nó vào trong nhà, không khỏi suýt xoa. Ôi giời ơi, được ở khu này đúng là sướng nhất chị Phương rồi. Mà chồng chị làm cái gì? Mà giàu thế ạ? À? Ơ, ờ, thế mày không biết à? Chồng chị Phương là giám đốc một công ty. À, công ty gì nhỉ? À, công ty IA đấy. Thật á? Ừ. Chị Phương ơi, chắc là kiếp trước chị cứu cả thế giới đúng không? Nên kiếp này, kiếm được anh chồng mà bao nhiêu người mơ ước đấy. Đã đẹp trai lại còn tài giỏi nữa chứ. Tôi nghe xong chỉ biết cười Chứ có biết trả lời lại thế nào đâu Ở trong chăn mới biết chăn có giận Chứ nhìn bề ngoài Thì làm sao biết cuộc sống của người ta như thế nào Đội nhân viên này Cũng bày đặt ghê gớm Đứa thì mua hoa quả Đứa thì mua sữa Rồi mua cả một đống đồ ăn nhanh Và bia tới đây Tôi thấy lạ liền hỏi ngay Mấy đứa định tổ chức ăn uống ở đây à Sao mua lắm đồ thế này Chị nói chỉ có chuẩn thôi được ăn uống ở đây quá là lý tưởng. Bọn em thấy Khánh bảo chồng chị đi công tác rồi, có đúng không? À, ừ. Thế thì thoải mái, quẩy đi chị. Cũng hay đây, lâu rồi chị cũng không uống bia. Thế thì hôm nay uống hết mình nào? Có 7 người mà chúng tôi uống hết hai thùng bia. Đứa nào đứa nấy đều say bí tỉ, không biết chăng sao gì nữa. Chỉ có tôi là còn một chút tỉnh táo đến lúc tờ mờ tối, chuông cửa lại một lần nữa reo lên. Ai mà đến vào giờ này chứ? Có khi nào Huy đi công tác về hay không? Tôi loạn choạng bước ra mở cửa và vừa nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ ấy, tôi liền tái mặt lùi lại phía sau vài bước, sau đó kêu lên: M Mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đẩy tôi sang một bên, sau đó hầm hầm bước vào trong nhà. Đôi mắt sắc bén của bà lướt nhìn khắp gian phòng khách. Nhìn vào thái độ của bà, tôi biết bà đang rất tức giận. Tôi không biết có chuyện gì mà bà lại lên đây đột ngột như vậy. Hôm nay tôi chết chắc rồi. Tôi bước lại gần mẹ chồng, sau đó lo lắng hỏi han. Mẹ lên, sao mẹ không báo cho con một tiếng, để con đi đón mẹ à? Mẹ chồng tôi ném chiếc túi sách vào mặt của tôi, sau đó nghiến răng kèn két Bà giết lên Nếu như tôi không lên đây đột xuất Thì đâu thể biết Cô sống xa đọa tới mức này Thật là ghê tởm Dẫn bạn bè về nhậu nhẹt thế này Đúng là tôi sai Nên khi mẹ chồng tôi nói nặng lời như vậy Tôi không thể nào trách bà được Tôi nhẹ nhàng nói với bà Mẹ Mẹ đi đường dài chắc mẹ cũng mệt Mẹ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đi ạ à. Mẹ chờ con dọn dẹp một tí là xong thôi. Nhìn mặt mẹ chồng mà tôi tỉnh cả bia. Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang thế này, đến tôi còn ngán ngầm. Đã vậy trai gái còn nằm cạnh nhau thế kia, hỏi sao mà mẹ chồng tôi không hiểu nhầm cho được. Tôi gọi chúng nó dậy, sau đó bảo với Khánh. Khánh này, đưa chúng nó về phòng của cậu đi. Mẹ chồng tôi đang ở đây. Khánh lúc này cũng tỉnh dậy, Cậu ấy ngồi bật dậy rồi nói với tôi. Thật á? Ừ ừ, nhanh nhanh, đưa chúng nó đi đi. Tôi và Khánh dìu từng đứa sang phòng của Khánh. Sau đó tôi quay về phòng mình, dọn dẹp. Thì đã nhìn thấy Dương cầm, đang nhặt vỏ lon bia cho vào túi. Vừa dọn dẹp, nó vừa nói chuyện với mẹ chồng của tôi. Dạo này công ty nhiều việc, nên anh Huy cũng bận bác ạ. À? Đầu tắt mặt tối suốt cả ngày, đã vậy ăn uống lại không ra làm sao anh ấy gầy đi trông thấy con nhìn mà con xót lắm đúng là thằng huy nhà bác lúc nào cũng chỉ biết đến công việc tưởng đâu lấy vợ rồi sẽ có người chăm sóc ai ngờ lấy được con vợ hậu đậu chả biết chăm lo cho gia đình làm cho thằng huy càng ngày nó càng mệt mỏi hơn trước lời nói bóng gió của mẹ chồng tôi chỉ biết im lặng và dọn dẹp Ai chứ mẹ chồng Thì tôi đâu có dám nói lại đâu Chỉ cần thái độ một câu thôi Là bị dán ngay cho một chữ Là láo Còn cái dương cầm Nghe trường nó rất đắc ý Nó liếc nhìn tôi cười mỉa mai Sau đó quay sang mẹ chồng tôi Nói giọng ngọt sớt Bác cứ yên tâm đi Dạo này thấy anh Huy gầy Sáng nào con cũng làm đồ ăn sáng Với lại mang cơm trưa đến công ty cho anh ý Ôi Dương Cầm này Con đúng là chu đáo Nếu chả phải vì con yêu tinh kia Thì con với Huy nhà bác Đã thành một cặp rồi Như vậy có phải là bác được thành thơi rồi không Ấy Bác đừng nói thế Con ngại lắm ạ à? Tuy Phương nấu ăn không giỏi Nhưng được cái học thức cao Đi du học về mà bác Ôi dạo Đang học thì bị đuổi về nước Có được cái tấm bằng nào đâu Mà học thức cao Tôi là tôi điên cái con dương cầm lắm rồi Thảo Mai thì tôi không thèm nói Bây giờ lại còn thích chọc gậy bánh xe Đúng là cái loại xấu tính Dọn dẹp xong xuôi tôi nhìn lên đồng hồ Cũng 7 giờ tối Hôm nay tôi chưa kịp đi siêu thị mua đồ ăn Thì đám nhân viên tới đây Nên bây giờ trong tủ lạnh chả còn gì Tôi nhìn mẹ chồng tôi đầy ái ngại Lâu lắm mẹ mới lên thăm vợ chồng con Hôm nay con dẫn mẹ đi ăn nhà hàng nhé ở đây có cái nhà hàng mới mở ăn ngon lắm mẹ ạ tôi vừa mới dứt lời thì dương cầm liền nhảy dựng lên nó lanh lảnh nói ôi trời bác không bao giờ ăn uống ở những nơi linh tinh đâu đồ ăn ở mấy chỗ đấy không đảm bảo vậy mẹ chờ con một tí con chạy xuống dưới siêu thị con mua ít đồ ăn à mẹ chồng tôi đang cực kỳ không hài lòng về tôi Bà thở dài liên tục, sau đó quát ầm lên. Cô làm vỡ cái kiểu gì thế này? Tôi, tôi không thể hiểu được. Tại sao một đứa con gái lại lười biếng đến mức độ như thế này? Tôi thấy cô chỉ có giỏi chơi bời thôi, chứ không được cái tích sự gì. Để đấy, tôi tự đi siêu thị, chứ cho cô đi. Khéo ấy, toàn mua phải cái đồ ôi thiêu. Mẹ, mẹ đừng hiểu nhầm con cuối tuần nào con cũng đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần chỉ là hôm nay bạn bè con đến tôi còn chưa kịp nói xong mẹ chồng tôi đã cắt ngang ngay cô không cần phải trình bày nhiều chuyện nói xong mẹ tôi quay sang dương cầm và nói dương cầm bác cháu mình đi siêu thị mua đồ ăn dạ vâng ạ à. dương cầm lễ phép trả lời rồi thân mật ôm lấy tay mẹ chồng tôi đi xuống siêu thị lúc đi ngang qua tôi nó còn vênh mặt lên đầy khiêu khích tự nhiên nhìn cái bản mặt gian gian của nó làm tôi cảm thấy rất nghi ngờ có khi nào không phải mẹ chồng tôi chủ động lên thăm vợ chồng tôi mà là có người báo hay không dương cầm ở cùng tầng với tôi nó lại còn hay soi mói nên chắc rằng nó biết rõ hôm nay có bạn tới nhà tôi nhậu khéo nó còn là gián điệp của mẹ chồng tôi cũng nên Tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Chưa khi nào tôi cảm thấy bản thân của mình bất lực như lúc này. Mỗi lần đối diện với mẹ chồng là tôi cảm thấy căng thẳng tột độ. Mẹ chồng tôi vừa đi khỏi được vài phút thì thấy Huy về. Tôi chán nản đến mức chả buồn nhìn mặt anh ta nữa. Tôi chỉ hỏi một câu trong vô thức. Anh về rồi đây à? Nói xong tôi gục đầu xuống bàn nhìn ra bên ngoài từ phòng tôi có thể nhìn xuống được dưới quảng trường. Hôm nay là cuối tuần nên dưới đó càng đông. Nhìn những ông bố bà mẹ hạnh phúc chơi đùa với con cái của họ. Mà tôi cảm thấy rất thèm. Tôi áo ước có một gia đình trọn vẹn. Tôi không biết vì lý do gì mà Huy lại không muốn mở lòng ra với tôi. Chỉ cần anh ta đồng ý chấp nhận thì tôi, tôi sẽ cố gắng hết lòng, cố gắng vun vén để có một gia đình hoàn hảo nhất huy từng nói một năm hai năm nữa sẽ giải thoát cho tôi bên ngoài thì tôi tỏ ra vui vẻ thế nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi lại không hề muốn ly hôn đâu có cô gái nào muốn mang tiếng một đời chồng chứ và khi bị lỡ sở chuyến đò đầu tiên thì chắc chắn rất khó để bước lên chuyến đò thứ hai nghĩ đến tương lai mà lòng tôi lại cảm thấy nặng trĩu làm gì mà thở dài thế chắc là lúc nãy bị mẹ mắng chứ gì huy bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi anh ta còn nhẹ nhàng vuốt tóc cho tôi làm cho tôi giật cả mình tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta đầy nguy hoặc anh vừa làm gì thế thì vuốt tóc cho vợ thôi làm cái gì đâu mà căng thế biểu hiện của anh hôm nay lạ lắm anh có ý gì chả có ý gì mà cô không nhanh dọn đồ đạc sang phòng của tôi à? Chút nữa mẹ tôi về mà phát hiện ra thì không ổn đâu. Đúng rồi, vợ chồng mà ngủ riêng thì mẹ chồng nào cũng nghi ngờ. Tôi đứng bật dậy như lò xo, sau đó dục dã Huy. Thế thì anh giúp tôi một tay đi. Anh không nhắc là tôi quên bén luôn rồi. Tôi nhanh chóng vào trong phòng, tống vội quần áo vào trong tủ. Sau đó Huy cũng giúp tôi dọn dẹp mấy thứ linh tinh may mắn là đúng lúc chúng tôi dọn dẹp xong thì mẹ chồng tôi và dương cầm cũng đi siêu thị về mẹ chồng tôi nhìn thấy con trai cưng liền vui vẻ ra mặt bà nhìn huy một lượt sau đó lên tiếng ôi giời ơi sao dạo này con xanh sao thế này làm việc ấy nhưng phải nhớ ăn uống đầy đủ chứ con vào tắm đi cho tỉnh táo để mẹ bắt nước cam cho con uống nhé có Huy ở nhà nên mẹ chồng tôi lúc này trở nên dịu dàng lắm. Bà không còn khó chịu với tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó vào trong bếp, nấu cơm cùng với Dương Cầm. Lúc này trong phòng bếp chỉ còn có tôi và nó, nên nó bắt đầu tỏ rõ thái độ với tôi. Nó chỉ đứng bếp, sao nấu, rồi lại chỉ trò tôi, bắt tôi làm cái này, làm cái kia. Nó xài tôi nhặt rau thái thịt, chặt xương, tôi làm chưa kịp cho nó nấu, nó lại bắt đầu chu cái mò của nó lên đúng là làm việc gì cũng chậm chạp như con rùa nhanh nhanh cái tay lên xem nào nhìn mày làm mà tao ngứa cả mắt trong bếp lúc này chỉ có tôi và nó nên tôi cũng chẳng cần nề nang gì nữa tôi đáp trả lại ngay nếu như thấy ngứa mắt ý thì mày tự đi mà làm tao làm ý thì còn có chuyện gì mà nói mày cứ làm dần cho quen đi không sớm muộn gì Máy sẽ bị trả về nơi sản xuất đấy. Còn danh à? Tao á, còn lâu. Tao không những chậm như rùa, mà tao còn có cả cái tính bám dai như đỉa đấy. Mày đuổi được tao á, không phải dễ đâu. Nên mày hãy quên cái mùa xuân đấy đi. Tao không bao giờ cho mày cơ hội để thế vào chỗ của tao đâu. Dương cầm à. Nói xong tôi còn nhăn nhở cười khiến cho Dương cầm tức điên. Nhưng bây giờ nó đang ở nhà tôi, nên nó không làm được gì tôi hết. Nhìn mặt của nó tím đen vào thế kia mà tôi cảm thấy rất hà giả. Ai tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại, còn ai hay đâm chọc tôi thì tôi thẳng thừng mà đáp trả. Tôi chả sợ mấy cái thể loại trà xanh trà đào này đâu, tôi sẽ tiêu diệt hết. Nếu nó biết điều thì sau một hai năm nữa tôi sẽ nhẹ nhàng ra đi. Còn nó mà đối xử với tôi như thế này thì tôi nhất định không để cho nó được tọa nguyện đâu. Ai nói tôi lì lợm và chờ chẽn Tôi cũng xin nhận hết Vì tính tôi là như vậy Tôi không dễ dàng để cho ai bắt nạt tôi đâu Dù Dương Cầm đang rất tức tối Nhưng khi nhìn thấy Huy đang bước vào trong bếp Thì khuôn mặt của nó thay đổi 180 độ Nó bề chậu nước lạnh tiến lại gần tôi Sau đó Thảo Mai nói Phương cắt hành như vậy Dễ bị cay mát lắm Trước khi cắt ý Phương phải lấy một ít nước sau đó để bên cạnh này này Vừa cắt vừa nhúng dao vào Sau rồi nó đỡ hơn Nghe nó nói mà tôi choáng váng đầu óc Khiếp Nó nói chuyện dễ thường quá Tôi nghe không quen Nhưng quan điểm sống của tôi rất rõ ràng Ai tốt với tôi thì tôi tốt lại Thế nên giường cầm đã có ý tốt với tôi Tôi cũng nên đáp lại chứ nhỉ Thấy mặt dương cầm có cái thứ gì đó dính trên má Tôi liền tốt bụng Chạy vào nhà tắm lấy khăn mặt lau hộ. Ai dè vừa mới định đưa khăn mặt lên lau, nó giữ chặt lấy tay của tôi, sau đó giết nhỏ bên tai của tôi. Còn chó này, mày định làm nhục tao đấy à? Mày đứng im cho tao lau mặt cho, mặt của mày đang dính cái gì thế này? Dính cái gì kệ mẹ tao, mày tránh xa tao ra. Tao không khiến cái tay bẩn của mày chạm vào mặt của tao. Thế mày sợ tao, lau hết tấn phấn ở trên mặt của mày à? câm mồm phải lau sạch cái phấn trên mặt mày đi thì mày mới lộ ra được vẻ mặt thật của mày chứ Dương cầm bặm môi trợn mắt nhìn tôi nhưng nó là một đứa kiềm chế rất giỏi nó chỉ bực tức trong vài giây sau đó lại quay trở về cái vẻ mặt thảo mai vốn có của nó lúc này chắc huy đã nhìn thấy hành động lạ của hai đứa bọn tôi anh ta lên tiếng hai người đang chơi cái trò gì mà cứ rằng kéo nhau thế hả à? Lại còn thủ tha thủ thì Định làm chuyện gì mờ ám có đúng không? Dương Cầm đẩy tôi ra. Nó quay lại. Vào bếp vừa xào thịt, vừa vui vẻ nói chuyện với Huy. Đâu có chuyện gì đâu ạ. À. Bọn em thi thoảng cứ hay chiêu nhau tí ấy mà. Vậy sao? Dạ vâng. Thế chuyến công tác này của anh có thành công không ạ? À? Ừ, cũng tạm. Sao sáng nay em gọi điện cho anh mà chị Xuyến lại nghe máy thế? Anh đừng nói với em Là hai người ở cùng một phòng đấy nhá Ừ Dương cầm nó vừa nói vừa cười Nên tôi nghĩ rằng Nó đang hỏi đùa thôi Ai ngờ Huy lại trả lời không hề giấu giếm Làm cả tôi và nó đều đứng hình Chuyện anh ta ngủ với gái Tôi chả còn gì xa lạ Nhưng cái cách mà anh ta trả lời Làm tôi cảm thấy hơi bất ngờ Tôi lắc đầu rồi quay ra sắp cơm Còn Dương Cầm thì xị mặt xuống không hỏi thêm câu nào nữa. Trong bữa cơm mẹ chồng tôi lại lên án cái việc mà tôi dẫn bạn bè về nhậu nhẹt. Mẹ chồng tôi nói: bây giờ con là người đã có gia đình rồi, làm việc gì phải đặt gia đình mình lên làm đầu. Mẹ không phải là người khó tính, nhưng mà việc con đưa bạn bè về nhà uống bia thế này, say xỉn thế kia, mẹ không thể nào chấp nhận được. Chồng thì vất vả kiếm tiền bên ngoài, còn vợ ở nhà suốt ngày phe phỡn như thế là làm sao dạ con xin lỗi lần sau sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu ạ à? cô xin lỗi tôi làm gì cô xin lỗi chồng cô kia kìa và từ nay chịu khó chăm lo cho gia đình đi đừng để tôi phải nhắc nhở quá nhiều dạ thưa mẹ con biết rồi ạ à? mẹ chồng tôi đang định nói tiếp thì huy lên tiếng trời đánh tránh bữa ăn mà mẹ mẹ để cho vợ con nó ăn cơm chứ có mỗi cái chuyện đó mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại đồng nghiệp đến nhà nhau ăn cơm uống bia là chuyện quá bình thường có cái gì đâu mẹ phải làm quá lên thế nếu đến ăn cơm bình thường thì mẹ không nói đằng này một lũ chúng nó uống say khướt trai gái nằm lẫn lộn bên nhau nhìn không ra cái thể thống gì này tôi cảnh báo mà anh không nghe đến khi vợ anh mang bầu con của thằng khác thì lúc đó anh mới sáng cái mắt ra Bất kể là ai đi chăng nữa Tôi cũng không bao giờ cho phép Họ trà đạp vào nhân phẩm của tôi Những lời mẹ chồng tôi vừa nói quà thật là tôi không thể nào nhẫn nhịn được Cả người tôi run lên bần bật Tôi đứng dậy sau đó hét to Con không phải là đứa con gái hư hỏng đến thế Tại sao? Tại sao lần nào gặp con Mẹ đều sỉ nhục con Mẹ đầy nghiếm con Trong mắt của mẹ Còn tệ hại đến mức đó sao? Nói xong tôi chạy một mạch về phía phòng rồi khóc lên nước nở đã vậy mẹ chồng tôi vẫn không tha cho tôi bà còn nói với theo cô có biết tại sao không tại vì cô hủy hoại cuộc đời con trai của tôi cô là nỗi nhục lớn nhất của nhà chúng tôi cô có biết không mẹ mẹ thôi đi tại sao mẹ cứ làm mọi chuyện dối lên thế hả phương thế nào bản thân con biết rõ con xin mẹ từ nay đừng có nặng lời với vợ con Huy lúc này cũng tức tối lắm Anh cũng quát lớn Anh đặt mạnh bát đũa xuống bàn Sau đó lạnh lùng bước vào trong phòng Huy lấy trong tủ một chiếc áo khoác mỏng Anh khoác lên người cho tôi Sau đó nhẹ nhàng nói với tôi Ngồi dậy đi Tôi dẫn cô đi ăn nhà hàng Tôi ngước mắt lên nhìn Huy Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi ấm áp đến như vậy Trong vài giây ngắn ngủi Tôi đã có chút rung động nhưng rất nhanh sau đó tôi tỉnh táo lại. Có lẽ lúc này tôi quá yếu lòng, nên khi nhìn thấy có người quan tâm, bênh vực cho mình, tôi lại dễ dàng mùi lòng như vậy. Tôi thở dài và nói tiếp. Anh nghĩ bây giờ tôi có thể nuốt trôi được đồ ăn à? Anh ra ngoài ăn cơm với mẹ anh đi. Anh cứ mặc kệ tôi. Sao tôi có thể mặc kệ cô được? Cô vừa mới ốm dậy, phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe chứ tôi nghe xong thì tròn xoe mắt nhìn huy đầy ngạc nhiên sao sao anh biết tôi bị ốm mỗi lần tôi đi xa tôi đều có thói quen thi thoảng chết camera ở nhà thế thì tôi làm gì có quyền riêng tư chứ vậy tôi thay đồ anh cũng nhìn thấy à không tôi chỉ lắp camera phòng khách và phòng ngủ của tôi thôi phòng của cô không có camera đâu mà cô lo Vậy lần trước Anh bị hách Anh chưa sợ à Anh cứ thích lắp camera ở phòng ngủ là sao chứ Tôi có lý do của mình Tôi chả biết anh ta có lý do gì Nhưng tôi mặc kệ anh ta Tôi chẳng muốn quan tâm nữa Tôi lại nằm dài xuống giường Bây giờ tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thôi Ngày hôm nay uống nhiều bia Nên người tôi lúc nào cũng cảm thấy ủi oải Đã vậy đầu óc còn lâng lâng Tôi nhắm mắt sau đó nói khẽ anh cứ đi ra ngoài ăn cơm với mẹ đi tôi muốn ngủ một giấc chút nữa tôi dậy tôi sẽ ăn sau ừ thế cô nằm xuống nghỉ ngơi đi huy đắp chăn lên người cho tôi rồi anh ngồi xuống bàn mở máy tính lên làm việc chứ không ra bên ngoài ăn cơm nữa do tác dụng của bia mà tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ Tôi không nhớ mình ngủ bao nhiêu lâu, chỉ khi cảm nhận được cổ họng đang khô khốc, tôi mới lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn lên đồng hồ bây giờ đã hơn 2 giờ sáng. Vậy mà tôi vẫn thấy Huy đang chăm chú gõ máy tính. Tôi loạng choạng bước xuống giường, sau đó tiến lại phía của Huy hỏi. Anh chưa ngủ sao? Anh làm việc muộn thế này? Tôi cũng sắp xong rồi đây. Tôi làm cô tỉnh giấc à? Không có, tôi tôi khát nước cô có đói không tôi sờ xuống chiếc bụng lép xẹp của mình sau đó cười và trả lời huy ừm um, có hơi đói lúc này huy mới rời mắt khỏi màn hình máy tính anh ta nhìn tôi sau đó hỏi tôi thế bây giờ cô thích ăn món gì nhà còn cái gì thì tôi ăn cái đó cô thích ăn cơm gà chứ nhưng mà tối qua tôi có làm món gì liên quan đến gà đâu này, sao tôi hỏi cô một đằng? Cô cứ trả lời tôi một nẻo thế hả? Nào, đi theo tôi. Người gì đâu mà cọc cằn. Tôi cảm thấy rất lạ, nên thắc mắc thôi. Thế mà chưa gì đã gắt ẩm lên rồi. Tôi đi theo Huy ra bên ngoài. Anh lấy cho tôi một cốc nước, sau đó ấn tôi ngồi xuống bàn. Anh nói nhỏ với tôi. Cô ngồi xuống đây, chờ tôi một chút nhé. Vì trong nhà lúc này còn có mẹ chồng tôi đang ngủ, nên tôi và Huy đi lại phải hết sức nhẹ nhàng, tránh làm cho mẹ chồng tôi mất giấc ngủ. Chẳng biết Huy vào bếp làm gì, mà 5 phút sau, anh mang ra cho tôi một đĩa cơm gà nóng hồi, thơm phức. Tôi cảm động. Anh, anh mua từ bao giờ thế này? Hồi tối đấy. Lúc tối, anh cũng chưa ăn gì. Bây giờ, anh ăn cùng với tôi nhé. Tôi một nửa, anh một nửa. Tôi không quen ăn đêm. Cô ăn đi, anh không thấy đói à? Không. Tôi đưa một miếng cơm gà lên miệng. Cái mùi vị béo ngậy của nước sốt, mùi thơm của gạo tám, thịt gà thì dai ngon khó cưỡng. Tôi vừa ăn, vừa nhìn Huy trêu chọc. Anh cứ quan tâm và tốt với tôi thế này. Không khéo, tôi lại đổ anh mất đấy. Trước lời trêu gạo của tôi, khuôn mặt của Huy lúc này vẫn thản nhiên. Anh ta thẳng thừng và đáp lại tôi ngay cô đừng có mơ tưởng gì ở tôi cô không có cửa đâu vì mẹ tôi nói nặng lời làm cô bị tổn thương nên tôi lại cảm thấy có lỗi với cô hóa ra là như thế thật thảo nào bỗng dưng anh lại tốt với tôi thế với lại hiện tại cô đang là vợ của tôi thế nên tôi nhất định phải bảo vệ cô chứ nghe ngôn tình quá thì tôi đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng Cô ngồi đây ăn nhé, từ từ thôi. Tôi đi ngủ trước đây. Ừ, chúc anh ngủ ngon. Tôi thấy môi cổ Huy khẽ cong lên, là anh ta đang cười sao? Chắc lại đang cười đều tôi đây. Ngày mai tôi mà lên cân, ý, tất cả đều là tại anh ta hết. Mua cơm gì mà ngon hết sức. Mới đầu tôi tính chỉ ăn một nửa thôi, mà do cơm ngon quá nên tôi đã ăn hết luôn cả đĩa. Ăn uống xong xuôi tôi về phòng, nhưng thấy Huy chưa ngủ Anh ta đang nhắn tin với ai đó Mà cười rất vui Tôi tò mò tôi liền hỏi ngay Sao anh chưa ngủ đi Anh đang nhắn tin với người yêu à Bàn tay của Huy đang bấm điện thoại đột nhiên dừng lại Anh ta nhíu mày nhìn tôi Cô đang tò mò về chuyện riêng tư của tôi đấy à ừ, Đâu có đâu Hiếm khi nào thấy anh cười tươi thế này Nên tôi thắc mắc thôi Ừm tôi đang nhắn tin với người yêu của tôi đấy bất ngờ thực sự luôn tôi cứ há hốc mồm và nhìn huy như vậy từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ rằng anh ta đối với các cô gái chỉ là qua đường cho vui chứ không bao giờ nghĩ anh ta lại có thể nghiêm túc và yêu một cô gái nào đó có khi nào là chị xuyến không nhỉ dù tò mò nhưng tôi chẳng dám hỏi nhiều bởi vì tôi sợ rằng anh ta nghĩ tôi đang kiểm soát anh ta thế nhưng mà trong lòng tôi cứ thắc mắc không yên câu hỏi này tôi muốn hỏi anh ta từ rất lâu rồi nhưng lại chưa dám mở miệng ra hỏi thôi thì hôm nay tôi đánh bảo hỏi một lần vậy tôi ngập ngừng ừ, tại sao anh anh có người yêu rồi mà anh lại đồng ý cưới tôi huy dường như không muốn trả lời câu hỏi này anh ta tắt điện thoại sau đó nói với tôi ngủ đi muộn rồi đấy Tôi biết Huy không muốn trả lời nên tôi cũng thôi, không hỏi anh ta nữa. Tôi dọn rén bước lên giường, sau đó nằm tận ra ngoài phía rìa. Tôi hắng giọng nói với anh ta. Luật vẫn như cũ, mỗi người một nửa giường, tôi cấm anh không được xâm phạm. Ừ, tôi biết rồi. Tôi cố gắng giữ mình nằm gọn một chỗ. Thế nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm gọn trong lòng của Huy một cái chân của tôi còn gác lên cả người anh ta nữa bỗng dừng lúc này tim của tôi như dừng mất một nhịp tôi cứ nằm im nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của huy anh ta rất là đẹp đẹp đến mê hoặc lòng người bàn tay của tôi bất giác mà đưa lên chẳng biết tại sao tôi lại muốn chạm vào đôi môi đó nhưng ngay lúc cái khoảnh khắc bàn tay của tôi sắp chạm được vào môi của anh ta thì bất chợt huy mở mắt tôi hoảng sợ vội vàng rút tay lại rồi kêu lên. Ôi giời, hết cả hồn. Cô đang làm cái trò gì đấy? Cô định sàm sỡ tôi đi à? ở ờ, đâu, đâu có đâu. Thế tại sao? Cô lại lấn sang phần giường của tôi thế này. Nghe anh ta nói như vậy, tôi mới nhớ là mình đang nằm trong vòng tay của anh ta. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi nói ngay. Tôi, tôi không biết. Chắc tại lúc ngủ Tôi lăn lộn hơi quá đà Tôi... Vậy á à, Tôi lại cứ tưởng là cô thích tôi cơ đấy Này Anh đừng có mà mơ Anh nghĩ mình ngon dài lắm à Tôi cũng bình thường Nhưng tôi đủ sức Làm cho bao nhiêu cô gái si mê tôi đấy Đúng là cái đồ kiêu ngạo Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi Thôi Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa Tôi dậy đây Còn chuẩn bị đi làm anh ta tự tin về bản thân mình quá mức Làm như cả cái thành phố này Chỉ có mình anh ta là đàn ông vậy Tôi bước ra ngoài Thì thấy mẹ chồng tôi đang chuẩn bị bữa sáng Nhìn thấy tôi bà lắc đầu chán nản Bà lầm bầm ngay Còn gái còn đứa Ngủ trương thay lên Không thể nào chấp nhận được Tôi vội vàng chuồn vào trong phòng tắm Vệ sinh cá nhân và thay quần áo Sau đó tôi vội vàng đi làm luôn Hôm nay là đầu tuần nên tôi phải đến sớm một chút để sau đó còn họp và bàn giao công việc. Ở nhà có mẹ chồng tôi xăm soi tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà đến khi đi làm cũng không được yên. Chẳng hiểu tại sao chị Thúy dạo gần đây hay để ý soi mói tôi lắm. Không những chị hay bắt lỗi tôi mà còn thường xuyên sai vặt tôi nữa. Hôm nay cũng vậy. Tôi đang đứng bàn giao công việc cho nhân viên thì chị Thúy đi tới chị dẫm đôi guốc xuống dưới sàn nhà sau đó quát lớn phương em quản lý nhân viên kiểu gì mà để nhân viên lau cái sàn nó bẩn thế này em đi lau lại ngay cho tôi một đứa nhân viên đứng gần đó nó vội vàng chạy tới và xin lỗi chị thúy em xin lỗi chị em đi lau lại ngay đi à thế nhưng chị thúy không chịu chị chỉ thẳng vào mặt của tôi Chị bảo mày lau Chứ chị không nói nhân viên lau Mày phải lau đi Cho mà nhớ Dạ vâng Em giao xong việc cho nhân viên Em đi lau lại ngay Lần sau em sẽ chú ý hơn à Chú ý chăm chỉ làm việc đi Lương tháng nào cũng lĩnh đều đều Mà công việc thì càng ngày càng tệ Chị Thúy đang phi bình cấp dưới của em đây à Em thấy Phương càng ngày càng làm tốt đấy chứ Làm việc rất bài bản Đâu ra đấy Khánh vừa nói vừa tiến lại gần chỗ tôi và chị Thúy. Cậu ấy lại tiếp tục nói nhờ Phương giới thiệu mà nhà hàng mình kéo được bao nhiêu khách hàng tiềm năng. Phương là một người cực kỳ có năng lực đấy chị. Chưa kế quản lý này, em cũng đến lúc chào lại cho Phương rồi. Chị Thúy nghe xong bĩu môi. Chị quay sang nói với Khánh: Có quyết định từ cấp trên rồi sao? Vâng ạ. À chị thúy nghe xong có vẻ không được vui cho lắm chị chẳng thèm nói thêm câu nào nữa mà bước đi thẳng nghe tiếng quốc của chị nện mạnh xuống sàn nhà thì tôi cũng đủ hiểu chị không hài lòng về chuyện này đến tôi còn thấy chuyện này không thể nào tin được tôi hỏi lại khánh ngay cậu vừa nói cái gì tôi được lên làm quản lý á ừ bởi vì phương xứng đáng mà không ý tôi muốn hỏi là tại sao cậu có thể nói trao lại ghế quản lý cho tôi được? Việc này là việc cấp trên, chứ đâu phải là việc của cậu đâu. Sáng nay tôi mới nhận được thông báo từ cấp trên xong, trong tuần này tôi sẽ giao lại toàn bộ sổ sách và công việc quản lý cho Phương. Đến tuần sau, Phương bắt đầu giữ chức vụ quản lý rồi. Thế còn thế còn cậu thì sao? Tôi được nhận một chức vụ khác. Cậu, cậu được thăng chức à? Bí mật Đợi sang tuần Phương sẽ biết thôi Eo ơi Bạn bè với nhau Lại còn bí mật Chắc là làm chức chủ tịch chứ gì Chắc thế rồi Tôi với Khánh lúc này nhìn nhau cười ầm lên Được lên làm quản lý Mà tôi không biết mình nên vui Hay nên buồn đây Tôi vui vì bao nhiêu công sức mình bỏ ra Đã được hái trái ngọt Còn tôi buồn Vì tôi không được làm chung với Khánh nữa dù gì có Khánh làm cùng tôi cảm thấy được áp lực hơn. Mà tôi không biết Khánh có thế lực gì đằng sau mà lại khiến cho chị Thúy phải nể nang như vậy. Kể cả như việc tôi được lên làm quản lý. Cũng vậy. Chị Thúy chưa biết mà Khánh đã biết rồi. Chẳng nhẽ. Nghĩ đến đây tôi liền quay sang hỏi Khánh. Chuỗi nhà hàng này là của gia đình cậu đây à? Sao Phương biết hay thế? tôi chỉ hỏi thử như vậy thôi ai ngờ là sự thật bây giờ lại đến lượt tôi ngạc nhiên tôi đáp lại tôi chỉ đoán như thế thôi trời đất phương giỏi suy đoán thật đấy vì đến cả cái nhi với thằng tùng chúng nó đều không biết thế sao cậu phải giấu giếm chuyện đó vì tôi không muốn người khác nói tôi dựa dẫm đi lên nhờ gia đình tôi muốn họ nhìn vào thực lực của tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy cậu giỏi lại còn biết tự lập. Chắc là ba mẹ cậu tự hào về cậu lắm nhở? Khánh chỉ cười buồn chứ không nói thêm câu nào nữa. Hôm nay mưa nên nhà hàng ít khách tới. 12 giờ trưa mà chỉ có hai bàn khách. Vì vậy tôi cũng nhàn hơn. Đang ngồi thiêu thiêu ngủ thì điện thoại bỗng reo lên. Là mẹ chồng tôi gọi. Chả biết bây giờ bà gọi cho tôi có chuyện gì. Tôi nhấc máy còn chưa kịp nói. Thì đầu dây bên kia giọng mẹ chồng của tôi vô cùng yếu ớt về về ngay vì giọng nói mẹ chồng tôi quá nhỏ nên tôi chẳng nghe rõ được mẹ tôi nói gì chỉ nghe thấy mỗi chữ về tôi khó hiểu hỏi lại mẹ chồng tôi ngay mẹ ơi mẹ mẹ ơi mẹ nói cái gì thế ạ à? mặc cho tôi nói đầu dây bên kia vẫn im lặng không có một động tĩnh gì linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành tôi vội vàng và xin phép khánh rồi chạy về trên đường đi về tôi có gọi cho huy mấy cuộc nhưng anh không nghe máy tôi đành phải để lại tin nhắn thoại cho huy bây giờ lòng tôi đang nóng như lửa đốt tôi tăng tốc độ chạy như bay về nhà vào đến nhà tôi hết sức kinh hãi khi nhìn thấy mẹ chồng tôi đang nằm sõng xoài ở dưới đất vì không sống cùng với mẹ nên tôi không biết mẹ tôi có tiền sử bệnh gì Tôi cầm điện thoại gọi ngay cho xe cấp cứu Nhưng vì ngay trong Tham City có bệnh viện Nên chỉ vài phút sau Xe cấp cứu đã tới Đến bệnh viện Mẹ chồng tôi được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu Họ không cho người nhà vào Nên tôi chỉ còn biết đứng ở ngoài hành lang Cầu nguyện và chờ đợi Hơn một tiếng sau Cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra Nhìn vẻ mặt đầy âu lo của tôi bác sĩ liền trấn an không sao rồi may mà cô đưa người nhà đến kịp chỉ chậm thêm vài phút nữa thôi thì tính mạng khó mà giữ được dạ cảm ơn bác sĩ mà bác ơi bác cho tôi hỏi mẹ của tôi bị làm sao mà đột nhiên lại ngất thế ạ à? ban đầu chúng tôi chuẩn đoán là bà bị tụt huyết áp còn bây giờ chúng tôi cần phải làm xét nghiệm để xem bà có tiền sử bệnh gì khác không Dạ vâng Chăm sự nhờ bác à Bây giờ cô vào thăm người nhà được rồi đấy Chúng tôi xin phép Bình thường tôi không thích mẹ chồng tôi lắm Vì bà luôn đặt điều và gây khó dễ cho tôi Nhưng bây giờ khi nhìn những nếp nhăn In hằn trên gương mặt của bà Tôi bỗng cảm thấy lòng mình chịu nặng Tôi đã từng trách bà Tại sao bà lại nặng lời với tôi đến như vậy Tại sao bà luôn khắc nghiệt với tôi Nhưng thay vì trách móc người khác thì có lẽ tôi nên nhìn nhận lại chính bản thân mình Liệu tôi đã làm tròn trách nhiệm Của một người con dâu hay chưa Trong đầu tôi luôn mặc định Đây không phải là một cuộc hôn nhân thật sự Vì vậy mà tôi luôn thở ơ Tôi luôn hở hững với chuyện làm dâu Cưới xong tôi vội vã lên Hà Nội cùng với Huy Và từ đó đến giờ Tôi chưa một lần gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ chồng Những bữa cơm hàng ngày mà tôi nấu cũng đều là do mẹ chồng tôi nhắc nhở. Không những vậy, tôi còn vụng về hậu đầu, bảo sao mẹ chồng tôi hay bực bội. Tôi không biết mình sẽ làm dâu ở đây bao lâu, nhưng nếu muốn mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, thì tôi nên sống hòa thuận cùng với mọi người. Nhìn thấy mẹ chồng tôi đã qua cơn nguy hiểm, nên tôi mới yên tâm ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho bà. Biết Huy là người có nhiều tiền, nên tôi chẳng ngại ngần mà chọn luôn cho mẹ chồng tôi một phòng vip chẳng biết huy bận cái gì mà đến bây giờ tôi vẫn không gọi được cho anh tôi muốn về nhà nấu cháo cho mẹ chồng tôi nhưng tôi lại không yên tâm để bà ở đây một mình đến gần tối mẹ chồng tôi mới tỉnh dậy tôi pha cho bà một cốc nước sâm rồi hỏi bà mẹ ơi mẹ muốn ăn gì để con lên căng tin con mua ạ Tôi không muốn ăn cơm bệnh viện. Mẹ à, bệnh viện ở đây sạch sẽ lắm, thức ăn lại rất đảm bảo. Mẹ không cần phải lo. Bây giờ con chưa liên lạc được với anh Huy nên mẹ cố gắng ăn tạm một hôm nhé. Ngày mai con nấu đồ ăn, con đem vào cho mẹ. Mẹ chồng tôi không phản kháng thêm câu nào nữa nên tôi biết bà đã đồng ý. Tôi lên căng tin của bệnh viện mua hai suất cơm. Lúc trở về tôi gặp Huy và chị Xuyến đang đứng ở quầy tiếp đón. Tôi còn chưa thèm trách móc anh ta thì anh ta đã hầm hầm bước về phía của tôi, sau đó trách móc tôi. Tại sao tôi gọi điện cho cô mà cô không nghe máy? Lúc này tôi mới sực nhớ đến điện thoại của tôi đang để ở phòng bệnh, nhưng nhìn cái thái độ của anh ta, tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi chả thèm trả lời nữa mà bước đi thẳng. Thấy thái độ của tôi như vậy, Huy cũng bực bội lắm anh kéo mạnh tay của tôi sau đó gắt gỏng với tôi này cô bị điếc đi à mẹ tôi bây giờ làm sao rồi đang nằm ở đâu lần này tôi không nhịn được nữa tôi không hề thích những ai to tiếng với tôi nhất là những nơi đông người như thế này nhìn cái thái độ của anh ta như kiểu tôi chính là thủ phạm làm mẹ ta bị thương vậy tôi hất tay anh ta ra sau đó ấm ức nói anh không thể hỏi tôi nhẹ nhàng được sao Tôi đâu có làm gì sai Mà tự dưng anh lại cao có với tôi Giờ này tôi còn thản nhiên đi mua cơm Thì tất nhiên là mẹ anh đã ổn rồi Thế bây giờ mẹ tôi đang nằm ở đâu Anh đi theo tôi Tôi dẫn Huy và chị Xuyến Đến phòng mà mẹ chồng tôi đang nằm Đến giờ này mới nhìn thấy con trai chạy tới Mẹ chồng tôi giận lắm Bà quay mặt đi hậm hực Nếu như không có con dâu Thì chắc giờ này anh về xây mộ cho tôi là vừa mẹ con xin lỗi mẹ cũng biết công việc của con bận rộn thế nào mà vâng vâng lúc nào anh cũng bận bận gì thì bận chứ gia đình vẫn là trên hết từ hà nội về quê có mấy chục cây mà vài tháng anh chị không thèm về thăm chúng tôi một lần làm thân già này phải tự mỏ lên đây xem anh chị sống chết thế nào mẹ đợi một thời gian nữa công ty của con ổn định thì mỗi tháng, bọn con về thăm ba mẹ một lần. Có được không ạ? À? Thầy mẹ còn chưa hết giận. Huy vội vàng nói thêm. Thế thì mỗi tháng hai lần. Mẹ chịu chưa? Lúc này mẹ chồng tôi mới chịu nở ra một nụ cười. Anh nhớ lời của anh vừa nói đấy. Nhìn thấy mẹ chồng đã ổn hơn. Khuôn mặt của Huy lúc này cũng dạng dỡ hơn. Anh đỡ mẹ dậy, rồi đút cơm cho mẹ ngồi bên cạnh Huy là chị Xuyến, từ nãy đến giờ chị chỉ ngồi yên để gọt hoa quả, đến bây giờ chị mới lên tiếng. Dạ con chào bác, con tên là Xuyến ạ, con là nhân viên của công ty anh Huy. Chẳng hiểu sao tôi thấy ánh mắt mẹ chồng tôi nhìn chị Xuyến không mấy thiện cảm, nhưng bên ngoài bà vẫn tỏ ra rất là mến khách. Ừ, chào con. Thế con là nhân viên ở phòng nào? Dạ con là phiên dịch viên tiếng Nhật bác à. Mẹ chồng tôi bỗng ngớ người, bà hết nhìn tôi, sau đó lại nhìn Sang Huy. Giờ mẹ mới nhớ ra, công ty con mới có thêm mấy đối tác bên Nhật, nên cần phải người phiên dịch, đúng không nhỉ? Nhưng sao con không bảo vợ con, về làm vào cái vị trí đó. Dù gì thì hai vợ chồng làm cùng một công ty, vẫn tốt hơn cơ mà. Chị Xuyến nghe thấy mẹ chồng tôi nói như vậy liền tái xanh mặt ánh mắt chị ấy nhìn anh huy đầy tha thiết tôi thấy chị xuyến cứ lo lắng chị vừa là phiên dịch vừa là người tình của huy sao anh ta lại sa thải chị được chứ vì vậy mà huy đã gạt phăng lời của mẹ chồng tôi anh nói bất cứ nhân viên nào vào trong công ty của con đều được đào tạo và thử việc rồi hiện tại xuyến đang làm rất tốt công việc đó nên đâu có thể tự nhiên mà thay người khác vào được à. Với lại Phương cũng có công việc của mình. Mẹ cứ yên tâm. Tôi cũng đầu thích đi làm phiên dịch và cũng càng không thích làm cùng công ty với Huy, vì nếu như mai sau chúng tôi có chia tay thì tôi trở thành một đứa thất nghiệp sao? Không bao giờ, không dại gì. Vậy nên khi nghe thấy Huy nói như vậy, tôi đồng tình ngay. Anh Huy nói đúng đấy mẹ với lại con cũng thích làm ở nhà hàng hơn thì tôi chỉ góp ý cho anh chị thế thôi Chứ làm hay không ấy, là quyền của anh chị tôi già rồi đâu có quyền gì mẹ chồng tôi nói giọng đầy hờn dỗi người già mà cứ hễ con cái không nghe lời là lại bắt đầu giận lẫy giống như trẻ con vậy nhất là những lúc ốm đau thế này họ lại càng nhạy cảm Huy quay lại thấy tôi đứng bần thần ngoài cửa liền lên tiếng. Cả ngày hôm nay chắc em cũng mệt rồi. Em về nhà nghỉ ngơi đi. Đêm nay, anh ở lại đây với mẹ. Đúng là bây giờ chân tay của tôi đã dễu dã hết cả rồi. Mẹ cũng ổn định. Với lại có Huy ở đây chăm sóc, nên tôi cũng yên tâm. Tôi chào mọi người, sau đó ra về. Trên đường về, tôi ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn, để ngày mai còn nấu ăn đem vào bệnh viện cho mẹ chồng tôi. Theo như lời bác sĩ can dặn, thì bệnh nhân bị tụt huyết áp nên ăn các loại thịt nạc và bổ sung thêm các loại rau củ, vitamin B12. Vì tôi không giỏi nấu ăn nên việc lựa chọn thức ăn đối với tôi cũng rất khó khăn. Cứ thấy những loại thức ăn nào tốt cho người tụt huyết áp là tôi lấy tất. Cứ mua về, còn nấu món gì và nấu như thế nào? Thì đêm nay về, tôi sẽ lên mạng để nghiên cứu. Sáng hôm sau tôi dậy từ 4 giờ để chuẩn bị đồ ăn. Đêm qua tôi tìm hiểu rất lâu và tôi lên được một thực đơn vô cùng hoàn hảo. Nhưng mà bữa cơm có ngon hay không còn tùy thuộc vào tay nghề nấu của tôi. Kể cũng là một đứa thích làm ở nhà hàng như tôi mà lại không biết nấu nướng. Chắc tôi được thừa hưởng gen của ba tôi. Ba tôi làm tất cả mọi việc đều rất giỏi, ngoại trừ mỗi việc nấu ăn. Hì hục và loay hoay suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi cũng nấu nướng xong. Thịt gà tôi đem hầm với thuốc bắc. Còn thịt bò tôi xào với súp lơ xanh. Tôi sắp xếp đồ ăn vào hai cái cặp lồng. Sau đó đem đến bệnh viện. Vừa lên đến phòng. Đã thấy mẹ chồng tôi đang đi bộ ngoài hành lang. Tôi vội vàng chạy tới. Đỡ lấy bà. Mẹ! Mẹ không ở trong phòng nghỉ ngơi. Ra ngoài này làm gì ạ? Ra ngoài cho thoáng. Ở trong phòng nó bí bức lắm Tối qua mẹ có ngủ được không? Bây giờ già rồi Chỉ chợp mắt được vài tí Con nấu đồ ăn đem đến đi à? Dạ mẹ ơi Con không biết là nấu có hợp khẩu vị với mẹ không Nhưng mà Nếu không được ngon Mẹ cũng cố ăn nhé Lần sau con sẽ cố gắng hơn à Qua chuyện xảy ra ngày hôm qua Mẹ chồng tôi đã nhìn tôi bằng một ánh mắt khác ánh mắt nhẹ nhàng không còn sắc bén như trước và hôm nay nói chuyện với bà tôi không còn cảm thấy xa cách và sợ sệt nữa tôi đỡ mẹ chồng vào phòng thì nhìn thấy huy đang ngồi làm việc trên máy tính thấy tôi anh ta liền hỏi ngay sao vẫn chưa đi làm mọi việc ở đây có anh lo rồi em cứ yên tâm tự dưng huy lại xưng hô anh và em với tôi tôi cảm thấy có chút không quen Nghe cứ ngường ngượng làm sao ấy Nhưng bởi vì có mẹ chồng tôi ở đây Nên tôi phải nói theo anh ta Mẹ bị bệnh mà Em không lo làm sao được Mẹ không quen ăn cơm bệnh viện Nên em nấu cơm nhà đem đến Chút nữa anh cho mẹ ăn nhé Mà anh không đi làm à Không Đúng là tôi hỏi thừa Anh ta là giám đốc Đâu cần phải có mặt ở công ty Để điểm danh giống như tôi chứ Tôi đặt hai cặp lồng cơm xuống bàn, sau đó dặn dò. Khi nào cho mẹ ăn, anh nhớ quay lại thức ăn cho nóng nhé. Ừ. Mà này, em nấu cả phần của anh đấy, nhớ ăn hết đấy nhá. Tôi không đợi Huy trả lời nữa, mà quay ra chào mẹ chồng rồi vội vàng đi làm luôn. Và ngày nào cũng như vậy, đều đặn hai buổi sáng, tôi nấu cơm đem đến vào bệnh viện cho mẹ chồng tôi vài ngày sau đó mẹ chồng tôi khỏe hẳn và được xuất viện ngay sau khi xuất viện bà nằng nặc đòi về mặc cho tôi và huy nịnh nọt thế nào đi chăng nữa bà nhất định không ở lại vậy là cuối tuần đó huy và tôi đưa mẹ về quê buổi trưa hôm đó tôi và huy ăn cơm ở nhà anh rồi buổi tối thì về nhà tôi lần đầu tiên ba mẹ tôi được tiếp đãi con rể nên ông bà cũng vui mừng lắm nhất là mẹ tôi một tiếng con rể Hai tiếng con rể Ngọt như mía lùi Thiệt nghĩ bà mẹ tôi có con rể rồi Nên bỏ lơ luôn cả tôi Bà tôi và Huy chúc nhau Không biết bao nhiêu là ly rượu Ba tôi bình thường thì ít nói lắm Nhưng hễ có tí rượu vào Là nói như sáo vậy Con rể này Bà chỉ có mỗi một đứa con gái Nó được gả cho con Là bà cũng yên tâm lắm rồi Nhìn nó béo tròn thế kia Là ba biết con chăm giỏi Cảm ơn con đã yêu thương chiều chuộng con gái của ba Nó còn nhiều ưu điểm lắm Nhưng mà lại vô cùng nhiều nhược điểm Nhưng mà ba mong con ưu tiên ưu điểm của nó nhá Yêu hết những cái tính xấu của nó Có được không nào Huy lúc này dường như cũng đã ngà ngà say Anh ta nói nửa đùa nửa thật Dạ vâng Đúng là vợ con nhiều tính xấu Nhưng mà không sao hết Con vẫn thấy vợ con dễ thương à Ừ đúng rồi Nó không được xinh đẹp cho lắm Nhưng được cái dễ thương Nhìn hai đứa sống hạnh phúc thế này Ba cũng mừng lắm Nào con rể cạn ly thôi Tôi chưa bao giờ thấy Huy uống nhiều như hôm nay Lần đầu tiên tôi thấy anh ta say Tôi không dám cho Huy lái xe về Mà phải mượn tạm con xe máy Dream của ba tôi Để chở Huy về con xe của ba tôi cũ lắm rồi Nên đi không được êm cho lắm Cộng thêm đường quê không được đẹp Nên mấy lần Huy suýt rơi ra ngoài Mỗi lần như vậy Tôi đều dặn anh ta phải ôm chặt vào người tôi Cho khỏi ngã Nhưng anh ta không chịu Trong men say Anh ta còn luôn gọi Một người con gái Thúy ơi Thúy Tôi muốn gặp Thúy Cô đưa tôi đến nhà của Thúy đi Thật sự lúc này tôi chỉ muốn đấm cho anh ta một cái, để cho anh ta tỉnh táo. Đưa anh ta về, tôi chật vật và khổ lắm rồi. Thế mà bây giờ lại còn đòi đi gặp cái cô Thúy nào đó. Tôi dừng xe xuống. Anh ngậm miệng lại ngay cho tôi, không tôi ném anh xuống đường bây giờ. Hết giường Cẩm Xuyến, bây giờ lại đến Thúy. Danh sách người tình của anh, đúng là phong phú thật. Huy lúc này say lắm rồi, dựa vào vai của tôi lè nhẹ cũng bình thường thôi. Đúng là cái đồ đáng chết. Anh chết đi, cái loại lằng nhằng. Tôi vừa nói vừa đấm vào người Huy, làm anh ta đau đớn nhăn nhó hết cả mặt. Anh ta giữ tay của tôi lại. Anh nói đùa ấy mà, anh chỉ có một mình vợ thôi. Có một mình vợ thôi. Sau đó cả người Huy đổ gục vào lưng của tôi, hơi thở đều đều của anh phà vào lưng của tôi, khiến cả người tôi nóng bừng. Suốt quãng đường còn lại về nhà Tôi phải một tay lái Còn một tay thì đưa ra sau Để giữ chặt anh ta lại Ngay lúc này đây tôi cảm thấy Tôi và Huy Không còn một chút khoảng cách nào nữa Người Huy áp sát vào người của tôi Đến nỗi tôi còn cảm nhận được Cả nhịp đập trái tim của anh ta Chẳng hiểu tại sao Trong lòng tôi lại có chút sao xuyến Bồi hồi Giống như kẻ mới bắt đầu biết yêu Nhưng chỉ vài giây sau đó tôi cố gắng gạt cái cảm xúc đó đi người đàn ông này tôi không thể động lòng được vì nếu như tôi có tình cảm với anh ta thì chính tôi tự ôm tương tư và đau thương cho chính bản thân mình tốt nhất là tôi nên tránh xa anh ta ra không được phép dây dưa để mai sau còn tự lo cho bản thân của mình được tôi muốn bản thân của tôi còn có một đường lui khác nghe thấy có tiếng xe về Ba mẹ tôi vội vã chạy ra ngoài, nhìn thấy Huy say mềm, mẹ chồng tôi thở dài trách móc. Rồi ạ, à, sao con lại để cho chồng con nó uống say thế này? Con có biết là uống say thế này rất hại cho sức khỏe không? Dạ, con biết. Nhưng mà anh ấy muốn uống, con không cản được à? Lần sau ấy phải nói khéo với chồng. Vợ mà không bảo được chồng, thì còn làm ăn được cái gì? Bây giờ vào trong nhà pha cho chồng con một cốc nước cam đi đứng đó làm gì? Dạ dạ, con vào ngay ạ. À? đã vất vả đưa anh ta về nhà, rồi lại còn bị mẹ mắng. tôi thở dài trong lòng, rồi chạy nhanh vào nhà pha cho huy một cốc nước cam. còn ba mẹ chồng tôi thì dìu anh ta về phòng. dù đã muộn nhưng mẹ chồng tôi ở lại phòng và chăm sóc cho huy từng tí một. đến khi thấy huy đã ổn, bà mới yên tâm bước ra ngoài. nhìn cách mẹ chồng chăm lo và quan tâm đến chồng của tôi như vậy. Tôi cảm thấy hơi thái quá. Huy cũng gần 30 tuổi rồi, làm thế như là Huy còn bé lắm ấy. Mẹ chồng đúng là thương con quá thể. Tôi nhìn thấy Huy ngủ ngon lành thì mới dám leo lên giường. Cứ tưởng đâu anh ta say rồi. Nhưng mà đêm hôm đó, khi tôi đang say giấc, thì bỗng nhiên tôi cảm nhận được vật gì đó rất mềm mại, ấm ấm chạm vào ngực của tôi. Không những vậy, vật đó còn cọ sát và mơn trớn nụ hoa hồng khiến khắp người của tôi như có một luồng điện chạy dọc qua. Lúc này, tôi cũng tỉnh và ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cái vật đang đùa giỡn bầu ngực của tôi chính là bàn tay của Huy. Anh ta dám nhân cơ hội tôi đang ngủ say rồi sảm sỡ tôi sao? Lúc này tôi điên tiết lắm. Tôi quay sang, bốp vào mặt của anh ta một cái, khiến anh ta giật nảy mình mặt nhắm mắt mở huy cầu có cô bị điên đi à sao cô lại tát tôi anh còn giả vờ à đừng có diễn kịch cái loại cáo giả tôi đang ngủ có chuyện gì mà cô tức giận thế hả anh cố tình không biết chứ gì đúng không tôi làm cái gì tôi không biết tôi nhíu mày nhìn anh ta đầy dò xét sau một hồi tôi mới ngồi bật dậy khoanh tay trước ngực sau đó nghiêm túc hỏi anh ta anh vừa nói là anh ngủ chứ gì anh không biết gì chứ gì thế tại sao bàn tay của anh lại thuần thục và điêu luyện đến thế <laughs> chả nhẽ lại do thói quen à nghe tôi nói như vậy mặt mũi của huy lúc này vẫn cứ ngơ ngác huy khó hiểu hỏi lại tôi cô vừa nói cái gì ý cô là đang nói chuyện gì cô nói thẳng ra xem nào vòng vo tam quốc ý tôi là tại sao anh đang ngủ mà lại dám thò tay vào sàm sỡ ngực của tôi lúc này huy mới hiểu ra vấn đề trái ngược với vẻ mặt tức tối của tôi thì khuôn mặt của anh ta vẫn thản nhiên như không vậy anh ta nhếch miệng sau đó nói với tôi vậy á à, tôi không cố ý đâu xin lỗi cô nhé lời xin lỗi của anh không thành thật tôi không chấp nhận thế bây giờ cô muốn sao tôi muốn anh xuống dưới đất nằm có như vậy tôi mới yên tâm mà ngủ được. Nhưng tôi không quen nằm dưới đất. Thôi được, thế thì tôi xuống. Anh tránh ra, để tôi lấy cái chăn. Không được, tôi quen ngủ đáp chăn rồi. Mỗi người chịu khổ một tí đi. Tại sao phải chịu khổ? Cứ ngủ trên đây đi. Nói chuyện với anh ta mà tôi muốn xuất huyết não. Tôi kéo chăn về phía của mình, sau đó hậm hực nói. Tôi không muốn ngủ cùng với anh. Anh là cái thứ nguy hiểm nhất trên đời này. Anh tránh xa tôi ra. Không, đây là chăn của tôi, làm sao mà tôi tránh cô được. Thế rồi trong căn phòng tối, hai con người một nam một nữ ngồi trên giường, để rằng co nhau cái chăn vô cùng khốc liệt. Nhưng khi tôi đang ra sức kéo chăn về phía của mình, thì bất ngờ Huy buông tay ra, làm cho tôi ngã về phía sau. Xem chút nữa thôi, là tôi bị rơi xuống đất rồi. Tôi nhăn mặt cầu nhau. Nếu như anh bỏ tay ra, anh phải nói với tôi một tiếng chứ. Hay, hay là anh muốn hại chết tôi? Nói xong tôi đang định ôm tràn xuống đất, liền bị Huy kéo tay lại. Do bị bất ngờ, nên tôi mất thăng bằng và ngã nhào vào lòng của Huy. Nằm trong vòng tay rắn giỏi của Huy mà trái tim của tôi đập thình thịch. Ánh mắt anh ta nhìn tôi như chất chứa một điều gì đó muốn nói. Hai chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau chừng nửa phút và cuối cùng Huy cũng lên tiếng. Ngủ trên giường đi. Tôi không hiểu tại sao anh ta cứ khăng khăng bắt tôi ngủ trên giường nhưng tôi kiên quyết phản đối. Không, không là không. Tôi nói rồi, tôi không muốn ngủ với anh. Ngủ ở dưới đất thế này, dễ bị ốm lắm. Anh đang quan tâm tôi đấy à? Bố cô trả nhờ tôi, chăm sóc cô còn gì? Nhưng cảm ơn lòng tốt của anh nhé Tôi không cần Tôi có thể tự mình chăm sóc bản thân của tôi Thế tại sao cô lại bướng bỉnh thế nhỉ Tôi trả thèm đôi co thêm với anh ta nữa Tôi định vùng dậy Nhưng cả người của tôi đã bị anh ta giữ chặt Tôi càng giãi rùa Thì càng cảm nhận rõ cái vật cương cứng Ấm ấm ở phía dưới Đang cọ sát vào người của tôi Tôi hoảng hốt không dám cọ quậy nữa Mà nằm im ngoan ngoãn Tôi van nài Thôi được rồi. Anh thả tôi xuống. Tôi sẽ nghe lời của anh. Tôi ngủ trên giường, được chưa? Huy nở một nụ cười ma mãnh, anh ta vẫn giữ chặt cả người của tôi, sau đó nói khẽ vào tai của tôi. Nhưng mà bây giờ, tôi lại muốn. Anh thôi đi. Anh dừng ngay cái suy nghĩ xấu xa đó và đi ngủ đi. Huy gõ lên đầu tôi một cái rõ đau, anh ta nói với tôi. Đúng là đầu của cô đen tối thật chỉ nghĩ được mấy chuyện vớ vẩn là nhanh thôi được rồi cô ngủ đi nói xong huy đặt tôi xuống giường sau đó anh ta cầm điện thoại và bước ra bên ngoài tôi thấy vậy liền ngạc nhiên đêm rồi anh không ngủ anh định đi đâu đấy cô nói rằng cô không thích ngủ với tôi nên tôi ra ngoài cho cô vừa lòng đúng là tôi nói thế nhưng anh ra ngoài bây giờ ba mẹ mà nhìn thấy lại nghĩ rằng tôi bắt nạt anh tôi vừa nói dứt lời thì chuông điện thoại của huy bỗng reo lên huy nhìn vào màn hình điện thoại sau đó vội vàng bước ra bên ngoài nhìn bóng dáng của anh ta đi khuất sau cánh cửa tôi tự cười chính bản thân của mình anh ta ra bên ngoài là để nói chuyện với người yêu mà tại sao tôi lại lo lắng cho anh ta chứ tôi có chút tò mò về người thương trong lòng của anh ta là ai nhỉ là ai mà có thể khiến một người lạnh lùng như anh ta nở một nụ cười mỗi khi nhìn vào điện thoại chứ là ai mà có thể khiến anh ta vội vàng chạy đi như vậy hôm trước tôi cứ tưởng rằng là chị xuyến nhưng có lẽ là không phải vì tôi quan sát thấy huy cư xử với chị xuyến giống như một người xếp với cấp dưới của mình và mỗi khi ở bên cạnh chị xuyến vẻ mặt của huy cũng rất thờ ơ và lạnh lùng anh ta là giám đốc Nên chuyện có những bóng hồng vây quanh là chuyện đương nhiên Ai mà yêu phải anh ta Chắc cũng vất vả lắm Tôi ngáp dài một cái Rồi nhắm mắt dỗ mình Chìm vào trong giấc ngủ Nhưng lăn hết bên nọ Rồi lại lăn sang bên kia Mà tôi không thể nào ngủ được Chẳng biết Huy nói chuyện gì Mà nói lâu thế Hơn một tiếng đồng hồ Vẫn chưa thấy anh ta quay về phòng Không ngủ được nên tôi cứ nằm trên giường Và đào mắt nhìn xem khắp phòng Xem có cái gì nghịch được không Nhưng phòng anh ta đơn giản quá Ngoài tủ với giường ra Thì chả có cái thứ gì thú vị Liếc sang cái tủ sách nâng cao của Huy Tôi thấy hơi tò mò Tôi lập tức bật dậy Tiến lại xem xét Có lẽ ngày xưa Huy học rất giỏi môn toán Nên trong tủ sách này Hầu hết là sách bồi dưỡng và nâng cao toán học Tôi tiện tay chọn một cuốn sách ở giữa để xem. Thật ra thì tôi rốt toán lắm. Giải các bài toán hàm số bậc nhất cơ bản, tôi còn chả biết huống gì là mấy cuốn sách nâng cao dành cho học sinh giỏi thế này. Nhưng mà kệ, cứ xem thử xem bên trong có cái gì hay ho không. Và đúng như suy nghĩ của tôi, đúng là có cái thứ hay ho thật. Ngay trang đầu tiên, tôi thấy có dòng chữ Học hành chăm chỉ nhé cậu. Tôi tin rằng cậu sẽ làm được. Fighting. Và ngay bên dưới là dòng ký tên Mai Thúy. Không lẽ đây chính là người mà hồi tối anh ta đã gọi tên sao? Tôi không ngờ anh ta lại thâm tình đến như vậy. Bạn gái từ hồi cấp 3 nhưng còn nhớ nhung và lưu luyến thế này. Càng hiểu về anh ta, tôi lại càng cảm thấy con người anh ta thật sự quá rắc rối tôi xếp cuốn sách đó vào lại vị trí cũ rồi cầm những cuốn khác lên xem và tôi phát hiện ra rằng cuốn nào cũng có dòng chữ đó những nét mực đó dù đã bị phai nhòa theo dòng thời gian nhưng từng nét chữ vẫn rất đẹp bây giờ thì tôi biết vì sao huy lại giữ gìn tất cả những cuốn sách này vì có lẽ đối với anh những cuốn sách này là cả một thời ký ức đẹp và cũng là cả thanh xuân không bao giờ quên được Xem xong các cuốn sách Tôi đứng dậy định xếp lại chúng vào Thì nghe thấy tiếng bước chân của Huy về phòng Nhìn thấy anh ta tôi cười và nói ngay Tôi không ngủ được Nên xem tạm mấy cuốn sách của anh cho đỡ buồn Tôi còn chưa kịp nói hết câu Thì Huy đã hùng hổ tiến tới Nhìn thấy đống sách ở dưới đất Ánh mắt anh ta bỗng tối sầm lại Anh ta giận dữ đẩy tôi một cái Ngã rúi rụi xuống đất đầu của tôi bị đập mạnh vào chiếc tủ gỗ khiến cho tôi say sẩm mặt mày tôi chẳng hiểu vì sao anh ta lại hành động lỗ mãn như vậy tôi xoa đầu rồi uất ức lên tiếng tại sao anh cư xử như thế tôi đã làm gì sai chứ tôi hỏi cô ai cho phép cô ai cho cô đụng vào tủ sách này của tôi nghe huy quát lên mà tôi sững sờ tôi biết những cuốn sách này đối với huy rất quan trọng nhưng tôi thật không nghĩ rằng anh ta trân trọng tôi mức không muốn cho người khác đụng vào. Tôi lồm cồm bò đến chỗ đống sách đó, cẩn thận xếp lại từng quyển. Tôi nghẹn giọng nói. Tôi xin lỗi. Tôi không biết là anh quý những cuốn sách này đến như vậy. Nếu anh không muốn tôi đụng vào thì anh cứ nói nhẹ nhàng với tôi một câu. Sau này tôi tuyệt đối không đụng vào nữa. Nói xong tôi lại cặm cụi xếp sách vào tủ. Tôi không dám nhìn lên gương mặt của Huy, nên tôi không biết thái độ của anh ta lúc này như thế nào. Nhưng tôi phải công nhận, lúc anh ta tức giận trông rất đáng sợ. Mặc kệ tôi tự một mình thu dọn, Huy thở dài sau đó lên giường nằm. Còn tôi sắp xếp xong thì đi ra bên ngoài và quét dọn nhà cửa. Thời tiết bây giờ đang dần chuyển sang thu, cái nóng bức oi ả à của mùa hè đã dịu xuống thay vào đó là những cơn gió se se lạnh của buổi sáng sớm người ta nói mùa thu là mùa của nỗi nhớ mùa của những hoài niệm đã có rất nhiều người hỏi tôi rằng em có thích mùa thu không nếu là trước đây tôi chẳng cần phải suy nghĩ mà tôi trả lời là có ngay nhưng bây giờ tôi không còn thích nữa rồi vì chính mùa thu năm ngoái tôi bỏ lỡ một người luôn dịu dàng yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Và đến mùa thu năm nay thì sao đây? Tôi bị người ta coi thường, bị người ta xô ngã mà không dám khóc. Vì nếu khóc, tôi biết chẳng có ai đến bên tôi mà dỗ dành tôi cả. Tôi đứng bần thần trước cửa nhà suy nghĩ miên man rất lâu. Mãi sau khi trời dần hừng sáng, tôi mới bước vào trong nhà và nấu đồ ăn cho mọi người. Nấu ăn xong mẹ chồng tôi rủ đi chợ Tôi đồng ý liền Đã mấy năm nay tôi chưa đi chợ quê Chắc bây giờ khu chợ Cũng thay đổi nhiều lắm Tôi hào hức dắt chiếc xe máy ra để chở mẹ tôi đi Khung cảnh chợ nhộn nhịp Khiến tôi lại nhớ về tuổi thơ Nhớ cái hồi suốt ngày Theo mẹ của tôi ra chợ Để được ăn bún cua Bây giờ chẳng biết cái bác bán bún cua Có còn bán không Nên tôi tò mò hỏi mẹ chồng của tôi Mẹ ơi, mẹ, cái gì thế con? Bác Mẫn còn bán bún cua ngoài chợ không mẹ? Con, thế con thích ăn à? Dạ vâng ạ. À. Khi đến chợ trái với sự vui vẻ của tôi, mọi người trong chợ ai cũng chỉ trò tôi. Rồi bắt đầu bàn tán. Họ tốm lại, nói với nhau. Kìa, cái con mặt dày cướp người yêu của bạn kia kìa. Đúng là khổ cho cái dương cầm. Đi cùng với thằng Huy từ hồi nó tay trắng chưa có cái gì Đến khi gầy dựng được công ty Làm ăn được Thì bị con này nó cướp Này thế mà còn chơ chẽn Đi ngây ngây ngoài chợ Con này tôi nghe nói nó ghê gớm lắm Nó đặt bẫy thằng Huy đấy <laughs> Xem ra Ba mẹ cho ăn học tử tế Đi du học đàng hoàng Thế mà về nước Làm cái chuyện xấu hổ Này bà có xem cái clip Nó bị phát tán trên mạng chưa Xem rồi, nhưng bây giờ tìm không thấy, chắc là bị gỡ xuống rồi. Thằng Huy nó cho gỡ lâu rồi, nhưng mà nhìn cái cách nó làm chuyện giường chiếu thuần thục bà nhỉ. Tôi đoán con này phải qua tay cả chục thằng ấy chứ. Chắc chắn rồi bà. Tôi đang đi, bỗng chùn bước chân lại. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Tôi chỉ quay sang mẹ chồng tôi, lý nhí nói. Mẹ ơi, mẹ vào chợ mua đồ đi Con ra ngoài xe con chờ à Mẹ chồng tôi gật đầu Bà quay sang nhìn tôi thương cảm Con ra ngoài đó đợi mẹ nhé Mẹ mua nhanh, rồi mẹ sẽ ra Vâng, con biết rồi à Tôi còn chưa kịp xoay người Thì đã bị một xô nước lạnh tạt trúng vào người tôi Thủ phạm không ai khác Chính là mẹ của Dương Cầm Bà ta nghiến răng nghiến lợi Nói với tôi cái sổ nước này Tao tặng cho mày Mày dám cướp người yêu của con gái tao Cái loại dơ bẩn Tôi bị sốc rất nặng Còn chết tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng Cuộc đời của tôi lại có lúc thảm hại như thế này Mọi người đang cười nhạo Đang chế giễu tôi Họ nhìn tôi không khác gì một con ghẻ quốc dân Tôi bàng hoàng Hoàng hốt Chân của tôi sắp không trụ vững được rồi Tôi cảm thấy bản thân của mình đang rơi xuống Dưới đáy của vực thẳm Ngày lúc này, khi tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì đột nhiên mẹ chồng tôi quay sang, nắm chặt lấy tay của tôi. Giọng của bà đanh thép. "Đã là con dâu của tôi thì không được phép yếu mềm, cho dù có chuyện gì, phải luôn luôn ngẩng cao đầu. Tôi không muốn bất cứ ai được đụng vào người nhà của tôi." Nói xong mẹ chồng tôi trừng mắt lên nhìn mẹ của Dương Cầm, gương mặt của bà đanh lại, giọng nói đầy quyền uy còn bà bà dám tạt nước vào con dâu của tôi à vậy là bà không nể mặt tôi rồi lời mẹ chồng tôi nói khá là nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cho mẹ dương cầm tái xanh mặt bà ta chạy lại cầm tay mẹ chồng tôi lên tiếng giải thích ây chết sao bà lại nói thế tôi chỉ muốn nhổ cái gai trong mắt của bà đi thôi bà chả không ưa đứa con dâu này còn gì thích hay là không ấy đó là chuyện của nhà tôi con dâu tôi nó có tốt hay nó có xấu gì Thì tôi là người dạy dỗ nó Còn bà Bà là cái thá gì Mà bà dám đụng đến con dâu của tôi Hả Mẹ chồng tôi quát lên Khiến mấy người xung quanh đều phải giật mình Vì không muốn bị liên lụy Nên mọi người dần tản đi Lúc này mẹ chồng tôi quay sang nói với tôi Con về trước thay quần áo đi kẻo nước lạnh nó thấm vào người Dễ bị ốm lắm Mẹ nghe lời mẹ dạ vâng ạ à. thế rồi tôi chạy một mạch ra xe mẹ chồng tôi nói tôi luôn luôn phải ngẩng cao đầu nhưng trong hoàn cảnh này làm sao tôi có thể chứ lời nói của bọn họ tuy là có chút quá đáng nhưng trong số những câu họ nói có vài phần trăm là sự thật điều đó tôi không thể nào phủ nhận việc tôi lên giường với trai lạ tự bản thân của tôi đã thấy nhục nhã lắm rồi tôi đánh đổi cả một cuộc đời hạnh phúc của đời người chỉ để lấp liếm đi cái tiếng xấu đó nhưng tại sao họ vẫn không chịu buông tha cho tôi chứ nước lạnh ngấm vào da vào thịt khiến cho tôi lạnh buốt buốt cả ở trong trái tim tôi mím chặt môi cố gắng ngăn dòng nước mắt nhưng không được nước mắt cứ như vậy lăn dài xuống má rồi sau đó thấm vào làn môi mặn chát ngay lúc này đây Tôi cần một bờ vai để tựa, cần một người bên cạnh để chút hết những ức chế trong lòng. Nhưng tôi là một kẻ cô độc và lạc bước trên chính quê hương của mình. Không một ai muốn hiểu tôi cả. Vì không muốn ai nhìn thấy tôi đang khóc, nên khi về đến nhà, tôi cố gắng tránh mặt mọi người và chạy thật nhanh về phòng. Chỉ là tôi thật không ngờ, Huy đang còn nằm trong phòng, nhìn cả người tôi bị ướt nhẹp. Anh ta không những không thương cảm, mà còn khó chịu nói với tôi đi đứng phải cẩn thận chứ lại ngã xuống ao à tại sao mà người của cô ướt hết thế kia tôi im lặng lấy quần áo bước vào phòng tắm tôi không muốn trả lời bất cứ điều gì bây giờ tôi chỉ muốn được ở một mình thôi từng dòng nước ấm xả xuống người khiến đầu óc của tôi cũng bớt căng thẳng tôi chỉ muốn tắm thật lâu và không muốn bước ra bên ngoài tôi sợ phải đối diện với ai kia có lẽ Huy nhận ra sự khác lạ của tôi. Vì khi tôi bước ra khỏi nhà tắm, đã thấy anh ta đứng ở đó nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống để né tránh ánh mắt của Huy. Nhưng tôi càng biểu hiện như vậy, càng làm cho Huy thêm nghi ngờ. Anh ta tiến lại gần tôi, bàn tay chạm nhẹ vào đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc của tôi. Anh ta hỏi tôi, "Cô khóc đi à?" Nói cho tôi nghe. Ai đã làm cho cô khóc? Tôi mệt mỏi, hất tay của anh ra. Tôi nói với anh, liệu mọi chuyện có khác đi không? Trong khi đó, anh cũng là một trong đám người bắt nạt tôi. Tôi chỉ hờ hững đáp lại. Không có gì đâu, tôi không làm sao hết. Không làm sao á? Thế tại sao cả người của cô bị ướt thế này? Tôi bị ngã xuống ao. Cô đang còn giận tôi đi à? Không. Tôi và anh chỉ là hai người dưng, có là gì của nhau đâu mà có quyền giận với chà hờn chứ. Nghe cái giọng điệu của cô kìa, là tôi hiểu rồi. Cô có muốn đi đâu chơi không? Tôi đưa cô đi. Không, tôi muốn ở nhà. Tôi muốn ở một mình. Tôi nghe thấy tiếng huy thở dài, anh ta không hỏi thêm tôi câu nào nữa mà lặng lặng bước ra ngoài, để lại cho tôi một không gian riêng tư, chỉ còn một mình trong phòng. Tôi lại bật khóc, nước mắt có thể xoa dịu được vết thương trong lòng, nó lại càng khiến tâm trạng của tôi trùng xuống. Tôi cảm thấy cuộc đời của tôi đang bị mắc kẹt ở một nơi mà có thể khiến cho tôi nghẹt thở đến chết. Một lúc lâu sau đó, Huy quay trở về phòng, anh ta đột nhiên tiến tới chỗ tôi, ôm chặt tôi vào lòng, khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Nhưng bởi vì khóc nhiều, nên bây giờ tôi mệt lắm rồi, tôi không còn sức mà phản kháng lại Huy tôi cứ như vậy thả lòng người tựa đầu vào ngực của huy tôi nói nhỏ mình ly hôn đi huy ngồi trầm ngâm một lúc lâu ánh mắt của anh sâu thẳm nhìn tôi tôi không biết huy đang suy nghĩ về điều gì nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó xử của anh tôi lại thấy là chính anh là người mong muốn điều này nhất cơ mà tại sao bây giờ khi tôi đề nghị anh lại im lặng một lúc sau huy mới lên tiếng để cho em chịu nhiều thiệt thòi rồi tôi xin lỗi huy dịu dàng cầm lấy lọ dầu nóng và xoa bóp cho tôi hai bên thái dương bàn chân bàn tay của tôi cũng được huy xoa bóp vừa xoa anh vừa nói với tôi anh nói rồi muốn ly hôn ấy phải đợi một năm anh sẽ để cho em được tự do tại sao phải là một năm chứ nếu còn tiếp tục mối quan hệ này cả hai chúng ta đều cảm thấy rất mệt mỏi ly hôn rồi thì làm sao chứ ly hôn xong anh sẽ được tự do đến với người của anh anh giữ tôi lại có ý đồ gì huy hơi sững sờ ánh mắt của anh thoáng hiện lên vẻ bối rối nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt lại vô cùng kiên định anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chọn cách im lặng. Chứng tỏ anh ta không phủ nhận câu hỏi của tôi. Vậy anh ta cưới tôi là có ý đồ thật sao? Tôi thấy hơi trột dạ, ngước mắt, có đôi phần hoang mang nhìn anh ta. Tôi định lên tiếng hỏi, thì liền bị Huy chặn lại. Ngón tay thon dài của anh đặt sát vào cánh môi của tôi. Sau đó còn tham lam mơn trớn, nghịch ngợm, khiến cả người của tôi cứng đờ. Tôi dường như đã bị anh ta thôi miên Chỉ cần một cử chỉ nhỏ của anh ta Cũng khiến lòng tôi thổn thức không thôi Không được Không thể được Đã bao lần tôi tự nhắc nhở bản thân Là không được động lòng với anh ta cơ mà Tại sao tôi lại có cái cảm giác hồi hộp Mỗi khi bên cạnh anh ta thế này Chẳng nhẽ tôi đã bị vẻ điền trai của anh ta hớp hồn rồi sao Mà ngồi trong lòng Huy thế này Tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm có là cái gì của nhau đâu mà tự dưng lại ngồi ôm ấp tình tứ thế này cảm giác thật là kỳ cục huy va chạm nhiều với phụ nữ nên anh ta quen rồi chỉ có tôi là cảm thấy ngượng ngùng thôi tôi lắc đầu một cái thật mạnh sau đó nhảy khỏi lòng của huy thấy tôi hốt hoàng nhảy xuống giường huy liền lo lắng hỏi tôi em làm sao thế anh làm em đau à không có gì Chiều nay lên Hà Nội rồi Sao bây giờ anh còn ngồi đây Anh không đi Gặp cô gái tên Thúy của anh à Em nói như vậy là sao tôi qua anh say rượu Anh cứ đòi tôi Đưa anh đi gặp Thúy Nên tôi tưởng Vậy sao tôi nói như thế sao Tại sao tôi không nhớ nhỉ Huy vừa nói dứt câu Thì cái tâm thỏ đầu vào Nó gọi rất to Em mời anh chị ra ăn cơm. Ừ, anh chị ra đây. Huy trả lời xong thì quay lại đỡ lấy tôi. Anh ta còn dặn dò tôi phải ăn thật nhiều để có sức, tí nữa còn lên Hà Nội. Lâu lâu anh ta lại giở chứng ra vẻ quan tâm tôi lắm, cứ như thể một người chồng yêu vợ. Nhưng những hành động tốt đẹp của anh, tôi chưa bao giờ tin. Vì đó toàn là giả tạo và lừa dối bữa cơm trưa hôm nay mẹ chồng tôi không hề nhắc đến chuyện hồi sáng ở chợ có lẽ mẹ sợ tôi buồn nên không muốn đả động đến sáng nay nhờ có mẹ chồng nắm tay tôi tôi mới có thể trụ vững để chạy về nhà trong lòng thầm cảm kích bà rất nhiều tuy bà hay mắng tôi nhưng những ngày qua tôi biết trong mắt bà bà đã coi tôi là con dâu của bà rồi là một thành viên của gia đình này quả thật là một người mạnh mẽ bà dứt khoát hơn tôi tưởng. Từng hành động lời nói của bà đều toát lên vẻ uy quyền, khiến những người xung quanh phải nể phục đôi phần. Ăn uống xong xuôi, tôi và Huy lại chuẩn bị đồ đạc để lên Hà Nội. Mẹ chồng tôi chuẩn bị sẵn vài bọc hoa quả và rau sạch từ bao giờ. Mẹ còn dạy tôi cách bảo quản rau trong tủ lạnh, để rau được tươi lâu hơn. Mẹ dặn dò tôi. Còn lên đó nhớ nấu cơm, rồi ăn uống đầy đủ vào đấy. Dạo này con nấu ăn tạm ổn rồi, nên mẹ cũng yên tâm. Dạ vâng, nấu dần dần cũng quen mẹ Thì thoảng cuối tuần con sẽ gọi điện cho mẹ. Mẹ dạy cho con nấu ăn nhé. Thôi được rồi, hai đứa đi đường nhớ cẩn thận đấy. Dạ vâng, con chào mẹ ạ. Tôi và Huy chào ba mẹ rồi lên đường. Thường thì mỗi lần lái xe đường dài, Huy đều rất tập trung nhưng không hiểu tại sao hôm nay huy cứ quay sang nhìn tôi liên tục tôi đếm không nhầm thì cũng trên dưới chục lần thấy lạ nên tôi hỏi ngay anh liên tục nhìn tôi như vậy có cái ý gì tôi thấy dạo gần đây cô thân thiết với mẹ tôi quá nhỉ người cùng nhà không thân thiết thì làm sao tôi sợ cứ cái đà này mẹ tôi lại không đồng ý cho tôi và cô ly hôn đấy không đồng ý mẹ cũng đâu có làm được gì. Quyền quyết định là ở anh và tôi cơ mà. Hình như uh, mẹ tôi thích cô rồi đấy. Đương nhiên, tôi dễ thương thế này cơ mà. Này, cô lại tự cao tự đại quá rồi đấy. Tôi học được từ anh đấy. Huy bỗng bật cười, suốt cả quãng đường còn lại, tôi và Huy không nói thêm với nhau câu nào nữa. Lên đến Hà Nội, Huy không về nhà ngay mà đến thẳng công ty anh nói rằng phải lấy ít giấy tờ để mang về nhà làm việc và lần đầu tiên tôi được đến công ty của anh tôi đứng trước sảnh ngước nhìn lên tòa nhà cao tầng mà không khỏi trầm trồ công ty của anh mới thành lập có mấy năm nay thôi mà phát triển lớn mạnh thế này thảo nào mà chú tôi cũng muốn đầu tư chứng khoán vào đây hình như huy rất thích những màu trầm tối từ ở căn hộ cho đến công ty anh toàn dùng gam màu tối Nhìn đã biết anh là một người tè nhạt. Tôi nghe nói đây mới chính là trụ sở chính của công ty thôi. Còn xưởng in ấn của anh thì ở Hưng Yên. Anh ta tài giỏi. Cái này tôi công nhận. Nhưng tính nết của anh thì tôi không thể nào chấp nhận được. Lúc ở nhà thì tỏ vẻ quan tâm tôi lắm. Thế mà khi vừa đặt chân lên Hà Nội, anh ta thay đổi 180 độ luôn. Lần đầu tiên được đến công ty của anh nên tôi rất tò mò. Tôi lạ lẫm ngó nghiêng xung quanh. Thi thoảng có đồ vật gì hay hay Tôi cũng muốn chạm tay vào thử ấy vậy mà vừa mới giơ tay lên Định sờ Thì lại nghe thấy cái giọng nói đáng ghét kia vang lên Này này cấm sờ Cấm động vào Tôi cảm thấy thật sự khó chịu Mấy cái đồ vật đó chỉ là để trang trí thôi Có phải là đồ quý hiếm gì đâu Mà anh ta luôn gây khó dễ cho tôi Tôi hậm hực định xả vài câu cho đỡ bực ấy thế mà lời nói chưa thoát được ra khỏi cổ họng đã bị anh ta chặn ngang này này về nhanh lên không tôi lại cho cô đi bộ về bây giờ chân của huy rất dài nên một bước của anh ta bằng cả vài bước của tôi anh ta đi bình thường thôi mà tôi phải chạy thì mới kịp được nhưng tôi đang tức anh ta nên tôi chả thèm phải chạy theo làm gì hết cơ mặc kệ anh ta về trước tôi cứ lững thững đi thật chậm Gom không đi cùng xe anh ta thì tôi bắt taxi về tôi thiếu gì tiền chứ mỗi tháng được anh ta chu cấp một khoản tiền cộng thêm tiền lương của tôi nên tài khoản của tôi lúc nào cũng dư giả huy đi đến chỗ thang máy liền ngoái đầu lại nhìn thấy tôi đang còn ở mãi tít xa anh ta liền nhăn mặt và nói cô có nhanh chân lên không anh cứ về trước đi tôi tự bắt taxi về lần này huy có vẻ không thể kiên nhẫn thêm được nữa anh ta nhanh chóng tiến về phía của tôi sau đó nhẹ nhàng vác cả người tôi lên vai anh ta còn tát vào mông của tôi một cái sau đó cào nhào cái cô tuổi trâu à tại sao mà cô lì lợm thế hả à? tôi giận lắm anh ta dám tùy tiện động chạm vào mông của tôi ở nơi như thế này sao may mắn là hôm nay là ngày nghỉ nên không có ai ở đây đấy chứ không biết tôi phải đào một cái lỗ nào đó để chui xuống. Mặc cho tôi là hét dãy rủa, anh ta vẫn thản nhiên vác tôi xuống hầm xe, sau đó ném bịch tôi vào trong xe, giống như tôi là đồ vật vậy. Tôi nhằn nhó gào lên. Tại sao lúc nào anh cũng bắt tôi phải làm theo ý của anh thế à? Thế tại sao lúc nào cô cũng muốn chống đối tôi? Tôi không muốn đi cùng với anh. Cô ngồi im đi, không là tôi thịt cô đấy. Anh, anh dám. Có cái gì mà không dám chứ? Nhìn gương mặt của Huy lúc này không có vẻ gì là đùa cợt nên tôi cảm thấy hơi sợ. Cửa kính ô tô đã khóa. Bây giờ anh ta có làm gì tôi? Tôi chẳng thể nào chạy đi đâu được nữa. Tôi đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời của anh. Dường như Huy rất thích hành hạ tôi. Về đến chung cư anh ta sỏ tay vào túi quần rồi đi thẳng. Để lại một đống rau củ quả cho tôi. Tôi ra sức gọi anh ta quay lại nhưng anh cứ giả vờ điếc không nghe thấy gì làm tôi phải tự một mình khệ nệ khuân một đống đồ lên trên nhà may sao lúc đó tôi lại gặp được khánh cậu ấy giúp tôi xách bớt mấy túi đồ nhìn đống rau củ quả khánh liền hỏi tôi phương ơi mới từ quê lên đấy à ừ ở quê tôi chả có cái gì ngoài rau củ ăn thoải mái luôn thích nhỉ tôi thì chả có quê để về gia đình của cậu gốc ở Hà Nội còn gì? Nếu cậu thích về mấy nơi như đồng quê, thì khi nào được nghỉ lễ tôi mời cậu về quê tôi chơi nhá. Này Phương nói phải nhớ lời đấy. Tất nhiên rồi, chỉ sợ cậu không muốn về những nơi đó thôi. Không hề nhá, tôi thích muốn chết. Lên đến phòng tôi chia cho Khánh một ít rau củ. Khánh nghe trường thích lắm. Cậu ấy trước khi về phòng cứ dặn đi dặn lại tôi là lần sau nhớ cho cậu ấy về quê cùng. Khánh từ bé đến lớn chỉ sống ở thành phố, nên chắc là cậu ấy rất tò mò về cuộc sống ở nông thôn. Chỉ là nhắc đến quê, tôi lại có chút chạnh lòng. Tôi bước vào phòng nhìn thấy Huy đang ngồi ung dung nghịch điện thoại, mà lòng của tôi tức nghẹn. Tôi chả thèm nói gì nữa, tôi đi thẳng về phòng thay quần áo để nấu cơm tối. Nấu nướng xong tình tường, chỉ còn sắp ra bàn ăn thôi thế mà anh ta đùng đùng nói rằng anh ta không ăn cơm và bước ra ngoài thật sự lúc này tôi rất muốn chửi thề ức chế bao lâu bị dồn nén tôi thẳng tay ném đôi đũa về phía của anh ta sau đó tôi gào lên anh đứng lại cho tôi hôm nay tôi cấm anh bước chân ra khỏi nhà nghe tiếng hét của tôi bước chân của huy bỗng dừng lại vì anh quay lưng về phía của tôi nên tôi không biết biểu cảm lúc này của anh như thế nào chỉ thấy anh đứng im lặng một lúc lâu nhưng cuối cùng anh ta vẫn bước ra ngoài nhà sau khi cánh cửa khép lại tôi ngồi bệt xuống đất và khóc như một đứa trẻ tôi khóc vì ấm ức khóc bởi vì mình không được tôn trọng khóc tràn trề tôi mới đứng dậy bước vào bếp tôi tức tốc đổ hết thức ăn đã nấu vào thùng rác rồi ném bát đĩa ngổn ngang khắp nhà tôi cứ tưởng làm vậy tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nhưng nhìn lại căn bếp bừa bội tâm trạng của tôi lúc này lại càng nặng nề thêm cả ngày hôm nay chân tay của tôi mệt dã rời tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để mà suy nghĩ thêm điều gì nữa trước mắt tôi bây giờ mọi thứ như đang tối sầm lại đồ đạc trong nhà như bị đảo lộn hết tưởng cơn đau đầu ập tới đầu của tôi như muốn nổ tung tôi cố gắng lết về phòng tìm lọ dầu để bôi lên hai bên thái dương, sau đó leo lên giường nằm. Tôi đã cố gồng mình để tỏ ra luôn mạnh mẽ, nhưng đến bây giờ, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi. Sáng hôm sau đầu óc của tôi còn hơi choáng, nhưng tôi phải cố bò dậy để đi làm, bởi vì nếu như tôi nghỉ, sẽ chẳng có ai làm thay tôi được. Cả tuần này tôi vừa phải làm quản lý, vừa phải làm trợ lý cho chính mình. Vì Khánh bây giờ đã lên điều hành chuỗi nhà hàng nên một mình tôi phải kiêm luôn hai việc. Khánh nói rằng Khánh đã chỉ thị cho chị Thúy thông báo tuyển trợ lý cho tôi rồi. Thế mà đã hơn một tuần trôi qua vẫn chưa tìm được ai. Tôi ôm đầu bước ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân. Tôi sững người khi nhìn thấy nhà cửa được lau chùi, bát đĩa tối qua còn ngổn ngang trong phòng bếp. Vậy mà bây giờ được rửa sạch sẽ và xếp gọn gàng vào trong tủ. Quái nhỉ, chẳng nhẽ đêm qua nhà tôi có cô Tấm xuất hiện ư? Tôi bật cười, nhà chỉ có tôi và Huy, không phải tôi dọn thì chắc chắn là Huy dọn rồi. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, định đi thay quần áo, thì chợt nhớ ra rằng quần áo của tôi đang còn để bên phòng của Huy. Đã kịp thu dọn về phòng của tôi đâu Tôi dọn rén bước vào phòng của Huy. Dù đã cố tình làm nhẹ nhàng hết mức, nhưng mà tôi vẫn làm cho Huy thức dậy. Huy cầu mày. Anh ta ngái ngủ nói với tôi. Cô vào phòng của tôi làm cái gì? Anh cứ ngủ tiếp đi. Tôi qua bên này, tôi lấy quần áo, rồi tôi sẽ đi ngay. Bấy giờ rồi. Mới có bây giờ thôi. Tôi kéo chiếc vali của mình ra bên ngoài, sau đó khẽ khàng đóng lại cánh cửa Tôi thay quần áo Sau đó chạy đi làm luôn Nhưng vừa bước xuống sảnh của tòa nhà chung cư Thì trời lại đổ cơn mưa Nhìn những hạt mưa rơi mà tôi thấy ngán ngẩm Chắc chỉ có những người đi làm bằng xe máy như tôi mới hiểu được Là tại sao tôi lại ghét mưa đến như vậy Xuống đến hầm gửi xe Tôi lại hoài tìm chìa khóa Thì chợt có tiếng gọi đằng sau Phương ơi, lên xe tôi chở đi làm này nghe giọng nói này tôi đoán ngay là khánh rồi tôi hơi lưỡng lự trả lời khánh thôi tôi ngại lắm đi đến nhà hàng người ta nhìn thấy lại bàn ra tán vào mệt óc lắm ôi giời phương sợ cái gì đứa nào mà bàn tán xuyên tạc vớ vẩn phương cứ đuổi việc nhá không phải sợ tôi làm gì có cái quyền đuổi việc tôi nói được là được lên xe đi Bên ngoài bây giờ trời mưa to lắm Đi xe máy thế này Còn mà ướt hết người à Trời mưa mà được đi ô tô Thì còn gì sung sướng bằng chứ Chẳng cần phải suy nghĩ thêm nữa Tôi leo lên xe của Khánh ngồi luôn Tôi và Khánh nói chuyện với nhau rất hợp Nên suốt quãng đường đi Chúng tôi nói chuyện không ngừng nghỉ Khánh bảo thích làm quản lý hơn là làm giám đốc Bởi vì làm quản lý có người nói chuyện Và ăn cơm cùng Không những vậy công việc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng cậu ấy không có quyền được chọn lựa, nhà hàng này là của gia đình cậu ấy, vì vậy mà cậu ấy không làm thì ai làm bây giờ. Nghe cậu ấy nói như vậy, tôi cảm thấy chạnh lòng. Nhiều người đang phải chật vật, cố gắng làm việc kiệt sức mới tìm được một chỗ đứng cho bản thân, còn Khánh chỉ cần học hành chăm chỉ, mọi chuyện đã có gia đình lo lắng hết rồi. Ngày hôm qua là một ngày cực kỳ tồi tệ đối với tôi. Mong cơn mưa ngày hôm nay gột bỏ đi hết những muộn phiền gột bỏ đi hết những đau thương của ngày hôm qua tôi chỉ mong rằng sau cơn mưa bầu trời sẽ lại sáng chị thúy từ trước đến giờ vốn dĩ không ưa gì tôi hôm nay chị lại nhìn thấy tôi đi cùng khánh đến công ty chị ấy lại được dịp bóng gió nhìn mặt mũi cũng hiền lành mà nguy hiểm phết nhỉ có chồng rồi mà còn thích đi ve vãn trai trẻ đấy. Những câu này tôi nghe đã quen. Chỉ là tôi không hiểu tại sao chị Thúy lại luôn có thành kiến đối với tôi. Mặc dù tôi và chị ấy chưa bao giờ xảy ra xích mích với nhau. Tôi thở dài nói. Khánh sống ngay cạnh nhà em. Hôm nay trời mưa nên em đi nhờ cậu ấy thôi à? Chuyện có cái gì đâu. <laughs> Nếu như không có gì Tại sao chị nói em ghê thế? Hay là chị thích Khánh à? Nghe tôi hỏi như vậy, chị Thúy liền lừ mắt nhìn tôi. Này, em nói cái gì? Phải nói cho có lý một chút. Chị với Khánh chỉ coi nhau là chị em, không hơn không kém. Với lại chị già rồi, chị thích những người trưởng thành. Khánh không phải là gu của chị. Này, chị nói nhá, chị không ăn tạp như em đâu. Gặp ai, em cũng có thể lên giường được. Lời nói của Thúy sắc bén như con dao Chỉ vài câu nói thôi Cũng có thể làm người khác bị tổn thương Tôi không thủ không oán với ai Tại sao họ cứ thích trà đạp lên lòng tự trọng của tôi Trước khi về phòng làm việc Tôi buông lại một câu nói Chị Thúy Chị không biết gì về em hết Nên chị đừng nói gì Tôi đã cố không muốn gây gổ với ai rồi Nhưng tại sao họ cứ tìm đến tôi để gây chuyện mà đặc biệt là tôi càng nhẫn nhịn thì họ lại càng tiến tới. Dù chị ta là cấp trên của tôi, nhưng lần này tôi phải nói thẳng như vậy, để cho chị ta biết rằng tôi không phải là một đứa ngu ngốc dễ bị bắt nạt. Người ta không muốn nói, lại cứ tưởng là người ta hiền. Chị Thúy vì lời nói của tôi mà chị cay cú tôi lắm. Chị ta kéo dài thời gian tìm trợ lý cho tôi gần cả một tháng trời, tôi ngập mặt trong đống công việc Đến nỗi không thể nào ngóc đầu lên được. Giờ thì tôi đã biết đắc tội với cấp trên mình sẽ bị như thế nào. Thế nhưng chỉ vì chuyện nhỏ đó mà chị ta lấy chuyện công trả thù riêng như vậy, đúng là một người đàn bà quá hèn. Thời gian này, Huy phải xuống dưới xưởng sản xuất ở Hưng Yên để trực tiếp giám sát công việc. Bởi vậy nên buổi tối anh ở lại xưởng chứ không về nhà. Tối nào tôi chỉ ăn mì để cho qua bữa thôi. Hôm nào tăng ca về muộn là tôi cũng không ăn luôn. Bởi vậy mà sau một tháng tôi gầy đi trông thấy. Đến nỗi khi trở về nhà, Huy không còn nhận ra tôi. Anh ta hoang mang nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng hỏi tôi. Cô đang ăn kiêng à? Sao thế? Anh thấy tôi mi nhon thế này. Có xinh hơn không? nhìn như con ma ấy này anh đúng là không có gu thẩm mỹ dáng tôi bây giờ hơi bị chuẩn đấy nhưng cô đừng ăn kiêng không tốt cho sức khỏe đâu tôi có kiêng cái gì đâu cô không ăn kiêng thế tại sao mới gần một tháng mà cô lại gầy đi thế có chuyện gì xảy ra không không có chuyện gì tại dạo này công việc của tôi hơi nhiều Huy nghe xong chỉ gật đầu rồi quay lưng về phòng cất đồ đạc. Vài phút sau anh trở ra, trên tay cầm một chiếc nơ rất là xinh xắn. Anh ta đưa cho tôi. Tôi cho cô này. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay Huy tặng quà cho tôi cửa. Tôi bật cười xoay xoay chiếc nơ tóc trên tay rồi trêu đùa với Huy. Anh mua cho tôi, được mỗi cái nơ tóc này thôi á. Anh giàu mà anh kẹt xỉ thế. Cô không thích ấy Thì đưa đây cho tôi Nhưng mà thôi Như vậy cũng còn hơn là không có Nơ tóc này tôi cũng thích Cảm ơn anh nhé Ừ Bà này Anh đi lâu thế mới về Anh mua quà tặng cho người yêu anh chưa Tất nhiên là rồi Việc của tôi Cô không cần phải lo Thì cái tính tôi Hay lo mấy chuyện bao đồng đấy Chứ không có ý gì đâu Tôi vừa nói dứt lời thì tiếng chuông cửa reo lên. Tôi liếc nhìn sang Huy. Khách của anh đến à? Hay ai đến đấy? Triệu. Bình thường thì nhà tôi không mấy khi có khách. Thi thoảng Khánh có sang phòng tôi thì đều gọi điện cho tôi trước, chứ không bao giờ sang đột ngột thế này. Tôi nhớ ra rồi, có khi nào là Dương Cầm biết hôm nay Huy về nên sang thăm Huy không? Và đúng như những gì tôi nghĩ, tôi vừa mở cửa ra thì đã chạm ngay phải ánh mắt của Dương Cầm, nhưng chẳng hiểu có chuyện gì mà mặt của nó rất buồn, đôi mắt của nó rưng rưng nhìn tôi. Anh Huy về chưa phương? Về rồi, đang ở trong nhà. Nó gật đầu, sau đó chạy vội vào trong nhà, nó ngồi xuống dưới chân của Huy, nghẹn giọng nói. Anh có thể suy nghĩ lại được không? Cho em một cơ hội cuối cùng được không? Em hứa Em sẽ chăm chỉ làm việc Huy lạnh lùng ngả người ra ghế Anh dứt khoát trả lời Sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu Em đi về đi Không, không được Em xin anh Anh cho em ở lại công ty Anh đừng vô tình với em như vậy mà Lúc này tôi thấy vẻ mặt của Huy hơi cáo Anh ta thở hát ra một hơi Sau đó nghiêm nghị Mọi chuyện Anh nói rất rõ ràng Vậy nên Em đừng có trẻ con nữa. Em đứng lên và đi về đi. Không là anh gọi bảo vệ đấy. Trước thái độ cứng rắn của Huy, Dương Cầm đành bất lực. Nó đau đớn nhìn Huy sau đó khóc nấc lên thành tiếng. Tôi không hiểu lý do gì mà Dương Cầm lại bị Huy cho thôi việc. Nhưng anh ta quá cứng nhắc. Dù gì cũng là chỗ quen biết, với lại còn là người cùng quê. Anh ta nhỏ nhẹ an ủi nó một chút. Có phải là hay không? Đằng này anh ta nói như vả và vào mặt con gái nhà người ta Thì làm sao mà nói chịu được chứ Dù Dương cầm trước đây hay chọc tức tôi Nhưng bây giờ nhìn thấy nó như thế này Tôi lại cảm thấy rất thương Tôi tiến lại gần nó Đỡ nó dậy Rồi khuyên nhủ nó Ở trên thành phố này thiếu gì việc làm đâu Mày không phải khổ sở như thế Mày có bằng cấp Thì xin đâu trả được việc Tôi nói đúng có sai chỗ nào đâu nhưng dương cầm nó quay sang nhìn tôi ánh mắt đầy cam phẫn mày thì biết cái gì tất cả là tại mày là tại mày hết nói xong dương cầm khóc lóc chạy đi tôi hiểu cảm giác của nó lúc này nó nổi đóa lên như vậy không hẳn là bị đuổi việc mà bởi vì chính người mình thích tạt cho một gáo nước lạnh nó luôn cho rằng huy thích nó huy là của nó vậy mà nó luôn tỏ ra rất tự tin về vị trí của mình trong lòng của anh bây giờ đột nhiên anh đối xử một cách phũ phàng như vậy làm sao mà nó có thể chấp nhận được sự thật này chứ tôi định hỏi huy về chuyện của dương cầm nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh phờ phạc mệt mỏi tôi không biết phải hỏi han cái gì nên tôi nhẹ nhàng đi vào bếp nấu nướng để dành không gian riêng cho anh nghỉ ngơi mãi một lúc sau Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Huy reo Sau đó là giọng nói đầy lo lắng của Huy vang lên Sao thế? Thằng bé bị sốt có cao không? Thôi được rồi, em cố gắng hạ sốt cho con Anh đến bây giờ, nhá Nói xong Huy vội vàng đi ngay Còn tôi đứng đó chết lặng Tai của tôi Có nghe nhầm không vậy? Huy, đã có một đứa con sao? Tôi cảm thấy hoang mang đến tột độ không những huy đã có người yêu mà anh còn có cả một đứa con trai thay vì tức giận tôi lại đang cảm thấy bản thân mình thật là có lỗi có phải chính tôi là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của anh hay không thật nực cười khi mà tôi đang dần trở thành một con người mà trước kia tôi từng ghét cay ghét đắng nhưng câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc là tại sao huy lại đồng ý cưới tôi ngay cả khi tôi đòi ly hôn anh cũng không đồng ý liệu rằng anh có điều gì đang xấu tôi tôi thở hắt ra một hơi dài để lấy lại vẻ bình tĩnh tôi vô cảm nhìn chiếc nơ tóc trên tay mà nhếch môi cười tôi cứ tưởng đâu anh ta dần dần đối xử tốt với tôi hòa ra tôi chỉ là một con mù tôi không nhìn thấy những cái điều tồi tệ trong cuộc hôn nhân của mình Giờ này thì còn nấu nướng làm gì? Tôi lặng lẽ tắt bếp, với lấy chiếc điện thoại trên mặt tủ và gọi cho Khánh. Chỉ chưa đến hai hồi chuông, Khánh đã nghe máy. Khánh nghe này. Cậu có ở phòng không? Tôi có. Sao thế Phương? Giọng của Phương nghe buồn thế. Ừ, đang buồn. Đi dạo với tôi một chút đi. Ok, tôi sang ngay đây chưa đầy hai phút sau tôi đã thấy khánh đứng ở ngoài cửa nhà tôi có cậu bạn bên cạnh cũng tiện phết nhỉ mỗi khi tôi buồn tôi chỉ cần ới một cái là khánh có mặt tôi và khánh không những hợp nhau về khoản nói chuyện mà còn hợp nhau về cả ăn uống với cái thời tiết xe lạnh của mùa thu này người ta thường hay tìm đến những quán ăn hay đồ uống nóng hồi thì tôi và khánh lại chọn ăn kem cùng là một cây kem đó nhưng khi ăn vào thời tiết xe lạnh tôi mới cảm nhận được hương vị độc đáo của nó ngồi ở quảng trường ăn một cây kem và ngắm nhìn những đứa trẻ đang nô đùa tôi cảm thấy bình yên tự nhiên tôi lại tò mò về cậu con trai của huy chắc là đứa bé đáng yêu lắm nhìn huy như vậy mà đã lên chức làm bố rồi nghĩ đến tôi lại cảm thấy chạnh lòng Phương làm sao thế? Tâm trạng thoải mái hơn chưa? Câu hỏi của Khánh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi mỉm cười nhìn Khánh. Tôi đáp ngay. Ừ, đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà nếu được ăn thêm cây kem nữa, chắc là tôi sẽ phấn chấn hơn đấy. Ui giời, tưởng gì? Đơn giản. Nói xong Khánh lấy cả một hộp kem to, được đặt sẵn ở phía sau đưa cho tôi. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, Cậu mua từ bao giờ thế này? Sao tôi không biết nhở? Vừa mua lúc nãy xong đấy. Giống như là cậu đoán được suy nghĩ của tôi vậy. Tất nhiên rồi, có khi nào đi ăn kem mà Phương ăn một cái đâu. Tôi mỉm cười. Hóa ra Khánh là một chàng trai khá tâm lý và tinh tế. Cậu ấy ấm áp, chứ không lạnh lùng như Huy. Chúng tôi ngồi hàn huyên với nhau rất lâu, mãi đến khi quảng trường chỉ còn lại vài bóng người Chúng tôi mới rủ nhau ra về Nhưng bởi vì do ngồi quá lâu Lúc đứng dậy chân của tôi truyền đến một cảm giác tê cứng Bắp chân của tôi bị co quắp Và không thể nào duỗi ra được Thấy tôi nhằn nhó Khánh lo lắng hỏi Han Phương làm sao thế? Đau à? Liệu có đi được không? Tôi... tôi không biết Á! À, đau quá Để tôi thử duỗi chân ra xem nào dù tôi đã cố gắng mấy lần nhưng không thể nào đứng lên được tôi nhìn khánh ái ngại khánh ơi tôi không đứng dậy được rồi bây giờ phải làm sao đây khánh không chần chừ liền cúi thấp người xuống cậu ấy nói với tôi leo lên lưng của tôi đi tôi cõng phương về một nam một nữ cõng nhau nơi đông người ra vào thế này quả thật là tôi cảm thấy rất ái ngại nhưng tôi không còn cách nào khác tôi ngại ngùng leo lên lưng của khánh sau đó nói nhỏ Ừm... Um, tôi làm phiền cậu rồi không phiền đâu tôi may mắn lắm mới được cõng phương đấy cậu đừng có nói quá thế chứ không quá tí nào tôi nói thật lòng đấy thế tôi có nặng lắm không không hề nhẹ tênh à chắc tôi nhẹ thật nên dù cõng tôi trên lưng nhưng bước chân của khánh vẫn đi nhẹ nhàng như không ngồi trên lưng của khánh tôi lại nhớ đến cái lần huy vác tôi lên vai của anh anh chỉ cần một tay cũng có thể nhấc bổng cả người tôi lên nhưng tôi không hiểu tại sao cùng là một tấm lưng của đàn ông mà tôi lại có hai cảm giác hoàn toàn khác nhau nằm trên vai của huy tôi cảm nhận thấy rõ trống ngực đang đập thình thịch và cơ thể của huy có một mùi hương rất đặc trưng rất lạ lẫm nó không hẳn chỉ là mùi nước hoa mà nó còn có cả mùi thơm từ cơ thể của anh mùi hương đó khiến trong vài giây mê muội tôi cứ muốn lưu luyến mãi không muốn rời còn đối với khánh tôi không có chút cảm giác lạ nào tình cảm của tôi đơn thuần là một người bạn nghĩ đến đây tôi bỗng thấy giật mình tại sao tự dưng tôi lại nhớ đến huy từ bao giờ mà hình ảnh của huy lại luôn lấn át cả trí óc của tôi. tôi lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ về huy. nhưng khi vừa lắc đầu sang bên phải, thì tôi đụng ngay vào khuôn mặt của huy. anh ta lử mắt nhìn tôi, giọng nói nhàn nhạt, nhạt: cô đang suy nghĩ cái gì mờ ám à? đầu bị làm sao mà cứ lắc liên tục thế kia? cẩn thận, không bị trèo cổ bây giờ. nghe anh ta nói như vậy tôi cảm thấy trột dạ con người anh ta có vẻ như rất am hiểu tâm lý của người khác. Bị Huy bắt thóp nên tôi cảm thấy rất bối rối. Tôi vội vàng quay đi để giấu vẻ mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng của mình. Lúc này, Khánh cũng nhìn thấy Huy, cậu ấy vội vàng lên tiếng giải thích. Chân của Phương bị đau nên tôi cõng Phương về. Anh đừng có hiểu nhầm nhé. Huy gật đầu, anh ta liếc mắt xuống dưới chân của tôi sau đó nhẹ nhàng nói cảm ơn cậu cậu vất vả rồi bây giờ tôi đưa vợ tôi về nói xong huy đỡ tôi xuống khỏi lưng của khánh rồi nhanh chóng bế bổng tôi lên anh ta nở một nụ cười với tôi giọng nói ngọt sớt mình về nhà thôi vợ yêu tôi nghe mà buồn nôn xến sủa kinh khủng tôi chỉ biết nhìn sang khánh cười ngượng khánh chào hai chúng tôi rồi sau đó buồn buồn bước về phòng nhìn bóng dáng của khánh đi khuất tôi quay sang trách móc huy này anh có cần phải diễn thái quá thế không tôi làm theo đúng ý cô muốn còn gì cô nói rằng trước mặt thì cô luôn luôn là người vợ yêu thương thế nên ấy, lúc nào tôi tỏ ra là một người chồng rất là thương vợ tôi làm tốt như thế cô không khen ngợi tôi thì thôi cô lại còn trách tôi à Tôi được rồi Anh làm rất tốt Rất rất tốt hey, hey, Đúng là quá khen rồi Tôi thở dài chẳng thèm nói chuyện với anh ta thêm nữa Nằm trong lòng của Huy Cái cảm giác lạ lạ Lại nhen nhóm xuất hiện Tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình Tôi đang trách bản thân Là tại sao có thể dễ dàng động lòng với anh ta đến vậy Về đến phòng Huy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường Anh ta cẩn thận đắp chăn lên người cho tôi Thấy Huy toàn quay lưng bước đi Tôi liền kéo tay anh ta lại Anh... Anh đã có con rồi sao? Huy nhìn tôi Ánh mắt của anh chứa môn vàn sự phức tạp Dường như anh định nói với tôi điều gì đó Nhưng sau vài giây suy nghĩ Anh chợt khựng lại Tôi cảm nhận được bàn tay của anh Đang siết chặt lấy bàn tay của tôi Mãi một lúc sau Anh mới ử một tiếng dù đã biết trước câu trả lời nhưng tại sao nghe từ chính miệng anh thừa nhận tôi lại cảm thấy nhói lòng thế này sao anh không đón hai mẹ con thằng bé về đây ở với anh phải ở cùng nhau đứa bé có đầy đủ cha mẹ nó mới phát triển toàn diện được chứ hay là tại vì tôi tôi còn chưa nói hết câu thì đã liền bị huy gạt ngang anh cầu có. Không phải tại cô, là tại tôi. Tôi làm vậy là có lý do của tôi. Rồi sau này, cô sẽ biết hết mọi chuyện. Chỉ mong đến lúc đấy, cô sẽ không hận tôi thôi. Ý ý của anh là Thôi, cô ngủ đi, ngủ ngon nhé. Nói xong Huy bước nhanh ra ngoài, như thể đang chạy trốn ánh mắt dò xét của tôi. Câu nói của anh ta có ẩn ý gì? Đúng là cuộc hôn nhân này không hề đơn giản như tôi nghĩ. Có khi nào mọi chuyện đã được toan tính từ trước không? Tôi suy nghĩ và đặt ra nghi vấn rất nhiều. Nhưng càng nghĩ mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ và dối rắm hơn. Thôi được, tôi sẽ chờ đợi. Rồi thời gian sẽ cho tôi câu trả lời. Vài ngày sau đó, tôi không hề thấy Huy về nhà. Tôi đoán là thằng cu bị ốm nên anh ở lại bên đó để tiện chăm sóc tôi đã quá quen với cuộc sống cô đơn một mình rồi dù anh ta có ở nhà hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi mấy hàng ngày tôi đều đạn đi làm buổi tối thì tôi ôn luyện lại tiếng nhật và trao dồi thêm kiến thức về ngành quản lý nhà hàng khách sạn chị thúy chẳng hiểu làm sao cả tuần nay không biết là chị bận chuyện gì mà lại không thấy chị ấy đến nhà hàng đến tận sáng thứ sáu Tôi mới thấy chị ấy nhắn tin cho tôi Nói với tôi rằng Đã tìm được trợ lý Nhận được tin nhắn tôi nhảy lên vì sung sướng Cuối cùng thì công việc cũng có người săn sẻ Hôm đó tôi đến nhà hàng thật sớm Để được gặp mặt trợ lý của mình Thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu Thì nụ cười trên môi của tôi tắt ngấm Trợ lý của tôi chẳng phải là ai xa lạ Mà đó chính là Dương Cầm Tôi méo mặt đứng ngẩn ngơ nhìn nó không nói được nên lời nhìn thái độ của tôi thay đổi đột ngột như vậy dương cầm liền khó chịu lên tiếng sao thế mày không thích tao à chắc vậy rồi tôi trả lời xong ngắn ngầm bước về phòng ở nhà hàng có một chị thúy là đủ rồi bây giờ lại còn có thêm cả dương cầm nữa mới nghĩ đến thôi mà tôi cảm thấy mệt mỏi quá Ngày đầu tiên làm việc, nó chẳng biết làm gì hết. Tôi chỉ dạy cho nó từ những công việc nhỏ nhất. Nhiều lúc bực quá, tôi làm luôn việc cho nó. Đã vậy, nó còn không biết cố gắng. Khi đồng hồ chỉ đúng 5 giờ là nó vội vàng đứng dậy đi về. Mặc kệ cho công việc đang còn ngổn ngang, báo cáo nó còn chưa nộp. Tôi gọi lại nhắc nhở nó thì nó bắt đầu bóng gió nói tôi. Cậy mình làm quản lý nên mày ra oai với tao chứ gì nhưng mà tao không sợ đâu tao cứ về đấy mày làm gì được tao tôi không biết nó có ai đứng sau để chống lưng mà tại sao lại ra oai với tôi như vậy nhưng nhìn cái cách nó làm việc thì tôi biết tại sao nó bị huy đuổi việc dứt khoát ra khỏi công ty rồi đi làm nhân viên thôi mà cứ như là làm mẹ người ta tôi ngào ngán lắc đầu sau đó nghiêm nghị nói thì hôm nay mày cứ vui vẻ mà về đi Nhưng từ ngày mai Công việc của mày Thì mày phải có trách nhiệm Việc của ai người đó làm Nếu mày chưa xong việc Mà mày đòi về Thì tao sẽ báo lên cấp trên Dương Cẩm nghe xong bật cười Nó vút nhẹ cái mái tóc của nó Rồi kêu căng đáp lại tôi Tùy mày Dương cầm thản nhiên Xách túi đi ngang qua tôi Nhìn bóng dáng của nó ra khỏi nhà hàng mà tôi chỉ còn biết đứng nhìn bất lực gặp đúng cô trợ lý lười biếng thế này thì tôi phải vất vả như trước thôi có khi tôi còn mệt óc hơn tôi quay lại làm nốt đống công việc còn giang dở mãi đến tận tối muộn tôi mới từ nhà hàng về vừa mở chiếc điện thoại ra tôi thấy thông báo có mấy cuộc gọi nhỡ của anh trai tôi thường ngày thì anh trai tôi chỉ hay nhắn tin vào ban đêm Hôm nay lại gọi đột ngột vào giờ này Chắc chắn là có chuyện Tôi nhanh tay ấn nút gọi lại cho anh Đi lang thang ở đâu Mà 9 giờ rồi chưa về nhà thế Chuyện gì thế này Giờ ông anh của tôi còn kiểm soát cả tôi cửa Mà tại sao ông ấy lại biết tôi chưa về nhà Tôi ngạc nhiên hỏi lại ngay Anh đang ở nhà em à Sao mà biết em chưa về Đúng thế Anh đang ngồi đây với Huy đây Thôi đi, hôm nọ anh nhắn tin cho em. Anh nói rằng công việc ở trong đó bận lắm cơ mà. Thế mà bây giờ lại có mặt ở Hà Nội. Anh định lừa con nít đi à? Ơ ừ, hay con bé này, anh lừa em làm gì? Em cứ về đi rồi biết. Thật à? Ừ, anh nói thật đấy. Tôi vội vàng phi như bay về nhà. Cũng hơn một năm nay anh em tôi chưa gặp nhau. Sau công việc bận rộn mà bao nhiêu lần hứa hẹn anh tôi cũng có về được đâu hôm nay chẳng hiểu tại sao ông ấy lại bay ra hà nội đột ngột thế này chạy về đến nhà tôi đã nhìn thấy anh trai của tôi đang ngồi cùng với huy nâng ly rượu cùng nhau rồi tôi tiến lại ôm lấy cổ của anh từ phía sau và nũng nịu nói em nhớ anh quá sao anh bay ra ngoài này mà không báo trước cho em để em còn biết mà tiếp đón chứ ạ à? có cái gì đâu mà phải tiếp đón nhà em gái có cái gì anh ăn cái đó Cần gì cầu kỳ chứ Thế đợt này Anh về có lâu không ạ à? Chút nữa anh phải đi ngay rồi 12 giờ đêm là anh bay Sao anh đi gấp thế ạ à? Anh ra ngoài này công tác Tiện ghé vào đây Thăm vợ chồng em gái Xem là em của anh Lấy chồng rồi Sống ra sao Thế anh không về thăm ba mẹ à Ba mẹ nhớ anh lắm đấy Ngày nào anh cũng gọi cho ba mẹ mà Yên tâm, các cụ ngày nào cũng được ngắm con trai. Tôi nghe xong phì cười, ngồi xuống bên cạnh anh trai của tôi. Nhìn một bàn thức ăn đã được chuẩn bị tươm tất thế này, tôi liếc mắt nhìn Sang Huy, trong lòng thầm cảm ơn anh đã nhiệt tình tiếp đón anh trai của tôi. Anh trai của tôi và Huy nghe trường nói chuyện rất là hợp ý nhau, hai người bọn họ toàn nói chuyện về kinh doanh nên tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết ngồi im để ăn cơm thôi đúng là những con người của công việc đi đâu làm gì cũng có thể lôi công việc ra mà nói được phương này em còn nhớ vết sẹo ở cánh tay của huy kia không nhìn theo tay của anh tôi chỉ đúng là huy có một vết sẹo nhỏ trên cánh tay trái nhưng vết sẹo đó có vẻ như đã có từ rất lâu làm sao mà tôi có thể biết được tôi lắc đầu trả lời anh nói Em mới biết đấy chứ Vết sẹo đấy liên quan gì đến em ạ à? Mà tự nhiên anh hỏi em thế Bởi vì em chính là tác giả Của cái sẹo đấy đấy Tôi nghe xong đứng hình mất mấy giây Tôi cố gắng Nút nốt miếng thịt trong miệng Rồi nhanh nhầu nói ngay Anh có bị nhầm lẫn gì không Em chả có tí ký ức gì về Huy Hay là về vết sẹo đó hết Chắc là lúc đó Đang còn bé quá Nên không nhớ được rồi tôi ngớ người nhìn sang huy và hỏi ngay anh có nhớ gì về vụ đó không huy gật đầu sau đó anh ta nhếch môi có chứ nhớ rất rõ anh trai của tôi bỗng cười lớn anh nhìn tôi sau đó kể cho tôi nghe hôm đó huy cùng với mẹ vào vườn nhà mình mua hoa huy nói rằng thích hoa lan vậy là em nhiệt tình dẫn cậu ấy đến phía cuối vườn chỗ đó nhà mình ấy à có cả một dàn hoa lan đủ các loại. Thế nhưng chẳng biết một lúc sau, hai đứa có xích mích gì mà em cắn vào tay của Huy, đến độ bật cả máu đấy. Gây xong chuyện, em còn bỏ mặc Huy ở cuối vườn, sau đó chạy về nhà trốn. Làm mẹ Hương với bác Hòa cứ dối lên đi tìm. May là Huy nó biết nhẫn nhịn đấy. Chưa gặp thằng nào nó cục xúc, nó đấm cho thì bây giờ chả vỡ mặt à. Còn gái còn đứa mà đành hanh. Mà anh không ngờ nhá, Hai đứa bây giờ lại thành vợ thành chồng của nhau Chắc là định mệnh rồi Nghe xong câu chuyện đó Mặt tôi đỏ bừng Không ngờ là tôi và Huy đã biết nhau từ bé Và tôi còn để lại cả dấu ấn trên tay của Huy Tôi ngại ngùng Chẳng dám ngước mắt lên nhìn Huy Biết tôi xấu hổ lắm rồi Vậy mà anh trai của tôi Vẫn không tha cho tôi Hồi đó cái phương béo như con heo ấy Thế mà không bao giờ Nó nhận là nó béo lúc nào cũng nhận là mình xinh đẹp. Thế rồi gần đến ngày 20 tháng 11, trường nó tổ chức văn nghệ. Nó không được chọn vào đội tuyển múa. Nó ấm ức lên thắc mắc với cô giáo. Thế xong cô giáo thẳng thường chê nó béo. Từ đó, nó mới tỉnh ngộ ra. May là bây giờ dậy thì thành công. Không, chỉ có ế. Huy nghe anh trai tôi kể chuyện, mà cứ ngồi cười mãi. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta cười nhiều và thoải mái như vậy. Tôi uất nghẹn khi thấy anh tôi đem chuyện buồn của tôi làm trò cười. Tôi véo mạnh vào đùi của anh tôi, sau đó nghiến răng và nói: "Này, anh ăn đi, nhanh nhanh đi. Rồi mà ra sân bay đi, sắp muộn rồi đấy. Ơ ừ, hay cái con bé này, vừa nãy giữ anh ở lại cơ mà, bây giờ lại đuổi anh đi à? Ai bảo anh nhiều chuyện chứ?" Nói xong tôi nhét miếng đùi gà vào miệng của anh tôi nhắc nhở: "Đây đây, ăn đi." ăn nhiều vào cho em. ăn cơm xong rồi, tôi và Huy đưa anh trai tôi ra sân bay. lúc trở về như nhớ ra điều gì đó, tôi liền quay sang hỏi Huy. con trai của anh khỏi ốm chưa? Ừm, thằng bé đi học lại được rồi. đẻ mấy tuổi rồi anh? ba tuổi rồi. tôi nghe xong và nở một nụ cười buồn. tôi mím chặt môi để giấu đi tiếng thở dài trong lòng. Đường phố Hà Nội về đêm thật tĩnh lặng, không còn vẻ xô bồ, ồn ào và tấp nập. Thập thoáng đầu đó vẫn còn những đôi tình nhân đang tâm sự bên bờ hồ. Nhìn họ, bỗng dưng tôi lại cảm thấy thèm cái cảm giác được yêu. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua đều tè nhạt, ngày nào cũng được lặp đi lặp lại, như đã được lập trình sẵn. Tôi tự hỏi bản thân, hiện tại tôi đang mong muốn điều gì nhất nếu là trước đây Tôi trả lời rằng tôi muốn tiền, tôi muốn được kiếm thật nhiều tiền. Nhưng đến một độ tuổi nào đó, con người ta sẽ tự nhiên thay đổi cách nghĩ. Bây giờ, ước muốn của tôi, đó là muốn được yêu và muốn được hạnh phúc. Mặc dù ngoài đường phố đã ít xe qua lại, nhưng không hiểu tại sao hôm nay Huy đi rất chậm, chứ không phóng xe nhanh như mọi ngày. Tôi cảm thấy rất lạ, liền hỏi Huy ngay. Hôm nay anh không về với mẹ con chị ấy à? Sao mà anh đi chậm thế? Buổi tối nếu không về nhà thì tôi ở lại công ty. Tôi chưa bao giờ ngủ linh tinh ở những chỗ khác. Vậy mấy ngày qua anh ở lại công ty á? Ừ. Mà Phương này. Dạ. Đi chơi đêm không? Hôm nay Huy lại rủ tôi đi chơi đêm cơ đấy, nghe cũng thú vị. Tôi chưa bao giờ được ngắm Hà Nội về đêm và cũng chưa bao giờ được đi chơi riêng với chàng trai Việt Nam nào. Tôi chẳng có chút do dự mà gật đầu đồng ý ngay. Được chứ, nhưng mà đi chơi ở đâu? Cô muốn đi đâu? Tôi mới về Hà Nội có mấy tháng nên tôi không rảnh lắm. Vậy thì đi chợ đêm. Cô thấy thế nào? Ừ, tôi nghe mấy đứa nhân viên ở nhà hàng nói về đêm ở phố cổ đẹp lắm. Hôm nay có người dẫn đi thế này Thì còn gì bằng chứ Vậy thì chúng ta đi nhá Nói xong Huy nhấn ga tăng tốc Chiếc xe lao vút trên đường Tôi hạ thấp kính xe xuống Để hít thở mùi vị của màn đêm Từng cơn gió lạnh Phà vào mặt của tôi Cảm thấy sảng khoái vô cùng Đến chợ đêm phố cổ Tôi bị choáng ngợp trước một thiên đường đồ ăn phong phú Không những vậy Ở nơi đây hàng hóa rất đa dạng đủ loại, đủ màu sắc. Huy đứng lên trước xòe tay ra trước mặt tôi. Phố đông quá, cầm tay đi, để không bị lạc mất nhau. Tôi liếc nhìn bàn tay thon dài của Huy mà có chút ngập ngừng. Dù chỉ là nắm tay nhau đơn thuần như các cặp trên phố, nhưng sao tôi lại thấy hồi hộp thế này? Tôi giòn rén đưa bàn tay đặt lên tay của Huy. Bàn tay của tôi nhỏ bé, nằm gọn lòn trong lòng bàn tay của anh nhìn cảnh tượng chúng tôi tay trong tay không khác gì những cặp đôi lãng mạn khác. Tôi thích thú kéo huy lại quầy đồ ăn. Tôi chỉ vào món tôi búp kỳ rồi hỏi anh. Anh có thích ăn cái bánh gạo cay này không? Tôi chưa ăn món này bao giờ. Nhưng mà nhìn có vẻ cay nhỉ. Đúng rồi. Thời tiết xe lạnh thế này ăn cay mới đúng bài chứ. Mà anh có ăn cay được không? Tôi chỉ ăn được một chút thôi tôi gật đầu rồi quay sang bác chủ quán mua hai suất bánh gạo lúc thấy huy định rút ví ra trả tiền tôi liền cản lại hôm nay tôi sẽ đãi anh anh thích ăn gì hay là mua gì anh cứ thoải mái nhé nghe tôi nói như vậy huy có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt của anh nhìn tôi đầy phấn khích sao hôm nay tự nhiên cô lại thoáng thế ơ ừ, thế mọi khi tôi keo kiệt lắm à Tôi không biết Tại thấy cô toàn tiêu tiền của tôi Có bao giờ thấy cô bỏ ra một đồng nào đâu Thì anh chả bảo tôi Là cứ lấy tiền của anh mà tiêu còn gì Với lại cái thẻ Dành riêng cho sinh hoạt của gia đình Có bao giờ hết tiền đâu Mà tôi phải bỏ tiền của tôi ra chứ Thế á Ừ chả thế Vậy nên hôm nay anh ăn cái gì Hay anh mua cái gì Anh cứ thoải mái nhá Lúc này bác chủ quán đã lấy xong hai suất tuốt kỳ cho tôi. Tôi đưa cho Huy một suất, sau đó nói. Nào, anh ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không? Huy nhìn phần tuốt bốc kỳ trên tay, rồi đột nhiên quay sang đổ phần của anh sang phần của tôi. Thấy vậy, tôi liền vội vàng hỏi. Ơ, anh không muốn ăn à? Tại tôi đang bận nắm tay của cô, không tự ăn được. Mà tôi với cô chỉ còn có cách là ăn chung với nhau thôi ăn chung á ừ nào đưa đây tôi cầm cho còn cô cô cầm lấy que xiên này đi ăn như thế này kỳ cục lắm tôi thấy bình thường cô nhìn cái kìa cặp nào chả ăn như thế nhưng họ đang yêu nhau còn tôi với anh có là cái gì đâu chứ không phải là yêu nhau mà chúng ta còn là vợ chồng còn gì nhanh nhanh đồ ăn nguội hết bây giờ thế là buổi tối hôm nay huy như thể biến thành một con người hoàn toàn khác anh cười nói nhiều hơn và đặc biệt là rất nhây anh thoải mái thể hiện những kỳ chỉ thân mật ngay giữa phố mà lại không hề ngại ngùng với những người xung quanh tôi và huy vừa đi ăn vừa dạo phố tôi ăn một miếng rồi lại đút cho anh ăn hết bánh gạo chúng tôi lại ăn đến những món khác đã lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ có cảm giác được đi chơi thoải mái như thế này và cũng lâu lắm rồi tôi chưa được ăn những món ăn vặt yêu thích thế này. Dù biết ăn đêm sẽ rất béo và không tốt cho sức khỏe, nhưng đứng trước một thiên đường đồ ăn thế này, tôi không thể nào ngược đãi bản thân của mình được. Tôi và Huy vẫn nắm chặt tay nhau, đi dọc theo con phố. Chúng tôi dừng lại ở gian hàng bán đồ lưu niệm. Sau một hồi ngắm nghía, tôi nhặt một chiếc vòng tay, dây thắt màu trắng, có hình ổ khóa bằng trái tim. Tự dưng tôi lại thấy chiếc vòng này rất hợp với Huy. Tôi phần vần không biết có nên tặng cho anh không. Sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định đeo chiếc vòng tay này vào tay của anh. Tôi muốn lưu giữ lại chút kỷ niệm đẹp đẽ này. Anh Huy này, anh thấy chiếc vòng này thế nào? Có đẹp không? Huy nhìn chiếc vòng màu trắng trên tay. Gương mặt của anh bỗng trầm xuống. Ừ, đẹp. Tôi tặng anh nhé. Anh nhớ giữ gìn cẩn thận đấy. Ừ. Tôi sẽ luôn đeo nó bên người. Tôi bật cười. Tại sao hôm nay Huy lại đáng yêu như vậy? Tôi cầm tay của anh lên và chỉnh lại chiếc vòng cho vừa vào tay của anh. Thì vô tình nhìn thấy vết sẹo cũ. Tôi nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo đó. Thật không ngờ, vết sẹo này lại chính tôi là thủ phạm. Tôi tò mò hỏi anh. Thế anh còn nhớ hồi đó Vì chuyện gì Mà tôi cắn anh ra nông nỗi này không Nghe tôi hỏi Huy bỗng vật cười Ánh mắt của anh nhìn xa xăm Hồi nhớ lại Thật ra lỗi là của tôi Lúc đó tôi chê cô béo Thì là cô nổi khùng Cô cắn tôi Mà cô không nhớ cái gì Thật sao Theo anh ý Tôi lúc đó mới lên 3 tuổi Thì làm sao mà nhớ được Hay là Lúc đó anh thấy tôi béo thật à? Chắc lúc đó anh cũng ghét tôi nhỉ? Không, không hề. Tôi thấy cô béo rất đáng yêu. Nhưng mà bây giờ đúng là hết đáng yêu rồi. Này, sao bây giờ lại hết chứ? Bây giờ cô hết đáng yêu rồi. Cô bây giờ à, vừa lì vừa bướng, tôi không thích kiểu con gái như thế. Ôi giào, dạ, anh tưởng rằng tôi cần anh thích tôi chắc. Làm ơn đừng có thích tôi, bởi vì sớm muộn ấy, tôi với anh cũng đường ai nấy đi. Lúc đó tôi sẽ đi tìm người đàn ông của cuộc đời mình. Tôi chỉ muốn nói như vậy cho vui. Ai ngờ khuôn mặt của hi lúc này bỗng tối sầm lại. Anh kéo mạnh tay tôi, khiến cả người của tôi trao đảo, ngã sầm vào người của anh. Anh ghé vào tay của tôi, gằn lên từng tiếng nhỏ. Chưa cần biết mai sau thế nào, nhưng hiện tại cô đang là vợ của tôi. Tôi không muốn vợ mình có tư tưởng về người đàn ông nào khác. Và càng không muốn vợ mình Thần thiết với thằng khác Cô nghe rõ chưa Này này Hình như anh đang đi quá giới hạn rồi đấy Chính anh nói chúng ta không được quan tâm Về cuộc sống của nhau Thế mà bây giờ anh lại muốn quản thúc tôi á Trong khi đó anh có người yêu Anh còn có con Bây giờ anh muốn gì ở tôi Anh có thấy là anh quá vô lý không Huy nghe xong không nói gì nữa Anh buông tay ra khỏi người tôi sau đó lặng lẽ cầm chiếc vòng tay thắt dây màu đỏ có hình chiếc chìa khóa anh lại nhẹ nhàng đeo vòng tay cho tôi tôi ngạc nhiên như hai chiếc vòng của anh là hình ổ khóa còn của tôi là hình chiếc khóa đây chẳng phải là vòng tay đôi sao anh đeo cho tôi chiếc vòng này là có ý gì chứ nhìn sâu vào đôi mắt của huy tôi chợt nhận ra rằng hình như anh có điều gì rất khó nói chưa bao giờ tôi nhìn thấu được tâm tư của anh, nhiều lúc rất muốn hỏi, rất muốn quan tâm anh, nhưng rồi tôi lại ngượng ngùng chẳng biết nói nên lời. Dường như giữa tôi và anh vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó. Anh cứ nắm chặt tay tôi, đi dạo thêm một lúc nữa sau đó mới ra về. Suốt quãng đường về nhà, hai chúng tôi đều im lặng. Có lẽ lúc này im lặng là cách tốt nhất. Chỉ là tôi hơi buồn vì buổi đi chơi ngày hôm nay chưa được trọn vẹn. Đang yên đang lành thì lại kiếm chuyện cãi nhau. Đâu thì cũng là do hai chúng tôi chưa hiểu gì về nhau. Hôm nay là thứ bảy, đang lý ra tôi phải đi làm. Nhưng bởi vì hôm qua đi chơi về khuya quá nên tôi gọi điện cho Khánh xin nghỉ một hôm. Dù gì thì bây giờ tôi cũng có trợ lý rồi. Nếu không có tôi thì đã có trợ lý làm thay. Với cả tôi cố tình nghỉ thế này Là muốn dạy cho Dương cầm một bài học Xem hôm nay không có tôi Nó còn lười biếng được nữa hay không Tôi dậy rồi Nhưng vẫn cứ nằm lì trong phòng để nghịch điện thoại Đến tận trưa tôi mới chịu bò ra ngoài Tôi vừa đưa cốc nước ấm lên miệng Vẫn còn chưa kịp uống Thì bỗng giật mình Bởi tiếng quát của Huy Tôi đã nói là hôm nay có khách cực kỳ quan trọng Vậy mà cô ta vẫn cố tình về quê sao Bây giờ Cậu đi tìm ngay cho tôi một phiên dịch khác báo với Xuyến rằng từ ngày mai, cô ta không cần đến công ty làm việc nữa. Nói xong Huy tức tối ném chiếc điện thoại xuống ghế, nghe sơ qua lời của Huy nói thì tôi cũng hiểu được một chút nội dung của câu chuyện. Tôi từ phòng bếp bước ra và hỏi ngay. "Này, anh đang cần người phiên dịch cho khách hàng đi à?" Nhìn thấy tôi, ánh mắt của Huy bỗng sáng lên, anh đứng bật dậy, sau đó vội vàng nói: Sao giờ này cô còn ở nhà Cô không đi làm à Hôm nay tôi mệt Nên tôi xin nghỉ một buổi May quá Đúng lúc tôi cần nhờ đến cô Hôm nay cô đi phiên dịch giúp tôi được chứ Tôi hứa tôi trả công cho cô hậu hĩnh Ui giời Anh ta cứ mở mồm ra là tiền Kiểu như tôi dễ bị mua chuộc lắm Nhưng mà thôi Dù gì chúng tôi trên danh nghĩa cũng là vợ chồng Nhìn thấy anh ta gặp khó khăn như vậy Chẳng nhẽ tôi lại không giúp như vậy thì quá là vô tình rồi. Mấy giờ thì gặp đối tác? Đi luôn bây giờ. Vậy được, chờ tôi một chút nhé, tôi thay đồ đã. Hôm nay được làm phiên dịch, đi bên cạnh một vị giám đốc đẹp trai ngồi ngồi thì tôi cũng nên chọn cho mình một bộ váy thật đẹp khoác lên người để không bị lép vế. Tôi đứng trước tủ quần áo, chọn tới chọn lui và cuối cùng tôi chọn một chiếc váy hai dây dài qua đầu gối sau đó khoác lên ngoài một chiếc áo ba dè màu trắng. Tôi ăn mặc trìn chu và lịch sự như thế rồi, mà khi bước ra bên ngoài, Huy vẫn còn trợn mắt lên để chê bai. Cô ăn mặc cái kiểu gì thế? Kiểu gì là kiểu gì? Đẹp như thế này mà anh còn chê à? Cái cổ thì hở hết cả ngực. Đẹp đẹp ở đâu? Anh cứ nói quá, hở có một tí thôi. Sao anh khó chịu thế À? Huy nghe xong lửa mắt anh tiến lại kéo chiếc áo khoác lên để che hết cả phần cổ của tôi, sau đó hậm hực nói. "Cô kéo lên, không được để hở ra, nghe chưa?" nhìn ngứa cả mắt. Nói xong Huy kéo tay tôi xuống dưới hầm gửi xe, lúc tôi bước lên xe, Huy bất ngờ nhoài người sang để thắt dây an toàn cho tôi, khiến cho tôi đứng hình mất mấy giây. Khoảng cách bây giờ của hai chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh mùi hương bạc hà thoang thoảng đầy dịu nhẹ của anh làm lòng của tôi mềm nhũn tự dưng một ý nghĩ xấu xa dẹt ngang qua đầu của tôi tôi muốn được chạm vào môi của anh nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi chưa cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám tôi chỉ biết ngồi im lặng sau đó thở hắt ra một hơi anh không phải là của tôi chúng tôi gặp đối tác tại nhà hàng nhật ngay cạnh công ty của anh. Nhà hàng này chuyên về các món ăn truyền thống của Nhật. Tôi cùng với anh bước vào một phòng VIP đã được đặt từ trước. Vào đến bên trong tôi bàng hoàng, sừng sốt. Khi đối diện, không phải ai khác, mà chính là Đai Kỳ. Đai Kỳ cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt của anh vừa có chút vui, nhưng lại có chút gì đó đau xót. Nhưng vì hiện tại chúng tôi đến đây để bàn về công việc, nên rất nhanh chóng sau đó Tôi và Đai Kỳ phải gạt mọi chuyện cá nhân sang một bên Để tập trung cho công việc Thì thoảng tôi và Đai Kỳ lại liếc nhìn nhau Mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau Tôi chỉ biết thẹn thùng và cười nhẹ Ngồi đối diện với Đai Kỳ Tôi có cảm giác không được tự nhiên cho lắm Dù tôi và anh chia tay nhau trong hòa bình và văn minh Nhưng cái cảm giác gặp lại người cũ trong lòng của tôi không tránh khỏi bối rối. Tôi và Đài Kỳ yêu nhau hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên dạy anh học tiếng Việt. Bởi vậy mà bây giờ anh nghe và nói được khá nhiều. Có lẽ vì anh biết tiếng Việt, nên công ty bên đó mới điều anh sang bên này để công tác. Công ty của Đài Kỳ là một công ty sản xuất bánh kẹo. Ngày hôm nay anh sang bên này để tìm đối tác in ấn và thiết kế vỏ bánh cho công ty thường thì các công ty bên nhật rất thích về việt nam để tìm đối tác vì giá thành sản xuất của các công ty việt nam rẻ mà chất lượng thì cũng không hề thua kém đây là lần thứ hai tôi làm phiên dịch cho anh huy bình thường ở nhà anh rất kiệm lời nhưng kể cả khi nói chuyện với các đối tác anh cũng như vậy không nói nhiều tuy vậy mỗi lời anh nói ra đều nhắm chúng vào tâm lý của khách hàng và làm cho họ rất hài lòng Công ty của phía Daiki lên tiếng đề nghị. Chúng tôi rất ưng ý những mẫu thiết kế của công ty mình. Tuy vậy, chúng tôi muốn xem trực tiếp chất lượng của nó, sau đó mới đưa ra quyết định. Thứ hai là chúng tôi quay về Nhật rồi, nên trong ngày mai, bên anh có thể gửi mẫu qua cho chúng tôi xem được không? Dù có hơi gấp, nhưng mong anh cố gắng. Nếu không gửi kịp, chúng tôi đành hợp tác với công ty khác vậy. Huy nghe xong gật đầu và nói chắc nịch chắc chắn ngày mai tôi gửi mẫu đến cho anh vậy cảm ơn và hẹn gặp lại bàn bạc công việc kết thúc lúc đối tác chuẩn bị ra về huy có mở lời mời bọn họ đi tham quan hà nội và tìm hiểu về văn hóa việt nam nhưng đài kỳ khéo léo từ chối anh cảm ơn huy và nói bây giờ không thể đi được vì anh cần phải đi gặp một người nói xong với huy đài kỳ ghé vào tay của tôi nói nhỏ gặp anh một tí nhé. Không cần Đai Kỳ phải nói, tôi cũng muốn gặp riêng anh. Hết tình thì còn nghĩa, lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, cũng có đôi lời muốn hỏi thăm. Với lại, anh từ Nhật Bản xa xôi tới đây, tôi cũng nên dẫn anh đi thăm thú đất nước Việt Nam xinh đẹp. Lần trước tôi dẫn anh về Việt Nam một lần, nhưng lần đó vấp phải sự phản đối quá lớn từ ba mẹ tôi, nên tôi và anh không còn tâm trạng để đi chơi nữa. Và vì ba mẹ không tiếp đón chúng tôi Nên về Việt Nam có hai ngày Tôi đành ngậm ngùi Đưa anh quay trở lại Nhật Bản Ra đến bãi đỗ xe Tôi nói với Huy Anh cứ về công ty làm việc đi nhé Tôi cần đi gặp một người Huy chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên Anh gật đầu sau đó bình thản nói Ừ um, Tôi biết rồi Tôi cười sau đó đưa tay lên chào Huy Nhìn thấy xe của anh đi khỏi bãi giữ xe, tôi mới quay lại để gặp Đai Ky. Vừa mới bước lên xe, thì điện thoại của tôi có tin nhắn. Quái nhỉ, hôm nay có phải ngày nhận lương đâu, mà lại có tin nhắn của ngân hàng báo về thế này. Tôi tò mò mở điện thoại ra xem, hóa ra là Huy chuyển tiền công cho tôi. Phía dưới phần nội dung, anh ta còn ghi nhớ về nhà sớm trời đất ơi tôi không nhìn nhầm đấy chứ hôm nay anh ta lại quan tâm tôi cơ à miệng tôi khẽ mỉm cười tôi cất điện thoại vào túi sách sau đó quay sang hỏi Daiki anh muốn đi đâu hôm nay em sẽ làm hướng dẫn viên cho anh ánh mắt của Đai ki nhìn tôi vẫn ấm áp như ngày nào anh muốn đến chỗ nào vừa yên tĩnh vừa lãng mạn và vừa có thể hóng gió sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định đưa đai kỳ đến vườn nhãn cầu vĩnh tuy vì tôi và đai kỳ đã có khoảng thời gian yêu nhau khá lâu nên tôi biết rõ về sở thích của anh anh thích những nơi hoang sơ và mộc mạc của chốn đồng quê thế nên tôi nghĩ rằng địa điểm ở vườn nhãn là thích hợp nhất sự thành bình yên ảo của nó đúng là nơi lý tưởng để chúng tôi cùng nhau tâm sự từng làn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua làm cho làn tóc của tôi dối bời Đài kỳ vuốt nhẹ mái tóc của tôi, giọng của anh buồn buồn. Phương, em lấy chồng rồi sao? Tôi liếc nhìn ngón tay áp út đang đeo chiếc nhẫn cưới mà thở dài một tiếng. Dù tôi và Huy đều phủ nhận cuộc hôn nhân này, nhưng mà cả hai chúng tôi luôn luôn đeo nhẫn cưới trên tay. Đây là hành động duy nhất mà tôi cảm thấy Huy có chút tôn trọng cuộc hôn nhân này trước câu hỏi của đài kỳ tôi chỉ gật đầu chứ không giải thích gì hết vì tôi nghĩ bây giờ có giải thích gì đi chăng nữa cũng không có nghĩa lý gì chúng tôi chia tay và chắc chắn không bao giờ có thể quay lại với nhau được nữa ánh mắt của đài kỳ rất buồn anh chủ động chạm vào tay của tôi nhanh thật đấy phương mới về việt nam mà đã mấy tháng trôi qua rồi chuyện duyên số đâu ai biết trước được, nó đến đột ngột đến mức em cũng không thể ngờ. Ừ, đúng vậy. Giống như tôi và Phương, có duyên nhưng lại không có nợ. Mà tại sao em về Việt Nam em không báo cho tôi biết? Tôi muốn tiễn chân em nhưng không kịp. Khi chạy đến sân bay thì em đã đi mất rồi. Em xin lỗi. Em về lặng lẽ và không muốn báo cho ai biết. Tôi vô cùng hụt hẫng Cảm giác lúc đó biết em Đã đi mất Tôi cảm thấy rất là đau lòng Em xin lỗi Đai kia à Cả hai chúng tôi ngồi im lặng Ngắm nhìn không gian rộng lớn và thoáng đãng Giữa đất trời này Chúng tôi cứ ngồi như vậy rất lâu Rất lâu Trước khi đến đây tôi có rất nhiều câu muốn hỏi anh Không biết anh có người yêu chưa Cuộc sống bên đó giờ thế nào Công việc của anh ổn hết chứ Tôi muốn hỏi anh nhiều lắm Nhưng không hiểu tại sao bây giờ cổ họng của tôi Lại nghẹn cứng không nói nên lời Đến khi trời nhập nhoạng tối Tôi mới quay sang nói với anh Muộn rồi anh à Mình về thôi Đại kỳ không nói gì Anh ngồi trầm ngâm thêm vài phút nữa Sau đó đứng dậy Một mối tình đã qua Gặp lại nhau chi cho thêm đau lòng Dù có luyến tiếc Thì chẳng thể nào thay đổi được quá khứ Đại kỳ đưa tôi về nhà trước khi xuống xe anh kéo tay tôi lại giọng nói đầy tha thiết anh muốn ăn bốn trà của em làm sáng mai em làm cho anh được không anh biết anh đòi hỏi như vậy là quá đáng nhưng làm ơn chỉ một lần cuối này có được không em nghe giọng của anh nghèn nghẹn mà đôi mắt của tôi cay xẻ tôi gật đầu bốn trà đúng không Đơn giản, ngày mai em sẽ làm cho anh ăn. Vậy ngày mai anh chờ ở đây nhé. À, liệu có làm chồng em khó chịu không? Không sao đâu à, vì chúng ta là bạn mà. Nói xong tôi tạm biệt Daiki rồi bước vào trong tòa nhà. Lên đến phòng, tôi đã nhìn thấy Huy về, nhìn thấy anh đang mệt mỏi nằm ở ghế sofa. Tôi liền hỏi han ngay, sao anh không vào trong phòng mà nằm nằm ở đây không được thoải mái em về rồi đây à ừ anh muốn ăn gì không em nấu cho huy không trả lời câu hỏi này của tôi anh im lặng vài giây sau đó lên tiếng hỏi người đó là người yêu cũ của em sao vừa nói huy vừa đứng dậy bước về phòng sau đó đóng sầm cánh cửa lại thái độ tức tối của anh ta là sao chứ tôi đã nói gì sai sao? Nói về độ khó tính và khó hiểu thì anh ta mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Có mỗi mình tôi, tôi cũng lười biếng không nấu cơm nữa. Tôi ăn tạm cái bánh mì và uống hộp sữa sau đó đi tắm. Xong xuôi tôi về phòng, vừa đặt mông xuống giường thì tôi nhận được tin nhắn của Dương Cầm. Còn chó này, mày định chơi sỏ tao chứ gì? Hôm nay mày cố tình nghỉ làm có đúng không đọc xong dòng tin nhắn đó tôi không trả lời lại mà ném thằng điện thoại xuống giường nói chuyện với nó ức chế lắm đúng là cái loại hai mặt trước mặt của huy thì nó ngọt ngào điệu đà chảy nước thế mà nói chuyện với tôi nó mất dậy không chịu được thấy tôi không trả lời nó tiếp tục nhắn mày biết rõ hôm nay mới là buổi thứ hai tao thử việc thế mà mày dám nghỉ bạn bè gì với có loại mày chứ nghe nó nhắc đến hai chữ bạn bè mà tôi cảm thấy hài hước quá tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin lại cho nó tao tưởng rằng tao với mày hết bạn bè từ lâu rồi chứ hóa ra mày vẫn còn coi tao là bạn của mày à tôi nhấn chữ bạn để dằn mặt nó thế mà nó không hiểu từ trước tới giờ tao luôn coi mày là bạn chỉ là từ hồi mày lấy Huy Mày cao cao tự đại Mày không nhìn thấy ai nữa rồi Khiếp kìa Nghe nó nói kìa Mà tôi cảm thấy buồn nôn Chả biết hôm nay nó ăn phải cái gì Mà lại ngọt ngào với tôi như vậy Hay là nó đang có ý đồ gì đây Định lợi dụng tôi chăng Tôi không phải là một đứa dễ dàng chơi xấu Tôi thẳng thừng đáp lại ngay Còn tao ấy Tao không thèm bạn bè gì Với cái loại mày Chắc là nó tước lắm, vì tôi thấy nó không nhắn tin lại cho tôi nữa. Tôi vứt điện thoại vào một góc, sau đó nằm dài xuống giường. Tôi nhìn lên trần nhà và tập đếm 1 2 3. Sau rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm để làm món bún chả cho Daiki, vì đây là tô bún cuối cùng tôi làm cho anh, nên tôi dành hết tâm huyết và tình cảm của mình vào trong nó. Lúc tôi chuẩn bị sách cặp lồng ra ngoài, thì cũng là lúc Huy tỉnh dậy Nhìn thấy anh tôi liền nhanh nhầu nói Này tôi đặt bát bún Ở trên bàn đấy Vệ sinh cá nhân xong Anh ra ăn luôn cho nóng nhá Cô sách cái đấy đi cho ai thế Đại kỳ à Ừ Đại kỳ nói với tôi rằng Thích ăn bún trà Thì ra tôi được ăn ké sao Đúng lúc này điện thoại của tôi reo lên Nhìn thấy dãy số của Đai Kỳ hiển thị trên màn hình tôi nghe máy sau đó vội vàng chạy xuống dưới đại kỳ vừa ăn vừa luôn khen là ngon lắm vì buổi sáng tôi bận quá nên còn chưa kịp nếm thử món bún mình nấu thế nào giờ nghe thấy đại kỳ khen như vậy tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng em dạo này có gia đình rồi nên tay nghề nấu ăn cũng cao hơn trước nhưng cái mùi vị của em làm không thể nào lẫn đi đâu được Trước kia tôi làm món gì cũng dở hết. Duy chỉ có làm món bún chả là ngon thôi. Vì món này tôi học được bí kíp của mẹ tôi. May mắn là Đai Ki lại thích ăn món này. Hồi yêu nhau ngày nào anh cũng đòi ăn bún chả. Đai Ki thích Việt Nam lắm. Anh nói rằng anh thích con người Việt Nam vì họ sống rất tình cảm. Anh còn thích cả những món ăn truyền thống của Việt Nam và đặc biệt anh trong trái tim luôn có một hình bóng của một cô gái Việt. Giờ nghĩ lại thấy hơi xến Nhưng hồi đó mỗi lần nghe anh nói như vậy Tôi cảm thấy rất thích thú Toàn bắt anh nói đi nói lại suốt thôi Vì Đài Kỳ còn có công chuyện cần làm Nên ăn sáng xong Đài Kỳ lưu luyến đưa tôi về tận cửa phòng Anh tặng cho tôi một hộp quà Giọng của anh trầm ấm Anh tặng cho em đôi giày này Mong muốn em sẽ được đi đến những nơi tốt đẹp Chúc em luôn luôn hạnh phúc nhé Tôi nghẹn ngào nhìn anh Một giọt nước mắt khẽ trào ra từ khóe mắt Tôi vì quá xúc động Và nghĩ đây là lần cuối gặp anh Nên tôi chẳng ngại ngần Mà ôm lấy anh Đại kỳ cũng đặt nhẹ nhàng Một nụ hôn lên trán của tôi Sau đó nói hai chữ tạm biệt Chỉ là cảnh tượng này Đã lọt vào mắt của Huy Anh đập mạnh vào cánh cửa Rồi hầm hầm tiến tới Kéo mạnh tôi ra khỏi tay của Đai Kỳ Huy giận dữ gằn lên. Đây là vợ của tôi. Tại sao cậu dám hôn cô ấy ngay trước phòng của tôi? Đại Kỳ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi anh vội vàng lên tiếng giải thích. Xin anh đừng làm đau cô ấy, chúng tôi không có ý gì với nhau, tôi chỉ muốn chào tạm biệt cô ấy thôi. Xin lỗi vì đã làm cho anh khó chịu. Đại Kỳ cúi đầu thấp xuống xin lỗi, sau đó quay lưng bước đi, Cảm giác lúc này của tôi thật sự rất hỗn độn. Huy siết chặt tay tôi và kéo vào trong phòng, hình như Huy uống rượu. Đúng rồi, tôi ngửi thấy hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu. Huy đẩy tôi ngã xuống ghế, đôi mắt thâm sâu của anh nhìn chằm chằm vào cơ thể của tôi. Anh nói trong đầu đớn. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn em thân thiết với thằng khác. Tại sao? Tại sao em dám phớt lờ lời nói của tôi? Em đang còn là vợ của tôi cơ mà này anh vô lý quá rồi đấy thế tại sao anh gần gũi với người đàn bà khác còn tôi thì không em đã nhìn thấy tôi thân thiết với người đàn bà nào chưa hay từ trước tới giờ là do em tự suy diễn nhưng giữa tôi và đài kỳ không có gì chỉ là chào nhau lần cuối đài kỳ cũng nói rõ như vậy rồi anh còn muốn cái gì với lại anh nhìn lại cách cư xử của anh đi anh hành động lỗ mãn với người ta như vậy người ta còn ký hợp đồng với anh không Bao nhiêu công lao đổ xuống biển hết cả rồi. Huy nghe xong nhếch mép cười. Anh ta nhàn nhạt nói. Đúng là hợp đồng. Cũng quan trọng. Nhưng em quan trọng hơn. Nghe Huy nói xong câu đó. Đầu óc của tôi bỗng nổ dầm một tiếng. Tôi mơ hồ không thể biết câu nói đó là của Huy. Liệu rằng tôi có đang mơ không? Tôi bối rối né tránh ánh mắt của anh nhưng gương mặt của anh càng lúc càng ghé sát vào mặt của tôi hơi thở nóng rực của anh mang theo chút men rượu phả vào mặt của tôi khiến hai má của tôi đỏ lửng tôi trộm nhìn môi của anh trái tim thổn thức phập phồng trong lồng ngực anh nhẹ nhàng từ từ luồn tay ra sau đỡ lấy đầu của tôi sau đó tiến tới khi đặt lên môi của tôi một nụ hôn tôi không phản kháng mà nhắm mắt lại để đón nhận đôi môi mềm mại của huy nhưng nụ hôn chỉ dừng lại ở cái chạm môi bên ngoài khi tôi còn chưa kịp cảm nhận hết dư vị của nụ hôn đó thì anh bất ngờ lại buông tôi ra xin lỗi giọng của huy trầm ấm vang lên khiến cho tôi hột hẫng vô cùng lúc nãy thì anh ta hùng hồ kéo tôi ra khỏi người đai kia cho bằng được vậy mà bây giờ thì lại coi tôi như một trò đùa nụ hôn chưa chớm nở đã bị anh ta dội cho tôi một gáo nước lạnh vào mặt tôi thấy quê quá liền bực tức đứng dậy và đẩy huy sang một bên sau đó chạy về phòng tôi trách bản thân tại sao lại dễ dãi với anh ta như vậy nhưng nói thật tôi tôi muốn chạm vào đôi môi của huy tôi thở dài sau đó nằm bịch xuống giường đã biết anh ta có người yêu và có một đứa con trai nhưng tại sao tôi cứ muốn lún sâu vào đống bùn hôn nhân này Càng ngày tôi càng cảm thấy mình quá tồi tệ. Vừa thấy quê và thấy nhục nên tôi không dám hé mặt ra ngoài. Tôi sợ phải đối diện với anh ta. Mãi cho đến chiều tôi mới nhận được tin nhắn của Khánh. Phương ơi, Phương đỡ mệt chưa? Dậy đi siêu thị nào. Khánh nhắc tôi mới nhớ. Hôm nay là cuối tuần mà tôi còn chưa đi siêu thị. Tôi nhanh chóng nhắn tin lại cho Khánh. Ừ, Khánh sang phòng của tôi đi. Đang đứng trước cửa rồi đây. Ừ, tôi ra liền. Trước khi chạy ra bên ngoài, tôi phải ngó trước ngó sau. Khi thấy chắc chắn Huy không có bên ngoài, tôi mới an tâm bước ra. Dù rất cẩn thận, thế mà khi tôi vừa chạy đến cửa thì bất ngờ Huy từ trong phòng tắm bước ra. Nhìn thấy tôi đang sò giày chuẩn bị ra ngoài. Huy hỏi tôi. Em định đi đâu đấy? vì vẫn còn tức cái vụ lúc nãy nên tôi đáp cộc lốc đi siêu thị hình như huy cũng nhận ra rằng tôi đang giận anh vì nghe thấy tôi trả lời trống không như vậy anh không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn khẽ cong môi lên cười anh đề nghị với tôi để anh đưa em đi nhé không cần tôi đi với khánh rồi gương mặt của huy vẫn bình thản anh không nói thêm câu gì nữa mà cứ như vậy lững thững đi theo tôi. Tôi chẳng hiểu ngày hôm nay anh ta bị cái gì, tôi cứ mặc kệ rồi kéo Khánh đi trước. Nhưng mà cảm giác có một người luôn quan sát mình ở phía sau lưng khiến cho tôi không thể nào thoải mái được. Khánh dường như cũng nhận ra điều khác lạ của tôi. Cậu ấy hỏi tôi. "Đại Phương, hôm nay làm gì đấy?" Tôi hỏi một đằng, trả lời tôi một nẻo là thế nào. "Này, Khánh cứ quay lại phía sau thì biết chán ghê. Ấy. Nghe lời tôi, Khánh quay lại phía sau. Vài giây sau đó, Khánh quay sang chiêu đùa tôi. Này, Phương mới thuê vệ sĩ đi à? Tôi đang thấy khó chịu vô cùng đấy. Được chồng hộ tống đằng sau, thích thế còn gì? Thích thích cái con khỉ ấy. mất hết cả tự nhiên. Tôi gọi chồng Phương lên đi cùng cho vui nhá. Không được, kệ anh ta đi. Tôi thấy phiền phức chết đi được Tôi cứ mạnh miệng nói thế thôi Chứ thực ra trong lòng tôi có thấy hơi thích thú Thì thoảng tôi lại liếc mắt Nhìn ra phía sau lưng của mình Đến siêu thị tôi chưa kịp lấy xe đẩy Thì Huy đã tranh lấy Anh nói với tôi Em cứ việc nhặt đồ đi Còn mấy cái việc này Cứ để để anh lo Tôi há hốc mồm nhìn Huy Tôi bắt giác đưa tay lên sờ vào chán của anh Này anh bị ấm đầu đi à? Khánh đứng cạnh tôi cứ cười tùm tìm. Cậu ấy nói nhỏ vào tai của tôi. Chắc là chồng Phương có tình cảm với Phương rồi đấy. Tôi nghe xong lắc đầu ngoài ngoài. Lòng dạ chồng tôi khó đoán lắm. Có vẻ như nhìn là như vậy đấy. Nhưng mà không phải vậy đâu. Ừ, công nhận là khó đoán nhỉ? Ừ, không hiểu được đâu. Cáo giả đấy. Khánh nghe xong bật cười. Cậu ấy tiếp tục nói với tôi Người làm kinh doanh phải như vậy Phương à Nếu để người khác dễ dàng đoán được mình Đang nghĩ cái gì Thì bây giờ chồng của Phương Đầu ngồi được lên chiếc ghế giám đốc đó Có đúng không nào Ừ Cũng có lý nhở Thế rồi tôi và Khánh cứ dạo quanh siêu thị một lượt Nhìn thấy Khánh toàn mua nước ngọt Và mì tôm Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán Những thứ này Đều không tốt cho sức khỏe đâu nhưng nó tiện lợi mà đàn ông ở một mình ăn uống qua loa như vậy hay là cậu lấy vợ đi sống một mình thế này không ổn tí nào phương nói như kiểu kết hôn đơn giản lắm ý. đâu phải muốn lấy là lấy được đâu hôm nọ nghe cậu nói cậu đi xem mắt cơ mà thế nào rồi bánh bèo lắm tôi không thích nói chung tôi ghét đi coi mắt lắm tôi muốn mọi người cứ thuận theo tự nhiên nhưng mà tại ba mẹ tôi cứ thúc giục nên tôi đành phải đi khánh vừa nói dứt câu thì cậu ấy có điện thoại khánh nhấc máy lên nghe không biết đầu giấy bên kia nói gì mà sau khi nghe điện thoại khánh liền quay sang nói với tôi là khánh có chuyện gấp nên cần phải đi ngay nhìn thấy khánh vội vã như vậy tôi giữ lại xe đầy của cậu ấy rồi nói ngay nếu cậu bận ấy cậu đi trước đi cứ để đồ đây tí nữa tôi tính tiền cho. Thế thì nhờ Phương nhé. Hết bao nhiêu ấy, lúc về tôi đưa tiền cho Phương. Ừ, đi đi. Khánh tạm biệt tôi và Huy sau đó chạy đi. Lúc này chỉ còn tôi và Huy thôi. Tôi định kiểm tra lại xe đẩy, xem còn thiếu đồ gì nữa không để mà mua tiếp. Thì đã nhìn thấy Huy nhặt mấy hộp kem vị trà sữa chân trâu bỏ vào trong xe rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Này, Sao anh biết tôi Thích ăn vị này đấy Tôi đâu có mua cho cô Anh ta tiếp tục thay đổi cách xưng hồ Làm tôi không biết đường nào mà lần Vừa nãy còn anh anh em em ngọt ngào Bây giờ lại quay sang xưng tôi và cô rồi Chả nhẹ tôi lại nói năng điều gì Khiến cho anh ta phật lòng Mấy hộp kem đó nếu không phải mua cho tôi thì tôi đoán là anh ta mua cho cậu con trai bởi vì bọn trẻ con rất thích vị trà sữa chân trâu này nhưng mà thằng bé mới có 3 tuổi nên hạn chế ăn đồ lạnh, nếu không ấy, rất dễ bị viêm họng. Nghĩ vậy nên tôi quay sang nói với Huy. Thế anh mua kem cho con trai của anh à? Biết là anh chiều con, nhưng mà con trai của anh đang còn bé, ăn kem thế này không tốt. Anh nên bú sữa, trái cây hoặc là bánh cho bé ăn chứ. Không phải như cô nghĩ đâu. Thế là anh mua cho cả mẹ thằng bé ăn à? chưa khi nào tôi thấy huy lại bối rối như lúc này vài giây sau đó anh lắc đầu và nói tiếp tôi mua kem tất nhiên là tôi ăn rồi tại sao mà cô cứ suy diễn linh tinh thế nhở anh ăn đó lạ lùng trước giờ tôi có thấy anh ăn kem bao giờ đâu trước tôi không ăn bây giờ tôi ăn ừm anh nhớ ăn kem nhiều vào để ngọt ngào giống hương vị của nó chứ anh nhạt quá tôi cảm thấy buồn rồi đấy Cô đang châm chọc tôi đấy à? Tôi nào dám. Cô thích ngọt ngào chứ gì? Đúng thế. Vậy tối nay... Tối nay cái gì? Anh định làm gì tôi? Đến lúc đó thì cô sẽ biết. Huy nói xong nhếch môi cười. Nghe anh ta nói là tôi biết. Anh ta không có cái ý gì tốt đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ tôi chẳng sợ anh ta nữa. Anh ta cứ mạnh miệng vậy thôi. Chứ hồn tôi anh ta còn chả dám. Thì nói gì đến mấy chuyện khác Lần nào đi siêu thị Tôi cũng đều ghé vào chỗ bán quần áo Thì thoảng có cái gì đẹp đẹp mà được sale Là tôi mua ngay Tôi còn thích ngắm cả quần áo của trẻ con Những bộ đồ của bọn con nít Nhìn đáng yêu dã man Nhiều khi tôi còn ước Mình có con Để được mua những bộ đồ này Như sực nhớ ra một chuyện Tôi quay sang hỏi Huy Con trai của anh Bao nhiêu cân rồi Cô hỏi làm gì Thì anh cứ nói cho tôi biết đi. 18 kg. Tôi đứng chọn lựa rất lâu. Mãi tôi mới chọn được ba bộ ưng ý. Ra quầy thanh toán tiền xong, tôi đưa cho Huy. Tôi tặng con trai của anh đấy. Khi nào có dịp, anh đưa cháu về nhà chơi. Cô... cô thích trẻ con sao? Tôi mỉm cười gật đầu. Dạo gần đây mỗi lần gọi điện về là cả hai bà mẹ đều thúc giục bọn tôi chuyện con cái. Nhìn ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của hai bà mẹ Mà tôi cảm thấy nhói lòng Nhiều lần tôi muốn hỏi Huy Là tại sao anh không kết thúc cuộc hôn nhân ngay bây giờ Để cả hai bớt đi gánh nặng và khổ đau Mà tại sao Cứ nhất định phải là một năm Và hai năm sau Nhưng cho dù tôi hỏi có trăm lần Thì Huy chẳng cho tôi biết lý do Tôi cũng không hiểu Có ẩn khúc hay mưu tính gì Mà anh lại giấu kín trong lòng đến như vậy ngày hôm nay chúng tôi cùng nhau đi siêu thị cùng nhau vào bếp nấu cơm lúc tôi đang dọn cơm thì huy cầm chai rượu vang và hai cái ly đặt lên bàn anh nháy mắt nói với tôi nào uống chút rượu để đêm nay thêm ngọt ngào nào tôi lắc đầu sau đó đẩy lại ly rượu về phía của huy tôi từ chối ngày mai tôi phải đi làm nên tôi không uống được rượu này nhẹ lắm uống một chút thôi không ảnh hưởng gì đâu tôi nhìn ly rượu đỏ trên tay của huy có chút lưỡng lự chả là hôm nay chúng tôi làm món bò bít tết ăn món này mà không có rượu vang thì đúng là hơi thiếu thiếu chắc là uống một ly không sao đâu nhỉ huy đặt ly rượu bên cạnh tôi chúng tôi cùng nâng ly rượu lên và cụm với nhau sau đó huy đưa lên miệng uống một hơi hết sạch còn tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi Huy rót tiếp rượu vào ly của mình, sau đó quay sang cắt từng miếng thịt bò cho tôi. Vì biết tính Huy không thích nói chuyện trong lúc ăn, nên tôi chỉ ngồi im lặng và thưởng thức món thịt bò. Chừng 30 phút sau, khi đã dùng xong bữa, Huy đột ngột lên tiếng đề nghị. Em về công ty tôi làm việc nhé. Tôi không đời nào muốn làm việc cùng với Huy. Anh ta làm chồng của tôi, tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Bây giờ lại còn đòi làm xếp của tôi Thì sớm muộn gì Tôi cũng bị anh ta hành hạ Với lại tôi không thích cách làm việc của anh ta Vừa nghiêm túc lại vừa cứng nhắc đến đáng sợ Tôi lắc đầu từ chối ngay Tôi thích công việc hiện tại của mình Nên tôi không có ý định đổi việc đâu Tôi trả lương cho em Gấp 5 lần lương hiện tại Tôi bật cười lắc lư ly rượu trên tay Đúng là tôi rất thích tiền nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ làm mọi việc vì tiền nếu không phải là vì công việc tôi yêu thích thì anh có trả tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không làm đâu tôi nghĩ rằng lỗi của chị xuyến không đến mức anh phải đuổi việc chị ấy anh chỉ cần cảnh cáo thôi anh từng khen chị xuyến làm việc rất tốt còn gì đuổi một nhân viên như vậy anh không thấy tiếc à không tôi không tiếc một nhân viên làm trái ý cấp trên và bỏ mặc công việc thì tôi không thể nào chấp nhận được vậy thì nếu như tôi làm việc với anh ý sớm muộn tôi cũng bị anh đuổi việc thôi nhưng em là vợ tôi làm sao tôi dám đuổi chứ nhưng mà chỉ vài tháng nữa thôi tôi không còn là vợ của anh nữa lúc đó làm sao có thể làm cùng một công ty với nhau tôi suy nghĩ lại rồi tôi sẽ không ly hôn câu nói của huy như xét đánh ngang tai cuộc hôn nhân này là của tôi và anh ta. Làm gì có cái chuyện anh ta có thể tự ý quyết định mọi thứ. Tôi không đồng tình, vội vàng lên tiếng phản đối. Anh lại có ý gì? Tôi không phải là con dối trong tay của anh. Đã thống nhất với nhau là một năm sẽ ly hôn. Vậy thì cứ như vậy mà làm chứ. Huy nhếch môi cười nhạt. Anh đứng bật dậy tiến lại chỗ tôi. Anh ghé sát vào tay của tôi. Nói với giọng trầm ấm Tôi chợt nhận ra rằng tôi đang dần thích nghi với cuộc hôn nhân này. Sao chúng ta không thử cảm nhận xem cuộc hôn nhân này nó ngọt ngào đến mức độ nào chứ? Dứt lời Huy cắn nhẹ vào tai của tôi khiến cho tôi giật nảy mình. Tôi muốn đẩy anh ta ra nhưng quá muộn rồi. Hai cánh tay rắn chắc của anh đang ghi chặt lấy thân thể của tôi khiến cho tôi không thể nào nhúc nhích không thể nào phản kháng lại được đôi môi mềm mại của anh mơn trớn lên cổ của tôi dần dần tìm đến đôi môi của tôi đầu lưỡi ướt át của anh đi sâu vào trong khoang miệng quần lấy chiếc lưỡi của tôi mùi vị của rượu vang còn đọng trong miệng có chút cay cay nhưng lại mang theo một dư vị ngọt ngào đến lạ tôi lúc này còn rất tỉnh táo lý trí mách bảo tôi rằng đừng nên lún sâu vào tội lỗi nhưng trong lòng tôi chẳng thể nào cưỡng lại nụ hôn say đắm của Huy. Đôi mắt của tôi mơ màng cảm nhận từng cử chỉ âu yếm của anh. Biết tôi còn e ngại, nên anh với tay tắt công tắc điện, sau đó nhẹ nhàng bế tôi nằm lên chiếc ghế sofa gần đó. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn điện bên ngoài hắt vào, tôi nhìn rõ thân thể rắn giỏi của Huy mà nuốt nước bọt ực một tiếng. Tự dưng tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ với chính mình. Hành động vừa rồi Thật sự là quá xấu hổ Hai đôi môi cứ dây dừa Cứ quyến luyến nhau mãi Một hồi lâu sau Khi môi tôi đã bị sưng đỏ lên Anh mới chịu buông ra Đôi tay thòn dài của anh lần xuống dưới Và giật phang chiếc áo mỏng trên người của tôi Hai bầu ngực đẫy đà được giải thoát Lộ lộ ra trước mặt anh Làm tôi rất xấu hổ Đành phải quay mặt đi Đến khi đầu lưỡi của anh chạm vào nụ hoa đang cương cứng của tôi, tôi vội vàng co người lại, run rẩy nói. Không được, anh làm thế này là có lỗi với người yêu của anh. Em thật là nực cười, tôi và em là vợ chồng cơ mà, tội lỗi gì ở đây chứ. Nhưng... Tôi còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Huy dùng tay bịt miệng lại. Anh tiếp tục bệnh bạo, hôn lên khắp cơ thể của tôi và khiến cả người của tôi run lên từng cơn hơi thở của anh càng lúc càng rồn rập anh đưa bàn tay thon dài xuống phía dưới thăm dò tôi tôi chỉ muốn rên gì thật lớn lên lúc này trong cổ họng của tôi đã bật ra những tiếng ư ư bàn tay của huy thăm dò nơi sâu thẳm của tôi cảm giác lúc này vô cùng khó chịu tôi đưa hai tay lên ôm chặt lấy cổ của anh Em... em cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này Huy gục đầu xuống người tôi. Sau đó, hồn khắp cơ thể của tôi. Cả người tôi cứ lắc lư theo nhịp điệu lên xuống của anh. Tôi không nhớ chúng tôi đã làm tình bao lâu đến khi tôi đạt được cực khoái là lúc tôi biết rằng có một dòng nước ấm đang chảy vào cơ thể của tôi. Huy lúc này gục đầu xuống người tôi và thờ hồn hền tôi cũng vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã nhìn thấy mình nằm trên giường của huy nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu tôi liền vội vã xuống giường ra đến bên ngoài tôi đã nhìn thấy một bàn đồ ăn anh đã nấu đồ ăn sáng cho tôi và có một tờ giấy dán trên mặt bàn nữa chúc em ngon miệng đang lý ra được anh quan tâm thế này tôi phải vui lắm nhưng chẳng hiểu tại sao lòng của tôi lại cảm thấy nặng trĩu tôi cảm thấy lo lắng cho chính bản thân của mình nhưng biết làm sao bây giờ tôi thật sự đã thích huy mất rồi đúng như lời chú thím của tôi từng nói lừa gần rơm lâu ngày cũng bén ở với anh vài tháng tôi đã cảm thấy quen thuộc và đã yêu anh mất rồi tôi thở dài đầy não nề Chẳng biết ngày mai và cả tương lai sau này sẽ ra sao. Thôi thì tôi cứ sống tốt cho ngày hôm nay. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được việc gì mà chỉ có ôm thêm mệt mỏi. Làm vệ sinh cá nhân xong tôi ra bên ngoài ăn sáng sau đó đi làm. Cái giường cầm hôm nọ vẫn còn nhắn tin nhận tôi là bạn. Thế mà bây giờ nhìn thấy tôi nó lại tỏ ra khinh khỉnh. Tưởng là nghỉ việc luôn. Sao không về công ty của chồng mà làm phiên dịch? kiêm luôn cả chức phu nhân đi. Việc gì phải ở đây? Làm một đứa nhân viên quen. Nghe chừng Dương Cầm còn quan tâm về công ty của Huy ghê gớm. Thông tin chị Xuyến bị đuổi việc đã đến tai của nó rồi sao? Tôi cười nhạt và đáp lời. Chuyện của tao ấy, không cần mày phải tính toán dù. Tao thích làm gì đó là việc của tao, không liên quan gì đến mày. Dương Cầm cũng không vừa, bĩu môi nói lại tôi chứ chả phải là mày không được về đó làm sao tao nói cho mày nghe nhé huy đang tha thiết mời tao về đấy làm đấy nhưng mà tao không thèm thôi mày đã bốc phét lại còn nói to nếu như mày không tin tao mày đừng có nói chuyện với tao nữa tập trung mà làm việc đi hôm nay tao không làm giúp mày nữa đâu nói xong tôi về thằng phòng làm việc thời gian đâu mà đôi co với nó chính vì nó ghét tôi nên nó hay đi để soi mói tôi chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi là nó bắt đầu chạy đi báo với chị thúy để chị ấy mắng tôi công việc vừa nhiều vừa áp lực lại còn dính phải mấy cái chuyện không đáng có tôi cảm thấy muốn điên đầu lên được từ cái buổi tối tôi cùng với huy mặn nồng đến ngày hôm nay cũng đã tròn một tuần mà tôi chưa gặp anh anh không về nhà anh không nhắn tin hay gọi điện cho tôi khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng tôi đang mong chờ điều gì chứ chuyện tôi và huy lên giường liệu rằng đó có phải chỉ để giải tỏa sinh lý cho anh không hay là tôi bị làm sao thế này tôi cảm giác vô cùng đau đớn và khổ tâm đang miên man với những dòng suy nghĩ thì điện thoại của tôi bỗng reo nhìn thấy dãy số của chú thượng hiện lên trên màn hình tôi mới nhớ hôm trước tôi có hẹn với chú là cuối tuần này hai vợ chồng sẽ sang nhà chú thím chơi bởi vì công việc mà tôi đã quên không báo cho huy mấy lần chú nhắc nhở là dẫn chồng sang chú chơi tôi đều phải nói lý do để từ chối lần này mà thất hẹn thì thật là không biết phải nói thế nào chắc chắn là chú thím sẽ giận tôi mất tôi thấp thòm ấn nút nghe Dạ con nghe này chú Mười giờ rồi Mà sao hai vợ chồng chưa qua Chú thím nấu cơm xong hết rồi Chỉ còn chờ hai đứa thôi Dạ vâng Chú thím chờ nhà con một tí Con đang chuẩn bị sang đây à Nhanh nhanh cái chân lên Dạ con biết rồi Sau khi nghe máy của chú thượng xong Tôi vội gọi ngay cho Huy Một cuộc, hai cuộc Và đến mãi cuộc gọi thứ ba Huy mới nghe máy Giọng nói của anh có chút mệt mỏi. Em gọi cho anh có việc gì thế? Anh Huy, anh đang ở đâu đấy? Anh anh về nhà được không? Hôm nay em có hẹn với chú thím, là hai vợ chồng mình sang bên nhà chú thím chơi. Tôi vừa nói xong thì Huy liền gắt lên với tôi. Em hẹn chú thím, tại sao không báo trước cho anh biết? Bây giờ anh bận rồi. Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào nữa. Thì huy vội vàng tắt máy tôi hậm hực đá vào chiếc ghế bên cạnh tại sao biết rõ anh ta không hề tốt đẹp vậy mà tại sao tôi cứ ngu si mà đâm đầu vào chứ cái giường cầm và chị xuyến là bằng chứng rõ ràng như vậy mà tại sao tôi vẫn mê muội anh ta chơi chán con gái nhà người ta liền trở mặt ngay cho được hôm nay là chủ nhật anh ta bận cái con khỉ gì chứ bận đi chơi với gái thì có Tôi bực tức vào trong phòng thay bộ quần áo Rồi phóng xe đi xuống nhà chú thím Lần nào sang bên nhà chú thím Tôi cũng toàn đi một mình Huy chưa bao giờ gặp chú thím tôi Tự dưng suy nghĩ Tôi cảm thấy tuổi thân vô cùng Huy quá là vô tâm Với gia đình tôi Nhìn thấy tôi đến một mình Chú thượng lúc này liền tỏ ra thái độ không hài lòng Chú hỏi tôi Lại có mỗi mình con đến đi à Thế chồng con đâu Dạ Thưa chú hôm nay Huy Lại có việc bận đột xuất à Lần nào nó cũng viện cớ là bận rộn Đến khi nào Chồng con mới hết bận đây Con Con cũng không biết Hay là hai đứa Có trục trặc gì về tình cảm Đúng không Tôi giật mình ngước lên nhìn chú Vội vàng xua tay Dạ đâu có Tình cảm bọn con đang rất tốt à Ừ Thôi được rồi Vào nhà đi con Hôm nay chú thím gọi cả Tùng đến ăn cơm. Người yêu lâu lâu mới đến nhà chơi. Vậy mà cái nhi chẳng nề nang gì hết. Nó sai thằng Tùng làm hết việc này tới việc kia. Tôi nhìn mà cảm thấy rất tội. Tôi ngứa mắt lắm, liền nói với cái nhi. Này, mày định làm bà tướng thì à? Việc gì mày làm được thì mày tự làm đi. Tại sao mày cứ sai thằng Tùng thế à? Được người yêu làm giúp, vẫn thích hơn chứ à? Ai như bà chị Bị sợ chồng. Cái miệng của nó còn kéo dài từ chồng ra, làm cho tôi tức lộn ruột. Tôi bĩu môi nói lại ngay. Chị mày chưa bao giờ biết sợ chồng nhá, Chẳng qua là không thích phụ thuộc vào chồng thôi. Mình là phụ nữ, phải có khí chất riêng của mình, thì đàn ông nó mới sợ em à. Chị của em ấy thì khí chất ngút trời rồi. Mỗi tội, phụ nữ mà mạnh mẽ quá, thì đàn ông ấy họ lại e ngại không dám lại gần đâu. Thi thoảng, chị nên nhõng nhẽo, nũng điệu một chút, để thêm gia vị cho tình yêu chứ. Chị mà cứng nhắc khô khan thế này, anh Huy, anh ấy chả thèm nhìn đâu. Thôi, mấy cái kiểu bánh bèo không hợp với chị. Với lại cuộc hôn nhân của chị, nó cũng khác lắm. Bà hai đứa khi nào cho chị ăn cỗ đấy. Nghe thấy tiếng tôi hỏi như vậy, Tùng liền nhanh nhẩu lên tiếng ngay. Chị ơi, chị bảo Nhi giúp em với em muốn cưới lắm rồi mà nhi nó không chịu trước lời nói của tùng cái nhi chỉ biết ngồi cười tôi biết tính cái nhi nó hàm chơi nên chưa muốn đeo gông vào cổ tôi vỗ vai của tùng sau đó lên tiếng động viên thôi cậu cho nó chơi thêm vài năm nữa hay là hai ba năm sau cưới lúc đó đang còn đẹp mà với cái tính ẩm ương của nhi thì em không biết rằng nó có chịu lấy em không ơ ừ, hay nó mà không chịu lấy thì cậu bỏ quách nó đi lấy người khác cho nó biết mặt nghe tôi nói như vậy mà tùng lắc đầu ngoài ngoài nó bảo rằng cả cuộc đời này nó chỉ yêu mỗi mình nhi thôi ngoài ra nó không thể nào yêu ai khác được nữa đấy đàn ông phải như vậy mới đáng mặt đàn ông chứ tôi chợt nhớ đến ai kia khiến cho lòng tôi lại đau đớn cái thói trăng hoa của huy đã ngấm vào máu rồi hôm nay có con rể tương lai ở đây nên chú thím có vẻ vui lắm mà tùng lại còn rất hài hước nên bữa cơm càng thêm vui hơn may là hôm nay có tùng nên tôi không bị chú thím hỏi quá nhiều về chuyện vợ chồng riêng tư cả nhà đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên tôi không biết là ai lại đến vào giờ này cả nhà đang thắc mắc thì cái nhi bỗng đứng bật dậy à chắc là người giao hàng của con đấy Hôm nay con đặt một ít đồ ấy mà Nói xong Nhi chạy ra ngoài Vài giây sau đó Bỗng nghe thấy tiếng của nó hét lên Ôi ba mẹ ơi Có cháu rể quý đến thăm đây này Chú thím tôi khó hiểu nhìn nhau Sau đó chú tôi lên tiếng Cái nhì nó nói cái gì đây Cháu rể nào Thím tôi nhún vai Lắc đầu ra hiệu là không biết Tất cả mọi người lúc này tò mò Cùng hướng ánh mắt về phía cánh cửa nhìn thấy dáng người cao to quen thuộc đang đứng sừng sững ở đó mà tôi như không tin vào mắt mình tôi cứ đơ người nhìn theo từng cử chỉ và hành động của anh anh cầm giỏ hoa quả nhập khẩu đặt lên bàn sau đó tiến tới chào chú thím của tôi chú thím lúc này cũng rất ngạc nhiên chú mời anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi chú hỏi thế mà cái phương nó bảo con bận không đến được Dạ, lúc sáng còn ở lại công ty, giải quyết nốt việc. Nhưng bây giờ con xong rồi à? Chú Thượng ngày xong cười lớn. Hiếm có dịp nào mà được đông đủ con cháu thế này. Chú vui quá, cứ cười suốt cả bữa ăn. Chú Thượng và Huy toàn nói về chuyện kinh doanh. Qua cuộc nói chuyện tôi mới biết rằng, cả tuần này công ty của Huy gặp chuyện, cổ phiếu của công ty bị giảm mạnh. Lúc sáng này, đúng là tôi đã trách nhầm anh, trách anh vô tâm. Mà thật ra là tôi còn vô tâm hơn Công ty của anh gặp khó khăn mà tôi không biết Nhìn đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của anh Mà lòng tôi không khỏi xót xa Chúng tôi ở lại chơi với chú thím đến 2 giờ chiều mới ra về Lúc thấy tôi chuẩn bị lên xe máy Huy liền kéo tôi xuống Anh nói với tôi Về bằng ô tô cho đỡ nắng Nắng mùa thu này vừa dịu mát lại vừa đẹp có bị cháy ra như nắng mùa hè đâu mà sợ Anh cứ về trước đi Tôi thích đi xe máy Nhưng mà tôi muốn về cùng với em Chú Thượng đứng ngay sau đó Nghe thấy Huy nói vậy Chú quay sang bảo tôi Này cứ để cái xe ở đây Ngày mai tan làm thì qua nhà chú mà lấy Đi cùng chồng cùng con chứ lại Chú đã nói như vậy Thì tại sao tôi từ chối được chứ Tôi miễn cưỡng gật đầu rồi ra xe đi cùng với huy nhà chú tôi tận trong một con ngõ nhỏ nên xe ô tô không thể nào đi vào được huy đành gửi xe ở quán cà phê ngoài đầu đường nhưng khi lên xe tôi đã nhìn thấy luận ngồi sẵn ở ghế lái chờ tôi ngạc nhiên hỏi huy thế tại sao vừa rồi anh không bảo cậu luân vào nhà chú thím ăn cơm luôn bắt tội cậu ấy ở ngoài này nghe thấy tôi trách móc huy cậu luận lúc này vội vàng lên tiếng giải thích anh huy có bảo em vào nhưng mà em muốn uống cà phê ở ngoài này à thế à tôi cứ tưởng anh ấy ngược đãi cậu dạ không bình thường sếp huy tốt lắm chị chỉ có những lúc làm sai ý của sếp ý, thì bọn em mới bị ăn củ hành thôi huy lúc này lử mắt nhìn cậu luận anh gắt nhẹ này cậu định ngồi nói chuyện với vợ tôi đến bao giờ lái xe đi dạ vâng tuần lệnh xếp ạ à? chiếc xe bắt đầu truyền bánh huy ngồi sát gần tôi anh nắm lấy tay của tôi sau đó mệt mỏi ngả người ra ghế anh nhắm đôi mắt lại và lên tiếng nói với tôi anh muốn ngủ một tí nhìn gương mặt hốc hác của anh mà đôi mắt của tôi cảm thấy cay xè một mình anh gánh vác cả một công ty lớn như vậy làm sao mà không mệt mỏi cho được trước đây mỗi tháng anh truyền khoản cho tôi tôi đều thấy rất thích và tôi luôn nghĩ rằng anh là một người rất giàu có tiền đối với anh rất dễ kiếm với số tiền đó chẳng đáng là bao so với anh nhưng bây giờ tôi mới biết được rằng để kiếm được ra những đồng tiền đó anh phải vất vả đến nhường nào thầy huy lúc này ngủ say tôi bèn quay sang và hỏi nhỏ cậu luận cậu luận này Công ty đang xảy ra chuyện gì có đúng không? Chị Phương này, chị có biết bà Xuyến không nhỉ? Ừ, chị biết. Chị có gặp chị ấy hai lần rồi. Bà ấy bị xếp đuổi việc, đâm ra hận ý. Bà ấy cấu kết với công ty đối thủ, cháo đổi, mẫu thiết kế mà mình gửi cho bên đối tác Nhật đi Làm công ty bị mất một hợp đồng lớn. Không những vậy, lại còn thuê báo, viết xấu về công ty mình. Mỉa mai công ty mình làm sản phẩm không chất lượng khiến cho khách hàng bên nhật thất vọng lắm chị à. Tôi tròn mắt lên sừng sốt, chẳng ngờ bà Xuyến lại có dã tâm đến như vậy. Cái hợp đồng đó, huy bỏ ra bao nhiêu công sức và tâm huyết, vậy mà đến lúc gần ký được hợp đồng thì lại bị chị ta phá. Nhưng mà tại sao bà Xuyến lại có thể cháo được mẫu thiết kế chót lọt như vậy chứ? Thế mới nói là cáo giả chứ chị. Tại hôm chủ nhật tuần trước chưa có giấy quyết định đổi việc cô ta nên cô ta lấy danh là phiên dịch của công ty đến làm việc với bên đối tác nhưng mà may nhờ có một người bạn tên là gì nhỉ à tên là đai ki mà công ty mới được cứu đấy à là là đai ki sao vâng thường thì các đối tác nếu nhìn mẫu mã của công ty nào mà không chất lượng họ loại bỏ công ty đó luôn nhưng mà chắc cậu đai ki này có nghi ngờ gì ấy, mà lại gọi điện lại cho bên công ty mình nói về cái vụ việc vừa mới xảy ra. Vì vậy mà sếp mới xử lý kịp thời. Mà công nhận, cái người bạn đai kỳ đó nói tiếng Việt giỏi thật. À, đó là người quen của tôi. Bởi vì cậu ấy rất thích Việt Nam. Hoàn cảnh đúng là chớ trêu Người yêu cũ lại giúp công ty của chồng. Tôi lại nợ đai kỳ. Tôi thở dài sau đó nhìn ra biên đường. Vừa rồi mải nói chuyện với Luận mà tôi không hề để ý rằng Luận đã chạy sai đường về nhà của tôi Tôi đập vào vai của Luận Sau đó nói Này cậu đi nhầm đường rồi đấy Đây đâu phải là đường Về Tham City đâu Ơ ờ, thế anh Huy chưa nói gì với chị à Có thấy nói gì đâu Anh Huy Bảo em lái xe đến tràng tiền Plaza mà Thế là Huy muốn đưa tôi đến đó Để mua sắm sao Nhưng tôi đâu có cần mua sắm gì đâu Đồ trong đó lại còn rất đắt Nhìn anh ta đến thời gian ngủ còn không có Mà còn bày đặt đưa tôi đi mua sắm Tôi bảo với cậu Luận Thôi cậu quay xe về Cho anh Huy anh còn nghỉ ngơi Mua sắm cái gì chứ Dạ Em đâu dám làm trái ý của sếp à Thế rồi tôi không muốn bắt ép cậu ấy Phải nghe theo lời của tôi Chả biết là Huy ngủ thật hay giả vờ Mà đến chàng tiền với la ra là tôi thấy anh bỗng dưng bật dậy. Cậu Luận không muốn vào bên trong, nên ngồi lại trong xe, còn Huy nắm chặt lấy tay của tôi, bước vào trung tâm thương mại. Nhìn cảnh tôi và Huy tay trong tay, tôi lại thấy lòng mình dạo rực, như kiểu một đứa con gái mới lớn, lần đầu tiên được đi hẹn hò vậy. Huy dẫn tôi vào khu thời trang, anh quay sang nói với tôi. Tôi muốn tặng cho Đài Kỳ một món quà để cảm ơn em chọn cho tôi một món đồ mà cậu ấy thích nhé tôi bật cười nheo mắt nhìn huy này hai người thân với nhau từ bao giờ thế còn mua quà tặng nhau cơ à? biết rồi còn hỏi này em có biết chuyện gì đâu tôi nghe được hết cuộc nói chuyện của em với luận rồi thế hóa ra anh giả vờ ngủ à hai người nói chuyện như vậy làm sao mà tôi ngủ được tôi nhìn qua một lượt các loại áo sơ mi sau cùng tôi chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng tôi nghĩ rằng tặng đối tác thì nên tặng áo sơ mi trắng vừa thanh lịch lại còn dễ mặc người nhật đi làm hầu như họ đều mặc sơ mi trắng nhìn đơn giản mà vẫn toát lên được sự tinh tế tôi đưa chiếc áo cho nhân viên nhờ họ gói lại giúp tôi thấy tôi cứ đứng tần ngần chị nhân viên vừa gói áo vừa nói tôi Chị ơi, chị không mua gì thêm mà Huy lúc này liền hẩy tay tôi. Cô thích cái gì thì nhặt đi, để tôi thanh toán một thể. Thôi, tôi chả thích gì, ở nhà tôi đầy quần áo. Còn có khi còn chưa mặc tới, ấy. thôi, anh thanh toán đi. Đúng là cảm thấy sót tiền cho Huy, nên tôi bốc phét đấy. Chứ làm gì có đứa con gái nào mà nói rằng là mình nhiều quần áo đâu. Nhìn trong đây... Đầu đầu cũng toàn là đồ hiệu Mà tôi thấy hoa cả mắt Mỗi tội nhìn lên giá tiền Thì chỉ có hết hồn thôi Tôi đã nói không muốn mua gì rồi Mà Huy vẫn cố tình mua cho tôi hai chiếc váy Lại đúng hai chiếc váy Mà tôi đã nhìn Từ lúc tôi bước chân vào đây Công nhận Huy tình ý thật Huy gõ nhẹ lên đầu của tôi Và trêu chọc tôi Đã nghiện lại còn ngại Chồng em mua đồ cho em Chứ có phải là ai xa lạ đâu lại còn khách khí nhìn cách cách huy mua váy cho tôi mà tôi lại cảm thấy anh là một người rất có kinh nghiệm có khi nào anh dẫn gái đi mua sắm quen rồi nên mới tâm lý đến như vậy không lúc này tôi tò mò lắm nên ngập ngừng hỏi anh anh đã từng dẫn bao nhiêu cô gái đi mua sắm thế này rồi tôi chưa từng đưa cô gái nào đi mua sắm hết anh nói dối ánh mắt của huy lúc này nhìn thẳng vào mắt tôi như thể chứng minh rằng lời anh nói là thật nhìn sâu vào ánh mắt ấy tôi cảm thấy sự chân thành của anh như một người mà chưa từng dẫn cô gái nào đi mua sắm thật nhưng mà suy nghĩ thì cũng lạ nhỉ chẳng lẽ từ trước tới giờ những suy nghĩ của tôi về huy đều là sai sao thấy tôi vẫn còn suy nghĩ huy xiết eo của tôi lại gần anh nói chỉ đủ cho tôi nghe Tiền tôi làm ra Là để cho những người thân yêu được hưởng Những thứ tốt đẹp nhất Tôi chưa bao giờ phung phí tiền Bao những thứ vô bổ Và vớ vẩn Nên em ý, cứ yên tâm nhé Những lời Huy nói như dòng nước mát Chảy dài trong lòng tôi Từ những lần đầu tiên gặp Huy Tôi rất có ác cảm với anh Vì vậy mà tôi luôn áp đặt mọi tiếng xấu cho anh tất cả mọi suy nghĩ của tôi về huy toàn là do tôi tự nghĩ ra chứ thực tế thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh gần gũi hay giở thói trăng hoa với bất kỳ cô gái nào và tôi cũng quên mất một điều rằng một người có đầu óc kinh doanh nhạy bén như anh đâu có thể dễ dàng bị vẻ bề ngoài của một cô gái nào đó đánh lừa được chứ càng hiểu về con người của anh tôi lại càng cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ trước kia của mình Tôi và Huy cứ như vậy Đi lượn hết một lượt trong khu thời trang Sau đó Huy rủ tôi đi xem phim Dạp chiếu phim ngay ở tầng trên Nên chúng tôi chẳng cần phải đi đâu xa nữa Tôi rất thích xem mấy thể loại phim tình cảm Nhưng mà giờ trong dạp Lại chỉ chiếu mỗi một bộ phim ma Tôi lưỡng lự nhìn Huy Sau đó hỏi anh Anh có thích xem phim ma không đấy? Có, rất thích Thế rồi Huy mua hai vé xem phim và một bịch bòng ngô sau đó kéo tôi vào trong rạp dù rất sợ xem phim ma à, nhưng bởi vì huy thích nên tôi miễn cưỡng xem cùng anh chỉ cần nghe thấy mấy âm thanh kỳ quái trong phim là tôi sợ tái mét cả mặt ra rồi chưa kể đến đoạn kịch tính tôi lại bị hù cho một trận giật bắn hết cả người mỗi lần như thế tôi phải ôm chặt lấy cánh tay của huy cho bớt sợ hãi mà chẳng hiểu tại sao nhé Phim mà có cái gì vui đâu Mà tôi thấy Huy cứ cười tủm tỉm suốt Tôi nhìn Huy ngờ vực hỏi Anh không xem à Anh cười cái gì thế Mọi người trong dạp có ai cười đâu Vì xem phim mà không sợ Mà ngồi cười như anh Tại anh bị nhốt Ai làm gì mà bị nhốt Em nhìn xem Em làm sao chứ Tại ngực của em ấy, Cứ chạm vào tay của anh Nên anh cảm thấy hơi ngứa ngáy lúc này tôi mới giật mình tôi định buông tay anh ra thì liền bị anh giữ lại mặt của anh ghé sát vào mặt tôi anh trêu đùa nào cứ để im như thế anh thích tôi lườm huy một cái sau đó cố gắng kéo tay về anh ta mặt dày kinh khủng xung quanh nhiều người như vậy mà còn không biết ngại ngùng còn tôi hai má đỏ bừng lên vì cảm thấy rất xấu hổ mặc dù ngực của tôi có chạm vào tay của anh thật nhưng mà còn cách cả hai lớp áo cơ mà. Thế mà anh ta cứ tưởng tượng và cảm nhận được cái điều gì đó. Xem phim xong chúng tôi còn đi ăn thịt nướng, nhớ đến cậu luận đang còn ngoài xe, tôi liền nhắc nhở Huy. Anh gọi cậu luận vào đây ăn cùng bọn mình đi. Trời tối thế này rồi mà cứ bắt cậu ấy ở ngoài xe à. Hôm nay lại là cuối tuần. Anh cho cậu ấy về từ lâu lắm rồi. Thế á? Thế mà em cứ tưởng anh bắt cậu ấy đứng ở ngoài đấy chờ chứ. Huy mỉm cười, anh sắn tay áo lên để nướng thịt cho tôi ăn. Nhìn cổ tay của anh đang còn đeo chiếc vòng mà tôi tặng, bất giác tôi nhoèn miệng cười. Tôi ngồi để tay lên cầm và ngắm nhìn anh nướng thịt. giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đã cưới được một ông chồng cực phẩm. Anh gắp cho tôi một miếng thịt, sau đó hỏi tôi: sao em lại nhìn anh say sưa thế? mê mẩn anh rồi à? Trai vừa đẹp vừa thơm thế này chả mê thì sao mà này anh đeo cái vòng này đi làm luôn đấy à ừ vòng này vợ anh tặng lúc nào anh chả đeo mà nhờ chiếc vòng này đánh dấu chủ quyền mà gái nó không theo anh nữa đấy nhìn mặt của anh khó tính thế kia ai mà thèm theo vợ cứ thử buông tay anh ra mà xem mất ngay nhìn vẻ mặt của anh tự tin chưa kìa đẹp trai thì phải đi kém với giàu có chứ đẹp trai mà nghèo ấy thì ai nó thèm. Nhiều đứa nó bám anh ấy chỉ vì ví tiền của anh dày mà thôi. Chuyện tình cảm của anh và tôi, tôi vẫn luôn thấy mơ hồ, tưởng là chúng tôi yêu nhau rồi đấy, nhưng mà thật ra chưa hẳn là đã yêu. Vì đối với tôi, anh còn quá nhiều bí mật. Tôi cũng muốn hỏi anh nhiều điều lắm, nhưng vì sợ ngại, sợ anh nghe được sự thật nào đó về tôi, anh sẽ đau lòng tôi mong chờ đến một ngày anh chủ động kể ra hết những điều thầm kín trong lòng của anh cho tôi nghe đến lúc đó tôi mới thật sự tin tưởng và trao tình cảm cho anh tám giờ tối tôi và huy mới rời tràng tiền để về nhà cả ngày hôm nay đi cùng với huy tôi và anh đều tắt điện thoại và không nhận bất cứ một cuộc gọi nào khi về đến nhà điện thoại vừa khởi động xong thế ngay lập tức điện thoại của huy có người gọi tới anh hơi trao mày khi nhìn lên màn hình điện thoại lưỡng lự vài giây anh mới nhấn nút nghe sao thế em ừ hôm nay anh bận lắm thôi được rồi ngày mai anh qua bây giờ anh mệt lắm rồi ừ ừ anh biết rồi hai mẹ con chuẩn bị đồ đi nhé thôi được thôi được ok em buông chiếc điện thoại xuống huy thở dài thườn thượt ánh mắt thống khổ của huy nhìn tôi đầy áy náy anh nói với tôi hôm nay là cuối tuần mà thằng bé cứ khóc đòi anh đưa đi chơi anh đi em có buồn không nếu như em không muốn anh ở nhà với em anh không đi nữa tôi nghe xong và tôi hiểu làm sao tôi có thể ghen tị với một đứa trẻ được chứ cả ngày hôm nay anh đã dành thời gian cho tôi đưa tôi đi ăn mua đồ cho tôi tôi đâu thể nào ích kỷ giữ anh làm của riêng tôi được đứa bé kia nó cũng cần cô ba tôi cố gắng nở một nụ cười dành cho anh em không sao đâu anh đến gặp con trai đi chắc cậu bé mong anh lắm anh đi đi anh sẽ về sớm em yên tâm nhé thôi được rồi anh đừng lo lắng cho em em không sao đâu mà tôi mỉm cười để cho huy yên tâm tôi cố tỏ ra là mình đang ổn nhưng mà thật sự là tôi cảm thấy rất đau đớn Tôi không hề ổn một chút nào Trái tim của tôi dường như bị ai đó bóp nghẹn Tôi phải làm sao đây Bởi vì lúc này đây tôi biết rằng Tôi yêu anh mất rồi Tôi không muốn rời xa anh Tôi muốn anh chỉ là của riêng tôi Nhưng tôi không thể nào ích kỷ như vậy Con trai của anh Nó cũng cần có ba Và cần có một gia đình trọn vẹn Nội tâm của tôi bị rằng xé mãnh liệt Đến mức tôi không còn thiết tha điều gì nữa Tôi lau đi những giọt nước mắt đau đớn rồi cố gắng đứng dậy, bước vào nhà tắm. Những dòng nước ấm chảy xuống người tôi nhưng không thể nào xua đi được nỗi buồn trong lòng. Tôi thật sự sắp gục ngã mất rồi. Đầu của tôi căng lên như dây đàn, khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi. Tôi nằm đếm theo từng tiếng kêu tích tắc của đồng hồ. 12 giờ, 1 giờ, 3 giờ và đến 5 giờ anh cũng chưa về anh nói với tôi anh sẽ về sớm cơ mà anh từng nói rằng anh không bao giờ đi ngủ linh tinh những chỗ khác vậy mà sao giờ này anh còn chưa về với tôi nếu như anh có việc gì đột xuất anh có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi tại sao anh im lặng để cho tôi chờ đợi trong vô vọng thế này chứ cả đêm tôi quằn quại không ngủ được sáng dậy hai mắt của tôi trũng sâu thâm quầng hôm nay tôi ngồi ở bàn trang điểm rất lâu tôi dặm đi dặm lại phấn trên khuôn mặt tôi trang điểm thật kỹ để che đi sự mệt mỏi và cả nỗi đau đớn tôi hít một hơi thật sâu để lấy hết tỉnh táo và tiếp tục làm những công việc mà hàng ngày tôi phải làm nhưng mà hình ảnh của anh cứ lấn át hết cả suy nghĩ của tôi tôi làm việc như một kẻ mất hồn không thể nào tập trung được Tôi đứng dậy pha cho mình một cốc cà phê Cầm cốc cà phê nóng hổi trên tay Tôi quay lại phòng làm việc Nhưng khi ra đến cửa Tôi vô tình đụng trúng vào một vị khách Cốc cà phê sánh ra ngoài Làm bẩn một vệt lên chiếc áo sơ mi trắng Tôi hốt hoảng dối rít xin lỗi Nhưng vị khách kia nghe chừng rất là tức giận Ông ta quát lên với tôi Mắt mũi cô bị làm sao thế à? Cô bị mù à? Đổ cà phê bẩn hết áo của tôi rồi không phải cứ xin lỗi là xong đâu Bây giờ cô làm sạch vết cà phê này ngay cho tôi Ngay lập tức Bình thường tôi sẽ khéo nói với vị khách đó Hoặc là tôi sẽ tìm cách để làm sạch vết bẩn Nhưng bởi vì hôm nay tâm lý của tôi không được ổn định Nên tôi chỉ biết đứng đó Và ôm mặt khóc Hành động đó của tôi Lại càng khiến cho vị khách kia thêm bực bội Ông ta quát to Rồi dơ cao tay lên Định dáng cho tôi một cái tát nhưng cánh tay của ông ta ngay sau đó đã bị một cánh tay khác giữ lại người đó cất giọng xin lỗi quý khách sự cố không đáng có này chúng tôi sẽ xử lý vết bẩn trên áo cho quý khách ngay đè à? nói xong khánh quay sang tôi nói nhỏ phương à đi về phòng đi tôi cúi đầu xin lỗi khách hàng một lần nữa sau đó thất thểu bước về phòng một lúc sau sau khi giải quyết xong với vị khách kia khánh gọi tôi lên khiển trách phương hôm nay làm sao thế tại sao làm việc lại thiếu chuyên nghiệp như vậy một cái lỗi nhỏ như vậy mà phương không giải quyết được sao thật là thất vọng đấy tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ chú ý hơn chưa bao giờ tôi thấy phương làm việc mất tập trung như hôm nay dù có chuyện gì làm ơn phải cất nó đi đừng để ảnh hưởng đến công việc tôi biết rồi khánh thở hắt ra một hơi cậu ấy nhìn tôi sau đó hạ giọng lại nếu đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân đó thì ly hôn đi phương đừng tự dày vò và làm khổ bản thân mình nữa đừng quá cố nữa tôi không biết vì sao khánh lại có thể nhìn ra được nỗi lòng của tôi những lời cậu ấy nói đúng mà tại sao trái tim của tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu tôi bực bội nói lại khánh chuyện riêng của tôi không liên quan đến cậu đúng là tôi cũng muốn bản thân của tôi không liên quan nhưng mà tôi không buông bỏ được mỗi lần nhìn thấy phương đau đớn như thế đau đớn vì anh ta tôi không chịu được cậu bị hâm à phương bỏ anh ta đi tôi sẽ bổ đắp cho phương tôi sẽ yêu thương và chiều chuộng phương anh ta không biết trân trọng phương thì hãy để tôi trân trọng phương có được không ánh mắt chân thành và đầy tha thiết của Khánh làm cho tôi bối rối. Từ trước đến giờ tôi chỉ luôn coi Khánh là một cậu bạn thân, không hơn không kém. Vậy mà giờ đây, nghe Khánh nói ra những câu như thế này, tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Tôi lắc đầu sau đó bước nhanh ra bên ngoài. Tôi không muốn nghe Khánh nói gì và càng không muốn nhìn vào ánh mắt của Khánh. Nó làm tôi thêm muộn phiền nhiều hơn. Vài ngày sau đó, Huy cũng không về nhà căn nhà càng lúc càng trở nên lạnh ngắt và cô độc. Tôi rất muốn chạy đến công ty để tìm anh hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng vì cái tôi, vì lòng kiêu hãnh, tôi không cho phép mình được lụy bất cứ ai. Tôi vẫn cứ đi ăn, vẫn cứ đi làm như những ngày bình thường. Hôm nay chị Thúy đi làm và dẫn theo cả cậu con trai khó khỉnh. Cậu bé lần đầu tiên được đến nhà hàng nên có vẻ khoái lắm. Cậu chạy lăng xăng khắp nơi chơi một lúc mệt quá thằng bé đò đi uống nước tôi bế bé ra mình lấy nước thì bỗng nhìn thấy huy đang dẫn đối tác bước vào nhà hàng tôi đang còn đứng thất thần nhìn theo bóng dáng của huy thì thằng bé vội vàng vỗ tay và cười lên sung sướng ba ba ơi nghe tiếng thằng bé gọi huy liền quay người lại nhìn thấy tôi đang bế thằng bé huy đứng bất động mất mấy giây ánh mắt của anh không giấu được sự kinh ngạc nhưng bởi vì đang đi cùng với đối tác anh buộc phải nhanh chóng cất giấu đi cảm xúc riêng vào bên trong anh mỉm cười giơ tay chào tôi và cậu bé sau đó dẫn đối tác vào một phòng vip gần đó thằng bé có vẻ như rất bám ba khi nhìn thấy huy nó khóc ầm lên sau đó đòi tôi bế đi tìm ba tôi dỗ dành kiểu gì thằng bé cũng không chịu nhất nhất đòi đi gặp ba bằng được Tôi không còn cách nào khác, đành bế thằng bé đi tìm chị Thúy. Nhưng vào đến phòng làm việc, thì không nhìn thấy chị ở đó. Nhìn thấy mấy chiếc bánh ngọt trên bàn làm việc của chị, tôi đưa cho thằng bé ăn. May là thằng bé thích chiếc bánh đó, nên nó nín khóc đi. Thấy thằng bé đã ngoan, tôi liền hỏi ngay. Con tên là gì? Dạ con tên là Simba à. Simba là tên nhân vật trong một bộ phim vua sư tử. Chắc có lẽ Huy muốn con trai của mình mạnh mẽ như sư tử nên mới đặc biệt danh cho thằng bé như vậy. Rõ ràng đây là con riêng của chồng tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể nào ghét được cậu bé. Simba rất đáng yêu. Còn có cả lúm đồng tiền bên má. Duyên ơi là duyên. Ngắm nhìn thằng bé mà tôi phải nén tiếng thở dài. Hòa ra chữ ký Mai Thúy trong tủ sách của Huy lại chính là của chị thúy cấp trên của tôi làm với chị lâu như vậy tôi cũng không ngờ chị lại cùng quê với tôi và còn là người yêu của huy nữa nhưng mà tôi thắc mắc một điều là tại sao hai người họ yêu nhau lại có con với nhau như thế này mà lại không kết hôn nhỉ mọi chuyện cứ dối ren khiến cho tôi choáng váng cả đầu óc vẫn là những câu hỏi chẳng thể nào tìm được ra câu trả lời Thấy bà đã ngoan ngoãn, không còn quậy và đòi ba nữa. Nên tôi thả thằng bé xuống để cho cu cậu chảy nhảy cho thoải mái. Tôi đứng ở quầy lễ tân, vừa viết bàn giải trình cho cấp trên về số lượng đồ hư hỏng và vừa để mắt tới thằng bé. Tôi đang nhìn cu cậu nghịch ngợm cây hoa ở trước. Thì canh Nga, nhân viên của nhà hàng, chạy đến báo với tôi. Chị Phương, có một vị khách người Nhật mới đến, Chị ra nói chuyện với họ giúp em vậy ạ? À? Ừ Thế vị khách đến đây có một mình hả em? Dạ vâng ạ à. Tôi nhờ bạn Lễ Tân trông hộ thằng bé sau đó mới yên tâm đi cùng với cái Nga đến phòng của vị khách đó Thế nhưng tôi vừa xoay người đi được vài bước thì bỗng đằng sau có tiếng hét thất thanh của Simba và ngay sau đó là tiếng đổ vỡ của chiếc cốc thủy tinh bị rơi xuống đất Tôi giật mình quay lại nhìn thấy Simba đang nằm xuống sàn nhà, hai bàn tay nhỏ xíu của nó giữ chặt lấy cổ, sau đó thều thào kêu rát. Tôi hốt hoảng không biết chuyện gì đã xảy ra với Simba, tôi chỉ biết bế thốc thằng bé lên, lo lắng hỏi han. Con làm sao thế này? Đừng làm cô sợ. Simba, Simba ơi! Thằng bé nước mắt giàn rùa. Thằng bé chỉ vào chiếc cốc đã bị vỡ dưới đất. Nó cố gắng nói nước nóng. Nghe đến đây tôi mới dần hiểu ra được chuyện gì vừa mới xảy ra. Tôi hỏi lại thằng bé. Con uống nhầm nước nóng, có phải không? Cái gì thế kia? Mày định giết chết con tao à? Tại sao mày cho thằng bé uống nước nóng, hả? Tiếng hét chói tai của chị Thúy làm cho tôi càng thêm hoàng sợ. Tôi lắc đầu vội vàng giải thích là do tôi không làm. Vậy mà chị không tin lời nói của tôi chị thúy hung dữ tiến lại gần tôi sau đó thẳng tay giáng cho tôi hai cái tát liên tiếp khiến tôi lào đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất tuy vậy giờ này tôi không thể nào để ý được điều gì nữa tôi vội vàng nói với chị chị ơi mau đưa thằng bé đến bệnh viện trước đi chuyện này em sẽ nói rõ với chị sau ạ chị thúy rằng thằng bé từ tay của tôi sau đó chị rít lên còn của tao mà có mệnh hệ gì tao không để yên cho cái mặt mày đâu nói xong chị bế thằng bé chạy ra ngoài tôi toàn chạy theo liền bị huy ngăn lại chẳng biết anh có mặt ở đây từ lúc nào nhưng mà nhìn ánh mắt thất vọng của anh tôi cảm thấy trái tim của tôi đang đau thắt lại anh mệt mỏi lên tiếng cô ở lại đây làm việc đi tôi sẽ đưa mẹ con thúy đến bệnh viện thế rồi huy đi tôi cứ đứng bần thần lòng tôi đau đến mức không thể nào khóc nên lời tôi đâu phải là người hại con trai của anh chứ tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó tại sao thi thoảng anh lại đến bên tôi anh gần gũi tôi anh cho tôi hy vọng rồi anh lại biến mất như tôi và anh chưa từng có những kỷ niệm đó rồi đến bây giờ khi xảy ra chuyện anh lại không hề tin tưởng tôi vậy thì đối với anh tôi là cái gì chứ hay là tôi chỉ là một nơi Để anh xả chết Xả hết cái dục vọng trong người anh Liệu cái suy nghĩ này của tôi Có đúng hay không Tôi lào đảo bước về phòng làm việc Nhìn thấy tôi như vậy Dương cầm lấy cho tôi một cốc nước Nó nói ngay Tao cũng mới biết Là chị Thúy và Huy Có quan hệ với nhau Họ yêu nhau từ hồi cấp 3 Chắc là mày nghe tin này mày cũng đau lòng lắm nhỉ tôi thở dài sau đó gục đầu xuống bàn tôi buồn bã nói họ yêu nhau họ có con với nhau tại sao họ không kết hôn cho rồi họ còn lôi tao vào cái cuộc tình này làm cái gì chứ chị thúy kể với tao là họ cũng định trong năm nay cưới rồi nhưng cái đợt anh huy lộ clip ngủ với mày chị thúy giận lắm hai người họ cãi nhau sau đó chị Thúy tuyên bố hủy đám cưới đấy. Bởi vậy mà anh Huy mới bực tức. Anh ấy đồng ý cưới mày để chiêu ngươi chị Thúy thôi. Nghe Dương Cẩm nói mà tôi mỉm cười đầy chua xót Chỉ vì họ giận dỗi nhau và rồi họ phá hủy cả cuộc đời của tôi chỉ vì sự ích kỷ và nhỏ nhen của bọn họ mà họ đẩy tôi xuống vực thẳm ư. Vì không thể nào tập trung được vào công việc nên tôi xin phép về sớm vừa ra đến cửa thì tôi gặp cậu Luận đang hút thuốc ở đó. Nhìn thấy tôi, cậu Luận liền dập điếu thuốc trên tay rồi sau đó chạy lại hỏi tôi. "Chị Phương, chị tan làm sớm thế ạ?" À? "Hôm nay tôi mệt nên tôi về sớm. Mà sao giờ này cậu đứng đây? Cậu không về công ty làm việc à?" Xếp Huy bảo em ở đây chờ chị tan làm, sau đó đưa chị về ạ." À? "Không cần đâu, tôi đi xe máy rồi." "Mà Chị không lên xe em trở về Em bị mất việc đấy Chị thương em, chị lên xe đi à Nhưng mà mọi hôm tôi vẫn đi xe máy Tại sao hôm nay Lại bày đặt đưa tôi về thế này Em cũng không biết Em chỉ làm theo lệnh của sếp thôi ạ à? Tôi lại sợ cậu Luận bị mất việc Nên tôi đành phải lên xe Để cậu ấy chở tôi về Nhưng tôi chưa muốn về nhà ngay Tôi muốn đến bệnh viện để thăm Simba Xem thằng bé như thế nào thì tôi mới yên tâm được. Tôi hỏi luận, "Cậu biết Huy đưa Simba đến bệnh viện nào không?" "Dạ, em biết." "Vậy cậu đưa tôi đến đó được không?" Xếp dặn em ấy là em nên đưa chị thằng về nhà. Simba bị bỏng họng nhẹ thôi, chị không cần phải quá lo lắng đâu ạ." À? Nghe luận nói như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, như chút được chút gánh nặng trong lòng. Thằng bé không bị làm sao, tôi cũng yên tâm tôi ngồi lặng im trên xe sau đó nhìn ra bên ngoài ngắm đường phố thời tiết hôm nay lất phất mưa bay cảm giác có chút xe lạnh mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm tôi tựa đầu vào chiếc cửa kính hờ hững nhìn dòng người đang bon chen tấp nập rồi bất chợt giọng nói của cậu luận nhẹ nhàng vang lên em muốn nói chuyện này với chị nhưng em mong chị đừng giận em nhé có chuyện gì thế cậu cứ nói công ty bây giờ đang trên đà phát triển anh huy cũng vất vả từ đêm hôm chủ nhật tuần trước đến giờ hầu như đêm nào anh ấy cũng thức trắng để làm việc đến ăn uống cũng vội vàng chị không hề biết anh ấy vất vả đến nhường nào có đúng không ạ tôi biết huy nhiều công việc nhưng tôi không nghĩ rằng là đến thời gian ăn ngủ mà anh cũng không có hai tay của tôi siết chặt vào nhau tôi vừa thấy thương lại vừa thấy giận tôi ngồi im lặng cậu luận lúc này lại tiếp tục nói anh ấy làm việc cả tuần trời ở công ty mà chả bao giờ em thấy chị đến thăm anh ấy hỏi han anh ấy câu nào ở công ty anh ấy toàn ăn cơm hộp có hôm anh ấy bột miệng nói giá như bây giờ có cơm vợ nấu thì tốt biết mấy em nghe mà em thấy thương em nói thật em là người đồng hành cùng anh ấy Em biết rõ anh ấy vất vả thế nào. Nhiều khi sợ chị lo lắng, anh ấy cứ giấu. Em nói vậy không có ý trách chị. Mà em hy vọng, thi thoảng chị đến công ty, nấu cơm cho anh ấy. Để anh ấy, anh ấy bớt tuổi ạ. À. Nước mắt của tôi đã trào ra từ lúc nào, tôi nghẹn nghẹn nói. Cậu Luận, cảm ơn cậu nhé. Sau khi cậu Luận đưa tôi về nhà... Tôi liền sắn tay vào bếp nấu ăn Tôi làm món cá kho Và món canh chua mà anh thích Nấu xong tôi ngồi chờ anh Nhưng đến 8 giờ tối Tôi vẫn chưa nhìn thấy anh về Tôi gọi cho anh Và anh cũng không nghe máy Sau đó tôi quyết định Bắt taxi và mang cơm đến công ty cho anh Giờ này ở công ty mọi người đã về hết Ở ngoài chỉ còn bác bảo vệ Đang ngồi ở ngoài cổng thôi Tôi cất tiếng hỏi bác Bác ơi, giám đốc có còn trong công ty không ạ? À? Bác bảo vệ nhìn tôi một lượt. Bác hỏi tôi. Thế cháu cần gặp giám đốc có chuyện gì? Dạ thưa bác, cháu mang cơm đến cho anh ấy hả? À? Cháu là gì của giám đốc? Dạ cháu là vợ của anh ấy. Hai hàng lông mày của bác bảo vệ trao lại. Bác quay vào phòng, bấm số gọi cho ai đó. Vài giây sau, bác chạy ra vui vẻ nói. Dạ mời phu nhân vào bên trong Giám đốc đang ở trên tầng 5 đấy ạ à? Dạ cháu cảm ơn bác ạ à. Tôi đi thang máy lên tầng 5 Sau đó đi tới phòng Đang còn bật sáng đèn nhất Tôi ngó vào nhìn thấy máy tính còn sáng Nhưng người thì không nhìn thấy ở đâu Tôi đặt cặp lồng cơm xuống bàn Sau đó lượn lờ xung quanh Xem xét phòng làm việc của Huy Căn phòng này toàn giấy tờ và tài liệu Cứ đặt thành từng sấp một Nhìn thôi đã thấy đủ đau đầu lắm rồi. Lượn hết quanh phòng, tôi ngồi xuống ghế. Điện thoại của anh để đây, mà anh lại đi đâu rồi nhỉ? Mãi một lúc lâu sau, tôi thấy cánh cửa bên trái bật mở. Anh vừa lau tóc vừa hỏi tôi. Muộn thế này rồi, em còn đến đây làm gì thế? Tự nhiên nhìn thấy anh, tôi cảm thấy bối rối. Tôi lắp bắp. À, em đến, em mang cơm cho anh. Em không biết là anh ăn gì chưa anh ăn rồi em đem cơm về đi ừ, vậy em đem về tôi vừa nói dứt câu còn chưa kịp cầm lấy cặp lồng thì anh đã kéo tôi vào lòng của anh anh hôn lên mái tóc của tôi đầy giận dỗi sao giờ này em mang cơm đến hả ngồi trong lòng của anh tôi cảm thấy vừa thinh thích lại vừa hồi hộp tôi run rẩy trả lời anh em chờ anh về mà không thấy nên em mới bắt taxi đến đây ai rẻ anh lại ăn cơm rồi anh ăn rồi nhưng mà thấy còn hơi đói thế bỏ cơm ra cho anh ăn nhé hôm nay em nấu toàn món anh thích đấy anh không muốn ăn thêm cơm anh muốn ăn muốn ăn cái gì nào anh muốn ăn em cơ câu nói của anh chẳng biết là đùa hay là thật nhưng tôi cảm thấy không vui một chút nào những lời dương cầm nói lúc sáng tôi đang còn nhớ như in dù yêu anh nhưng tôi phải có lòng tự trọng của mình tôi không phải là một đứa vì yêu mà bất chấp mà điên cuồng lao vào như một con thiêu thân nếu anh chỉ coi tôi là một trò đùa thì tôi sẽ không luyến tiếc gì mà quay lưng bước đi ngay tôi đẩy anh ra sau đó nghiêm túc nói nếu anh đã ăn no rồi em xin phép Em đem cơm về. Em không thích đùa giỡn thế này đâu. Bị tôi thẳng thừng từ chối, mặt Cố Huy trương hừng, anh sụ mặt xuống và mấp máy môi. Em đang giận anh chứ gì? Đúng, em đang rất giận. Anh xin lỗi. Tại hôm nay anh lo lắng cho thằng bé quá, anh mới hành xử như vậy. Tôi nghe xong mà nhếch mép cười, nhàn nhạt đáp. Chứ không phải lúc đó anh nghĩ rằng tôi hại con của anh à anh không tin tôi anh không hề tin tôi ánh mắt ngày hôm nay của anh nhìn tôi là tôi hiểu rõ vị trí của tôi trong lòng anh rồi ly hôn đi chấm dứt tất cả đi tôi mệt mỏi lắm rồi em vừa nói cái gì ly hôn đúng thế tôi muốn bây giờ ly hôn ly hôn ngay lập tức huy nghe xong bỗng nhiên nổi giận đùng đùng anh siết chặt cánh tay của tôi sau đó ép cả thân thể của tôi xuống ghế với sức mạnh của huy tôi không thể nào phản kháng lại được anh nhìn tôi ánh mắt vừa giận dữ nhưng lại có cái gì đó rất bi thương khuôn mặt của anh bây giờ nghiêm nghị hơn lúc nào hết anh đau đớn gằn lên từng tiếng em ở trong lòng anh quan trọng thế nào anh tưởng rằng em phải biết rõ rồi chứ tại sao em có thể nói hai từ ly hôn dễ dàng đến như vậy Tại vì ngay từ đầu Tôi đã không muốn cuộc hôn nhân này Và ngay cả đến bây giờ cũng vậy Tôi thật sự chán ghét Cái cuộc sống như bây giờ ly hôn rồi Cả hai tự do Anh về bên vợ con của anh Còn tôi, tôi thoải mái đến với tình yêu của mình Như vậy chả phải là tốt cho cả hai đứa à Huy nhếch mép cười nhạt Ánh mắt của anh dẫn dữ nhìn chằm chằm vào tôi Anh chua chát nói Hóa ra là như vậy. Em năm lần bảy lượt muốn ly hôn tôi là bởi vì em muốn tiến tới với người khác chứ gì. Là ai thế? Là Khánh sao? Tôi không muốn bản thân làm con dối trong chuyện tình cảm của anh và Thúy và càng không muốn bản thân bị người khác trà đạp, coi thường. Tôi hận anh. Bởi vì anh là thằng đàn ông vừa tham lam vừa ích kỷ. Anh ta vừa muốn có con, vừa muốn có người tình và muốn có cả vợ thật là nực cười. Thế nên tôi hít sâu một hơi và dứt khoát trả lời. Đúng, đúng như vậy. Thế nên làm ơn. Anh buông tha cho tôi đi. Tôi luôn nghĩ rằng Huy là một người kiêu ngạo và có cái tôi rất cao. Chỉ cần tôi nói có người khác thì sẽ khiến anh ta cảm thấy tự ái. Sau đó anh ta sẽ đá bay tôi đi như cái cách mà anh ta đã làm với Dương Cầm và chị Xuyến nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như tôi nghĩ Nó vượt xa tầm kiểm soát của tôi Gương mặt của Hy lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ Anh đưa bàn tay thon dài Vân về từng nút áo của tôi Giọng điệu của anh trầm thấp Được thôi Cô muốn ly hôn tôi đồng ý Thế nhưng từ giờ đến lúc ly hôn Thì cô vẫn luôn là vợ của tôi Và cô Phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ Huy cúi xuống, mạnh bạo và hôn lên đôi môi của tôi. Sau đó bàn tay của anh nhanh chóng cởi bỏ từng lớp từng lớp quần áo trên người tôi xuống. Đến khi cả thân thể của tôi lộ ra trước mặt anh, anh mới rời khỏi môi của tôi. Nụ hôn trượt xuống cổ, rồi dần dần mơn trớn khắp cơ thể của tôi. Anh ta điền cuồng dày vò cơ thể của tôi, như thể một con hồ đói lâu ngày, bắt gặp được con mồi vậy. Ngày hôm trước làm tình với tôi, anh nhẹ nhàng bao nhiêu thì ngày hôm nay anh lại thô bạo bấy nhiêu một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi ghét anh và ghét chính bản thân của mình tôi không thể nào kìm lén được cảm xúc và khoái cảm của mình mỗi lần đôi môi của anh đụng chạm vào ngực tôi và những vùng nhạy cảm trên cơ thể của tôi thì tôi lại run rẩy và đón nhận cái thứ cảm giác chết tiệt đó sau một hồi làm loạn trên cơ thể của tôi, anh mới bắt đầu cởi chiếc khăn trên người của mình ra, sau đó đột ngột đẩy mạnh một phát vào tận sâu bên trong của tôi, làm phần dưới của tôi đau đến tê dại. Tôi nhăn mặt và gào lên. Anh bị điên rồi à? Anh ta vừa đưa đầy điên cuồng, vừa hồn hển và gắt lên. Đúng, tôi đang bị điên đây. Tôi đang phát điên lên vì cô đây huy càng lúc càng thúc mạnh hơn như thể anh muốn chút hết tất cả bực bội lên cơ thể của tôi cơn đau của tôi nhanh chóng qua đi và thay vào đó là một cảm giác được kích thích vì quá xấu hổ nên tôi phải bịt miệng lại để những tiếng rên rỉ kia không bật ra khỏi cổ họng của tôi mãi một lúc lâu sau huy bỗng ghì chặt người tôi lại tôi cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy vào bên trong cơ thể của tôi Cả thân thể của tôi lúc này đã bị anh hành cho dã rời. Tôi mệt mỏi, nhắm hở đôi mắt. Sau khi được thỏa mãn, Huy buông người tôi ra. Từ ngày mai, không phải đến nhà hàng làm việc nữa, ở nhà nghỉ ngơi. Ý của anh là gì chứ? Tôi xin cho cô nghỉ việc rồi. Anh vừa nói cái gì? Anh lấy tư cách gì mà tự ý quyết định công việc của tôi? Anh càng ngày còn quá đáng rồi đấy công việc của tôi cuộc sống của tôi để cho tôi được tự quyết định anh cứ làm tốt công việc của mình đi và xin anh đừng có xía vào câu chuyện của tôi nhìn thấy cô bị người ta bắt nạt như vậy tôi không chịu đựng được cô về làm cho tôi đi tôi sẽ đãi ngộ cô thật tốt cảm ơn nhưng tôi không cần tôi vẫn đến nhà hàng và làm việc ở đó tùy cô thôi nhưng nhà hàng đó đã tìm được quản lý khác rồi Nói xong Huy bỏ vào nhà tắm, để lại tôi với một mớ cảm xúc hỗn độn. Mới chiều nay tôi còn làm ở đó xong cơ mà, và tại sao họ có thể tìm được quản lý khác nhanh đến như vậy chứ? Chắc chắn anh ta đang nói dối. loại bị ổi xấu xa. Tôi nhất định sẽ sớm ly hôn anh ta. Tôi lật đật mặc lại quần áo, sau đó chạy ra bên ngoài và bắt taxi về. Tôi không muốn ở lại đây với anh ta thêm một giây phút nào ngày hôm nay tôi mệt mỏi và nhục nhã lắm rồi về đến nhà tôi đã nhìn thấy khánh đứng chờ ngoài cửa nhìn thấy tôi khánh liền chạy lại lo lắng hỏi han phương bị làm sao thế này hình như là bị trúng gió rồi sắc mặt nhợt nhạt quá tôi lắc đầu vội vàng cầm lấy tay của khánh khánh này có phải nhà hàng đã tìm được quản lý mới thế vào chỗ của tôi rồi có đúng không khánh nghe xong buồn bã gật đầu cậu ấy nói với tôi ừ tôi vừa mới nhận được thông báo từ bên trên xuống đang định chạy sang đây hỏi phương tôi cũng vừa mới biết chuyện này là chồng tôi tự ý làm tôi không hề biết gì nhưng tôi thắc mắc tại sao nhà hàng lại tự ý sa thải tôi mà không hỏi lại tôi một câu chứ tôi làm việc ở đó chứ đâu phải là chồng tôi phương à phương không biết là chồng mình có tiếng nói thế nào à chồng phương ấy vừa là khách hàng vip của nhà hàng vừa là đối tác làm ăn với ba tôi anh ấy đã lên tiếng không muốn vợ mình làm ở đó nữa thì ba của tôi không có lý do gì mà từ chối vì ba tôi cần anh ấy hơn là cần phương phương hiểu chứ tôi nở một nụ cười nhạt tuếch đúng là trò đời người có tiền, có quyền thì người ta muốn làm gì cũng được. Anh ta điều khiển xoay chuyển cuộc sống của tôi theo ý mà anh ta muốn. Tôi cảm thấy bản thân bất lực đến tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt cứ như vậy mà trào ra. Khánh cối xuống, lau những giọt nước mắt trên má cho tôi. Tôi đi cùng Phương từ những ngày đầu Phương vào nhà hàng. Tôi biết Phương cố gắng và có tâm huyết với nghề. Bây giờ nếu Phương cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này Thì Khánh nghĩ rằng Phương không thể nào Làm được công việc mà mình yêu thích đâu Đơn giản là chồng Phương không muốn Thì anh ta sẽ tìm mọi cách để phá Thế nên tôi khuyên Phương Từ bỏ đi Đừng sống thế này nữa Phí cuộc đời Phí cả thanh xuân đi Đầu tôi bây giờ như thể có vật gì đó Đang đè nặng xuống và nặng chịu lúc này tôi chẳng thể nào nghĩ thêm được điều gì tôi quay sang khánh tôi mệt rồi tôi muốn về phòng ngủ một giấc vậy tôi đưa phương về phòng lúc đưa tôi về đến phòng khánh còn nói với tôi thêm một câu phương này phương cứ suy nghĩ kỹ những lời tôi nói đi chỉ cần phương quay đầu lại sẽ nhìn thấy tôi luôn ở phía sau nếu phương vẫn muốn tiếp tục làm quản lý nhà hàng thì tôi sẽ đưa phương vào trong sài gòn làm việc nhà tôi có ba cơ sở trong đó có lẽ rời xa hà nội là điều tốt nhất cho phương lúc này tôi không muốn trả lời bất cứ điều gì nên tôi giả vờ nhắm mắt lại chỉ khi nghe thấy bước chân của khánh đi xa dần và tiếng cánh cửa khép lại tôi mới mở mắt ra nhìn lên trần nhà và suy nghĩ tôi đang muốn rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Tôi không chỉ sống cho một mình tôi, mà còn sống cho ba mẹ. Một đứa con gái đi lấy chồng chưa được một năm. Nếu như ly hôn, liệu rằng miệng đời có để cho ba mẹ tôi sống yên ổn hay không? Nhưng nếu cứ sống một cuộc sống ngột ngạt thế này, thì chẳng bấy chốc tôi cũng héo tàn. Tôi làm sao đây? Tôi phải làm sao đây để chọn vẹn cả đôi đường? càng suy nghĩ đầu của tôi lại càng đau như búa bổ. tôi cố gắng gạt bỏ mọi chuyện, rồi tự dỗ dành mình chìm vào trong giấc ngủ. sáng hôm sau khi vẫn còn đang lơ mơ, tôi chợt người thấy mùi thơm rất là quen thuộc. tôi sực nhớ đây chính là mùi hương của huy. tôi giật mình mở to mắt ra nhìn và cả người của tôi lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Cánh tay tôi đang còn ôm hờ qua eo của anh, tôi hoảng hốt vội rút tay về. Tôi nhẹ nhàng nhích người từng chút để thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng vừa động đậy được chút thì tôi lại bị anh siết chặt vào lòng mình. Miệng của anh nói nhưng mà mắt của anh đang còn nhắm chặt. "Hôm nay có phải đi làm đâu. Em ngủ thêm đi." Anh buông tôi ra. Tôi phải dậy để đi xin việc. Em ngoan nào Đừng bướng bỉnh Tí nữa đến công ty làm việc cùng anh Không bao giờ có mùa xuân đó Có đến chết Tôi cũng không bao giờ muốn làm việc cùng anh Lúc này Huy mệt mỏi Mở đôi mắt ra nhìn tôi Nếu muốn được ly hôn Thì từ nay Cô phải làm theo lời nói của tôi Còn nếu cô cứ cố gắng Mà làm theo ý của mình Thì đừng bao giờ nói hai từ ly hôn trước mặt tôi Vậy thì tôi sẽ đơn phương ly hôn tùy cô tôi đã không muốn thì cô đừng có mơ anh cô ngoan ngoãn làm theo lời nói của tôi thì tôi sẽ cho cô toại nguyện thôi được nếu như muốn tôi đến công ty làm việc với anh thì bây giờ anh hãy làm sẵn đơn ly hôn đi tại sao cô vội vàng thế tôi nói rồi là tôi sẽ làm tôi không nuốt lời đâu mà cô phải lo lắng nhưng mà anh định bao giờ làm đơn chứ chưa biết nhìn mặt của huy lúc này đùa cờ tôi khiến cho tôi phát cáu tôi đấm vào ngực của anh mấy cái sau đó quát ẩm lên anh có biết rằng tôi đang rất nghiêm túc không từ giờ cho đến lúc ly hôn ok tôi sẽ nghe theo lời của anh nhưng anh nói lời anh phải giữ lấy lời đấy ừ tôi biết rồi huy nhàn nhạt trả lời tôi sau đó anh ngồi bật dậy và bỏ ra bên ngoài còn tôi thì lười biếng nằm thêm một chút nữa tối qua bị huy hành cho một trận nên ngày hôm nay cả thân thể của tôi lại bị đau ê ẩm muốn đứng lên cũng khó mãi đến khi người thấy mùi thơm của thức ăn tôi mới cố gắng lết ra bên ngoài huy làm cái gì cũng giỏi việc nhà việc kinh doanh và kể cả chuyện làm tình cũng giỏi mỗi tội người đàn ông như vậy thì không bao giờ chịu gò bó hoặc ở bên cạnh ai dài lâu nói chung là số tôi xui vớ phải anh ta nên bây giờ mới thê thảm đến như thế này tôi thở dài bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt xong xuôi tôi bước ra bên ngoài cùng với huy ăn sáng tôi lên tiếng hỏi anh thấy cậu luận nói rằng công ty của anh đã thuê được người phiên dịch rồi cơ mà vậy anh muốn tôi đến công ty của anh để làm công việc gì cô làm trợ lý cho tôi nhưng còn cậu Luận Nhiều việc mình cậu Luận làm không kịp đâu Nhưng tôi không am hiểu gì Về công việc trợ lý Cô chỉ cần sắp xếp công việc cho tôi Lịch trình cho tôi Thi thoảng Chăm sóc cho tôi Một công việc thật là tẻ nhạt Tôi không hề có chút hứng thú Đúng là ghét của nào trời trao của đấy Ngày xưa thì tôi luôn cứ nhất quyết rằng Tôi không bao giờ làm việc trong văn phòng Giờ thì sao đây chẳng còn quyền mà chọn lựa. Nghĩ đến đây tôi lại thấy uất ức cái cách hành xử của nhà hàng. Tôi làm ở đó cũng được hơn nửa năm. Trong nửa năm đó, ngày nào tôi cũng cố gắng làm việc và rất ít khi sai sót điều gì. Tôi dành hết tâm huyết của mình cho công việc, vậy mà chỉ một câu nói của Huy, họ vũ phàng, đá bay tôi, ra khỏi vị trí đó mà không hề báo cho tôi một câu. Ăn sáng xong xuôi, chúng tôi lại cùng nhau đến công ty của Huy vừa bước xuống xe huy liền tiến lại gần và nắm chặt lấy tay của tôi tôi khó hiểu nhìn anh ta anh có cần phải làm quá lên như vậy không anh đang muốn chứng tỏ cho cả thế giới này biết tôi và anh đang hạnh phúc với nhau à sắp ly hôn rồi đừng có bài đặt tôi thích nắm tay em có được không giờ tôi cấm em thốt ra hai từ ly hôn nói nhiều như thế không biết chán à này đến bao giờ anh mới chịu làm đơn hả? Cô đúng là loại cứng đầu. Huy nói xong bình thản nắm tay tôi bước vào trong công ty. Khỏi phải nói, các nhân viên ở trong công ty ngạc nhiên cỡ nào, ai cũng mắt chữ o miệng chữ a nhìn chúng tôi. Chuyện này đúng là dễ hiểu, vì Huy là giám đốc của một công ty, nên tất nhiên ở trong đây anh sẽ là trung tâm của vũ trụ. Huy ra lệnh cho cậu luận thông báo với mọi người đến phòng họp gấp. Khoảng 10 phút sau, các nhân viên đều có mặt. Huy liếc mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, sau đó chậm rãi lên tiếng. Tôi đột xuất triệu tập mọi người tới đây, là có một việc cần thông báo với mọi người. Đây là Phương, vợ của tôi. Từ bây giờ Phương sẽ đến công ty với vai trò là trợ lý. Mong được mọi người giúp đỡ. Tất cả mọi người nghe xong đều ồ lên, rồi một cậu nhân viên nhanh nhẩu lên tiếng xếp dấu vợ đúng là quá kỹ hôm nay em mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phu nhân tuy không phải là chân dài nhưng lại vô cùng xuất sắc à tôi không thích chân dài mọi người bên dưới lúc này lại được thêm một phen nhào nhác anh ta nói mà không biết ngượng mồm làm gì có thằng đàn ông nào lại không thích chân dài chứ anh ta vì bất đắc dĩ mới phải lấy một đứa chân ngắn như tôi thôi mà tôi thấy công ty huy đa số nhân viên toàn là nam Người phiên dịch tiếng Nhật bây giờ cũng tuyển là nam. Hình như anh ta bị dị ứng khi làm việc với phụ nữ thì phải. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mẹ chồng tôi. Bà có kể lại Huy đã thay tám cô thư ký. Làm với ai anh ta cũng không ưng ý. Lần này có cậu luận là làm được lâu nhất. Chắc cậu ấy cũng vất vả lắm. Tôi thì làm nhân viên quen quen rồi. Bây giờ tự dưng làm phu nhân của giám đốc. Đi đến đâu cũng có người chào hỏi, nịnh nọt. Nói thật là tôi không quen. Tôi được sắp xếp một bàn làm việc ngay bên cạnh Huy. Chốc chốc anh lại gọi tôi. Phương, pha cho anh một cốc cà phê. Phương này, anh khát nước. Em xuống nhà kho, lấy cho anh ít tài liệu nhé. À, Phương, lau chùi bàn ghế đi. Phương ơi, xuống căng tin, lấy cơm lên đây cho anh. Cả ngày anh ta luôn miệng sai bảo, khiến tôi bị quay như trong chóng mang tiếng đến đây làm trợ lý thế nhưng thực tế thì chẳng khác nào một tay sai vặt làm một công việc mà mình không yêu thích đã vậy còn bị hành lên hành xuống thế này thì chẳng biết tôi có thể kiên nhẫn được đến bao lâu ban ngày chúng tôi đi làm cùng với nhau tối về anh nấu cơm còn tôi rửa bát mọi ngày trôi qua cứ yên ả như vậy tuần này qua tuần khác rồi cũng hết một tháng tôi rất ngoan ngoãn nghe theo lời của anh ta vậy mà đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa chịu làm giấy ly hôn. Mấy lần hỏi, anh ta luôn lảng sang chuyện khác. Tôi bực quá, liền lên thẳng tòa án, mua mẫu đơn ly hôn mang về nhà. Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, tôi đặt tờ giấy ly hôn và chiếc bút lên bàn. Tôi nói với Huy, "Anh ký đi." Huy có chút bất ngờ nhìn tôi. Chắc anh ta nghĩ rằng tôi chỉ dám nói miệng chứ không dám hành động đâu. Nhưng anh ta đã nhầm rồi. Tôi là người mà khi đã muốn làm việc gì thì nhất định sẽ làm đến cùng. Huy cầm tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký của tôi. Anh nhìn vài giây và sau đó lại gấp gọn đơn ly hôn lại. Anh nói với tôi. "Được rồi, tôi sẽ ký. Sau đó tôi sẽ cầm lên tòa luôn." Dù rất nghi ngờ về lời nói của Huy, nhưng bây giờ tôi không còn cách nào khác, chuyện này mà làm gắt lên quá thì cũng không hay cho lắm cứ để chờ thêm vài hôm nữa xem biểu hiện của anh ta như thế nào vài ngày sau tôi cùng với huy đến nhà hàng để tiếp đãi đối tác lâu ngày mới quay lại trong tôi thấy man mát buồn một chút luyến tiếc và cả một chút xót xa nhìn thấy bóng dáng của tôi dương cầm liền chạy tới nó kéo tôi vào một góc sau đó nói nhỏ với tôi oai gớm nhỉ đúng là chính thất thì vẫn cứ khác mày nói như vậy là có ý gì tao chả có ý gì sất tao bị sa thải rồi chắc mày là người vui nhất nhỉ được lên làm quản lý chưa lên làm sao được mà lên mà tại sao mày hỏi thế mày không biết cái gì à biết cái gì là biết cái gì hơn một tháng nay tao có lại đây đâu mà biết dương cầm lúc này nhíu mày nhìn tôi ra vẻ khó hiểu nó hạ thấp giọng nói với tôi chị thúy bị cắt chức phó giám đốc rồi bị đẩy xuống làm quản lý đấy nghe dương cầm nói tôi quá đỗi kinh ngạc như không tin tôi hỏi lại có thật không tao lại cứ tưởng mày phải biết nhìn vẻ mặt ngu ngơ của mày chắc là mày không biết thật cái ghế phó giám đốc của bà thúy là nhờ một tay anh huy đưa lên đấy nhưng rồi bây giờ cũng tự tay anh huy đẩy bà ta xuống tao nghe thấy mấy đứa nhân viên nó nói với nhau là tại bà ấy tát mày nên anh huy mới tức giận và làm như thế đấy tôi nghe sau mà cảm thấy rất kỳ lạ chị thúy vừa là người yêu và vừa là người sinh con trai cho huy trong lòng huy chắc hẳn chị thúy rất quan trọng làm gì có chuyện chỉ vì chị ấy tát tôi mà bị huy cắt chức chứ tôi tò mò hỏi dương cầm thì cứ cho là như thế đi nhưng mà huy có cái quyền hành gì ở nhà hàng này mà muốn cắt trước ai muốn sa thải ai là được chứ thật là vô lý ôi giời cái con ngáo ngờ này tao được vào đây làm trợ lý là cũng nhờ anh huy đấy anh huy có rất nhiều cổ phần trong chuỗi nhà hàng này vậy nên anh ấy có tiếng nói mỗi ngày tôi lại biết thêm rất nhiều bí mật về anh không biết con người anh ta có bao nhiêu bí mật tôi tạm biệt dương cầm để trở về phòng tiếp khách với huy lúc đi qua chị thúy chị nhìn tôi cười khẩy chứ không nói điều gì nhìn mặt chị ta tôi cảm thấy có điều gì đó rất nguy hiểm đối tác ngày hôm nay của chúng tôi là người việt nam nên chỉ cần cậu luận với huy là đủ nghĩ vậy nên tôi không quay trở về phòng nữa mà bước ra ngoài hóng gió đang ngồi nhìn trời nhìn mây thì bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên tôi nhìn thấy số mẹ chồng nên vui vẻ bắt máy ngay dạ con nghe mẹ con đang ở đâu đấy mẹ đang ở nhà con đây con về nhà ngay nhá mẹ có chuyện này muốn nói với con tôi không biết có chuyện gì mà mẹ chồng tôi lại lên đây đột xuất như vậy nhưng nghe giọng của mẹ tôi đoán rằng bà có việc rất quan trọng tôi nhỏ nhẹ trả lời bà dạ con đang đi tiếp khách với anh Huy mẹ chờ chút chúng con về bây giờ mẹ mẹ có nhớ mật mã phòng không ạ à? để con đọc lại cho mẹ nhưng mà mẹ muốn gặp riêng con có chuyện gì mà gấp thế ạ à? con cứ về đi rồi biết nhá bây giờ huy đang tiếp khách nên tôi không thể nào vào trong để thông báo cho anh nên tôi đành nhắn tin cho dương cầm nói lại với huy rằng tôi có việc nên về trước về đến nhà tôi có chút bất ngờ vì có cả đứa em chồng của tôi cùng lên với mẹ tôi vui vẻ bước vào nhà vừa cười vừa nói mẹ với em lên thăm vợ chồng con ạ à? mẹ với tâm muốn uống nước cam hay nước nho để con lấy ạ à? tôi không hiểu có chuyện gì mà mặt mẹ chồng tôi rất khó coi bà gọi tôi lại gần rồi ném một đống ảnh xuống bàn bà tức tối nói với tôi vốn định coi cô là con dâu rồi đấy chứ nhưng mà cô vẫn chứng nào tật đấy đối với cô thì bao nhiêu người đàn ông mới là đủ hả à? con trai tôi yêu thương cô như thế mà cô chưa hài lòng sao? Tôi không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến mẹ chồng tôi thay đổi thái độ như vậy. Giọng điệu này của mẹ lại giống hệt như trước kia. Tôi khó hiểu. Mẹ, sao mẹ nói con nặng lời thế? Con đâu có làm điều gì trái với đạo đức đâu à? Cái tâm ngồi bên cạnh mẹ chồng tôi. Nó bĩu môi dài ra, sau đó chỉ tay vào sấp ảnh trên bàn, cười khẩy với tôi xem hết ảnh đi xem chị còn dám chối cãi được không gớm cái loại chị làm gì có đạo đức mà trái với chả phải đúng là con đàn bà lăng loàn tôi thở dài sau đó cầm sấp ảnh lên xem đập vào mắt của tôi là cảnh khánh đang ôm tôi ở bên ngoài cửa phòng và vài tấm sau đó là những cảnh khánh an ủi và bế tôi về phòng quả thật nhìn những tấm ảnh này rất dễ bị gây hiểu lầm nhưng không biết ai đã ác ý rình mò để chụp lại chúng tôi hơn thế nữa họ còn rất biết cách chọn góc để chụp nhìn cảnh tượng trong ảnh tôi và khánh thân mật với nhau rất nhiều so với bên ngoài chắc chắn tôi lại bị ai đó chơi xấu sau lưng tôi nhằn mặt hỏi mẹ mẹ à ai gửi cho mẹ những tấm ảnh này ạ à? ai gửi không quan trọng Quan trọng là những gì cô đã làm kia kìa Tôi còn nghe nói cô đang muốn ly hôn với con trai của tôi Để đến với cậu ta Thật không còn từ ngữ nào để nói về cô Nếu cô đã muốn đi Thì đi luôn đi Rời xa con trai của tôi Cô đừng có ở đây thêm một ngày nào nữa Tôi không biết vì sao mẹ chồng tôi Lại còn biết cả chuyện Chúng tôi sắp ly hôn Chuyện này chỉ có tôi và Huy biết Nhưng tôi tin rằng không phải Huy nói Bởi vì bình thường Huy rất ít khi gọi điện về nhà để nói chuyện với ba mẹ. Chỉ có công việc gì anh mới gọi thôi. Hơn thế nữa, cả tháng nay tôi luôn bên cạnh anh. Từng cử chỉ, từng hành động của anh tôi đều rõ. Thì thoảng anh chỉ gọi fake tham nói chuyện với con trai mình. Ngoài ra, anh không gọi về nhà. Vậy thì ai chứ? Ai là người biết rõ về gia đình tôi đến như vậy? Lúc này tôi mím môi, sau đó xé nát mấy tấm ảnh trên tay của mình. Tôi muốn chia tay trong êm đẹp, vậy mà tại sao họ cứ muốn hủy hoại cuộc đời của tôi? Mẹ à, những tấm ảnh này chỉ là hiểu nhầm thôi à, còn với cậu ấy chỉ là bạn bè thân thiết. Còn xin mẹ, mẹ hãy tin con. Bạn bè thân thiết á? Bạn bè mà bế nhau vào trong phòng à? Để làm cái gì? Chẳng nhẽ cô không có chân để đi à? Này, tôi không bị điên, nên cô không phải lừa gạt tôi Mẹ Tất cả những lời con nói Đều là sự thật Thôi Cô không cần phải giải thích Mọi chuyện đã rõ ràng như thế này rồi Thế mà cứ còn lên tiếng Mà cãi được Cô lấy con trai tôi gần một năm nay rồi Cũng kiếm được số tiền lớn rồi đấy Bây giờ thì cô cút đi Nói xong mẹ chồng tôi quay sang cái tâm Tâm này Con vào phòng giúp chị dâu con dọn quần áo đi. Dạ thưa mẹ. Cái tầm đứng dậy, bước đến bên tôi. Nó lửa mắt nhìn tôi, sau đó cầm tay tôi lôi mạnh về phòng. Tôi chẳng biết giải thích làm sao để cho mẹ chồng tôi hiểu. Tôi bất lực để cái tầm kéo đi. Vào đến phòng, nó ném tất cả quần áo túi sách và trang sức của tôi vào một chiếc vali. Nó đóng chiếc vali lại, sau đó quẳng về phía của tôi. Giọng điệu khinh khỉnh. Cầm lấy rồi cút đi Trước khi anh tôi về Đừng cố tỏ ra cái bộ mặt oan ức và vô tội Bản chất của cô thế nào Tôi lạ gì Sinh ra là con người ấy, Thì sống sao cho giống con người Đừng biến mình thành con mũi Chuyên đi vo ve rình rập Để hút máu người khác Tôi nắm chặt bàn tay lại Để kìm nén cơn tức giận Đang dâng lên ngùn ngụt trong lòng 24 năm sống trên cuộc đời này chưa cái năm nào nó lại tồi tệ như năm nay Và chưa bao giờ tôi lại nhẫn nhịn Giỏi như bây giờ Dường như con người ta càng lớn Thì khả năng chịu đựng lại càng cao Làm việc gì phải suy nghĩ trước nghĩ sau Phải lấy chuẩn mực của xã hội Để mà sống Trước khi bước đi Tôi quay lại nói với cái tâm Không biết gì về tôi Thì đừng có suy diễn linh tinh Sau này cô phải lấy chồng Cô phải về nhà người ta và làm dâu nếu như nhà chồng không tin tưởng cô đối xử với cô như gia đình cô đã từng đối xử với tôi thì lúc đó cô sẽ hiểu được cái cảm giác của tôi bây giờ bất lực và xót xa lắm cô có biết không cái tâm đang còn trẻ lắm và được ba mẹ bao bọc nên nó không hiểu được những gì tôi vừa nói nó vênh mặt lên sau đó ngông nghênh nói với tôi nói vậy thì chị phải ngẫm lại xem tại sao nhà chồng của chị lại không tin tưởng chị. còn tôi á, tôi không bao giờ giống chị. tôi là con nhà gia giáo, con nề nếp, được cha mẹ dạy bảo đến nơi đến chốn, thì làm gì có cái chuyện tôi bị nhà chồng tôi khinh chứ. đừng có nói trước và cũng đừng nói hay. ngày xưa tôi cũng ngông cuồng và kiêu ngạo giống như cô thôi. dứt lời tôi quay lưng bước đi ra bên ngoài phòng khách, tôi cúi đầu chào mẹ chồng, sau đó nói hết nỗi lòng của mình. Cuộc hôn nhân này là chúng con bị ép buộc, cả con và Huy đều không có tình cảm gì với nhau, nên con nghĩ rằng ly hôn là cách tốt nhất. Say rượu lên giường ngủ với trai lạ đúng là con sai. Con đã rất hối hận vì lỗi lầm đó của mình. Trong thời gian làm vợ của Huy, con đã cố gắng học hỏi rất nhiều để làm một người vợ tốt và chưa bao giờ con làm chuyện gì có lỗi với anh ấy và với cả gia đình mình. Con không phải là loại con gái như thế này, loại con gái thế kia, giống như mẹ nghĩ. Mẹ dạy dỗ con gái mẹ thế nào, thì mẹ cũng dạy dỗ con như vậy. Nhưng chỉ vì một sự cố mà tất cả mọi người đã dùng ánh mắt khác để nhìn gia đình con. Bà mẹ con ép con cưới Huy, không phải vì hám giàu, mà bởi vì ba mẹ con thương con sợ điều tiếng đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con nên bà mẹ con mới làm như vậy còn thề với mẹ là con và cậu ấy không có quan hệ gì mờ ám hết chúng còn chỉ là bạn bè còn mẹ có tin hay không thì ngày hôm nay con vẫn rời đi bởi vì con làm đơn rồi và anh huy anh ấy cũng ký rồi con chỉ mong mẹ về làng mẹ không rêu rao sai sự thật mẹ mẹ đừng làm gì mà khiến cho ba mẹ con khổ tâm con con chỉ muốn như vậy thôi ạ à? à còn điều này nữa con muốn nói với mẹ anh huy có một cậu con trai năm nay thằng bé cũng ba tuổi rồi lần này con rời đi con mong ba mẹ và huy đón mẹ con thằng bé về để thằng bé có một gia đình trọn vẹn con xin phép à Nói xong tôi vội vàng bước ra bên ngoài. Tôi ngước nhìn ánh mắt lạc lõng của mình lên bầu trời kia. Ngày hôm nay, đứng trước cơn gió to như vậy, nhưng tôi không bị cuột ngã. Và tôi cũng không cho phép một giọt nước mắt nào rơi xuống bởi vì cuộc hôn nhân này. Những điều cần nói tôi cũng nói rồi. Kết thúc rồi. Kết thúc cuộc hôn nhân đau đớn này rồi. Và cuộc đời của tôi ngày mai lại rẽ sang một trang mới. Tôi là ai chứ? người con gái này sẽ không bao giờ vì ai mà lụy sẽ không bao giờ chịu khuất phục vì bất cứ điều gì trong lòng có nhói có đau nhưng mà tôi vẫn tự tin để bước trên con đường của mình tôi thiết nghĩ mình chỉ cần sống không hổ thẹn với lương tâm còn những thứ khác hãy tùy vào vận mệnh tôi bắt một chiếc xe taxi đến nhà hàng để muốn nhìn mặt huy lần cuối chẳng biết anh còn ở đó không Tôi cầm máy và gọi cho Dương cầm Gọi cái gì đấy Huy còn tiếp khách ở nhà hàng không Tiếp xong rồi Đang chơi với Simba Ừ Cảm ơn mày Chăm chỉ chịu khó làm việc Giờ có ngày Mày sẽ được lên làm quản lý thôi Cái gì thế Sao hôm nay tự dưng lại nói chuyện tử tế với tao vậy Không có gì Thôi nhá Tao cúp máy đây Chiếc taxi bây giờ đã đậu ngay trước cửa nhà hàng. Phía xa xa tôi nhìn thấy bóng dáng của Huy đang ngồi bên cạnh chị Thúy và chơi cùng với Simba. Họ mới thực sự là gia đình. Tôi rời đi thế này quả thật là một điều đúng đắn. Nhìn nụ cười của Simba hạnh phúc thế kia, trong lòng của tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi ngồi trong taxi nhìn gia đình họ rất lâu. Mãi đến khi bác tài xế lên tiếng dục tôi, tôi mới giật mình và quay về với hiện tại trong đầu tôi đã xuất hiện nơi tôi cần đến hà nội đẹp nhưng đối với tôi nó quá nhiều đau thương nó gắn liền với nơi đây toàn là những kỷ niệm buồn tôi nói với bác tài xế lái xe thẳng đến sân bay tôi sẽ vào sài gòn cuộc đời của tôi chuẩn bị bước sang một trang mới vậy thì ở lại nơi đây cũng không nên đến tối mịt tôi đáp xuống sân bay tân sơn nhất vừa bước ra bên ngoài thì điện thoại báo tin nhắn về huy gọi cho tôi rất nhiều gọi làm gì chứ anh hãy sống hạnh phúc và toàn tâm toàn ý với gia đình của mình đi còn tôi tôi sẽ cố gắng và sống tốt cuộc sống của tôi tôi gọi cho anh trai báo cho anh một tiếng sau đó bỏ sim ra và ném đi không những vậy tất cả những thứ có thể liên lạc với tôi qua mạng xã hội tôi cũng xóa sạch đã chọn cách ra đi thì phải dứt khoát cắt sạch mối quan hệ, chỉ có như vậy mới mong tâm hồn được thanh thản. Lần đầu tiên được bước chân đến Sài Gòn, tôi bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và nhịp sống sôi động nơi đây. Tôi về địa chỉ mà anh tôi gửi, đó là một khu chung cư ở quận 8. Tôi chỉ tính ở tạm đấy ít hôm, khi nào tìm được việc, tôi sẽ đi tìm chỗ khác để ở cho thoải mái. Sao thế em gái của anh Có được người chồng hoàn hảo như vậy Tại sao lại muốn ly hôn Có chuyện gì Kể cho anh nghe xem nào Hôn nhân không tình yêu Đâu thể nào bền vững được anh Lần này em vào trong này Chắc là em ở hẳn à Ở với nhau cả năm trời Sao lại không có tình cảm được Không có thật mà Thế em nói với ba mẹ chưa Em chưa dám nói đợi một thời gian nữa. Em lựa lời nói với ba mẹ sau. Ừ, thôi, đi tắm rồi ra mà ăn cơm. Cả ngày hôm nay chắc chưa ăn gì đúng không? Tôi gật đầu và làm nũng với anh trai của tôi. Em đau lòng muốn chết, ăn uống làm sao được chứ? Thôi được rồi, nhưng mà đồ anh nấu thì mày phải ăn đấy. Em biết rồi. Mấy ngày đầu tiên đến Sài Gòn, tôi dành toàn bộ thời gian để đi chơi và đi ăn ở hà nội nhiều món ăn vặt thì ở sài gòn cũng như vậy mà ở sài gòn còn tụ tập đủ các món ăn của ba miền luôn cho tôi tha hồ mà thưởng thức ban ngày tôi vui vẻ tung tăng đi chơi như vậy nhưng khi đến buổi tối ngồi một mình trong căn phòng gặp nhấm nỗi buồn tôi chẳng thể nào mà dối lòng mình được tôi nhớ anh thật sự rất nhớ tôi muốn được người mùi hương của anh muốn được nằm trong vòng tay rắn giỏi của anh để ngủ một giấc thật ngon lành không biết giờ này anh đang làm gì, và liệu rằng anh có nhớ đến tôi hay anh lại đang vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình. Chẳng biết vào Sài Gòn tôi không quen khí hậu hay tôi bị làm sao mà tôi cảm thấy tôi rất mệt mỏi, mặc dù tôi không làm việc gì nặng nhọc nhưng mà chân tay cứ dã rời, mắt mỗi lúc nào cũng nặng trĩu và tôi ngủ rất nhiều. Thấy tôi yếu ớt như vậy, nên cuối tuần anh trai tôi đưa tôi đến phòng khám tư. Sau nửa ngày kiểm tra, bác sĩ nói với tôi. Chúc mừng cô gái, cô có thai rồi, bốn tuần rồi đây này. Lời nói của bác sĩ như xét đánh ngang tai. Bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng mình chậm kinh hơn chục ngày rồi. Tôi ngước đôi mắt sợ hãi và tuyệt vọng nhìn anh trai của mình. Tại sao tôi lại có em bé vào lúc này? Tôi ôm mặt khóc khiến cho vị bác sĩ ký hiểu lầm tưởng rằng tôi đang khóc trong hạnh phúc bác sĩ cười sau đó quay sang dặn dò anh trai tôi mang thai đến tuần thứ tư này thì cuộc sống của người mẹ bắt đầu có chút thay đổi sẽ xuất hiện những dấu hiệu thai nghén như buồn nôn mệt mỏi dị ứng với đồ ăn hoặc là mùi hương nên tính tình cũng dễ nổi cáo lắm thế nên người nhà để ý quan tâm đến sản phụ nhiều hơn à mỗi tháng ấy, anh đưa vợ đến đây khám lại để siêu âm uh, xem là thai nhi có phát triển tốt không nhá. còn bây giờ tôi kê những loại thuốc bổ để cho sản phụ uống. dạ vâng cảm ơn bác sĩ ạ. À. lúc ra về anh tôi mua một đống các loại thuốc bổ, sau đó có cả vitamin nữa. biết tôi buồn nên anh động viên nhiều lắm. anh nói rằng tôi cứ vui vẻ ăn uống đầy đủ để cho thai nhi khỏe mạnh con sinh ra sẽ được gia đình tôi bao bọc và yêu thương, bổ đắp cho bé. Tuy vậy, những lời động viên đó chẳng thể nào làm tôi vơi đi nỗi đau trong lòng. Tôi ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa kính. Cuộc đời của tôi sao mãi u tối như vậy? Sự thật này tôi chưa thể nào chấp nhận. Về đến nhà tôi lại giam mình vào phòng. Tâm trạng lúc này của tôi không hề ổn. Tôi luôn miệng lầm bầm. Phải làm sao phải làm sao đây? Tôi bất giác đưa tay lên bụng. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé trong bụng mình. Dù đang rất hoảng loạn, nhưng trong lòng tôi vẫn nhen nhóm một chút hạnh phúc. Tôi cứ ngồi lặng thinh trong phòng rất lâu và suy nghĩ rất nhiều thứ. Chắc chắn, tôi không bao giờ có cái suy nghĩ là tôi phá bỏ đứa con này vì đứa bé là máu mủ của tôi. Dù cho có khó khăn, dù có bị người đời chê cười, tôi sẽ cố để sinh đứa bé này cả ngày hôm nay anh trai gọi cửa rất nhiều lần nhưng tôi không trả lời và không ra mở cửa tôi chỉ buồn và yếu đuối nốt ngày hôm nay nữa thôi từ ngày mai tôi sẽ cố gắng làm một người mẹ thật tốt bởi vì bây giờ tôi không chỉ sống cho một mình tôi tôi còn phải sống cho con của tôi nữa mãi đến tối khi cảm nhận được cơn đói tôi mới chịu thò mặt ra bên ngoài. Nhìn bàn ăn được sắp sẵn, tôi chẳng kìm được mà ngồi xuống ăn ngon lành. Nhưng quái, anh trai tôi đâu nhỉ? Không thấy bóng đâu. Vừa ăn tôi vừa gọi lớn. Anh Long ơi! Anh Long! Nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Chắc là anh tôi đã đi ra ngoài. Tay nghề nấu ăn của anh trai tôi cũng không tồi. Tôi ăn món nào cũng cảm thấy rất ngon miệng. Tôi ăn nhiều đến mức mà chính bản thân tôi còn phải ngạc nhiên chào con gái cảnh cửa mở ra sau đó là một giọng nói quen thuộc tôi quá bất ngờ vô cùng bất ngờ tôi đứng bật dậy chạy lại ôm chầm lấy mẹ tôi mẹ con xin lỗi ba mẹ con làm khổ ba mẹ rồi ạ à? không không tất cả là tại ba mẹ tại bà mẹ ép con cưới nên bây giờ con phải chịu cảnh thiệt thòi thế này dạ không là tại con là tại con hư con làm liên lụy đến ba mẹ lúc này ba tôi đứng cạnh vội vàng lên tiếng thôi chuyện gì đã qua thì cho qua từ bây giờ con phải sống tốt chuyện đứa bé đã có bà mẹ với anh con lo chuyện của con bây giờ là phải vui phải giữ vững tinh thần để làm chỗ dựa cho đứa con trong bụng nghe chưa Dạ vâng, con biết rồi. Ba mẹ vào đây, thế rồi còn vườn hoa thì sao ạ? À? Ba mẹ cho người ta thuê rồi. Ba mẹ đã làm nghề đó mấy chục năm, đến giờ cũng nên nghỉ ngơi, dành thời gian chăm sóc cho các con và còn bé cháu nữa chứ. Người tham công tiếc việc như ba mẹ mà nói ra được những lời này á, con con ngạc nhiên lắm mà. Chứ còn gì, con cái lúc nào cũng quan trọng nhất. Mà mẹ nói này, thằng Huy nó về nhà mình nó tìm con mấy lần đấy. Nghe chừng tình cảm của nó dành cho con là thật lòng. Tôi nghe xong như vậy thở dài, buồn buồn nói tiếp. Con không muốn ba mẹ nhắc đến anh Huy, cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được đâu ạ. À? Đang nói chuyện với ba mẹ Tự dưng tôi cảm thấy có thứ gì đó cứ ứ lên cổ. Tôi vội vàng bịt miệng và chạy vào nhà vệ sinh, nôn cho bằng hết. Thế là ăn cái gì vào bụng, bây giờ lại nôn ra hết rồi. Liên tiếp hai tháng sau đó, tôi chả ăn uống được gì, cứ ăn vào lại nôn ra. Mặc dù đã được ba mẹ chăm sóc rất kỹ, nhưng cân nặng của tôi vẫn bị tụt. Mãi đến khi hết 3 tháng 10 ngày, tôi mới ăn được và không còn nôn nữa anh long hàng tháng đều đưa tôi đến bệnh viện để khám định kỳ chỉ có điều bác sĩ chỉ cho biết về sự phát triển của thai nhi chứ tôi không biết giới tính của bé tôi cũng không quan trọng về chuyện đó trai hay gái tôi đều thích miễn là con ra đời khỏe mạnh hôm nay anh long lại đưa tôi đi khám kiểm tra xong xuôi trên đường về anh quay sang hỏi tôi nào em gái anh thèm ăn cái gì anh dẫn đi ăn mấy ngày hôm nay tôi thèm món gỏi cua kinh khủng cứ nghĩ đến món đó tôi lại nuốt nước mọt ừng ực nhưng vì bây giờ bụng bầu của tôi đã to ba mẹ không cho đi lại linh tinh với lại ở sài gòn tôi không biết chỗ nào bán và cũng không thuộc đường nên bây giờ anh long hỏi như vậy tôi liền trả lời ngay em thèm ăn gỏi cua anh à thế món này ở đâu bán nhỉ nhà hàng trước em làm có món này Em nghe Khánh nói trong Sài Gòn cũng có chi nhánh. Uhm, anh thử tìm trên mạng xem. Thế tên nhà hàng này là gì? Dạ, Cani ạ. À. Sau một hồi tìm kiếm, anh Long cũng tìm được đến nhà hàng. Ngắm quanh một lượt, tôi thấy nhà hàng ở đây thiết kế cũng không khác ở Hà Nội mấy. Vậy nên nó tạo cho tôi cảm giác rất gần gũi và quen thuộc. Em ăn được mấy suất nào? Gọi chục suất nhé. Anh Long biết tôi ăn nhiều. Nên hay trêu tôi lắm. Tôi cười và đáp lại. Nếu như anh không sợ đau ví, anh cứ mua 10 suất đi ạ. Nhưng mà gói đem về nhá. Em về em ăn cùng với ba mẹ. Chứ em cũng không thích ngồi đây ạ. À? Ừ, ok. Đợi anh một chút nhá. Tôi nói đùa vậy thôi. Mà đúng là anh trai tôi mua 10 suất thật. Đúng là hết nói nổi. Ngồi chờ một lúc thì nhà hàng mới làm xong. Lúc ra tính tiền, thì một bạn nhân viên lên nói dạ hóa đơn này đã được thanh toán rồi à tôi và anh long tròn mắt nhìn nhau hai anh em từ nãy tới giờ vẫn ngồi đây đâu có quen biết ai mà lại có người thanh toán rồi chứ tôi ngạc nhiên và hỏi vị nhân viên em có nhầm không dạ em không nhầm đâu giám đốc của chúng em vừa mới thanh toán cho chị rồi chị là người quen của giám đốc em ạ à? tôi nhìn theo cánh tay của chị nhân viên đó thì nhận ra người đó là khánh Cậu ấy đang vẫy tay nhìn tôi Cười tươi giói Theo phản xạ tôi giơ tay lên chào Khánh nhanh chóng tiến lại gần chỗ tôi Nhìn bộ dạng của tôi lúc này Khánh có chút sững sờ Phương Lấy người khác rồi sao Sao nhanh thế Tôi bật cười sau đó chỉ sang anh Long Cậu hiểu nhầm rồi Đây là anh trai của tôi Khuôn mặt căng thẳng của Khánh Bỗng được giãn ra Cậu ấy nở một nụ cười sau đó lễ phép chào anh tôi Lâu ngày không gặp nên chúng tôi đã tìm một nơi yên tĩnh và ngồi nói chuyện với nhau. Phương tự nhiên biến mất thế, làm tôi lo lắng. Cứ nghĩ không bao giờ gặp Phương, ai ngờ hôm nay lại được gặp lại thế này. Tôi cũng không ngờ lại được gặp Khánh ở đây. Khánh vào trong này công tác à? Không, Phương đi được một tuần, tôi cũng quyết định vào trong này. Thật ra tôi định chuyển vào trong này lâu rồi, nhưng vì vô tình gặp Phương Nên tôi không nỡ rời đi Nghe Khánh nói mà tôi chỉ biết cười ngưỡng Khánh đang bày tỏ tình cảm với tôi Ngập ngừng vài giây Khánh lại nói tiếp Đứa bé trong bụng Là con của ai vậy? Có phải là của anh Huy không? Ừ Phương đi được mấy hôm Anh Huy cũng sang hỏi tôi Nhưng tôi đâu có biết gì đâu mấy ngày hôm sau tôi có nghe thấy dương cầm bảo anh huy cũng bay vào sài gòn đấy chẳng biết là đi công tác hay đi tìm phương nhưng mà sài gòn rộng lớn thế này muốn tìm được một người đâu phải dễ cái quan trọng ấy là phải có duyên mới gặp được nhau như tôi với phương này chúng ta có duyên với nhau đấy trời đất cậu đang tán tỉnh tôi đấy à chắc là vậy rồi thôi đẹp trai trẻ chung giàu có dây dưa vào tôi làm gì tôi đã qua một đời chồng bây giờ lại sắp có con người như cậu ấy thừa sức kiếm được một cô gái trẻ đẹp hơn tôi nhiều thế mà tôi không thích người cho tôi nhiều cảm xúc chỉ có phương thôi không tin bây giờ phương đặt tay lên tim tôi thì phương biết ngay thôi được rồi tôi biết tấm lòng của cậu nhưng mà tôi xin lỗi bây giờ tôi quan tâm đến đứa con trong bụng còn ngoài ra tôi không muốn tiến đến với ai nữa Phương này Tôi sẽ chờ Phương Đừng chờ Sẽ không có kết cục nào tốt đẹp đâu Dù thế nào Tôi vẫn chờ đấy Khánh thật là cứng đầu Nên tôi đành chịu Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút nữa Sau đó tôi mới ra về Từ khi gặp lại và biết được địa chỉ nhà tôi Khánh thường xuyên lui tới chơi Và lần nào đến Cậu ấy cũng mang cua cho tôi tầm bổ. Tết năm nay cả nhà tôi không về quê mà ở luôn Sài Gòn để ăn Tết. Năm nay ba mẹ tôi rảnh nên đến 29 ba mẹ mua gạo nếp, thịt, lá xong về gói mấy bánh trưng cho có không khí. Càng cận Tết Sài Gòn lại càng thưa dần người. Anh Long có rủ mọi người đi vũng tàu chơi nhưng ba mẹ tôi không muốn đi vì lo lắng cho bụng bầu của tôi. Ông bà cứ cẩn thận nên nhiều khi tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí cũng phải xin phép tết năm nay khánh cũng không về hà nội với gia đình mà ở lại sài gòn cậu ấy lủi thủi một mình nhìn thấy như vậy gia đình tôi cũng mời cậu ấy đến nhà ăn tết cho vui tết năm nay đông đủ mọi người trong gia đình nhưng tại sao tôi cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó thật ra tôi cảm thấy thiếu anh giá như lúc này có anh ngồi bên cạnh tôi thì có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời này Thời gian cứ như vậy trôi đi Cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ có ăn và ngủ Đến chiều tối lại xuống dưới khu chung cư Để đi bộ tầm nửa tiếng Cho dễ đẻ Vào ngày 15 tháng 6 Tôi hạ sinh một cậu con trai nặng 3,5 kg Dù sinh trước dự kiến Nhưng mà cậu bé vẫn rất cứng cáp và khó khỉnh Ba mẹ tôi đã rơi nước mắt Khi nhìn thấy tôi mẹ tròn con vuông Và đặc biệt Là từ lúc tôi chuyển dạ đến khi sinh Khánh luôn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi, rồi nhận con trai của tôi làm con nuôi nữa. Những hành động quan tâm lo lắng của Khánh làm cho tôi vô cùng xúc động, tôi không thể nào kìm nén được nước mắt. "Phương này, Phương muốn đặt tên con là gì?" "Tên của con tôi đã suy nghĩ từ rất lâu, thằng bé sẽ theo họ của tôi, nhưng tôi cũng muốn bé có chút gì đó liên quan tới Huy." Vậy nên tôi ghép cả họ của tôi và họ của Huy lại. Tôi trả lời Khánh. Con tên là Phạm Dương Bình An. Mẹ không mong ước gì nhiều, không mơ quyền cao, chức trọng. Chỉ mong con trai của mẹ một đời bình an. Một năm sau. Bình An, con chào ba Khánh, rồi mình về nào. Thằng bé bây giờ mới tập tành biết nói. Bây giờ giọng còn nói ngọng nghịu, nhưng mà được cái rất hay nói, Bình An hôn vào má của Ba Khánh, sau đó bập bẹ. Chào Ba Khánh. Hôm nay bác Long dẫn ông bà ngoại đi du lịch Phú Quốc, ở nhà còn có hai mẹ con, nên mẹ bắt buộc phải đem con đi làm cùng. Cuộc sống bây giờ của tôi khá là ổn, tôi được làm công việc mà mình yêu thích, được ở bên cạnh những người thân yêu, sống vui vẻ mà không bị ai chà đạp và xúc phạm về đến nhà tôi nhận được điện thoại của cái nhi nó vui vẻ thông báo với tôi chị phương chuẩn bị sách vali về hà nội đi làm sao có phi vụ gì cuối tuần này em lấy chồng đấy ơn giời cuối cùng mày cũng chịu cưới tao thấy thương thằng tùng quá đi sắp sửa chỗ anh này làm ô xin không lương rồi đàn ông thương vợ thì phải thế chứ chị chị biết rồi để chị nói với bác thu xếp ra hà nội sớm thế nhá chở ba mẹ và anh long đi du lịch về là gia đình tôi lại bay ra hà nội luôn đặt chân xuống sân bay nội bài mà lòng tôi bỗng dưng lại trùng xuống kỷ niệm ở nơi đây thật khiến con người ta khó có thể quên được hà nội vẫn thế chả có gì thay đổi nhiều chỉ có cuộc sống của tôi là thay đổi thôi bình an lần đầu tiên được đi xa cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú Trước khi về nhà chú thím Thì bác Long dẫn cả nhà đi ăn hàng Vì chuyến bay dài Nên bây giờ ai cũng cảm thấy đói bụng Bảo đến nhà hàng Tôi cho Bình An vào trong nhà vệ sinh Sau đó tôi đặt con ở ngoài cửa nhà vệ sinh Rồi dặn dò con Con đứng ở đây Nhá Không được chạy nhảy lung tung Mẹ vào nhà vệ sinh một chút Mẹ ra ngay Tôi đã dặn dò con như vậy Mà không chịu nghe Đến khi ra bên ngoài Tôi tá hỏa khi không nhìn thấy Bình An đâu. Tôi lo lắng vừa chạy đi tìm vừa gọi lớn. Bình An ơi, Bình An. Mẹ, con ở đây. Mẹ dặn con là đứng yên tại chỗ chờ mẹ. Sao con không nghe? Còn có biết là mẹ lo lắm không? Bình An dường như đã nhận ra lỗi của mình, con cúi đầu xuống không dám nhìn mặt mẹ. Vì lo lắng cho con nên tôi chẳng để ý đến xung quanh và khi bế con lên, tôi mới nhận ra rằng người đang đứng bên cạnh con trai của tôi chính là huy huy đứng lặng thinh nhìn tôi ánh mắt của anh giống kiểu có vô vàn điều muốn nói một chút ai oán một chút xót xa tôi vội vàng quay mặt đi để né tránh ánh mắt của anh bất ngờ gặp nhau thế này tôi không biết phải phản ứng ra sao dù bên ngoài tôi luôn gồng mình mạnh mẽ nhưng trong lòng tôi bây giờ đang run lên bần bật Tôi bối rối đến mức Cứ đứng chôn chân chỗ đó Mãi sau khi nghe thấy giọng của Simba Tôi mới giật mình Bà Huy ơi Đồ ăn ra rồi Bà mau lại ăn với con và mẹ à Tôi nhìn Simba Sau đó quay sang nhìn con trai của tôi Mà không khỏi chua xót. Còn gì đau đớn Khi con trai tôi được gặp ba của nó Nhưng lại chẳng được chạy đến ôm ấp Hay là gọi một tiếng Ba và điều đau đớn hơn là anh đậm đứa bé Simba lên Sau đó lạnh lùng như chưa từng nhìn thấy mẹ con tôi Tôi đang hy vọng và mong chờ điều gì Đã hai năm rồi Tôi cứ tưởng rằng tôi đã dần quên được anh Nhưng không đúng Chỉ là tôi đang cố tạo ra vỏ bọc cho mình Ngay lúc này Khi đối diện với anh Trái tim của tôi Như bị ai đó bóp nghẹt Cảm giác đau nhói Cảm xúc lúc này mới là cảm xúc chân thật nhất. Tuổi bế bình an bước đi mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi thương con trai của tôi có ba, nhưng lại không được nhận và thương cho chính bản thân mình. Sau tất cả thì tôi và con chẳng còn một chút vị trí nào trong lòng của anh. Này Phương, con làm sao thế kia? Ai làm gì mà lại khóc? Lúc này đang chỗ đông người nên tôi không muốn làm trung tâm của mọi ánh nhìn Tôi không muốn tỏ ra cho Huy biết rằng Không có anh Mẹ con tôi sẽ không sống tốt Tôi lau sạch những giọt nước mắt trên má Sau đó cố nhẹn miệng cười Cho ba mẹ tôi yên tâm Dạ không có gì Lâu ngày con về Hà Nội Nên có, có chút xúc động Chứ có ai làm gì được con đâu ạ à? Cái con bé này Thế mà làm ba mẹ hết hồn Ngồi xuống đây Ăn uống đi còn về nhà chú thím. Gia đình tôi ăn uống xong, liền rời nhà hàng và di chuyển đến nhà chú thím. Vì đám cưới được tổ chức ở nhà hàng nên nhà chú thím cũng không chuẩn bị gì nhiều. Hai năm gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn, chú thím cứ gọi điện vào suốt, đợi tôi sinh bình an, chú thím và nhi mấy lần đòi vào trong đó thăm tôi, nhưng ba mẹ tôi cản lại, bởi vì ba mẹ tôi không muốn để lộ địa chỉ chỗ nhà tôi đang sống sợ Huy tìm đến quấy giày. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất nực cười. Nhà tôi đúng là toàn lo chuyện không đâu. Có biết địa chỉ thì Huy cũng chẳng thèm đến. Hôm nay đối diện với nhau như vậy, anh ta còn chẳng hỏi han tôi lấy một câu. Thì đếm tìm tôi, quấy giày làm gì chứ? Bình An mới đến lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ, con không theo người lạ. Nhưng chỉ vài phút sau khi được ông thượng với dì nhi nịnh nọt, con cười hiếp cả mắt cả buổi cứ bám lấy ông thượng suốt. Cái thằng bé này, chả giống thằng ngoại nhà mình tí nào, giống y thằng ba nó. Con cũng chẳng biết tại sao, thằng bé nó giống đến mức này ạ. À. Con ra Hà Nội, thế con liên lạc cho thằng Huy chưa? Dạ, con chưa. Tranh thủ lần này, quay lại Hà Nội, làm xong cái thủ tục ly hôn đi, cứ để lẳng nhằng đến bao giờ? Chú sợ nhất gia đình nhà họ phát hiện ra Bình An là cháu nội của gia đình họ lúc đó lại thêm rắc rối. Dạ vâng, con cũng tính vậy rồi. Ngày hôm sau tôi tất bật lo đám cưới cho Nhi. Con bé mới ngày nào còn bám theo tôi. Hôm nay đã trở thành một cô công chúa xinh đẹp. Tình yêu của Tùng và Nhi quả thật khiến người khác phải ghen tị. Một mối tình từ thời sinh viên đến bây giờ đã được hơn 6 năm. Trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm cuối cùng chúng nó cũng được nắm tay bước vào trong lễ đường. Một tình yêu đúng là thật ngưỡng mộ. Nhìn hai chúng nó đang ôm nhau khóc trong hạnh phúc mà tôi cũng rơi nước mắt theo. Chị Phương, bế Bình An lại đây để chụp bộ ảnh gia đình nào. Tôi đang cho Bình An ăn bánh. Nghe thấy tiếng cách nhi gọi như vậy. Tôi mỉm cười rồi bế Bình An đứng vào khung hình chụp ảnh cùng với mọi người. Sao mặt con tiêu nghỉu thế? Nào con cười lên cười lên vào ảnh mới đẹp chứ đáp lại câu nói của tôi bình an dội mắt rồi ngáp một cái rõ dài nhìn thấy thằng bé đi ngủ nên tôi xin phép ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh để du con ngủ ngắm nhìn con trai ngủ ngon lành trên tay mà tôi lại chẳng thể nào kìm được nước mắt chẳng hiểu sao trở về hà nội tôi lại nhạy cảm và yếu đuối đến vậy lúc này chỉ có một mình tôi lại bắt đầu rơi nước mắt Tôi đang hoa khóc nước nở Thì bỗng có tiếng gõ cửa kính nhẹ nhẹ vang lên Tôi giật mình ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Qua ô cửa kính Tôi bắt gặp ánh mắt cổ Huy Đang nhìn tôi chằm chằm Quá bất ngờ Tôi vội vàng lau giọt nước mắt Có việc gì? Em mở cửa xe cho anh Tôi có chút lưỡng lự Thật ra thì tôi cũng định ngày mai sẽ gặp anh Để nói về chuyện thủ tục ly hôn nhưng không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây tôi mở cửa xe cho anh bước vào tôi và anh cứ như vậy ngồi cạnh nhau rất lâu không ai nói với ai câu gì lâu ngày không gặp tôi và anh có chút ngượng ngập đến thở cũng chẳng dám thở mạnh mãi sau huy mới lên tiếng hôm nay là ngày vui sao em lại khóc đó là việc riêng của tôi anh có mặt ở đây làm gì vì anh biết ở đây có em Mà Khánh không về cùng hai mẹ con em mà Nghe câu hỏi của Huy Tôi cảm thấy khó hiểu Câu hỏi của Huy có ý là gì chứ Dường như Huy đang hiểu lầm chuyện gì đó Hay Huy nghĩ rằng Bình An Là con trai của Khánh Như vậy càng tốt Chuyện ly hôn sẽ được suôn sẻ hơn Khánh bận Nên không về được Chắc rời xa anh em sống tốt lắm nhỉ Thấy em hạnh phúc thế này có một gia đình nhỏ thế này Anh cũng yên tâm để em rời đi Nhìn anh cũng hạnh phúc mà Xin ba bây giờ cũng có gia đình trọn vẹn Được ở với cả ba và mẹ Chắc là thằng bé cũng vui lắm Huy sững người nhìn tôi Hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại Anh hỏi tôi Em đang nói cái gì vậy? Có phải em đang nghĩ Là anh đón mẹ con Thúy về Ở cùng với anh không? Đúng thế, để em hiểu lầm thế này, đúng là lỗi của anh. Vốn dĩ anh định lựa thời gian để kể hết cho em mọi chuyện, nhưng anh chưa kịp nói, em lại bỏ anh mà đi. Simba không phải là con ruột của anh. Thằng bé là con của thằng bạn thân của anh và Thúy. Nhưng ngày Simba ra đời, cũng là ngày ba thằng bé bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Trước khi bạn anh nhắm mắt xuôi tay, anh đã hứa với nó là sẽ thay nó chăm sóc cho Simba thật tốt. Vì thế mà Simba nhận anh làm ba đứa đầu. Nghe những lời Huy kể đầu của tôi bỗng đổ dầm một tiếng tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm sao. Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn thì cuộc hôn nhân của tôi và anh đâu đi đến kết cục như ngày hôm nay và tôi đâu phải chịu khổ sở trong suốt hai năm qua chứ. Tôi ấm ức và liên tục đấm vào người của anh trách móc. Bây giờ anh nói ra chỉ còn nghĩa lý gì mọi thứ đã quá muộn màng rồi nói rồi tôi bật khóc nức nở tôi rừng rừng hỏi anh thì anh với chị thúy thì sao rõ ràng hai người có tình cảm với nhau có đúng không không hề đối với thúy anh chỉ có thấy thương cảm thôi vậy tại sao trong phòng anh anh cất giữ tất cả những cuốn sách của chị thúy tặng anh còn trân trọng đến mức không cho phép ai động vào thế không phải là tình yêu à thế là cái gì đúng là hồi cấp ba anh có yêu thúy nhưng khi biết thúy yêu dương là bạn thân của anh anh đã từ bỏ thật ra thì nhờ những cuốn sách nâng cao đầu tiên đó anh mới được như ngày hôm nay với lại hồi đó anh rất ghét em Và không muốn em động vào bất cứ thứ gì của anh vì vậy hôm đó anh mới phản ứng với em như vậy bây giờ nghĩ lại anh hối hận lắm phương à Hối hận à? Hối hận muộn màng rồi. Đúng, đúng là muộn rồi. Em với Khánh chưa tổ chức đám cưới. Là vì em chưa ly hôn với anh có đúng không? Vậy hôm nay anh giải thoát cho em. Nói rồi Huy đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt tôi. Anh không chần chừ mà nhanh chóng ký vào tờ giấy. Sau đó anh đưa bút cho tôi. Tôi run run nhận bút từ tay của anh bây giờ tôi phải làm sao đây nếu như tôi ký vào tờ giấy này thì bình an mãi mãi mang tiếng là một đứa trẻ không có ba còn nếu như tôi không ký và tôi kể hết mọi sự thật cho huy biết thì liệu chúng tôi có thể làm lại từ đầu được không và hai bên gia đình liệu có chấp nhận vì vốn dĩ hôn nhân của chúng tôi như giọt nước tràn ly khó có thể hàn gắn thế rồi tôi quyết định ký nhưng khi vừa đặt bút vào tờ giấy thì bỗng nhiên bình an ngọ nguậy miệng còn vừa kêu vừa lần vào trong áo của mẹ để tìm vú biết con khát sữa tôi liền đưa bút cho huy rồi nói anh chờ em một chút em cho thằng bé bú đã huy tròn xoay mắt lên nhìn cứ như kiểu lần đầu tiên anh được nhìn thấy một người phụ nữ cho con bú thì phải anh nhìn chằm chằm vào ngực tôi khiến tôi đỏ cả mặt anh quay mặt ra chỗ khác đi sao anh có thể nhìn vào ngực người khác chằm chằm như thế ơ ừ, anh nhìn thằng bé chứ đâu có nhìn ngực em anh còn anh còn nhưng anh nói cái này em đừng giận anh nhé chuyện gì anh nói đi nhìn thằng bé nó rất giống anh anh chẳng thấy có nét gì giống khánh liệu có phải thôi ý anh là gì anh nghĩ rằng tôi ngủ với cả khánh nên bây giờ sinh con ra không biết con của ai à không anh không có ý đó mà anh muốn anh muốn bế thằng bé một chút có được không anh đang nghi ngờ chứ gì anh đang nghĩ rằng bình an là con của anh à đúng anh có cảm giác như vậy vậy thì cảm giác của anh đúng rồi đấy bình an chính là con trai của anh đấy nghe tôi nói như vậy đôi mắt của huy sáng rực anh dừng suốt nhìn tôi sau đó lại nhìn bình an Câu nói của tôi quá đột ngột Khiến cho anh không khỏi bị sốc Anh nói với giọng run rẩy Em Em nói thật chứ Lúc này Huy ôm chặt bình an trong vòng tay Anh xúc động đến nỗi khóe mắt bây giờ Đã đỏ hoe Nhìn hai ba con ôm nhau như vậy Tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm Vậy là cuối cùng Con cũng được nhận ba của mình Một chút hạnh phúc dâng lên trong lòng tôi Đã lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác này anh vòng tay ra sau đó ôm cả tôi vào lòng anh xúc động lên tiếng xin lỗi và cảm ơn em anh rất yêu hai mẹ con cảm giác lúc này của tôi thật sự là dễ chịu tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập phập phồng trong lồng ngực của anh tôi bồi hồi giống như mới yêu vậy tôi béo má bình an sau đó lên tiếng Ba của con đấy Con chào ba đi Bình An ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Huy Cậu bé nhoẻn miệng cười Ba, ba Chắc là Huy hạnh phúc lắm Anh hôn lên má của Bình An Giọng nói nghẹn ngào Cảm ơn con đã đến với ba mẹ Nhờ có con mà ba mẹ Mới có thể nắm tay nhau Thêm một lần nữa Nụ cười trên môi của Huy rạng rỡ hơn bao giờ hết một tay anh bế bình an tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi chúng tôi bước vào bên trong khách sạn và khiến tất cả mọi người có mặt trong đó đều rất ngạc nhiên mẹ tôi nhăn mặt sau đó tiến lại gần đánh nhẹ lên người tôi chuyện gì thế này con bị mất trí rồi hả phương dù bị mẹ đánh nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào tôi mỉm cười giải thích với mẹ chú con đã nói rõ mọi chuyện với nhau rồi hóa ra tất cả chỉ là hiểu nhầm mẹ ạ nếu trước kia chúng con chịu ngồi xuống nói chuyện tâm sự nỗi lòng ra với nhau thì mọi chuyện bây giờ đã khác à là sao nói rõ mẹ nghe xem nào về nhà con sẽ nói rõ với mọi người nhưng mọi hiểu lầm được hóa giải rồi à huy vẫn là con rể yêu quý của ba mẹ mẹ lúc này mới lửa mắt nhìn tôi sau đó nhìn sang huy Ngày trước thì yêu quý thật, nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Tôi phì cười sau đó kéo cả mẹ và Huy vào trong bữa tiệc. Mọi người cùng nhau ăn uống, hát hò, chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Đến tận tối mịt mới tan tiệc. Huy đưa hai mẹ con tôi về. Trên đường về, anh cứ luôn miệng rủ dê. Nhà chú thím đông người thế, ở chắc chật trội lắm. Hai mẹ con về nhà ngủ với ba, nhá. Dù tha thứ cho anh rồi, nhưng em vẫn giận anh phải đến để xin phép ba mẹ em rước em về thì em mới chịu thì tối nay cứ về nhà đi mai anh gọi cả ông bà nội lên để xin hai mẹ con về được không không được bao giờ xin đàng hoàng mới về giờ anh đưa hai mẹ con em về nhà chú thím đi nhanh lên đi mà từ khi em đi ngôi nhà lạnh lẽo lắm ôi giời tưởng hai năm qua anh đưa nhiều gái về lắm anh thề giường của anh chưa có cô gái nào được đặt chân lên ngoại trừ em em không tin anh nói thật đấy ngoài em ra anh chả có cảm xúc với ai cả miệng tôi cứ nói vậy thôi chứ trong lòng của tôi lúc này vui lắm nhưng tôi vẫn muốn làm khó anh một chút tôi kiên quyết đòi về nhà chú thím chứ không về nhà anh đưa hai mẹ con tôi về nhà chú thím anh cứ lưu luyến mãi Sáng mai anh đến Anh đưa hai mẹ con đi chơi nhé Ừ, em biết rồi Tôi và Bình An giơ tay chào Huy Sau đó bước vào trong nhà Vừa về đến nhà Mẹ tôi chặn ngay trước cửa Mẹ sốt sắng hỏi tôi Kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe xem nào Mẹ Để con vào trong nhà đã Mẹ kéo tôi và Bình An vào trong nhà Chú thím ba mẹ và anh Long Đang ngồi sẵn để chờ tôi về tôi chậm rãi ngồi xuống ghế sau đó kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe nghe xong ai cũng lên tiếng trách móc tôi thấy chưa đã là vợ chồng rồi thì phải ngồi xuống mà cùng nhau giải quyết hiểu nhầm chứ chưa gì đã đòi ly hôn đúng là tự mình làm khổ mình con con xin lỗi thôi được rồi hôm nay lo công việc chắc mọi người cũng mệt mỏi rồi mọi người đi nghỉ sớm đi sáng sớm hôm sau khi tôi và bình an đang còn ngon giấc thì bỗng có một bàn tay ấm luồn vào trong áo của tôi tôi bỗng giật mình ngồi dậy nhìn thấy huy tôi liền đập vào người anh sau đó cau có cái tay hư hỏng của anh kệ anh muốn kiểm tra kiểm tra cái gì mà kiểm tra bây giờ đẻ con rồi đang còn sập sệ lắm không cho kiểm tra thôi mà anh nhớ hai mẹ con anh cũng ngủ được đâu cho anh ôm tí. Tôi bĩu môi sau đó đứng dậy bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc ra ngoài để thay quần áo, tôi thấy Huy đang diện đẹp cho Bình An rồi, nhìn hai ba con quấn quýt nhau chăm sóc cho nhau thế này, tôi cứ đứng ngắm nhìn mãi. Bất giác, môi của tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Huy đưa hai mẹ con đi ăn sáng, sau đó mới đi chơi. Phương này, em muốn đưa Bình An đi đâu? dẫn Bình An đến công viên thủ lệ cho con tham quan nhé tìm hiểu các loại động vật được không anh? Ừ, được chứ đi dạo được một lúc thì Bình An đòi đi vệ sinh tôi định đưa con đi thì Huy nói rằng để đấy anh đưa cho em cứ ngồi nghỉ đi anh bế con đi lâu không đi bộ hôm nay mới đi có một chút đôi chân của tôi lúc này đã rã rời tôi tìm một chiếc ghế đá gần đó để ngồi xuống đang lấy cái mũ quạt cho bớt nóng thì tôi thấy tiếng một cậu bé lên tiếng nói. "Mẹ ơi, cô kia là ai mà con nhìn quen thế ạ?" À? Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì liền bắt gặp ánh mắt của chị Thúy đang nhìn tôi đầy căm hận, chị nghiến răng nói với Simba. "Con quen là đúng rồi, cô ấy đã cướp mất ba huy của con đấy." Simba nghe thấy mẹ nói như vậy liền tức tối, chạy tới và dùng tay liên tục đấm vào người tôi. Tôi quá bất ngờ, nên cứng đơ người. Vài giây sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt lấy tay của Simba, sau đó nhìn thẳng vào mặt chị Thúy. Chị Thúy, thằng bé mới 5 tuổi, tại sao chị dạy con như thế? Chị không biết dạy con à? Ai cướp của ai? Chị không cảm thấy nực cười sao? Huy là chồng của tôi, cũng là ba ruột của con tôi. Tôi chẳng giành giận của ai cả. Nghe những lời tôi nói, chị thúy càng tức giận hơn chị tiến lại chỗ tôi sau đó giơ tay lên định đánh tôi nhưng cánh tay của chị còn chưa kịp hạ xuống má của tôi thì đã bị huy bóp chặt ánh mắt của anh nhìn chị cũng đầy giận dữ anh đẩy mạnh thúy ngã xuống đất sau đó nghiêm nghị nói cô làm sao thế à cô dám tát vợ tôi cô là cái quái gì hồi cấp ba chẳng phải là cậu thích tôi à nếu không có nó thì giờ này cậu đã đồng ý cưới tôi xin bà cũng có một gia đình trọn vẹn cậu đã hứa với dương là cậu sẽ chăm sóc mẹ con tôi cơ mà đúng là tôi hứa với dương sẽ chăm sóc hai mẹ con cô để hai mẹ con cô không phải vất vả ở cái đất hà nội này nhưng mà tôi nói rằng tôi chăm sóc chứ tôi không nói là tôi lấy cô hình như cô bị nhầm lẫn rồi với lại những chuyện cô từng làm cô tưởng rằng tôi không biết sao tôi tôi làm chuyện gì chứ thế thì tôi nói cho cô nghe người hách cctv ở phòng tôi chính là cô và mục đích của cô như thế nào thì cô tự hiểu nhưng mà cô không dừng mọi chuyện ở đó cô lại muốn chia rẽ gia đình tôi chính cô là người thuê chụp những bức ảnh sau đó cô gửi cho mẹ chồng của phương để phương bị đuổi đi không những vậy trong suốt thời gian phương làm việc trong nhà hàng bao lần đã bị cô bắt nạt Cô làm khó vợ tôi Tôi biết hết chứ Nhưng bởi vì tôi thương thằng bé Mà tôi để nguyên cho cô Ngồi cái ghế quản lý đó Bây giờ cô muốn thế nào Hay là tôi cho cô xuống làm phục vụ Thì lúc đó cô mới tỉnh ngộ Tất cả những việc mà tớ làm Là bởi vì tớ muốn Simba có một gia đình trọn vẹn Và có một người ba giống như cậu Tớ xin lỗi Vì những việc tớ gây ra nhưng xin cậu hãy nghĩ đến tình bạn mà tha thứ cho tớ. Và xin cậu hãy nghĩ đến Simba. Huy thở dài sau đó ngồi xuống nói chuyện với Simba. Ba bây giờ cũng có gia đình riêng. Ba không thể nào thường xuyên đến thăm con như trước. Con lớn rồi. Con phải tự chăm sóc bản thân nhé. Nhưng mà ba hứa mỗi cuối tuần sẽ dẫn con và em bình an đi chơi cùng nhau. Con có chịu không nào? Simba nghe như vậy thì bén lẽn gật đầu. Ba ơi, ba đừng quên con nhé. Ừ, tất nhiên rồi. Ba không quên con đâu. Chị Thúy đau đớn đứng dậy dắt Simba đi. Tôi cũng không còn tâm trạng mà chơi bời gì nữa. Nên nói với Huy đưa hai mẹ con tôi về sớm. Tôi chẳng ngờ chị Thúy lại là người chủ mưu sau tất cả mọi chuyện. Dù chị ấy đáng trách thật, nhưng tôi cũng thầm cảm ơn nhờ chị ấy mà tôi được gặp và nên duyên cùng với Huy. Gia đình tôi ở nhà chú thím thêm một ngày nữa, sau đó mới về quê. Nhà cửa bỏ lâu ngày, nên bây giờ bụi bặm đã bám đầy. Cả nhà tôi lại mất nguyên một ngày để dọn dẹp. Tôi thấy rõ nét vui tươi trên gương mặt của ba mẹ. Bao nhiêu lần ba mẹ nói nhớ quê, nhớ nghề, nhưng vì không yên tâm để mẹ con tôi ở Sài Gòn, nên ba mẹ vẫn cố gắng ở lại để chăm sóc cho cháu giờ tôi và huy đã quay lại bên nhau nên ba mẹ tôi yên tâm về quê và trồng hoa ngày hôm sau cả gia đình huy đến nhà tôi để xin hai mẹ con tôi về bên đó mẹ chồng tôi cũng mở lời xin lỗi gia đình tôi vì đã hành động thiếu suy nghĩ lúc đó mọi chuyện đã qua nên gia đình tôi cũng không muốn nhắc lại tôi phụng phịu nói với mẹ chồng mẹ từ nay mẹ phải tin con dâu mẹ đấy Mẹ biết rồi mà. Cảm ơn con đã cho ba mẹ được gặp lại cháu. Tôi lại về làm trợ lý cho anh, sắp xếp và quản lý tất cả các lịch trình của Huy, vì thế mà tôi và anh 24 giờ trên 24 giờ ở bên nhau. Nhiều người hỏi tôi là ngày nào cũng kè kè bên nhau như vậy, không thấy chán sao? Tôi chỉ mỉm cười và trả lời là không. Hai năm chúng tôi rời xa nhau đã là quá đủ rồi. Bây giờ tôi không muốn rời xa anh thêm một giây một phút nào nữa. Vì đối với tôi, ở bên anh cả đời vẫn chưa thấy đủ. Bình an thì thoảng vẫn nhớ và nhắc tới bà Khánh. Tôi định sẽ sắp xếp một ngày để đưa con vào Sài Gòn thăm ba nuôi. Thế nhưng từ hồi tôi về Hà Nội đến giờ, tôi không thể nào liên lạc được với Khánh. Như kiểu cậu ấy đang cố tình tránh né tôi. Bao nhiêu lần tôi cố gắng liên lạc đều không được, tôi thấy rất là bực bội và từ đó, tôi không bao giờ gọi cho Khánh nữa. Rồi đùng một cái, tôi nhận được dòng tin nhắn của Khánh. Chúc mẹ con Phương luôn bình an và hạnh phúc nhé. Tôi phải rời xa nơi này rồi. Tạm biệt Phương, người tôi đã từng rất yêu. Đọc xong dòng tin nhắn đó, tôi lập tức gọi cho Khánh nhưng không liên lạc được. Cậu ấy đi đâu chứ? Tại sao lại nói những lời buồn đến như vậy? Vài ngày sau khi đến nhà hàng tiếp khách cùng Huy, tôi có gặp lại Dương Cầm. Tôi có hỏi Dương Cầm về Khánh, thì mới biết rằng Khánh đã ra nước ngoài, định cư luôn bên đó. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua đều là những ngày hạnh phúc và ý nghĩa. Vì bên cạnh tôi luôn có anh và con trai. Ngày nào trước khi đi ngủ, anh cũng đều hôn và nói với tôi. Vợ chồng mình mãi mãi hạnh phúc bên nhau thế này nhá. Anh yêu vợ rất nhiều. Cuộc đời em cũng thật may mắn khi được gặp anh và yêu anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba mẹ là công chức nhà nước. Vì vậy mà ba mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Ba mẹ tôi chỉ có một người con trai nên ông bà kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Từ nhỏ cho đến lớn, hầu hết thời gian của tôi là dành cho việc học. Vì thế mà tôi không có nhiều bạn bè và toàn tự khép kín mình. Mãi cho đến năm tôi vào cấp 2, tôi mới có Dương và Thúy là bạn thân. Ba người bọn tôi rất thân thiết với nhau, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh gia đình và hai người bạn là Dương và Thúy. Những năm tháng đó chúng tôi cùng giúp nhau học tập, thành tích học tập của ba chúng tôi lúc nào cũng dẫn đầu lớp. Dương có sở thích chụp ảnh. Cứ hệ được nghỉ học là cậu ấy lại vác máy ảnh đi khắp đường làng ngõ xóm để chụp. Vậy mà sau này, khi tôi thành lập công ty, cậu là người giúp tôi làm hình ảnh và quảng bá sản phẩm cho công ty. Thành công ngày hôm nay của tôi, Dương là người có công rất lớn. Còn Thúy, thường ngày hay lui tới những hiệu sách, có cuốn sách nào hay, cậu ấy đều mua tặng cho tôi. Nhờ sự quan tâm dịu dàng của Thúy mà tôi đã bị say nắng cậu ấy. Nhưng hồi đó tôi nghĩ rằng chúng tôi còn trẻ, tình bạn của ba người đang rất tốt nên không muốn vì cảm xúc riêng của bản thân mà làm mất đi những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ này. Tôi dự định khi nào thi đỗ đại học, tôi sẽ thổ lộ tình cảm với Thúy. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, Dương và Thúy công khai có tình cảm với nhau, vậy nên tôi chỉ còn biết giấu chặt tình cảm vào tận đáy lòng và sẽ không bao giờ nói ra. Chỉ tiếc là cuộc đời của Dương rất là ngắn ngủi, cậu ấy còn chưa kịp nhìn mặt cậu con trai thì phải vĩnh biệt cõi trần này. Tôi vẫn nhớ ánh mắt đau đớn của Dương, cậu ấy nhìn tôi đầy tha thiết và cố gắng dồn hết sức lực còn lại để dặn dò tôi yêu thương và chăm sóc Simba giúp cậu ấy. Từ đó tôi nhận Simba làm con nuôi và giúp đỡ Thúy Tôi không ngờ rằng chính vì những điều tưởng chừng bình thường đó lại ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của tôi và làm khổ người tôi yêu vì sự tham lam và ích kỷ của mẹ Simba. Người ta nói ghét của nào trời trao của đấy, quả thật tôi thấy câu này rất đúng. Cái người mà tôi từng ghét cay ghét đắng vậy mà sau này lại là vợ của tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ yêu hoa, ngày nào trong nhà tôi cũng có vài bình hoa tươi ở quê tôi nổi tiếng có vườn hoa hoàng hương vườn đó có nhiều loài hoa nhất và cũng là chất lượng nhất vùng nên mẹ tôi thường hay lui tới đó để mua có lần mẹ còn đưa cả tôi theo tôi thì không đam mê hoa như mẹ tôi chỉ thích duy nhất một loại hoa đó là phong lan loài hoa nhìn thuần khiết và thanh lịch mà vườn hoa đó quá rộng ngó tới ngó lui tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng cây phong lan nào tôi tò mò hỏi bác chủ vườn Bác ơi, vườn nhà bác có trồng phong lan không ạ? À? Bác chủ vườn còn chưa kịp trả lời, thì đâu đó có một con bé tóc đuôi gà phi đến, nó nhanh nhầu nói với tôi: Có chứ, hoa phong lan nhà em, trồng tít được cuối vườn. Anh muốn đi xem không? Vì tôi ít giao tiếp với người lạ, nên khi thấy con bé nhiệt tình như vậy, tôi có chút rụt rè. Mẹ tôi thấy vậy, liền quay sang nói với con bé. Cháu dẫn anh đi xem phong lan hộ bác nhá. Anh thích loài hoa đó lắm. Dạ vâng ạ. À. Con bé rất tự nhiên nắm lấy tay tôi kéo đi. Trên đường đi tới vườn lan, con bé luôn miệng hỏi. Anh tên là gì? Huy. Em tên Bích Phương. Anh thấy tên em có đẹp không? Ừ. Ừ là gì? Ừ thì đẹp. Con bé thích lắm, cười tít hết cả mắt. Tôi ấn tượng về hai cái má bánh bao của con bé Nhìn là chỉ muốn véo cho vài cái Anh Huy này Anh ăn cái gì mà trắng thế Em cũng trắng mà Nhưng em là con gái Không trắng bằng anh Anh lại còn cao nữa chứ Tôi chỉ cười chứ không nói gì Con bé này đúng là điệu đà Có vẻ rất quan trọng về bề ngoài Đến vườn lan Con bé bắt đầu hớn hở giới thiệu Đây là vườn lan nhà em có tầm gần 20 loại mà em quên mất tên của từng loại rồi. Anh Huy này, anh có thấy em béo không ạ? Ừm, em béo nhưng mà tôi còn chưa kịp nói từ dễ thương thì con bé đã hét lên chói tai. Nó tức tối tiến lại cắn mạnh vào cánh tay của tôi đến bật máu. Làm xong nó còn chạy biến đi mất, bỏ lại tôi bơ vơ giữa khu vườn rộng lớn. Lần đầu tiên trong đời tôi bị một đứa con gái đối xử như vậy. Tôi hoang mang đến tột độ, tôi cứ đứng ngây người ra. Sao con bé đó lại dữ dằn đến như vậy chứ? Tôi cố gắng giữ chặt vết cắn để cầm máu, vì sợ mẹ tôi sẽ làm to chuyện nên tôi lấy áo để che đi vết thương. Nhưng cuối cùng, mẹ tôi cũng phát hiện được. Tay của con bị làm sao thế kia? Ờ, à, dạ tay con bị gái Hoa đâm vào ạ. À? Là cái phương nhà bác nó làm. Có đúng không? Bác ngại quá. Thay mặt con gái, xin lỗi cháu nhé. Tối nay bác về, bác cho nó một trận. Đúng là càng ngày, càng quá quắt rồi. Mẹ tôi lúc này thấy vậy liền cười, sau đó lên tiếng. Không sao đâu, cháu nó còn bé. Anh chị cứ từ từ dạy bảo cháu, chưa đừng có đánh. Đánh không phải là cách hay đâu. Chả giấu gì chị, con gái tôi nhìn vậy thôi chứ khó bảo lắm cả nhà tôi ai cũng đau đầu vì nó đấy chị xem con gái con đứa mà lại cắn anh ra nông nỗi này đây nói xong bác hoàng dẫn tôi ra vườn lan bác bảo tôi thích chậu lan nào thì bác tặng coi như làm quà xin lỗi tôi tưởng chuyện này cứ như vậy là xong thế mà vài ngày sau bác hoàng đột nhiên dẫn phương đến nhà tôi để xin lỗi nhưng tôi biết thừa con bé bị bắt ép đi vì cái miệng của nó nói xin lỗi nhưng mà cái mặt của nó nhìn thấy tôi Như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy Trước khi ra về Con bé còn lầm bầm vào tai của tôi Anh chính là kẻ thù của tôi Và cả tháng sau đó Tôi cứ bị ám ảnh Bởi vì đứa bé này Thực ra là tôi thấy sợ Từ lần đó tôi không bao giờ dám quay trở lại vườn hoa nữa Rồi thời gian trôi đi Tôi cũng quên hẳn Con bé tóc đuôi gà năm nào Ba mẹ tôi làm công chức Nên muốn tôi học xong Thì về huyện làm Nhưng tôi lại muốn kinh doanh Vì vậy mà sau khi ra trường Tôi ở lại Hà Nội để lập nghiệp Nhờ hậu thuẫn của ba mẹ và bạn bè giúp đỡ Chỉ sau hơn 2 năm Tôi đã tự gầy dựng được công ty riêng của mình Vào một buổi tối Tôi đi uống cà phê với mấy người bạn thì bỗng nhiên nghe thấy cuộc cãi vã lớn ở quầy lễ tân Giọng một đứa con gái lanh lành vang lên ba mẹ không thương con gì con lớn rồi yêu ai lấy ai là tự con lựa chọn và quyết định chứ ạ à? tại sao ba mẹ luôn ngăn cấm tình yêu của chúng con nếu như không thương mày ba mẹ đã mặc xác mày muốn làm gì thì làm rồi ba mẹ không đồng ý cho con lấy chồng ngoại quốc con còn trẻ chưa hiểu hết được chuyện này nếu con cứ cố cãi lại cha mẹ thì người đau khổ là con không được ở bên cạnh người mình yêu đó mới là đau khổ rồi đứa con gái đó dắt tay người yêu rời khỏi quán mặt mày rất là quen dù lớn nhưng không khác hồi nhỏ là bao gương mặt mà tôi đã mất một thời gian dài bị ám ảnh sau một hồi suy nghĩ tôi nhận ra ngay đó chính là con bé tóc đuôi gà năm nào qua buổi tối hôm đó tôi lại càng thêm ấn tượng xấu về con bé một đứa con gái cứng đầu và bướng bỉnh cái nết vẫn y chang như hồi bé và dường như tôi và em như định mệnh đã sắp đặt một năm sau ngày ở quán cà phê đó tôi gặp lại em ở vườn hoa em thấy bực bội khi tôi đỗ xe giữa lối đi tôi thì sẵn không thích em rồi nên tỏ luôn cái thái độ khó chịu bây giờ tôi lớn rồi nên tôi không còn cảm giác sợ hãi giống như khi xưa gặp em nữa nhưng cái mặt của em thì vẫn vô cùng đáng ghét tần suất chúng tôi tình cờ gặp nhau càng nhiều hết lần ở vườn hoa lại đến lần đi nhờ xe và đến lần thứ ba thì chúng tôi xảy ra cái đêm định mệnh đó. Sau đêm định mệnh, tâm trí của tôi luôn bị hình ảnh của em chiếm giữ. Dù ghét em nhưng tôi phải thú thật là tôi muốn chiếm hữu em. Trước mặt em tôi cứ luôn lạnh nhạt, ra vẻ vậy thôi. Chứ thực ra trong lòng rất muốn có em. Tôi rất thích trêu và làm khó em. Bề ngoài tôi luôn tỏ ra lạnh lùng. Thật tâm Tôi rất muốn được quan tâm em. Càng ở bên cạnh em, tôi càng nhận ra rằng em là một cô gái rất kiên cường và em là một cô gái rất đặc biệt trong lòng tôi. Tôi ghét em gần gũi với những người đàn ông khác. Đã bao lần tôi ngầm cảnh báo, vậy mà em không hề biết. Em vẫn luôn vô tư nói chuyện và gần gũi với Khánh, khiến cho tôi bực bội vô cùng. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì, bởi vì em quá cứng đầu dù yêu em nhưng tôi chưa bao giờ thổ lộ vì tôi chưa rõ tình cảm của em đối với tôi là như thế nào tôi không muốn ép buộc em nên tôi muốn để tình cảm của tôi và em tiến triển theo một cách tự nhiên nhất và rồi em liên tục muốn ly hôn em không chịu được nữa và em muốn rời bỏ tôi cảm giác lúc đó đối với tôi thật đắng thật là chua xót tôi như một thằng mất hồn lao đi tìm em tôi bỏ mặc tất cả mọi thứ để rong ruổi hết các con phố hà nội chỉ để được nhìn thấy bóng dáng em và khi hay tin em vào sài gòn tôi ngay lập tức vào đó để tìm em nhưng tôi không hề biết về địa chỉ của em đang sống tôi lại một lần nữa đi khắp các con phố ở sài gòn để tìm em trong vô vọng không tìm được em tôi quay về hà nội và lao đầu vào công việc thì thoảng tôi vẫn bay vào Sài Gòn để tìm em Và rồi cuối cùng tôi cũng gặp em Nhưng chớ trêu thay Tôi đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Một đứa bé vui vẻ gọi Khánh là ba Và gọi em là mẹ Lúc đó tôi cảm tưởng bản thân như bị rơi xuống vực thẳm Lần đầu tiên giọt nước mắt của tôi rơi Tôi tưởng rằng tôi đã mất em thật rồi Nhưng mọi chuyện đến với tôi như một giấc mơ em quay trở về và nói rằng bình an chính là con trai của tôi cảm giác vỡ hòa trong hạnh phúc tôi xúc động đến mức cả người run lên từng đợt tôi ôm em và con vào lòng cảm nhận từng hơi thở và nhịp tim của em thời gian qua em vất vả quá và tại sao tôi lại không nhận ra rằng bình an chính là con trai của tôi chứ thằng bé rất giống tôi tôi đã trách nhầm em và khánh tôi đã hiểu nhầm em Thế nên cả cuộc đời này Tôi sẽ bù đắp lại cho em Cả cuộc đời này Tôi chỉ dành một tình yêu Cho cô gái tóc đuôi gà Hạnh phúc rất khó để kiếm tìm Và khi bây giờ đã có hạnh phúc trong tay Tôi sẽ cố gắng giữ lấy nó Yêu em Bích Phương Ngày 17 tháng 4 năm 2021 Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn của bộ truyện này rồi. À, tập cuối có những tình tiết và ngoại truyện đã giúp cho chúng ta hiểu được rằng là à thì xa, tất cả mọi thứ chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Sau khi mà biết được bộ mặt thật của Thúy và đứa con của Thúy thì cô gái tên Phương của chúng ta mới quyết định trao trái tim của mình một lần nữa cho Huy đúng không ạ? Tâm An cũng thấy rằng quyết định này là đúng đắn. Khi mà một người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ đến nhường nào đi chăng nữa thì họ cũng cần có một bờ vai để tựa vào. Và Huy thật sự chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Anh ấy lúc nào cũng có cô ở trong trái tim của mình và chưa bao giờ làm điều gì đó để khiến cho cô bị tổn thương. Và Tâm An rất vui khi cái kết của câu chuyện này là một cái kết vô cùng hoàn hảo. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe trong suốt 7 tập vừa qua, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về bộ chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn bây giờ Tâm An xin phép được chào tất cả quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bộ chuyện mới vô cùng hấp dẫn và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.